thuộc chúng ta, quen thuộc sư phụ, quen thuộc quân quân, quen thuộc mỗi người, thậm chí còn quen thuộc toàn thế giới thế cục, bao quát chiến ưng quốc sau lưng Vĩnh Hằng quốc độ những thứ này. Từ một điểm này xem ra, lại không giống như là chấn Ma Ti bên trong người làm. Chấn Ma Ti ở trong đối với ngoại giới tương đối quen thuộc cũng chính là Bắc Các, nhưng Bắc Các trên dưới không có khả năng. Khác chấn Ma Ti bên trong người theo lý mà nói căn bản chưa quen thuộc tình huống ngoại giới. Chấn ma ti bên trong người từng cái cao cao tại thượng, tự xưng là cao quý, là khinh thường với đi tìm hiểu phía ngoài. Nhưng cái này cũng có thể là cái thế lực này vừa vận lợi hại một điểm, bọn hắn có thể thả xuống cao quý tư thái, đi tìm hiểu bọn hắn khinh bỉ tầng thấp đồ vật. Tiêu phong đem Diệp Quân Lâm ngờ tới toàn bộ nói ra. Nghe cung thiên thu mí mắt trực nhảy, toàn thân run rẩy. Những suy đoán này kỳ thực rất tiếp cận rất gần. Đúng a, à. Chấn ma ti trên dưới toàn bộ tự xưng là cao quý, không có người nào đi tìm hiểu tình huống ngoại giới. Từng cái cao ngạo không được. Thậm chí thập đại thiên kiêu những thứ này đi tìm Diệp Quân Lâm thời điểm, cũng bị mất hiểu rõ ràng Diệp Quân Lâm thực lực chân chính. Ngược lại là nàng, nguyện ý thả xuống tư thái, đi tìm hiểu ngoại giới hết thảy. Bởi vậy Nhật bảo nàng rất quen thuộc. Đến nỗi hiểu rõ Diệp Quân Lâm, đó hoàn toàn là bởi vì trước mắt tiêu phong. Quả nhiên a à, Nàng vẫn là đánh giá thấp Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm lại ở đây sao trong thời gian ngắn, đều phân tích một bước này. Nhìn xem Tiêu Phong, cung thiên thu vậy mà người đổ mồ hôi lạnh tới. Vạn hạnh trong bất hạnh a. À. Nàng bây giờ đặc biệt may mắn một điểm, chính là không có cùng Tiêu Phong đi gặp Diệp Quân Lâm. Nếu như quá sớm bại lộ chính mình, như vậy hiện tại phát sinh loại tình huống này. Diệp Quân Lâm đều không cần phân tích, trực tiếp tìm chính mình. Hô Cung thiên thu thần sắc khẩn trương, thở hồng hộc. Có thể không sợ sao. Kém một chút liền bại lộ. Diệp quân lâm vẫn là thật lợi hại. nam thần không biết quỷ không hay như thế, vậy mà cơ hồ đều muốn bị đoán được. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn đều biết bại lộ. Chính mình tốc độ trưởng thành có thể không sánh bằng Diệp quân lâm truy tra tốc độ. Vốn cho là mình cũng tại cái này phía trước trưởng thành. Nhất là thôn vệ thập đại thiên kiêu cùng với bác các tam thánh công lực sau, nàng càng là lòng tin tăng gấp bội. Thật không nghĩ đến nguy cơ đã sắp phủ xuống. Chính mình sớm muộn đều biết bại lộ. Thì nhìn lúc kia, mình có thể hay không trưởng thành đến tình cảnh liền diệp quân lâm đều không biện pháp. Nguy cơ, tràn đầy cũng là nguy cơ. Mình bây giờ hoàn toàn không đủ để ứng phó diệp quân lâm A. Cốt đại sư chế tạo ra thôn vệ linh can linh cốt đi ra, cần thời gian. Chính mình cấy ghép căn cốt cũng cần thời gian thích ứng cùng hoàn toàn trưởng khống mới linh căn linh cốt cũng cần thời gian cộng lại nhưng là lớn chính mình cũng liền phiền toái diệp quân lâm nói không chừng trước lúc này đều có thể tìm được chính mình càng nghĩ càng hoảng cung thiên thu đã bắt đầu sắc mặt trắng bệch đều đổ mồ hôi lạnh thiên thu ngươi thế nào như thế nào sợ thành dạng này tiêu phong phát hiện cung thiên thu khác thường nhịn không được hỏi a à, ta cung thiên thu tựa hồ muốn lời nói không mạch lạc a à, thiên thu ngươi không sao chứ. Tiêu phong hù dọa, đây là thế nào? Sẽ sợ đến như vậy? Quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ, có vấn đề gì? Giờ khắc này, tiêu phong luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng trong lúc nhất thời lại không nói ra được. Vẫn còn có đem sư phụ cùng huyền minh dị tộc còn có chấn ma ti tam phương đùa bỡn trong lòng bàn tay thế lực. Cung thiên thu cũng ý thức được chính mình phản ứng quá khích, lại xuống đi mà nói, liền bị phát hiện nàng lập tức run rẩy nói giả trang ra một bộ siêu cấp sợ hãi dáng vẻ đúng vậy a à, trước mắt mà nói trăm phần trăm có tiêu phong nói rất khẳng định đạo ta như thế nào không có biết một chút nào ta cũng không cách nào tưởng tượng đến cùng là dạng gì thế lực có thể đem cái này tam phương trêu đùa đây không có khả năng a à. cung thiên thu còn tại rung động ở trong tiêu phong lập tức bỏ đi tất cả lo nghĩ cười nói cũng là bởi vì cái này thế lực rất có thể ẩn giấu đừng nói là ngươi căn bản liền không có người biết a à. bất quá sư phụ tất nhiên tra xét hơn nữa vừa vặn chấn ma ti nhất thống cái này thế lực không gian sinh tồn rất nhỏ rất dễ dàng bị cha được cung thiên thu nội tâm kinh hoàng đúng là như thế bây giờ các phương diện đều là đối với chính mình bất lợi diệp quân lâm đã để mắt tới lấy năng lực của hắn rất nhanh liền có thể bắt được chính mình vô luận chính mình dù thế nào ẩn tàng cũng là tránh không khỏi Điểm này, Cung Thiên Thu nội tâm tin tưởng không nghi ngờ. Không thể để cho Diệp Quân Lâm cha như vậy xuống a. Lại cha được tuyệt đối phải xảy ra chuyện, nhất thiết phải thay đổi vị trí hắn lực chú ý, phải có người kiềm chế hắn. Tỷ như Huyền Minh dị tộc, tỷ như nhất thống sau chấn Ma Ti. Chính mình nhất thiết phải trở nên gay gắt mâu thuẫn của bọn họ, để cho bọn hắn nhặt bảo đánh nhau. Cung Thiên Thu cau mày, trong đầu cũng đã bắt đầu tính toán, như thế nào nhằm vào Diệp Quân Lâm ân thiên thu thế nào ngươi đang suy nghĩ gì mất hồn như thế tiêu phong cảm giác hôm nay cung thiên thu rất khác thường một loạt biểu hiện đều để người cảm giác rất kỳ quái chẳng lẽ vừa có ý nghĩ khác phun lên não hải tiêu phong lập tức cự tuyệt không được ta đã đáp ứng thiên thu tuyệt đối không còn hoài nghi nàng một chút không tốt từ tiêu phong xoắn suýt thần sắc đến xem hắn có thể đang hoài nghi cung thiên thu lập tức hoảng loạn rồi tiêu phong một khi có chỗ hoài nghi như vậy mình lập tức bại lộ chính mình là có thể giết hắn có thể xếp vào tại diệp quân lâm thân bên cạnh một con mắt triệt để không còn hơn nữa hắn vừa chết mà nói diệp quân lâm có thể càng mau tìm hơn bên trên chính mình không được đây là hạ hạ sách các phương diện gây bất lợi cho chính mình chính mình hay là muốn ổn định tiêu phong tiêu phong cung thiên thu đột nhiên mị nhãn như tơ cúi đầu thẹn thùng hô một tiếng A, à, Tiêu Phong nghe được thanh âm này, cả người đều tê tê dại dại. Thế nào, Thiên Thu? Nhất là Cung Thiên Thu bây giờ lộ ra thẹn thùng bộ dáng, hắn đều nhìn ngây người. "Ta, ta." Cung Thiên Thu ra vẻ thận trọng, nửa ngày nói không ra lời. Lại làm cho Tiêu Phong lo lắng. "Thiên Thu có vấn đề gì ngươi cứ nói thẳng đi." Cung Thiên Thu cắn môi nói, "Ta bây giờ thật lo lắng cho a." À. "Ngươi lo lắng cái gì?" Tiêu Phong hỏi ngươi cũng đã nói cái thế lực này cường đại như thế lại thần bí đem tam phương đều trêu đùa phải xoay quanh ta sợ có một ngày ta không có ở đây hoặc ngươi không có ở đây cung thiên thu nói ra sự lo lắng của chính mình tới cái này tiêu phong không dám phủ nhận đúng vậy a à, cái này thế lực ngay cả sư phụ đều đoán không ra nói không chừng thật sự có nguy hiểm thậm chí thật sự có thể chỉ thấy không tới loại khả năng này vẫn phải có Ta bây giờ rất sợ hãi a, à, ta lo lắng loại tình huống này thật sự sẽ phát sinh a. À. Cung Thiên Thu điềm đạm đáng yêu. Tiêu Phong tự trách nói, vẫn là ta không cần, thực lực không đủ mạnh, bằng không thì cũng không có loại này lo nghĩ phát sinh. Không trách ngươi, chỉ là bây giờ tình thế không giống nhau, nguy hiểm lúc nào cũng có thể phát sinh. Ai, đúng vậy a. À. Tiêu Phong thở dài. Cho nên ta làm một cái quyết định. Cung Thiên Thu lời này vừa ra, Tiêu Phong lập tức hỏi, quyết định gì? ta cung thiên thu lại bắt đầu thẹn thùng bộ dáng cái này tiêu phong hấp tấp đều phải đổ mồ hôi lạnh ngươi nói a à, đều nhanh gấp rút chết ta rồi tiêu phong liên tục thở dài tiêu phong về sau nói không chừng không có cơ hội cho nên ta muốn đem mình giao cho ngươi ta muốn thực sự trở thành nữ nhân của ngươi cung thiên thu lấy dũng khí nói ra cái gì tiêu phong giờ khắc này cũng cảm giác mình lỗ tai sai lầm hắn nghe được cái gì Cung Thiên Thu muốn trở thành chính mình nữ nhân. Cái này cái này cái này, giống như sấm sét giữa trời quang, đánh Tiêu Phong thương thích đầy mình. A, à, Thiên Thu ngươi không có nói đùa chớ, cái này, dạng này ngược lại là đem Tiêu Phong không biết làm gì. Bản thân hắn chính là chuyên tình người, tuân theo nguyên tắc luôn luôn là nước chảy thành sông. Bây giờ Cung Thiên Thu đột nhiên để đi ra, hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Ta là nghiêm túc, ta đã sớm làm tốt quyết định này. Tình huống bây giờ phức tạp, rất có thể chúng ta thật sự sẽ phân ly, vì không lưu tiếc núi, ta muốn đem chính mình biến thành nữ nhân của ngươi. Cung Thiên Thu vô cùng kiên định nói. Thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Tiêu phong lời này mới ra, Cung Thiên Thu cả người liền kéo đi lên. Không biết qua bao lâu. Cung Thiên Thu cười cười, lần này không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Ta là nữ nhân của ngươi, ngươi phải bảo hộ ta cả một đời. Tiêu Phong quyết định, yên tâm đi, Ta tiêu phong cho dù chết, cũng muốn bảo hộ ngươi một thế chu toàn." Cung Thiên Thu làm nũng nói, "Vậy ngươi về sau nếu là cái gì đều nghe ta." "Hảo, kiên quyết không thể đặt mình vào nguy hiểm, kiên quyết không thể không thương tiếc sinh mệnh của mình." Cung Thiên Thu thủ đoạn tần suất, mấy câu liền đem Tiêu Phong nắm gắt gao. "Hảo, về sau ta cái gì tất cả nghe theo ngươi. Bất quá ta càng muốn cùng hơn ngươi kết hôn, cho ngươi chính thức danh phận." Tiêu Phong cảm thấy phải bị lên cái trách nhiệm này. Cung Thiên Thu đem hết thảy đều giao cho mình. Chính mình sao có thể bỏ mặc không quan tâm. Bất quá Thiên Thu, bây giờ không phải là kết hôn thời điểm tốt. Sợ rằng chúng ta kết hôn, cũng phải kinh hồn táng đảm. Thậm chí còn dễ dàng nhặt bảo trở thành địch nhân cơ hội tiến công. Đừng chúng ta bên này hôn lễ vừa mới bắt đầu, địch nhân liền giết tới cửa. Ta muốn cho ngươi một hồi hôn lễ trọng thể, để cho toàn thế giới đều biết loại kia. Cung Thiên Thu lẳng lặng nghe, cũng không nói lời nào cho nên thiên thu ta trước chờ sư phụ giải quyết tất cả ngoại hoạn về sau lại đem ngươi giới thiệu cho sư phụ bọn hắn tiếp đó chúng ta kết hôn ngươi chờ được ở a tiêu phong có chút thấp thỏm nhìn xem cung thiên thu cung thiên thu trong đôi mắt sáng lên làm sao có thể chờ không được nàng muốn chính là kéo dài thời gian a dây dưa càng dài thời gian càng tốt ta có thể chờ đến ở ngược lại ta đã là người của ngươi khác không quan trọng cung thiên thu hưng phấn nói thiên thu ngươi thật sự là quá tốt ta thể tiêu phong về sau vì ngươi mà sống ngươi là người trọng yếu nhất của ta tiêu phong hô lớn cung thiên thu mục đích triệt để đạt đến trước đó dù là chính mình lại như thế nào khống chế tiêu phong nhưng tại tiêu phong trong suy nghĩ người trọng yếu nhất vẫn là diệp quân lâm đây là không cách nào dung chuyển nhưng bây giờ bất đồng rồi chính mình chân chính biến thành tiêu phong nữ nhân sau tình huống trực chuyển từ nay về sau Chính mình là tiêu phong trong suy nghĩ người trọng yếu nhất. Diệp Quân Lâm chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Chuyện này đối với nàng tới nói mới là trọng yếu nhất. Không những có thể bỏ đi tiêu phong tất cả lo nghĩ, hoài nghi đối với mình không nói. Thời điểm then chốt, tiêu phong thậm chí có thể cùng Diệp Quân Lâm trở mặt thành thù, vì mình, hắn tuyệt đối có thể đâm Diệp Quân Lâm một đao. Trong lòng phân lượng đã thay đổi. Kế tiếp, bất luận chính mình muốn cái gì, tiêu phong đều biết cho mình có thể nói là muốn gì cứ lấy. Nàng đem Tiêu Phong gắt gao khống chế được. Đây là nàng kinh khủng nhất một chiêu. Cứ như vậy, Tiêu Phong chẳng những sẽ không bại lộ chính mình, ngược lại sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế yểm hộ chính mình. Đúng, tạm thời chúng ta sự tình cũng không cần nói là hảo. Ta tình cảnh hiện tại rất gian khổ, trấn Ma Ti nhất thống sẽ phải đối phó sư phụ. Nhưng ta là Tây trong các người a, ta có thể làm sao? Nếu để cho trấn Ma Ti biết quan hệ của ta và ngươi, tất nhiên sẽ coi ta là thành phản đồ, ta tuyệt đối chết không có chỗ chôn Bác các chính là hạ trang, bác các tam thánh những thứ này cũng là bởi vì trở thành phản đồ, mới chết thảm. Sư phụ biết, nhất định sẽ coi ta là thành phản đồ cũng tới giết. Đến lúc đó ta tả hữu là địch. Cung thiên thu cố ý phóng đại mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vừa nghe đến cung thiên thu gặp nguy hiểm, cái này nhưng làm tiêu phong dọa sợ. Bây giờ cung thiên thu so bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều trọng yếu tại tiêu phong trong suy nghĩ lại tăng lên một cái cấp độ tồn tại. Yên tâm đi, đánh chết ta đều sẽ không nói ra đi. Bao quát sư phụ bọn hắn. Tiêu phong một mặt kiên định, đây chính là chính mình người trọng yếu nhất a. Đây chính là cung thiên thu thủ đoạn. Để cho chính mình biến thành tiêu phong nữ nhân sau. Vậy càng không giống nhau. Tiêu phong sẽ thời khắc vứt mạng. Để cho hắn bảo thủ một số bí mật, đơn giản dễ như trở bàn tay trước đó tiêu phong là đem diệp quân lâm bọn hắn coi như nhà người cung thiên thu cũng coi như một thành viên nhưng bây giờ cung thiên thu một thân một mình trở thành tiêu phong người nhà trong thời gian này xảy ra chuyển biến cực lớn tốt người trở về đi người dạng này thời gian dài không tại đoán chừng sư phụ muốn hoài nghi người sau đó muốn thiếu tìm ta cung thiên thu nói tốt ta hiểu rồi tiêu phong lập tức rời đi đối với cung thiên thu lời nói là nói gì nghe nấy hừ hừ cung thiên thu triệt để nắm tiêu phong đem chính mình biến thành tiêu phong nữ nhân đây chính là nàng sát chiêu nhưng cái này vẻn vẹn tiêu phong mong muốn đơn phương hắn cảm thấy cung thiên thu đã biến thành nữ nhân của hắn nhưng kỳ thật không phải trên thực tế vừa mới tiêu phong kinh nghiệm hết thảy đều là ảo giác cung thiên thu cũng không đem chính mình chân chính giao cho tiêu phong mà là lợi dụng huyễn thuật để cho tiêu phong nghĩ lầm cung thiên thu là chính mình nữ nhân Cung Thiên Thu bây giờ quá mạnh mẽ, sử dụng nhạt bảo huyễn thuật sau, Tiêu Phong không phát hiện được một chút. Tiêu Phong người cảm thấy chính mình xứng đáng đến ta sao? Cung Thiên Thu cười lạnh liên tục. Đừng nhìn nhiều nam nhân như thế cùng với nàng có quan hệ. Lại không có một người từng chiếm được nàng. Đây mới là nữ nhân này chỗ kinh khủng. Bây giờ Tiêu Phong cho là lấy được, nhưng hết thảy đều là ảo giác. Chính hắn căn bản không biết. Diệp quân lâm bên này thế cục tạm thời làm xong, như vậy kế tiếp chính là nhất thống hậu trấn ma ti cùng với huyền minh dị tộc căn cứ vào dưới tay hắn người tình báo đến xem huyền minh dị tộc từ lần trước thất bại sau liền sẽ không có xuất hiện qua liền giống như biến mất tại chợ quỷ đều không liên lạc được cái này khiến kế hoạch của nàng không cách nào tiến hành a nàng muốn là phát hiện huyền minh dị tộc chỗ tiếp đó tiết lộ cho diệp quân lâm để cho diệp quân lâm trước cùng huyền minh dị tộc đánh nhau chỉ cần nhất thống hậu trấn ma ti Vậy thì tương đối tốt làm. Bọn hắn bản thân liền là muốn giết Diệp Quân Lâm, tùy tiện trở nên gay gắt phía dưới mâu thuẫn là được. Vĩnh Hằng Quốc độ là tuyệt đối sẽ không lại tham dự đối với Diệp Quân Lâm tiến công. Từ lần trước đi liên hệ, Cung Thiên Thu liền phát hiện bọn hắn rất sợ. Hoặc có lẽ là không muốn xuất lực, lại muốn chia xong chỗ. Tại trên Diệp Quân Lâm thân ăn thiệt thòi về sau, bọn hắn càng thêm không dám tới chính mình cũng không thể cùng bọn hắn quá nhiều liên hệ, dễ dàng bại lộ. Còn có cái gì thế lực có thể ảnh hưởng đâu? Đúng, thiên sư phủ, xem như cùng chấn ma ti đặt song song hai lớn truyền thuyết tồn tại. Nhưng kỳ thật cũng không phải cùng một thời đại thế lực. Song phương thậm chí không liên hệ chút nào. Giữa hai bên cũng không biết đối phương. Cũng liền cung thiên thu đối với ngoại giới thường xuyên điều tra, quen thuộc tinh tưởng mỗi một cái thế lực. Căn cứ nàng biết, bọn này thiên sư phủ thiên sư nhóm có thể so chấn ma ti còn ác hơn. Còn tốt thiên sư phủ không ảnh hưởng đến nàng. Bằng không thì nàng cũng muốn nhầm vào thiên sư phủ. Có thể nghĩ lại, chính mình có phải hay không có thể thôn vệ thiên sư phủ thiên sư nhóm đâu. Audio điện tử võ tấn bền Một khi thôn vệ linh căn linh cốt thành công. Vậy nàng thôn vệ lời nói là không có bất kỳ cái gì hạn mức cao nhất. Cái gì đều có thể thôn phệ, lại không có cái gì hạn chế. Đến lúc đó liền muốn hết khả năng thôn phệ, lấy đạt đến chính mình trạng thái đỉnh cao nhất. Dạng này mới có thể cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến. Cung Thiên Thu muốn thôn phệ đồ vật vẫn là rất nhiều. Tỷ Như Linh mạch, nàng cảm thấy vạn vật cũng có thể thôn phệ. Dù là linh mạch đều được. Kể từ khi biết công pháp này thôn phệ về sau, nàng liền nghĩ linh mạch cũng khẳng định có thể thôn phệ nàng đã phái ra người đi tìm kiếm chấn ma ti siêu cấp linh mạch miệng cùng với vĩnh hằng quốc độ siêu cấp linh mạch miệng vị trí đến nỗi ngoại giới siêu cấp linh mạch nàng là biết đến ngay tại nam cực đi nếu như mình có thể đem chấn ma ti dựa vào sinh tồn siêu cấp linh mạch cùng với vĩnh hằng quốc độ siêu cấp linh mạch đều cắn nuốt hết lời nói diệp quân lâm tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng nghĩ đến đây cái mục tiêu cung thiên thu chính mình cũng là hít sâu một hơi Bắt đầu chờ mong run rẩy lên. Đây cũng quá kinh khủng. Bây giờ Cung Thiên thu kế hoạch chính là toàn phương vị dây dưa Diệp Quân Lâm, tiếp đó điên cuồng làm bản thân mạnh lên. Nàng cũng nhanh chóng trở về Trấn Ma Ti. Từ đó tiến hành kế hoạch của nàng. Kế tiếp, Trấn Ma Ti bên trong bộ không ngừng truyền ra Diệp Quân Lâm tin tức. Cái gì Diệp Quân Lâm căn bản không đem nhặt bảo thần thiên giám để vào mắt, không có đem Trấn Ma Ti để vào mắt. Cho rằng bọn họ nhất thống, vẫn là một đám người ô hợp hơn nữa bị hắn trả cho hồ chạy. Bắc các có diệp quân lâm che đậy, chấn ma ti căn bản không dám động thủ như thế nào. Thần thiên giám thiên kiêu cũng sợ diệp quân lâm sợ đến muốn chết. Dù là độc cô thác hàng này cũng sợ diệp quân lâm. Bằng không vì cái gì chấn ma ti nhất thống sau, không trực tiếp tìm diệp quân lâm đâu. Ngược lại chậm chạp không dám. Thậm chí khuôn mặt bắc các cũng không dám diệt đi. Hết thảy đều là cung thiên thu kế hoạch chính là muốn trở nên gay gắt diệp quân lâm cùng trấn ma ti mâu thuẫn cơ hồ đem trấn ma ti mỗi người đều thay vào đi vào mỗi một người đều phải tức nổ tung thậm chí ngay cả độc cô thác cái này cấp bậc cảm xúc đều bị ảnh hưởng đến đủ thấy cung thiên thu thủ đoạn thêm ra chúng đến nỗi thần thiên giám bát đại thiên kiêu đều phải thức nổ tung bởi vì cái này khích bác ly gián chính là sự thật bọn hắn chính là sợ diệp quân lâm a cho nên bọn hắn mới có thể tức giận như vậy. Đây chính là đám người vô năng cuồng nộ. Diệp Quân Lâm chờ xem, chờ ta trấn Ma Ti nhất thống sau, nhất định giết ngươi. Mọi người đã chờ mong giờ khắc này. Lần này lại giết Diệp Quân Lâm mà nói, nhất thiết phải chuẩn bị đầy đủ. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Nếu như lại xuất hiện lần trước như thế tình huống, ta trấn Ma Ti sẽ vĩnh viễn gánh vác xỉ nhục, cũng lại không ngẩng đầu được lên. Chín đại cơ quan nhất thiết phải hoàn chỉnh chúng ta lấy ra sức mạnh khủng bố nhất đi đánh giết hắn. Tạm thời chúng ta ẩn nhẫn một đoạn thời gian A, chấn ma ti nhất thống vẫn có rất nhiều phiền phức, đều giải quyết về sau, lại đi giết Diệp Quân Lâm. Độc cô thác nói, biết rõ, tất cả mọi người bắt đầu mong đợi. Cung thiên Thu bắt đầu bằng vào nàng quan hệ, bốn phía tìm kiếm huyền minh dị tộc tung tích. Còn muốn cầm huyền minh dị tộc tới đối phó Diệp Quân Lâm. Bất quá Diệp Quân Lâm cũng không nhàn rỗi, từ bắc các sau khi rời đi, hắn thẳng đến chiến ưng quốc hắn muốn đi tìm vĩnh hằng quốc độ vừa tới tính sổ sách thứ hai cha tìm ai cùng vĩnh hằng quốc độ liên hệ hắc ưng đặc công đã sớm đang chờ đợi diệp quân lâm diệp tiên sinh đi qua ta thời gian dài dò xét đã sớm phát hiện vĩnh hằng quốc độ chỗ hắc ưng đặc công yêu công thức nói hảo mang ta đi hôm nay ta sẽ nhìn một chút vĩnh hằng quốc độ bao nhiêu cân lượng diệp quân lâm nói không lâu sau đó hắc ưng đặc công liền mang diệp quân lâm liền đi đến vĩnh hằng quốc độ vị trí cái này ở vào chiến ưng quốc lớn nhất một chỗ bên trong rừng mưa cái này rừng mưa chính là tấm bình phong thiên nhiên vĩnh hằng quốc độ trốn ở chỗ này cũng không đủ kỳ quái diệp quân lâm tới đến sau cao giọng nói diệp quân lâm đến đây bái phỏng vĩnh hằng quốc độ một tiếng xuyên thấu toàn bộ vĩnh hằng quốc độ giống như thiên lôi cuồn cuộn đây là ai đều không nghĩ tới Diệp Quân Lâm sẽ đánh đến Vĩnh Hằng Quốc Độ tới. Vẫn là đột nhiên, lần trước thất bại sau, Vĩnh Hằng Quốc Độ liền lặng lẽ biến mất ở đại chúng tầm mắt bên trong. Diệp Quân Lâm cường đại lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Phía trước bọn hắn liền đối với Thiên Thuẫn Cục xuyên thấu qua thực chất, có lẽ có thể thắng, cần phải trả giá giá thê thảm tới. Nhưng sau trận chiến này, bọn hắn liền triệt để biến hóa. Có thể muốn đánh bại Diệp Quân Lâm mà nói, cần vận dụng toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ có lẽ còn có thể đi. Mấy ngày nay, thậm chí Vĩnh Hằng Quốc độ quốc chủ đang trách cứ mấy vị đặc sứ, vì sao lại trấn Ma Ti liên hợp lại đi đối phó Diệp Quân Lâm. Bây giờ tình huống này có thể gặp phiền toái. Như thế nào cho phải? Một trận chiến này bọn hắn cũng coi như là triệt để bại lộ. Thiệt hại không nói trước. Bây giờ toàn thế giới người người đều biết Vĩnh Hằng Quốc độ. Bây giờ toàn thế giới dung chuyển. Vĩnh Hằng Quốc độ tự nhiên muốn làm cười đến cuối cùng người nhưng hiện nay không có cơ hội còn tạo diệp quân lâm một địch nhân mạnh mẽ như vậy trước kia còn tốt chỉ là diệp quân lâm cùng máy bay chiến đấu quốc tri ở giữa ân oán cùng bọn hắn dây dưa kỳ thực không phải rất lớn nhưng bây giờ bọn hắn triệt để trở thành diệp quân lâm địch nhân bọn hắn hiểu rất rõ diệp quân lâm biết hắn khẳng định có thù liền báo vĩnh hằng quốc độ đám cấp cao đều tụ tập ở một chỗ thảo luận ứng phó như thế nào tình huống kế tiếp Diệp Quân Lâm nhất định sẽ tới báo thù. Đây tuyệt đối là khẳng định. Nhưng là bọn họ thảo luận phân tích, trước mắt mà nói Diệp Quân Lâm nhất định sẽ đem tất cả lực chú ý đặt ở chấn ma ti cùng huyền minh dị tộc những thứ này trên thân người. Tạm thời sẽ không tới tìm bọn hắn. Cho nên bọn hắn hoàn toàn có thời gian đi chuẩn bị. Hôm nay bọn hắn vẫn là trước sau như một đang thương thảo như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm. Hơn nữa bọn hắn cho rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ mặc dù thế nhân đều biết, vẫn như trước là bí ẩn trong thời gian ngắn cũng không tìm được nhưng ai cũng không nghĩ đến diệp quân lâm âm thanh giống như đất bằng tiếng sấm vang vọng tại vĩnh hằng quốc độ bầu trời trải rộng mỗi một cái xó xỉnh toàn bộ vĩnh hằng quốc độ ai cũng biết diệp quân lâm tới vĩnh hằng quốc độ tất cả mọi người đều thất kinh bốn phía loạn trốn diệp quân lâm bây giờ quá mạnh mẽ ai không sợ luống cuống toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đều luống cuống nhìn từ đằng xa đi toàn bộ vĩnh hằng quốc độ loạn thành một bầy hắc ưng đặc công đều cười ai có thể nghĩ tới đám gia hỏa cao cao tại thượng bọn này vậy mà sợ đến như vậy tử nhưng cũng đồng thời lời thuyết minh diệp quân lâm quá mạnh mẽ chính mình đặt cửa đặt đúng lập tức khởi động hệ thống phòng ngự vĩnh hằng quốc độ phản ứng rất nhanh ầm ầm một hồi đất sung núi chuyển động tĩnh chuyển đến lập tức lồng ánh sáng vô hình trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vĩnh hằng quốc độ lồng ánh sáng phía trên lưu động năng lượng kinh khủng mặt trên còn có lấy phù văn cổ xưa gia trì. Mấu chốt nhất cái này lồng ánh sáng kết nối lấy vĩnh hằng quốc độ siêu cấp linh mạch. Liên tục không ngừng thu hoạch linh năng. Cái này lồng ánh sáng xem như vĩnh hằng quốc độ một lá bài tẩy. Kỳ thực cái này lồng ánh sáng là cái cự hình trang bị. Có rất nhiều công năng. Tỷ như ẩn tàng vĩnh hằng quốc độ. Tỷ như thay đổi khu vực bên trong trọng lực, từ trường các loại nguyên tố. Tỷ như coi như vòng phòng hộ, tới bảo vệ vĩnh hằng quốc độ, đến ngăn trở tất cả công kích. Bây giờ gặp được nguy hiểm, bọn hắn đã không kịp ẩn tàng vĩnh hằng quốc độ. Chỉ có thể mở ra phòng ngự công năng, đến ngăn trở Diệp Quân Lâm. Chuẩn bị, chuẩn bị, các phương chuẩn bị cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến. Rất nhanh, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đều hành động đứng lên. Chuẩn bị cùng Diệp Quân Lâm quyết tử chiến một trận. Yên tâm đi, lồng bảo hộ này hắn không có khả năng mở ra. Vĩnh hằng quốc độ cao tầng đối với vòng phòng hộ rất là tự tin mặc dù mở ra vòng phòng hộ đối bọn hắn tới nói là sỉ nhục vĩnh hằng quốc độ như thế có thể phòng ngự đâu hẳn là không sợ bất luận kẻ nào bất cứ lúc nào đều không biết dùng đến phòng ngự mô thức có thể vì ngăn trở diệp quân lâm bọn hắn dùng bất quá hệ thống phòng ngự là vô địch có thể ngăn trở vĩnh hằng quốc độ trong nhận thức hết thảy công kích bọn hắn nhiều lần làm qua mấy chục vạn lần khảo thí không có công kích có thể phá vĩnh hằng quốc độ vòng phòng hộ có thể khải dụng vòng phòng hộ đối bọn hắn tới nói chính là xỉ nhục. Cũng chính là thời điểm nguy hiểm nhất sử dụng. Tại vĩnh hằng quốc độ trong nhận thức, bọn hắn chính là không thể địch nổi tồn tại. Căn bản không cần đến vòng phòng hộ A. Ai có thể đánh tới bọn hắn trên đầu. Nhưng cái này người hay là xuất hiện. Đó chính là Diệp Quân Lâm. Lấy nghịch thiên chi tư quét ngang hết thảy. Vĩnh hằng quốc độ cũng sợ A. Nhất là hiện tại hắn đột nhiên đến thăm, liền cho rằng là tới tìm phiền toái hệ thống phòng ngự khởi động rất nhanh trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ vĩnh hằng quốc độ năng lượng kinh khủng biên cuồng dũng động hắc ưng đặc công cảm nhận được sức mạnh minh mông trong lòng rất là chấn kinh diệp tiên sinh này chúng ta cũng không biện pháp a à. hắc ưng đặc công run run đạo cái này hệ thống phòng ngự quá kinh khủng căn bản không đánh tan được diệp quân lâm bên trên phía trước một bước nói ta thử xem a à. diệp quân lâm ngược lại là có chút hứng thú cùng chấn ma ti bọn hắn đánh lâu như vậy, chưa từng gặp phải chuyện có ý tứ như vậy. Lồng bảo hộ này nhìn xem không tệ a, à. có thể ngăn trở hay không một quyền của mình. Vừa vặn hứng thú, vốn là hắn kỳ thực liền đến hỏi một chút Vĩnh Hằng Quốc độ đến cùng như thế nào cùng chấn ma ti liên hệ sự tình. Chỉ cần nói tin tưởng là được. Nhưng là bọn họ khởi động hệ thống phòng ngự, vừa vặn để cho Diệp Quân Lâm tới sức lực. Muốn thử xem, vừa vặn đem lồng bảo hộ này đánh nát vĩnh hằng quốc độ mới càng có thể nghe mình ong 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 lúc này giữa thiên địa đột nhiên truyền đến từng trận run rộng phảng phất thiên địa đều tại kịch liệt rung động không gian cũng phải nát nứt một dạng tựa hồ toàn bộ vĩnh hằng quốc độ chung quanh đều đang kịch liệt lắc lư bởi vì diệp quân lâm một quyền muốn tới một quyền này xuất động phía trước chính là kinh thiên động địa tựa hồ đại địa đều không chịu nổi một quyền này sức mạnh cái gì Vĩnh Hằng quốc độ bên trong đám người cũng thần sắc đại biến. Bởi vì Diệp Quân Lâm ra động một quyền này phía trước, bọn hắn cũng cảm nhận được nổ thật to. Phảng phất đem toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ địa bàn áp xúc đến cực hạn. Bọn hắn cảm giác cơ thể nhật bào huyết nhục đều phải đè ép. Thậm chí ngay cả ý thức những thứ này đều muốn bị đè nát. Một quyền đáng sợ uy thế, khiến cho mọi người trong lòng run sợ. Đơn giản quá kinh khủng. Yên tâm đi, dù là Diệp Quân Lâm lại mạnh, lồng bảo hộ này hắn làm sao có thể mở ra được. Đúng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chỉ cần chúng ta có giúp ở bên trong, Diệp Quân Lâm liền lấy chúng ta không có cái gì biện pháp. Chờ chúng ta đã hết thảy sức mạnh chuẩn bị kỹ càng về sau, liền có thể ra ngoài phản kích. Động tĩnh khổng lồ đầu tiên là gây nên oanh động, nhưng lập tức vĩnh hằng quốc độ vẫn là tiếp tục làm việc chính mình sự tình. Bắt đầu làm toàn phương vị chuẩn bị. Muốn cùng Diệp Quân Lâm đánh một trận đủ loại khoa học kỹ thuật tiên tiến vũ khí cùng với cường giả nhao nhao xếp hàng mà diệp quân lâm đã ở vào trong cao không ầm ầm một quyền hung hăng nện gõ xuống phía dưới vĩnh hằng quốc độ đám người chỉ thấy giữa không trung một đạo trọng quyền chậm rãi rơi xuống giống như là thiên thần nắm đấm giống như một phương đại sơn nắm đấm bao phủ giữa không trung che khuất bầu trời đại gia đỉnh đầu đều tối rất khó tưởng tượng một quyền vậy mà có thể bao phủ đến trình độ như vậy hắc ưng đặc công càng là choáng váng diệp quân lâm liền như là trong thần thoại thiên thần giáng lâm một quyền này không cách nào tưởng tượng một quyền oanh kích xuống vĩnh hằng quốc độ mọi người đã cảm nhận được đáng sợ điên cuồng năng lượng dù là vòng phòng hộ bao phủ nhưng đại gia đã cảm nhận được nóng bỏng năng lượng phảng phất khắp nơi đều là hỏa một dạng tích 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 kinh khủng tiếng cảnh báo vang vọng toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bởi vì hệ thống phòng ngự cảm nhận được nguy hiểm bởi vậy phát ra cảnh báo. Hơn nữa còn đang không ngừng lên cao trung. Nguy hiểm. Nguy hiểm. Vòng phòng hộ đã khởi động phòng ngữ mô thức, không ngừng ra cố vòng phòng hộ. Liên động siêu cấp linh mạch bắn ra kinh khủng linh năng tới ra chỉ vòng phòng hộ. Vòng phòng hộ dự báo đến đáng sợ nguy hiểm sau, khởi động đến tối cường cấp bậc. Phòng hộ quang tráo trong nháy mắt đã biến thành mấy chục tầng, trình độ lớn nhất đem vĩnh hằng quốc độ hộ vệ trong đó. Oanh. Một đạo rung động thiên địa âm thanh vang dội. Phảng phất đến từ viễn cổ lôi thần gào thét, cửu thiên thần lôi cuồn cuộn. Một đạo ba động lấy Diệp Quân Lâm làm trung tâm, trực tiếp khuếch tán ra. Mãi đến toàn bộ chiến ưng quốc đều bị đạo này ba động lan đến gần. Kinh khủng tuyệt luân. Phảng phất vô số siêu cấp vũ khí cùng một chỗ oanh tạc mới có uy lực. Phanh. Diệp Quân Lâm cực hạn một quyền hung hăng nện ở trên vòng phòng hộ. Lại là một tiếng tiếng vang trầm trầm lần này vòng phòng hộ phát sinh kịch liệt lắc lư dẫn đến toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đều muốn bị lật ngược không chỉ là lắc lư đơn giản như vậy lắc lư đến trời và đất điên đảo trời sập đất sụt tất cả mọi người vậy mà khống chế không nổi thân thể bay trên trời khắp nơi lơ lửng cũng là mà rất nhiều công trình máy móc những thứ này toàn bộ tổn hại còn có phiến khu vực này vậy mà xoay tròn còn có đủ loại cực đoan thời tiết cùng một thời gian toàn bộ xuất hiện thiệt hại quá lớn chủ yếu là vĩnh hằng quốc độ khu vực này không giống với thế giới bên ngoài xem như bọn hắn dùng cử hình trang bị tạo ra hoàn toàn mới thế giới trọng lực từ trường những thứ này toàn bộ cùng bên ngoài không giống nhau nhưng lúc này vòng phòng hộ cũng chính là cử hình trang bị đã nhận lấy diệp quân lâm cực hạn một quyền đem cân bằng cho phá vỡ dẫn đến vĩnh hằng khu vực này trọng lực trường từ trường toàn bộ hỗn loạn mới xuất hiện dạng này điên đảo hỗn loạn tình huống thật đáng sợ, quá kinh khủng, đây là vĩnh hằng quốc độ không nghĩ tới. Diệp quân lâm một quyền vậy mà đem vĩnh hằng quốc độ cân bằng cho đánh thành dạng này. Loạn, khắp nơi đều là hỗn loạn, có loại tận thế đến cảm giác, phảng phất vĩnh hằng quốc độ muốn nhổ tận gốc nhặt bảo một dạng. Có thể để vĩnh hằng quốc độ đám người may mắn là vòng phòng hộ vậy mà không có vỡ nứt. Gắt gao chặn diệp quân lâm một quyền này. Trời à, đây cũng quá kinh khủng a. À. Diệp Quân Lâm vừa mới một quyền vậy mà trong nháy mắt đánh rất vòng phòng hộ 47% năng lượng. Khống chế cử hình trang bị nhân viên biết số liệu này sau, nhao nhao đều bị giật mình. Cái này hoàn toàn không ngờ. Bởi vì bọn hắn khảo thí cái lồng bảo hộ này thời điểm, trước mắt lớn nhất công kích chỉ có thể đánh dụng vòng phòng hộ 35% năng lượng. Nhưng Diệp Quân Lâm bây giờ một quyền đều gần như một nửa. Đây cũng quá kinh khủng a. À. Tất cả mọi người cùng nhau người đổ mồ hôi lạnh tới chẳng thể trách có thể phá vĩnh hằng quốc độ cân bằng. Thì ra như vậy đều gần như đánh dụng một nửa năng lượng. Tất cả đều hít vào khí lạnh. Nhưng lập tức bọn hắn phát ra cuồng tiếu tới. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, một quyền này đã là diệp quân lâm cực hạn. Không cực hạn có thể thành dạng này. Thế nhưng là một quyền này dù là lại cực hạn, cuối cùng chỉ có thể đánh dụng 47% năng lượng. Mặc dù đã đầy đủ kinh khủng, nhưng cuối cùng không đả thương được vòng phòng hộ căn bản muốn ảnh hưởng đến vòng phòng hộ căn bản, ít nhất một quyền phải đánh dụng 80% trở lên năng lượng. Cái lồng bảo hộ này này mới có tan vỡ tình trạng sinh ra. Bằng không là không đánh tan được. Có lẽ có người sẽ nhớ, một quyền đánh dụng 47% năng lượng, như vậy hai quyền liền có thể đánh dụng 94% năng lượng. Nếu như lại đến quyền thứ ba mà nói, vòng phòng hộ nhất định sẽ vỡ vụn. Bình thường mạch suy nghĩ là như vậy. Cái lồng bảo hộ này, đã bị Diệp Quân Lâm một quyền đánh dụng 47% năng lượng, chỉ còn lại 53 năng lượng. Thế nhưng là sẽ không. Diệp Quân Lâm một quyền đánh dụng 47% năng lượng sau, vòng phòng hộ có thể trong nháy mắt bổ sung hoàn toàn. Tương đương vẫn là hoàn chỉnh vòng phòng hộ, 100% năng lượng. Bởi vì cái này cử hình trang bị kết nối lấy siêu cấp linh mạch, liên tục không ngừng cung cấp cực lớn linh năng. Vòng phòng hộ vừa bị đánh dụng, lập tức bổ sung bởi thế là không có lần thứ hai ra quyền cơ hội. Bởi vì trong nháy mắt lại là trăm phần trăm trạng thái. Tương đương người quyền thứ hai vẫn là không cần. Đây chính là vĩnh hằng quốc độ trang bị lợi hại. Bởi vậy, trang bị này mệnh danh là vĩnh hằng. Ý là liên tục không ngừng năng lượng chống đỡ lấy. Nếu muốn đánh phá lồng bảo hộ này, trừ phi Diệp Quân Lâm một quyền có thể đánh đến 80% trở lên năng lượng. Bằng không tuyệt đối không thể. Năng lượng trong nháy mắt bổ sung đầy, người không có một lần ra hai quyền cơ hội. Dù là cái này hai quyền tốc độ lại nhanh, cơ hồ không có nối tiếp thời gian nhanh, cũng vô dụng. Bởi vì vĩnh hằng trang bị quá thần kỳ. Kết nối siêu cấp linh mạch, cùng siêu cấp linh mạch là nhất thể. Ha ha ha, đem vĩnh hằng quốc độ hết thảy đều khôi phục. Nội bộ tăng cường hệ thống phòng ngự, không thể bởi vì uy lực tác động đến, đem cân bằng cho đánh vỡ. Đừng vòng phòng hộ từ đầu đến cuối không có vỡ nứt, mà vĩnh hằng quốc độ xong bọn hắn lần nữa khởi động vĩnh hằng trang bị hệ thống khác đem vĩnh hằng quốc độ nội bộ cân bằng cho khôi phục hơn nữa tiến hành gia cố sẽ không bao giờ lại có tình huống vừa rồi xuất hiện rất nhanh vĩnh hằng quốc độ khôi phục hết thảy bình thường kế tiếp chúng ta triệt để yên tâm diệp quân lâm tối cường một quyền đều mở không ra vòng phòng hộ hắn mãi mãi cũng mở không ra tất cả mọi người có thể thở phào bất quá phản kích kế hoạch vẫn là tạm hoán diệp quân lâm mặc dù không đánh tan được vòng phòng hộ nhưng hắn thực lực vẫn như cũng nghịch thiên hắn một quyền vẫn là đánh rất phòng phòng hộ gần như nhạt bảo một nửa năng lượng chúng ta tạm thời không thể chính diện cùng hắn chống đỡ được chỉ cần ngoan ngoãn không đi ra liền tốt rất nhanh tin tức truyền khắp toàn bộ vĩnh hằng quốc độ tất cả mọi người biết rõ chỉ cần bọn hắn không đi ra diệp quân lâm liền vào không được nếu như ra ngoài cùng diệp quân lâm chống lại mà nói vẫn là tử thương thảm trọng dù sao hắn quá kinh khủng tất cả mọi người chỉ là chế diễu nhìn xem bị chặn lại ở bên ngoài diệp quân lâm tới a diệp quân lâm người có bản lĩnh đi vào a ha ha biết rõ chúng ta lợi hại a vĩnh hằng quốc độ vòng phòng hộ không ai có thể đánh vỡ mà cao tầng sau biết kết quả sau cũng sẽ không để ý tới dù sao diệp quân lâm tối cường một quyền đều không đánh tan được diệp quân lâm không có cách nào về sau hắn chỉ có thể rời đi đám cấp cao bắt đầu thương nghị như thế nào đối phó Diệp Quân Lâm cùng với toàn thế giới thế cục vấn đề. Diệp Quân Lâm đứng tại chỗ cao, nhìn xem phía dưới vòng phòng hộ, hắn cười. Có thể, có thể. Đây là hắn cho đến tận này, gặp phải vật cứng rắn nhất. Hắn một quyền vậy mà không có đánh phá. Diệp Quân Lâm từ bỏ đi, người tối cường một quyền ngay cả chúng ta vòng phòng hộ một nửa năng lượng cũng không đánh đi. Vĩnh Hằng Quốc độ truyền ra phách lối lời nói tới vậy mà để cho Diệp Quân Lâm từ bỏ. Hắc ưng đặc công đều nghĩ gọi Diệp Quân Lâm từ bỏ. Cái này vĩnh hằng quốc độ cũng quá mạnh. Lồng bảo hộ này đơn giản kinh người. Chỉ là Diệp Quân Lâm cười cười nói, phải không? Thế nhưng là người nào nói đó là ta tối cường một quyền. Vừa nghe thấy lời ấy. Khoảng cách Diệp Quân Lâm gần nhất vĩnh hằng quốc độ các cường giả nhau nhau sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ, một cái không tốt ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của bọn họ bọn hắn đều phải điên rồi. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm còn có thể tối cường? Nhìn xem Diệp Quân Lâm nụ cười trên mặt, bọn hắn đều phải nổi điên. Không tốt, có người dám cảm giác không thích hợp. Cảm nhận được kinh khủng. Diệp Quân Lâm vừa rồi một quyền kia, là kể từ linh khí khôi phục đến nay, đánh ra tối cường một quyền. Bao quát phía trước đối phó chấn ma ti cái này, căn bản không có sử dụng tới dạng này siêu cấp mạnh một quyền. Cái này nhất nhất quyền là siêu thoát ra phía trước hết thảy nhưng tuyệt không phải Diệp Quân Lâm tự thân tối cường một quyền thậm chí nói còn kém xa lắm đâu hắn vừa mới một quyền chỉ là tới qua khảo nghiệm lồng bảo hộ này rốt cuộc mạnh đến mức nào cũng không có sử dụng hắn toàn bộ sức mạnh vừa mới một quyền hắn cũng biết phòng phòng hộ cực hạn ở nơi nào thống khoái thống khoái a để cho ta chân chính có thể đánh ra một quyền Diệp Quân Lâm đều cười dù sao một quyền này muốn để hắn thật sự phát lực không chế vĩnh hằng trang bị mọi người sắc mặt đại biến. Bọn hắn đã ý thức được một màn không hay sắp xảy ra. Tựa hồ hắn thật có thể. Trước mắt nhìn vòng phòng hộ, Diệp Quân Lâm quang lên nắm đấm. Một quyền này, chính là không duyên cớ không có gì lạ một quyền. Giống như là người bình thường quơ ra một quyền, cũng không có sơn băng điện liệt quyền phong, càng không có hủy thiên diệt địa quyền thế. Đại địa cũng không có không chịu nổi một quyền này sắp oanh ra mang tới sức mạnh giữa thiên địa cũng không có bất kỳ âm thanh cùng rung động. Vĩnh Hằng quốc độ càng không có cảm nhận được dòng khí nóng rực cùng với tan vỡ áp bách. Thậm chí ngay cả Vĩnh Hằng trang bị đều không dám sát đến bất kỳ nguy hiểm tin tức. Một quyền này liền nhẹ nhàng huy động, giống như là nói đùa. Cái này tất cả mọi người cho nhìn trợn tròn mắt. Liền cái này, có thể sao? Diệp quân lâm đây là đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người không biết là đây mới là Diệp quân lâm tuyệt chiêu đem tất cả sức mạnh tụ tập tại một điểm phía trên mới muốn bộc phát nhìn như một quyền này không có chút nào uy lực nhưng kỳ thật là tất cả lực lượng đều bị áp suất tụ tập bởi vậy căn bản cũng nhìn không ra vừa mới tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn cảm thấy diệp quân lâm muốn tới kinh thiên động địa một quyền nhưng là bây giờ nhìn thấy diệp quân lâm vung ra một quyền này đại gia đều yên tâm một quyền này có thể đánh ra uy lực gì a à? hoàn toàn chuyện không thể nào phanh. Thế nhưng là rất nhanh. Diệp quân lâm cái này nhìn như nhẹ nhàng một quyền nện ở vòng phòng hộ lên. Trong lúc mọi người muốn chào phúng Diệp quân lâm một quyền này căn bản không có cái gì sức mạnh. Đột nhiên vĩnh hằng trang bị đột nhiên phát ra cảnh báo âm thanh tới. Nguy hiểm, nguy hiểm. Cao nhất cấp bậc nguy hiểm. Biết lúc này, vĩnh hằng trang bị mới giám sát đến nguy hiểm. Nhưng hết thảy đều chậm. Diệp Quân Lâm áp xúc đến mức tận cùng sức mạnh tụ tập tại trên một quyền này bạo phát. Ầm ầm, lập tức, đất sung núi chuyển, nhật nguyệt đảo ngược, thiên địa thất sắc. Đại địa đang lắc lư, bầu trời xuất hiện ong 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 cực lớn run rộng. Phanh, trong nháy mắt, vĩnh hằng quốc độ cân bằng lần nữa bị phá vỡ. Một cổ khí thức cuồng bạo cùng uy áp bao phủ toàn bộ vĩnh hằng quốc độ. Đem vĩnh hằng quốc độ hết thảy tối đại trình độ phá hủy thậm chí đem vĩnh hằng quốc độ đại địa vỡ ra ngàn vạn cái vết rách. Muốn đem đại địa xuyên thấu một dạng, uy lực kinh khủng tuyệt luân, làm cho lòng người kinh run sợ. Tích 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 tích, mà trong chấp nhóng này, vòng phòng hộ tiếp nhận đả kích lao nhanh tăng vọt. Vòng phòng hộ gặp công kích, đánh dụng năng lượng cũng gấp tốc kéo lên. Đương nhiên đây là sự tình trong nháy mắt. Sang rác, mà kinh khủng nhất chính là một đạo tiếng vỡ vụn truyền đến. Vòng phòng hộ tựa hồ tan vỡ, mà giám sát đến uy lực một kích này là vòng phòng hộ năng lượng 120%. Nay liền đủ để phá hủy vòng phòng hộ. Không tệ. Khi một tiếng vang này lên, vòng phòng hộ trong nháy mắt bị phá hủy, trực tiếp vỡ vụn. Răng rác răng rác răng rác Lấy nhỏ đối lớn, Diệp Quân Lâm một quyền đánh chỗ vỡ vụn sau, dẫn đến toàn bộ vòng phòng hộ khắp nơi đều bắt đầu vỡ vụn. Trong nháy mắt hỏng mất. Phá Vòng phòng hộ bị đánh vỡ. Không cách nào tưởng tượng. Lại có một ngày, có người có thể đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vòng phòng hộ cho phá vỡ. Đây là đối với vĩnh hằng quốc độ phá hủy tính chất đả kích. Nhưng uy lực của một quyền này không chỉ có nơi này, vòng phòng hộ đã nhận lấy đại khái 4 phần 5. Còn có một phần năm lực lượng trực tiếp đánh phía toàn bộ vĩnh hằng quốc độ. phảng phất muốn đem cái này khu vực trực tiếp phá hủy. Bất quá vĩnh hằng quốc độ vẫn là đủ mạnh vô số cường giả cùng với vũ khí toàn bộ sử dụng Miến cưỡng chặn diệp quân lâm một quyền này uy thế còn dư nhưng vĩnh hằng quốc độ đã bị phá hủy không còn hình dáng nguyên lai là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt hơn nữa cùng một chút cổ lão hệ thống tu luyện cùng tồn tại quốc độ nhưng bởi vì diệp quân lâm hiện tại đến chỗ cũng là phế tích khắp nơi đều bị phá vỡ cân bằng loạn không cách nào tưởng tượng loạn trợn tròn mắt triệt để trợn tròn mắt Diệp quân lâm cũng quá mạnh đi. Lần này nên làm cái gì? Diệp quân lâm nhất định muốn đánh tới. Lần này phải cần toàn bộ vĩnh hằng quốc độ phát huy sức mạnh lớn nhất tới chống lại. Vĩnh hằng quốc độ cần tử chiến đến cùng. Dù sao phòng ngự mạnh nhất phòng phòng hộ đã bị đánh nát. Toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đã triệt để bại lộ tại Diệp quân lâm trong mắt. Khởi động tiến công hình thức. Rất nhanh vĩnh hằng trang bị đã biến thành tiến công hình thức rất nhiều loại kinh khủng nhất vũ khí toàn bộ phong tỏa Diệp Quân Lâm. Còn có những vũ khí khác cùng với các cường giả đều dối rít gắt gao khóa chặt Diệp Quân Lâm. Muốn cùng hắn tiến hành đánh một trận. Vĩnh Hằng quốc độ các cường giả bốn phương tám hướng vào tới. Phòng ngự đã không được, chỉ có thể tiến công. Muốn bảo toàn Vĩnh Hằng quốc độ, chỉ có thể giết Diệp Quân Lâm. Bất luận kẻ nào cũng không thể xâm lấn Vĩnh Hằng quốc độ. Vĩnh Hằng quốc độ át chủ bài toàn bộ lấy ra có giống như núi cao cự nhân, có che khuất bầu trời hung thú, có thuật pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại cường giả. Tóm lại chính là ngoại giới chưa từng thấy qua vũ khí cùng cường giả, ở đây đủ loại. Vĩnh Hằng Quốc độ lộ ra được sự cường đại của bọn hắn, nội tình của bọn họ. Cái này hoàn toàn không thua gì Chấn Ma Ti. Đương nhiên là nhất thống sau Chấn Ma Ti. Lại Vĩnh Hằng Quốc độ là nhất thể. Không hề giống là Chấn Ma Ti là chia năm xẻ bảy bọn hắn chỉnh thể tựa hồ càng hiếu thắng lớn hơn một chút. Không biết có phải hay không là còn muốn xuất hiện cường giả vô địch. Vĩnh hằng quốc độ vô số cường giả, nhìn xem chậm rãi rơi xuống. Chính thức đặt chân bọn hắn quốc độ. Mỗi một người đều khẩn trương tới cực điểm. Dù sao Diệp Quân Lâm quá mạnh mẽ. Dứt bỏ phía trước một trận chiến không nói, vừa mới đánh nát vòng phòng hộ, thật sự rung động đến toàn bộ vĩnh hằng quốc độ. Ai không sợ a? À? Quá mạnh mẽ. Người này nguy hiểm đến cực hạn. Diệp quân lâm cũng là cười. Làm ra lớn như thế chiến trận. Từng cái một đều phải điên rồi. Diệp quân lâm chúng ta biết người cường đại. Nhưng người phải thừa nhận khiêu khích vĩnh hằng quốc độ lửa giận. Mau từ ở đây rời đi. Chúng ta cân nhắc tha cho người một cái mạng. Chúng ta biết người vô cùng cường đại. Chúng ta sẽ trả ra cực kỳ giá thê thảm. Nhưng ta vĩnh hằng quốc độ đem hết toàn lực mà nói. Người vẫn là chắc chắn phải chết. Vĩnh hằng quốc độ hay không hy vọng bây giờ cùng Diệp Quân Lâm một trận chiến. Tận lực khuyên lui hắn. Bất quá Diệp Quân Lâm phải chiến mà nói, vậy vẫn là huyết chiến tới cùng. Ta liền đến tìm các người hỏi thăm vấn đề, đến nỗi khẩn trương thành như vậy sao? Diệp Quân Lâm cũng không có cách nào. Không phân tốt xấu, sẽ tới đây một bộ. A, à, tới hỏi một chút đề, cái này. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Còn tưởng rằng Diệp Quân Lâm chính là báo thù bọn hắn lập tức khởi động trang bị bắt đầu phòng ngự kết quả làm nửa ngày tới hỏi một chút đề cái này ai có thể nghĩ đến ngươi ngươi nói là thật xác định tới hỏi một chút đề vĩnh hằng quốc độ vẫn có chút sợ mặc dù bọn hắn không sợ diệp quân lâm nhưng bọn hắn hao không nổi dù sao muốn đánh bại diệp quân lâm phải gánh chịu quá lớn tổn thất quá lớn bọn hắn không muốn có tổn hao như vậy bọn hắn muốn giết diệp quân lâm nhưng nghĩ là lấy nhỏ nhất thiệt hại cầm xuống mà không phải như bây giờ huyết chiến một hồi cái kia vĩnh hằng quốc độ còn có thể tổn thương nguyên khí nặng nề nếu như bị thế lực khác tìm tới cửa bọn hắn không có chút nào đất sinh tồn dù sao có thể uy hiếp bọn họ thế lực kỳ thực còn có bọn hắn còn có kế hoạch khác không có khả năng đem tất cả lực lượng đều dùng tại trên diệp quân lâm thân bởi vậy nguyên tắc của bọn hắn là có thể không đánh sẽ không đánh muốn giết diệp quân lâm cũng là về sau hơn nữa được hoàn mỹ kế hoạch nhìn thấy nghi vấn của bọn hắn diệp quân lâm cười cười ta nếu là thật tới đánh các ngươi còn cần thông chi các ngươi trực tiếp đánh không phải tốt mọi người vừa nghe lời này nhao nhao phản ứng lại giống như thực sự là dạng này diệp quân lâm ngay từ đầu đã nói hắn là tới bái phỏng vĩnh hằng quốc độ nếu quả thật báo thù hắn liền trực tiếp đánh tới còn cần hô sao lần này đại gia yên tâm dù sao bây giờ là có thể tránh khỏi cùng diệp quân lâm một trận chiến là biện pháp tốt nhất ngươi muốn hỏi thăm cái gì vĩnh hằng quốc độ một vị thần sứ hỏi hai ngày trước các ngươi tới giết ta là trấn ma ti người nào liên hệ các ngươi a à, cái này cầm đầu cao tầng vẻn vẹn do dự một chút lập tức hô ban đầu là ai liên hệ trấn ma ti người rất nhanh một vị thần sứ đi tới phía trước là ta liên hệ trấn ma ti người Diệp Quân Lâm trực tiếp hỏi, là ai? Miêu tả phía dưới những người này tướng mạo đặc thù. Liên lạc với ta Trấn ma ti người có sáu vị, cứ việc chúng ta không biết bọn họ là ai. Bọn hắn cũng cố hết sức ẩn tàng, nhưng chúng ta không xác định thân phận, thì sẽ không hành động. Bọn hắn cũng đánh giá thấp vĩnh hằng quốc độ thực lực, cảm thấy chúng ta sẽ không tra được bọn hắn. Ta phái ra người chuyên môn đi thăm dò, cuối cùng tra được. Sáu người đến từ chấn ma ti khác biệt phe phái, không cao lắm chức vị, nhưng cũng là các phe phái trung tầng có nhất định quyền lợi có thể biết được rất nhiều tin tức thần sứ giải thích nói này ngược lại là cùng diệp quân lâm dự đoán không sai biệt lắm nhóm này thế lực lớn xác suất tạo thành thành phần chính là như vậy không có cái gì cao tầng nhưng ít nhất cũng là trung tầng hơn nữa không làm cho người chú ý loại kia bằng không thì không có khả năng tại loại này dưới hình thế làm thần không biết quỷ không hay chính là bởi vì trung tầng có sức thuyết phục Bọn hắn cung cấp bất kỳ tin tức gì đều là thật. Bởi vậy, chúng ta mới có thể phát động ghim người kế hoạch, mới có thể phái người đi. Nói đến phần sau, tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói. Dù sao bọn hắn đi giết qua Diệp Quân Lâm, đây coi như là bọn hắn chủ động khiêu khích. Chỉ là Diệp Quân Lâm không để ý cái này, mà là nói, đem những người này tin tức toàn bộ cho ta, ta đi thăm dò. Tốt, lập tức rất nhanh thần sứ đem sáu người này tư liệu toàn bộ giao cho diệp quân lâm diệp tiên sinh còn có cái gì cần chúng ta trợ giúp sao vĩnh hằng quốc độ thừa cơ hướng diệp quân lâm lấy lòng chỉ là diệp quân lâm cười lạnh nói không cần nhớ kỹ các ngươi giết ta chuyện ta có thể nhớ kỹ đâu sẽ không liền như vậy vạch trần đi qua diệp quân lâm lời nói xoay chuyển ngữ khí vô cùng băng lãnh để cho vĩnh hằng quốc độ đám người kinh hồn táng đảm mối thù này ta sẽ tính toán chờ ta giải quyết xong chấn ma ti liền đến ta cấp đủ các ngươi nhặt bảo thời gian chuẩn bị đem các ngươi có thể cầm toàn bộ lấy ra thậm chí tại ta đối phó chấn ma ti thời điểm các ngươi cũng có thể đi giết ta nhưng mà một khi ta giải quyết xong tất cả mọi chuyện ta liền đánh tới cửa rồi lần sau gặp lại ta chính là muốn triệt để phá hủy các ngươi diệp quân lâm bá đạo nói vĩnh hằng quốc độ tất cả mọi người choáng váng diệp quân lâm đều tự tin đến loại trình độ này bất quá vừa nghĩ tới thực lực của hắn hắn là có tư cách này vĩnh hằng quốc độ lúc nào bị người uy hiếp qua như vậy nhưng có biện pháp sao không có bất kỳ biện pháp nào cuối cùng tại mọi người hoảng sợ kinh ngạc trong ánh mắt khó hiểu diệp quân lâm rời đi chúng ta lần sau gặp lại một thanh âm còn xa xa truyền đến vĩnh hằng quốc độ đám người diện mục hung hăng run rẩy sợ a à? Ai không sợ? Lần sau gặp lại, ý vị như thế nào, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nghe được a, à, Diệp Quân Lâm sớm muộn cũng sẽ đánh tới. Chuẩn bị, toàn thể chuẩn bị, tụ tập chúng ta lực lượng lớn nhất đến đối kháng Diệp Quân Lâm. Không tệ, bây giờ thời khắc phải chú ý Diệp Quân Lâm động tính. Một khi hắn cùng chấn Ma Ti đại chiến, chúng ta nhất thiết phải tham dự. Muốn lấy cái giá thấp nhất giết chết Diệp Quân Lâm. Toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bắt đầu rối loạn. Nhao nhao đều chạy tới làm toàn phương vị chuẩn bị. Bọn hắn cũng biết rõ một cái cơ bản nhất đạo lý sinh tồn muốn vĩnh hằng quốc độ sinh tồn, nhất thiết phải giết chết Diệp Quân Lâm. Trừ cái đó ra, không có những biện pháp khác. Chỉ là bọn hắn nghĩ không ra, một cái quốc độ cư nhiên bị một người bức bách thành dạng này. Một bên khác, mặc dù Cung Thiên Thu cho Tiêu Phong nói là về sau ít gặp mặt, nhưng nàng quan tâm Diệp Quân Lâm bên kia điều tra tiến độ a. Muốn nhìn hắn tra được một bước nào có uy hiếp hay không đến chính mình. Bởi vậy, cung thiên thu chủ động tìm tới tiêu phong. Cái này nhưng làm tiêu phong kích động hỏng. Trước đó cũng là chính mình chủ động đi tìm cung thiên thu. Bây giờ cung thiên thu bắt đầu tìm hắn. Trở thành chính mình nữ nhân, quả nhiên khác nhau. Sư phụ bây giờ không có tại Bắc Các, mà là đi vĩnh hằng quốc độ. Tiêu phong đối với cung thiên thu tự nhiên là biết gì nói nấy. Cung thiên thu hoảng sợ nói, a à, đi vĩnh hằng quốc độ, có thể bị nguy hiểm hay không a à? hẳn là không cũng không biết sư phụ lần này có thể hay không đem vĩnh hằng quốc độ tiêu diệt tiêu phong nói cung thiên thu cho mày nàng bây giờ không xác định diệp quân lâm mục đích là cái gì là trực tiếp đi báo thù muốn tiêu diệt vĩnh hằng quốc độ vẫn là đi vĩnh hằng quốc độ tra tới cùng ai liên hệ lần trước kế hoạch nàng đây đều không thể xác định vạn nhất là cha tìm là ai liên hệ vĩnh hằng quốc độ đâu cứ việc chính mình làm việc bí mật phái đi liên hệ thủ hạ cũng đều là tầng tầng mã hóa che giấu thân phận đến mức tận cùng nhưng cung thiên thu vẫn có chút không xác định vĩnh hằng quốc độ cũng không phải đèn cạn dầu chính mình cảm thấy không có bại lộ nhưng vạn nhất đám người kia sớm tra được đâu vậy là được ta tìm ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi trước mắt trấn ma ti tiến độ như thế nào cung thiên thu tương trấn ma ti nhất thống đến một bước nào nói cho tiêu phong tiêu phong gật gật đầu hảo ta đã biết, trước mắt còn không ảnh hưởng tới chúng ta, ta liền không nói cho sư phụ. Chính ta tâm lý nắm chắc là được. Cung thiên thu cùng tiêu phong cáo biệt sau, liền vội vàng rời đi. Đúng, diệp quân lâm không tại, bác các nhưng là không người trông coi, lúc này tiến công chính là thời cơ tốt nhất. Kế tiếp, cung thiên thu đem diệp quân lâm đã rời đi tin tức truyền cho Trấn Ma Ti. Tiếp đó nàng liền đi xử lý những chuyện khác. Trấn Ma Ti vừa được đến Diệp Quân Lâm rời đi tin tức, Lập tức lại không được Nhanh nhanh nhanh, ngăn cản nhân thủ, tốc chiến tốc thắng Mau đem Bắc Các cầm xuống Vì chắc chắn, Trấn Ma Ti lập tức phái ra các phương cao thủ đi tiến công Bắc Các Lấy thế xét đánh không kịp bưng tay cầm xuống Bắc Các Mấy ngàn cao thủ rất nhanh liền đi tới Bắc Các bên ngoài Tiến công Ra lệnh một tiếng, mấy ngàn cao thủ lập tức tiến công Trước hết nhất sông lên trước mấy trăm cao thủ khắp khuôn mặt là thần sắc hưng phấn bắt các bọn hắn ăn chắc. Phanh phanh phanh, nhưng ai cũng không nghĩ tới là, trước hết nhất vào tới mấy trăm cao thủ đang đến gần bắc các một khắc này, vậy mà toàn bộ nổ thành từng đám từng đám huyết vụ. Cái này phía sau nhặt bảo mấy ngàn cao thủ toàn bộ cho hù dọa. Toàn bộ đều dừng lại. Diệp quân lâm âm thanh càng là vang lên. Ta không tại liền nghĩ chạy tới dương oai, tự tìm cái chết. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người dọa sợ. Diệp quân lâm trở về, rút lui lập tức, chấn ma ti mấy ngàn cao thủ trong nháy mắt bị bại, hoa rơi nước chảy giống như chạy trốn đi. Trong nháy mắt, liền biến mất vô tung vô ảnh. Một đám sợ hàng. Diệp quân lâm âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa trở về, liền đụng tới việc chuyện này. Ân, không thích hợp. Cái này chấn ma ti chắc chắn là tiếp vào chính mình rời đi đi vĩnh hằng quốc độ tin tức mới dám tấn công như vậy. Muốn tại trước khi mình tới, trực tiếp đánh hạ bắc các cái kia đi vĩnh hằng quốc độ tin tức là ai để lộ ra ngoài. Không cần nghĩ, chắc chắn là âm thầm thế lực kia ra tay rồi. Đem chính mình đi vĩnh hằng quốc độ tin tức tiết lộ cho Trấn Ma Ti, bọn hắn lập tức tới đánh bác các. Nhưng cái này thế lực quá thần thông quảng đại đi. Tin tức này ngoại trừ chính mình người, những người khác cũng không biết chưa. Từ lần trước Diệp Quân Lâm phân tích đến xem, liền biết cái thế lực này đối với chính mình cùng với bên cạnh mình hết thảy đều rõ như lòng bàn tay. Bây giờ chính mình đi vĩnh hằng quốc độ chuyện này, càng thêm có thể kiểm chứng chuyện này. Cái này thế lực phản phất tại bên cạnh mình an con mắt một dạng. Thấy rõ chính mình hết thải. Nhưng cái này sao có thể. Dù là cái này thế lực lại thần thông quảng đại, cũng không khả năng biết được bên cạnh mình hết thải A. À? Chỉ là tiếp cận liền khó như lên trời. Chẳng lẽ là mình người. Nhưng chính mình người không có khả năng A. À? Điểm này Diệp Quân Lâm dám cam đoan. Người bên cạnh tuyệt đối không có cái gì phản đồ. Thế nhưng là trừ bọn họ, còn có ai có thể biết hành tung của mình đâu? Không thể nào, chỉ có thể là từ người bên cạnh mình bại lộ. Lại có một cái khả năng cái thế lực này thần thông quảng đại đến vượt qua tưởng tượng của mình. Nhưng khả năng này vẫn là tiểu, bất quá không bài trừ có. Dù sao nhóm này thế lực thật lợi hại, đem các phương đều nắm trong tay. Cái này đồng dạng thế lực có thể xa xa làm không được bất quá cái này thế lực lần này xem như bại lộ cho là nắm giữ hành tung của mình thừa dịp cơ hội này đem bắc các tiêu diệt thật tình không biết chính mình lại sớm trở về vừa vặn kẹt bắc các không có diệt thành không nói ngược lại còn đem chính mình phá tan lộ ta sẽ tra được các ngươi lần này bại lộ cho ta như thế một cái trọng đại manh mối ha ha diệp quân lâm cười không nghĩ tới lần này còn có lớn như thế thu hoạch hắn tới Bắc các nguyên nhân rất đơn giản. Muốn tra từ Vĩnh Hằng Quốc độ tìm đến mấy người tư liệu. Nếu là Trấn Ma Ti người, lại chủ yếu là ngũ phương các người. Cho nên để cho cái kia bắt các người tra tìm tốt nhất rồi. Đương nhiên trong những người này, cũng không có bắt các người. Bắc các bây giờ đã sớm một cung thiên thu muốn giá trị lợi dụng. Các ngươi lập tức đi thăm dò cái này một số người, cùng với bọn hắn quan hệ lưới cùng với gần nhất người lui tới sau khi tra được cho ta bí mật hồi báo diệp quân lâm lập tức an bài xong xuôi Bác các cũng có chuyên môn phụ trách tình báo tổ chức bọn hắn cũng quen thuộc trấn ma ti hết thảy không chỉ có như thế diệp quân lâm còn an bài mình người cũng đi tra cái này một số người muốn hai bút cùng vẽ ân đến nỗi ta hành tung vấn đề đi về hỏi hỏi ta liền biết xử lý hảo bắc các hết thảy diệp quân lâm liền quay trở về lần này trấn ma ti chết hơn mấy trăm người kế tiếp, chấn ma ti tạm thời là không còn dám tới. Lúc này Trấn ma ti mấy ngàn cao thủ vội vã quay trở về chấn ma ti cổ chỉ. Tin tức là giả, chúng ta vừa tới, diệp quân lâm liền đến, chúng ta chết vài trăm người. Bọn hắn đem thất bại tin tức truyền đến. Lần này Trấn ma ti toàn thể đều oanh động. Tin tức giả, nhưng rõ ràng tin tức là diệp quân lâm rời đi, đi tìm vĩnh hằng quốc độ. Như thế nào là tin tức giả đâu, chuyện này rất nhanh liền truyền đến thần thiên giám cùng với một đám lão tổ trong tai. Chuyện này có cái gì đáng giá tranh cãi, ta xem tin tức không giả, hẳn là vừa vặn diệp quân lâm trở về. Một vị lão tổ nói, ân, đồng ý, đám người nhao nhao gật đầu. Nhạt bảo nhưng lúc này độc cô thác lại lên tiếng nói, có điểm gì là lạ. Là lạ ở chỗ nào, chẳng lẽ độc cô thiên ti tin tức là giả sao? Một đám các lão tổ nhao nhao hỏi. Độc cô thác lại lắc đầu, không phải tin tức khả năng cao thật sự chỉ là trùng hợp lúc này Diệp Quân Lâm trở về nhưng lập tức hắn thoại phong nhất chuyển nói nhưng mà Diệp Quân Lâm rời đi đi vĩnh hằng quốc độ tin tức này chúng ta người là như thế nào biết đến theo lý thuyết Diệp Quân Lâm hành tung hẳn là tuyệt mật chúng ta phái đi ra nhiều người như vậy nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm cái gì đều tra không được a à? đám người nhao nhao gật đầu đúng a à? chúng ta người là phái đi ra nhưng mà căn bản không dám rời Diệp Quân Lâm quá gần a, chỉ có thể dò thăm một điểm vô dụng tin tức, đến nỗi Diệp Quân Lâm hành tung, đó là không có khả năng. Độc Cô Thác nhìn xem đám người hỏi, vậy chúng ta là làm thế nào biết Diệp Quân Lâm đi tung? A, à, cái này hỏi một chút, làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Đúng a? À, bọn hắn mặc dù phái cao thủ đi diệt đi bắt các, nhưng tin tức cụ thể là ai truyền tới, không có người biết. Đúng a? À, Tin tức này là từ chỗ nào truyền tới? Hay là ai tìm hiểu tới? Có người biết không? Đông các lão tổ hỏi. Lắc đầu. Tất cả mọi người đều tại lắc đầu. Lúc này tất cả mọi người có chút ý thức được vấn đề. Tin tức trọng yếu như vậy, liền bọn hắn cũng không biết. Những người khác từ đâu biết? Cũng không phải bọn hắn người phái đi ra ngoài truyền về. Vấn đề này liền phiền toái. Nhanh đi tra một chút Diệp Quân Lâm đi vĩnh hằng quốc độ tin tức là ai thứ nhất phát ra các vị lão tổ nhau nhau gấp, lập tức phái người đi thăm dò. Rất nhanh liền đã điều tra một lần. Kết quả rất là kinh người. Không có ai, căn bản cha không được là ai thứ nhất truyền tới tin tức. Rõ ràng Diệp Quân Lâm đi Vĩnh Hằng Quốc độ tin tức là tất cả mọi người đều biết đến. Nhưng người đi thăm dò thời điểm, lại phát hiện mỗi người cũng không biết tin tức làm sao tới. Cũng không phải chấn ma ti bất luận kẻ nào tìm hiểu tới tin tức. Phảng phất tin tức này liền giống như U Linh, bỗng nhiên xuất hiện tại trong trấn ma ti bên trong. Đây tuyệt đối có vấn đề. Lần này tất cả mọi người biết rõ độc cô thác ngay từ đầu nói tới. Đúng vậy thật có vấn đề. Độc cô thác cười nói, tin tức này liền phảng phất đột nhiên xuất hiện tại trong chúng ta, lại không có bất kỳ người nào biết tin tức làm sao tới. Có điểm giống như u linh. Còn có trong khoảng thời gian này, các ngươi không cảm thấy ngày ngày đều có phản kháng Diệp Quân Lâm cảm xúc cùng tin tức sao? Có chút rất không bình thường đại gia lập tức lĩnh hội, dối rít nói, chẳng lẽ nói có người cố ý tại trở nên gay gắt chúng ta cùng Diệp Quân Lâm ở giữa mâu thuẫn. Độc cô thác gật gật đầu, ân, đúng là như thế. Phía trước ta còn không có để ý, nhưng lần này Diệp Quân Lâm rời đi, đi vĩnh hằng quốc độ tin tức này truyền đến, để cho ta rất là hoài nghi. Các ngươi còn nhớ rõ lần trước tứ phương các thập đại thiên kiêu mang đến người giết Diệp Quân Lâm sao? Độc cô thác một nhắc nhở, đám người lập tức nói, Độc cô thiên ti chẳng lẽ ngươi hoài nghi chuyện này cũng là có người ở sau lưng khuyến khích. Độc cô thác giải thích nói, chúng ta người đi giết diệp quân lâm ta điều tra, đều là người mình tổ chức. Nhưng mà vĩnh hằng quốc độ, còn có đại hạ một chút không biết tên thế lực, cùng với diêm la điện, thất sát những tổ chức sát thủ này, cùng với huyền minh dị tộc những thế lực này tại sao lại đồng thời xuất hiện. Theo lý mà nói, bọn hắn liền xem như nghe tin tức có người muốn giết diệp quân lâm, bọn hắn cùng tới giết. Cái này không có tâm bệnh, dù sao Diệp Quân Lâm cửu địch rất nhiều, tất cả mọi người là biết đến. Thế nhưng là trận chiến kia các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, các phương phối hợp ăn ý, có chủ công, có nhật bảo đánh nghi binh, có phụ trợ, có ám sát. Vốn là một đám người ô hợp, lại phối hợp giống như là đi qua trăm ngàn lần tôi luyện. Độc cô thác dạng này vừa phân tích, đại gia nhau nhau đều phải kinh hô thành tiếng. Tất cả mọi người chỉ là nhìn thấy chấn ma ti đi cao thủ toàn quân bị diệt, liền thập đại thiên kiêu đều không may mắn thoát khỏi tai nạn lực chú ý toàn bộ đều tại trên đối với diệp quân lâm cừu hận không chút nào không có chú ý tới những thứ này độc cô thác nói chuyện tất cả mọi người cảm thấy có vấn đề không chỉ có như thế lúc đó còn có đủ loại độc dược cơ quan ám khí các loại cũng là phối hợp các phương cao thủ hành động chung thậm chí nói chưa bao giờ có đáng sợ như vậy phối hợp các vị lão tổ đồng loạt nhìn xem độc cô thác hoảng sợ nói cái này sau lưng có người ở điều khiển hết thảy độc cô thác gật gật đầu ân ngay từ đầu ta chẳng qua là cảm thấy có vấn đề nhưng hôm nay diệp quân lâm đi tung tin tức ngược lại là nhắc nhở ta hiện tại xem ra tại trấn ma ti diệp quân lâm huyền minh dị tộc những thế lực này ngoại trừ còn có một thế lực thao túng gần nhất cục diện cái này thế lực muốn mượn trấn ma ti chi thủ tới diệt trừ diệp quân lâm lúc này mới có phía trước các phương phối hợp giết diệp quân lâm sự tình đây tuyệt đối là cái thế lực này âm thầm liên hợp hảo các phương đồng loạt ra tay chẳng ai ngờ rằng lần này diệp quân lâm đi tung tin tức bại lộ sau vậy mà nhượng trấn ma ti cũng bắt đầu chú ý tới còn có một phương thế lực tồn tại khả năng đúng thủ hạ của ta còn điều tra qua nói diệp quân lâm trước đây kỳ thực là thả thập đại thiên kiêu hơn nữa để cho bọn hắn mang đi tứ đại trấn các thần khí lúc đó cảm thấy là nói nhảm nhưng bây giờ suy nghĩ một chút nam các một vị lão tổ đột nhiên nói cái này khiến độc cô thác trong đôi mắt sáng lên như vậy thập đại thiên kiêu khả năng cao là bị nhóm này thế lực cho bắt đi hoặc giết từ đại trấn các thần khí cũng là bị bọn hắn lấy đi tiếp đó toàn bộ giá họa cho diệp quân lâm cũng đưa đến trấn ma ti nhất thống kỳ thực độc cô thác trong lòng có chút cảm tạ cái thế lực này nếu như không có cái này thế lực mà nói hắn làm sao có thể nhanh như vậy nhất thống trấn ma ti đâu đúng a à, diệp quân lâm nếu là thật giết hắn nào có thừa nhận hắn nói thả vậy khẳng định là thả còn có hắn căn bản không đem tứ đại chấn các thần khí để vào mắt. Lần này toàn bộ giải thích thông được. Nguyên lai chấn ma ti là bị người làm vũ khí sử dụng. Trở thành trong tay người ta đồ đao đi giết diệp quân lâm. Nhưng cái này thế lực là ai vậy? Dựa theo hiện nay biểu hiện đến xem, nhóm này thế lực quen thuộc chấn ma ti, huyền minh dị tộc, còn quen thuộc diệp quân lâm cùng với vĩnh hằng quốc độ. Thế lực như vậy ta nghĩ không ra, tất cả mọi người bắt đầu phân tích cái này phe thế lực đến cùng là ai. Đối với độc cô thác mà nói, cái này phe thế lực đích xác trong lúc vô hình trợ giúp chính mình, càng là thúc đẩy kế hoạch bí mật của hắn. Thế nhưng là cái này phe thế lực tuyệt đối phải bắt được. Coi bọn họ là thương sử dụng. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Thế nhưng là một thế lực như vậy, đem các phương đùa bỡn tại bàn tay ở giữa, chúng ta lại không một chút xíu phát giác được. Làm sao làm được? Dù là hắn là trong chúng ta người, cũng cần phải sẽ có dấu vết để lại a à. tất cả mọi người bắt đầu nghi ngờ độc cô thác cảm thán nói liền sợ là loại kia tiểu nhân vật đứng tại trước mặt ngươi ngươi cũng sẽ sơ sót cha từ giờ trở đi các phương bí mật cha tìm cái này thế lực bọn hắn chắc chắn là trấn ma ti người còn sẽ có tiếp xuống hành động tuyệt đối không nên lộ ra muốn tìm ra tinh nhuệ bí mật đi thăm dò độc cô thác phía dưới lệnh sau các phương bắt đầu bí mật điều động người tại trấn ma ti bên trong bày ra điều tra cứ việc đây là tuyệt mật hành động thế nhưng là cung thiên thu nhiều thần thông quảng đại a thật sớm liền đã nhận được tin tức cái gì ngay cả trấn ma ti cũng hoài nghi đến trên đầu ta xảy ra chuyện lớn cung thiên thu luống cuống lần này phiền phức cũng lớn cứ việc nàng bây giờ thực lực siêu cường phải nói là không e ngại trấn ma ti mỗi một người nhưng tiếp tục như vậy nàng rất nhiều kế hoạch liền hoàn toàn không cách nào tiến hành. các phương chẳng những có phòng bị vẫn đang tra tìm cái này đại đại đối với nàng tạo thành trở ngại a à? tại sao sẽ như vậy chính mình quá gấp nàng không nghĩ tới Trấn Ma Ti vừa muốn đi công kích Bắc Các, không nghĩ tới Diệp Quân Lâm trở về ăn trộm gà bất thành phản còn mất nắm gạo chuyện này một thất bại các phương một cách tự nhiên liền bắt đầu hoài nghi dù sao chuyện này lộ ra một cái rất lớn chân ngựa tới diệp quân lâm hành tung cũng là nàng sơ sót một điểm diệp quân lâm hành tung làm sao lại nhặt bảo dễ dàng như vậy bại lộ đâu bây giờ các phương liền diệp quân lâm phụ cận cũng không dám tiếp cận chớ đừng nói chi là đối với diệp quân lâm hành tung như lòng bàn tay đó là không có khả năng chuyện dạng này ngược lại đem nàng phá tan lộ dẫn đến chấn ma ti bây giờ cũng ngờ tới có phe thứ ba thế lực hơn nữa bọn hắn đã phân tích ra thập đại thiên kiêu sự tình cung thiên thu thực sự là muốn chọc giận chết không nghĩ tới vội vàng phía dưới vậy mà ra kém như vậy sai mấu chốt cũng là không có tính toán hảo diệp quân lâm trở về thời gian nàng cảm thấy thời gian đầy đủ diệt bắc cát nhưng vẫn là chậm một bước dù sao nàng tìm tới tiêu phong tìm hiểu tin tức thời điểm diệp quân lâm đã sớm rời đi đi vĩnh hằng quá độ cung thiên thu hung hăng vỗ chán. đúng diệp quân lâm Cung Thiên Thu lại bỗng nhiên nghĩ đến một kiện thiên đại sự tình. Diệp Quân Lâm trở về Bắc Các cùng trấn Ma Ti cao thủ chính diện tao ngộ. Như vậy hắn cũng chắc chắn biết hành tung tiết lộ sự tình. Diệp Quân Lâm đã sớm đang hoài nghi còn có một phương thế lực, hơn nữa đang tra tìm chúng. Bây giờ hành tung tiết lộ, hắn nhất định sẽ hoài nghi đến người mình. Dù sao chỉ có chính mình người mới biết hành tung của hắn. Có thể hay không hoài nghi đến tiêu phong trên đầu một khi hoài nghi đến tiêu phong trên đầu vậy nàng chẳng phải là muốn bại lộ hết thảy đều phải giã tràng xe cát cung thiên thu lập tức hốt hoảng nhưng bây giờ nàng đã không có biện pháp cũng không thể lúc này đi nhắc nhở tiêu phong a à. cái này không khác nào là bại lộ chính mình nàng không có cái gì biện pháp chỉ có thể cầu nguyện tiêu phong không bị phát hiện cung thiên thu làm xong hết thảy sau lập tức giấu đi bắt đầu chuẩn bị nếu như bị diệp quân lâm biết nên như thế nào ứng đối sự tình cung thiên thu vô cùng lo nghĩ chuyện này mồ hôi lạnh một mực tại ứa ra đang chờ đợi chuyện này cuối cùng là kết quả gì lo lắng thời điểm diệp quân lâm đã đi tới đại bản doanh lão đại sư phụ ngài trở về đại gia nhao nhao bắt đầu chào hỏi đi đem tất cả mọi người tập trung lại diệp quân lâm lạnh mặt nói a à, thế nào cứ việc đại gia cảm thấy hiếu kỳ nhưng vẫn là nghe diệp quân lâm mà nói toàn bộ bắt đầu tụ tập. Rất nhanh, tất cả mọi người đều tập trung đến cùng một chỗ. Diệp Quân Lâm nhìn xem bọn hắn nói, ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người, chính như các ngươi tin tưởng ta một dạng. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Bởi vì Diệp Quân Lâm cho tới bây giờ chưa từng nói lời như vậy ngữ. Nhất là trong lòng tiêu phong hơi hồi hộp một chút, chính mình dọa chính mình nhảy một cái. Lão đại điểm ấy chúng ta đều biết, không cần nói rõ thanh long nói đúng lão đại đến tột cùng thế nào ngài nói đại gia nhao nhao thúc giục nói ta đi vĩnh hằng quốc độ hành tung tiết lộ bị ngoại nhân biết trấn ma ti tiếp vào tin tức sau lập tức trừ khử bắc các. diệp quân lâm nói lời này vừa ra giữa sân trực tiếp vỡ tổ làm sao lại lão đại hành tung của ngươi chỉ có chính chúng ta biết a hơn nữa ngươi mới rời khỏi bao lâu tin tức này liền truyền ra ngoài chẳng lẽ nói là người chúng ta tiết lộ ra ngoài. Đại gia nhau nhau bắt đầu thảo luận, lẫn nhau cũng bắt đầu hiểu lầm. Nhưng thảo luận tới thảo luận lui, mỗi người cũng là đáng tin cậy đó a. À. Không có khả năng có tiết lộ hành tung người a. À. Không có người nào sẽ phản bội. Điểm này đại gia chắc chắn. Ân, tiết lộ hành tung. Tiêu Phong sắc mặt đột nhiên biến đổi. Muốn nói tiết lộ sư phụ hành tung, hắn tính toán một cái. Bất quá hắn chỉ là nói cho Cung Thiên Thu a, cũng không nói cho những người khác. Cung Thiên Thu là nữ nhân của hắn, đây chính là chính mình người a. Không thể nào. Diệp Quân Lâm tiếp tục nói, chắc chắn không phải chúng ta chính mình người có ý định tiết lộ ra ngoài. Điểm này ta chắc chắn. Nghe được Diệp Quân Lâm nói như vậy, đại gia trong đôi mắt thoáng qua một vòng cảm động thần sắc. Bọn hắn tin tưởng Diệp Quân Lâm, chính như Diệp Quân Lâm tin tưởng bọn họ một dạng nhưng mà ta suy đoán là trong chúng ta có không người nào ý tiết lộ ra ngoài dù sao chúng ta vẫn là cùng ngoại giới cùng trấn ma ti những thứ này đều có tiếp xúc không có ý định tiết lộ loại tình huống này chắc chắn khả năng cao hơn nữa cách chúng ta đại bản danh cách đó không xa khắp nơi đều là các phe thám tử ta hoài nghi có hay không ý tiết lộ khả năng tất cả mọi người suy nghĩ một chút chỉ ta ra ngoài trong khoảng thời gian này các ngươi cùng bên ngoài người nào tiếp xúc cho ta đều hồi tưởng một chút Diệp Quân Lâm nói. Tất cả mọi người bắt đầu cố gắng nhớ lại. Diệp Quân Lâm vừa nói như vậy. Tiêu Phong có chút hốt hoảng. Mặc dù hắn tin tưởng vững chắc cung thiên thu tuyệt đối không phải là người như vậy. Nàng là người một nhà. Cùng sư phụ ngang nhau trọng yếu. Tuyệt đối không phải. Nhưng là bây giờ nếu là hắn bả cung thiên thu nói ra, chẳng khác nào là đem nàng bại lộ. Vốn là không có việc gì, đều muốn bị nói thành là địch nhân. Tiêu Phong có chút khẩn trương. Quả mận nhiễm đề nghị, trong khoảng thời gian này rời đi đại bản doanh người cũng đứng ra đi, dạng này sàng lọc chính xác hơn. a à, nghe nói như thế, tiêu phong càng lạnh lẽo trương. Dù sao mình từng đi ra ngoài, vẫn là rất nhiều người biết. Những người khác toàn bộ quang minh chính đại đứng dậy. Tiêu phong lộ ra rất là trột dạ, bất quá cũng là cứng ngắc lấy ra đầu đứng dậy. Nếu như nói hắn lại nhăn nhăn nhó nhó, đều biết bại lộ. Quả mận nhiễm nói, các người đều nói nói mình ra ngoài gặp được người nào, nói chuyện với nhau những chuyện gì, đại khái kỹ càng một chút. Mấy người khác ngược lại là rất thản nhiên đem ra ngoài làm chuyện gì, thấy người nào toàn bộ cặn kẽ nói ra. Đến nỗi tiêu phong là càng ngày càng hốt hoảng. Bất quá vẫn là bảo trì chấn định, làm ra một bộ cố gắng đang suy nghĩ chuyện gì dáng vẻ. Hắn có thể muôn ngàn lần không thể bại lộ. Ổn định, nhất định muốn ổn định. Hắn cảm thấy tất cả mọi người đều phảng phất tại nhìn hắn một dạng hắn cúi đầu một mực suy xét. Rất nhanh còn lại mười mấy người đem sự tình đều nhất nhất giao phó. Lại chỉ có tiêu phong. Mà là mười mấy người này nói ra được tin tức hoặc nhân vật cũng là không có khả năng tiết lộ tin tức. Hơn nữa cũng là có chứng nhận có thể tra. Tất nhiên cái này một số người đều không phải là. Như vậy chỉ còn lại một cái tiêu phong. Chỉ có thể là hành tung để hắn tiết lộ ra ngoài diệp quân lâm. Toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên thân tiêu phong tiêu phong khẩn trương tới cực điểm chẳng lẽ muốn bà cung thiên thu nói ra sao không được a à. nàng tạm thời không thể bại lộ a à. một khi bại lộ nhất định sẽ bị sư phụ bọn hắn xem như địch nhân cái kia tình thế khó xử nhất định sẽ không bại lộ không đúng bây giờ tình huống này tiêu phong đột nhiên nghĩ đến cái gì hô to xong vừa mới tất cả mọi người đã giao phó xong có lý có cứ hết thảy tất cả cũng có thể tra bây giờ tất cả mọi người đều không có lộ ra hành tung khả năng như vậy chỉ còn lại chính mình sư phụ hành tung sẽ không vô duyên vô cớ để lộ ra ngoài mình hắn chỉ nói cho quá cung thiên thu thật chẳng lẽ là cung thiên thu một cái ý tưởng đáng sợ xuất hiện trong đầu trong thời gian ngắn chỉ có cung thiên thu biết chuyện này nàng hoàn toàn là có khả năng đem tin tức để lộ ra ngoài a à, nghĩ đến đây Tiêu Phong cả người lập tức người đổ mồ hôi lạnh tới. Không được, chính mình kiên quyết không thể hoài nghi Cung Thiên Thu. Nhân gia đều đem chính mình giao cho ngươi, ngươi lại tại hoài nghi nhân gia. Tiêu Phong ngươi không phải là người, cho dù là bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng là Cung Thiên Thu. Nàng tuyệt đối không có khả năng, căn bản không có loại tình huống này. Ngươi lại còn muốn hoài nghi Cung Thiên Thu, có phải là người hay không? Ngươi lần trước nhặt bảo thế nhưng là đã thề, kiên quyết sẽ lại không hoài nghi cung thiên thu làm sao lại cung thiên thu ở trong mắt hắn bây giờ là vô cùng thánh thần không cho phép hắn có chút hoài nghi một khi có hoài nghi vậy chính là mình đối với cung thiên thu tổn thương đem những ý nghĩ này ném sau ót kiên quyết không có khả năng đây là chính mình nữ nhân làm sao lại tiêu phong đột nhiên diệp quân lâm âm thanh vang lên đem tiêu phong đánh thức a à, sư phụ lần này toàn trường tất cả mọi người đều nhìn chòng chọc vào tiêu phong hắn là một cái duy nhất người những người khác đều không có tiết lộ hành tung khả năng tính chất mà còn lại chỉ có tiêu phong từng đi ra ngoài trừ hắn còn có thể là ai tiêu phong nói đi ngươi sau khi rời khỏi đây gặp qua người nào suy nghĩ kỹ một chút có hay không ai tiết lộ còn có người ra ngoài đã làm gì những thứ này toàn bộ nói hết ra diệp quân lâm hỏi tiêu phong đầu tiên là giải thích chính mình đi làm cái gì chủ yếu chính là điều tra trấn ma ti một chút động tính bà cung thiên thu nói cho hắn biết đại khái nói một lần những thứ này đều không có vấn đề vậy ngươi chủ yếu thấy ai diệp quân lâm hỏi cái này ta gặp tiêu phong sẽ lấy tiền trấn ma ti nhận biết mấy cái bằng hữu từng cái nói ra những này là rất nhiều người đều biết nhất là trước đó thanh long bọn hắn đều quen thuộc không có sao Diệp Quân Lâm nhìn xem Tiêu Phong hỏi. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy có chút không phải rất bình thường. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào một dạng. Tiêu Phong đại não cấp tốc vận chuyển, mình bây giờ tuyệt đối không thể bộc lộ ra bất luận cái gì chân ngựa tới. Bằng không thì lập tức liền bị nhìn xuyên. Nhìn thấy Diệp Quân Lâm chừng chừng nhìn mình chằm chằm, Tiêu Phong nói như đinh chém sắt, không có. Chỉ những thứ này người. Cái kia lần này không có người nào, cảm giác không giống như là chúng ta người tiết lộ tin tức a quả mận nhiễm nói nhưng diệp quân lâm vẫn là nhìn chằm chằm tiêu phong ánh mắt kia phảng phất đem tiêu phong linh hồn đều cho nhìn thấu một dạng tiêu phong không hiểu cảm thấy sợ hãi cùng khẩn trương sư phụ đang hoài nghi mình chủ yếu chính hắn có quỷ a tiêu phong hỏi một câu ps phía trước ngươi lúc nào cũng có thể tra được chấn ma ti tin tức tương quan bao quát cốt sư danh sách những thứ này ta muốn hỏi phía dưới ngươi cha như thế nào đến, có cái gì con đường hoặc có những người kia trợ giúp ngươi các loại." Diệp Quân Lâm hỏi. "Oanh, Tiêu Phong đầu đều phải nổ tung." Giờ khắc này, hắn cảm giác chính mình cả người đều phải nổ tung. Phía trước Diệp Quân Lâm một mực không có hỏi thăm vấn đề này, là cảm thấy Tiêu Phong có năng lực như thế. Nhưng bây giờ tình huống này, để cho hắn không thể không phòng. Có phải hay không Tiêu Phong để cho người ta lợi dụng? cho nên mới phải hiểu rõ tiêu phong cùng trấn ma ti những người kia tiếp xúc là như thế nào thu hoạch tin tức làm sao bây giờ làm sao bây giờ chính mình tìm được tin tức những thứ này đều là cung thiên thu cho nếu như cứng rắn cha mà nói là tuyệt đối có thể tra được cung thiên thu trên đầu thậm chí nói chuyện này quá tốt cha xét chỉ cần diệp quân lâm nghiêm túc một chút chuyên môn đem việc này lấy ra cha kia tuyệt đối chạy không thoát nếu như bị điều tra ra là cung thiên thu Vậy thì càng thêm nói không rõ ràng. Ván đã đóng thuyền, cho dù ai đều sẽ bả cung Thiên Thu xem như địch nhân. Bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ muốn bạo lộ cung Thiên Thu? Nói thẳng ra chính mình cùng cung Thiên Thu quan hệ sao? Nếu là chính mình nói suốt cung Thiên Thu là chính mình nữ nhân, tạm thời có thể sẽ tránh khỏi. Có thể tiếp nhận xuống, sư phụ khẳng định muốn trọng điểm tra tìm. Tất cả mọi người mặc dù ngoài miệng không nói nhưng trong lòng có thể sẽ bả cung nhặt bảo thiên thu xem như lợi dụng mình người. Đây là tiêu phong không muốn nhìn thấy. Hy vọng của hắn là đại gia có thể tiếp nhận cung thiên thu, đem nàng xem như người một nhà. Chỉ là bây giờ chấn ma ti cùng bọn hắn quan hệ dẫn đến loại sự tình này sẽ không phát sinh. Phải làm gì a à? Ân, thế nào, có việc. Nhìn thấy tiêu phong chậm chạp không nói lời nào, tất cả mọi người nhìn chồng chọc vào hắn. Đây nhất định là có vấn đề. Sư phụ, ta nhớ ra rồi. Đột nhiên, Tiêu Phong hoảng sợ nói. Ta sau khi rời khỏi đây gặp được chấn ma ti người, ta tại trước mặt bọn hắn khoác lác. Tiêu Phong vừa nói như vậy, đại gia nhao nhao nhìn lại, a à, Ta đi tìm hiểu tin tức thời điểm, không ít người vẫn là nhận ra ta tới. Còn nói thẳng chúng ta gặp nguy hiểm, chấn ma ti nhất thống không nói. Cái kia vĩnh hằng quốc độ cũng là khó đối phó vô cùng. Chờ chúng ta hạ chàng chỉ có diệt phong. Tiếp đó ta thì khoác lác châu rồi, nói sư phụ vô địch thiên hạ cái gì cũng không sợ cái gì trấn ma ti vĩnh hằng quốc độ đều phải từng cái tính sổ sách bọn hắn chắc chắn không tin nhưng mà ta nói thẳng sư phụ bây giờ liền đi vĩnh hằng quốc độ muốn đem vĩnh hằng quốc độ tiêu diệt ta mấy người bằng hữu kia sẽ không tiết lộ hẳn là có những người khác nghe được tiêu phong cũng là phản ứng rất nhanh vậy mà tạm thời nói ra một cái lý do hắn lý do này kỳ thực đại gia có thể hoài nghi cũng biết hoài nghi nhưng mấu chốt một điểm là hắn đem chuyện này trách nhiệm nắm ở trên người mình ngươi hoài nghi cũng vô dụng thôi chính hắn đều thừa nhận hành tung là hắn tiết lộ ra ngoài không thể không nói lý do này thật sự diệu a à. ngươi hoài nghi nhưng lại không thể hoài nghi bởi vì sự thật đã định đều tại ta là ta đem sư phụ hành tung tiết lộ ra ngoài tiêu phong tự trách không thôi đều tại ta bình thường quá kiêu căng đến chỗ nào đều không đem bất luận cái gì chấn ma ti người thả ở trong mắt có lời gì đều sẽ nói, dù sao chúng ta không sợ, quang minh chính đại." Tiêu Phong tiếp tục nói. "Ân, không có việc gì, bây giờ chúng ta cũng đã biết là chuyện gì xảy ra là được." Diệp Quân Lâm nói. Cứ việc Tiêu Phong vừa mới biểu hiện dị thường, nhưng hắn sẽ không hoài nghi Tiêu Phong. Hắn sẽ không hoài nghi bên cạnh bất cứ người nào. Tuyệt đối sẽ không có người phản bội mình. Điểm này, Diệp Quân Lâm tin tưởng. Cho nên hắn không còn đi suy nghĩ nhiều ngay từ đầu hắn nghĩ chính là tiêu phong bọn hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài kỳ thực điều này cũng tại cung thiên thu cao minh đem chính mình giao cho tiêu phong trở thành tiêu phong nữ nhân cái này khiến tiêu phong sẽ phát điên liều lĩnh sẽ đi giữ gìn nàng dù là đem hết thảy đều nắm ở trên người mình cũng tuyệt đối sẽ không nhượng cung thiên thu bại lộ dù sao cung thiên thu bây giờ mới là trong lòng hắn người trọng yếu nhất địa vị đã vượt qua diệp quân lâm nếu là Cung Thiên Thu cũng không đem chính mình giao cho Tiêu Phong. Có thể Tiêu Phong sẽ tỉnh táo suy xét, sẽ hoài nghi Cung Thiên Thu, thậm chí sẽ đem Cung Thiên Thu bộc lộ ra đi. Cái này cũng là Cung Thiên Thu chính mình không nghĩ tới. Để cho chính mình biến thành Tiêu Phong nữ nhân sau, còn có thể mang đến chỗ tốt như vậy. Trước đó tại Diệp Quân Lâm cùng Cung Thiên Thu ở giữa, Tiêu Phong vẫn là thoáng thiên về Diệp Quân Lâm một điểm. Hơn nữa bây giờ trong đầu của hắn đã xuất hiện đối với Cung Thiên Thu nghi ngờ. Nếu là trước kia, hắn khả năng cao nói là đi ra, thậm chí chính mình muốn đi tra một phen. Đại gia về sau hay là muốn cẩn thận, vạn nhất ta không tại, địch nhân đến, các ngươi liền chú ý tốt chính mình. Tốt nhất trốn vào chúng ta trụ sở dưới đất, đây là chúng ta bảo mệnh chiêu số, cái này trụ sở dưới đất các ngươi có thể muôn ngàn lần không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Diệp Quân Lâm nhắc nhở. Lời này vừa ra, Tiêu Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút nơi này hắn sớm bại lộ cho cung thiên thu bất quá cũng may cung thiên thu là người một nhà cũng là không cần sợ nói giống như chưa nói vậy xem ra cần phải tăng tốc giải quyết sự tình thật sớm ngày để cho thiên thu cùng sư phụ bọn hắn tương kiến a à. nhưng hắn có cái nghi vấn sư phụ hành tung đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài cung thiên thu không có khả năng điểm này hắn rất chắc chắn chính như diệp quân lâm tin tưởng hắn đồng dạng căn bản liền không đang suy nghĩ bên trong Ân, tốt, kế tiếp đại gia cùng chấn ma ti ít người tiếp xúc. Chấn ma ti mã thượng muốn toàn phương vị đối với chúng ta động thủ. Diệp quân lâm dặn dò. Từ đại bản doanh rời đi, hắn lần nữa nhặt bảo đi tới Bắc Các. Bởi vì Bắc Các tình báo tổ đã tra được người hắn muốn tìm. Hảo, mang ta đi xem. Diệp quân lâm tới đến Bắc Các sau lập tức xuất phát. Ân, chết hết. Rất nhanh, tìm được người đầu tiên sau, đại gia liền đều sợ ngây người người này cùng với tương quan nhân vật toàn bộ đều đã chết một người sống đều không lưu lại rất nhanh tìm được người thứ hai kết quả là một dạng tương quan người cũng đều toàn bộ chết cái thứ ba cái thứ tư muốn tìm cái này một số người toàn bộ chết thảm còn có bọn hắn quan hệ lưới cũng là toàn bộ diệt việt một điểm manh mối đều không lưu lại ai chúng ta tới chậm một bước một điểm thu hoạch cũng không có bắc các mấy người thở dài Diệp quân lâm cười cười, ai nói không thu hoạch. Ân, những người khác đều nghi hoặc nhìn Diệp quân lâm. Không hiểu là ý gì. Nhìn vết tích này, bọn hắn hẳn là vừa mới giết người xong, ngay cả thi thể đều tới kịp hủy diệt. Chỉ so với chúng ta nhanh một bước mà thôi. Diệp quân lâm nói. Bác các lập tức có người phản ứng lại, không khỏi nói. Diệp đại lão ý của ngài là nói giết chết những người này thế lực ngay tại chung quanh. Bằng không thì bọn hắn không có tốc độ nhanh như vậy. Ân, đúng, không cần nghĩ chính là phụ cận chấn ma ti người, thế lực khác mà nói, không có khả năng nhanh như vậy, hơn nữa vẻn vẹn so với chúng ta chỉ nhanh một bước. Chủ yếu nhất là bọn hắn quen thuộc cái này một số người. Diệp Quân Lâm nói, lần này đã xác định cái này thế lực chính là tại chấn ma ti. Diệp Quân Lâm nói, các người đem xảy ra chuyện 6 người địa điểm tổng hợp, xem khoảng cách gần nhất chấn ma ti thế lực là cái kia. Bác các đám người lập tức tra, rất mau trả lời án đi ra, cách sáu người này cùng với nhân viên tương quan tử vong địa điểm tổng hợp xuống gần nhất trấn ma ti thế lực là tây các cứ việc bây giờ đã nhất thống nhưng tây các phần lớn người còn trước mắt tại tây các chỉ có tây các cao thủ có thể tại chúng ta lúc trước một bước giết chết cái này một số người tiếp đó che giấu thế lực khác cũng rất khó làm đến bất quá cũng không bài trừ khả năng này bọn hắn mạo hiểm mà nói vẫn có thể làm được bắc các mấy người phân tích nói diệp quân lâm cười cười Tại hắn nhiều mặt phán đoán nhìn, nhóm này thế lực thành viên hẳn là trải rộng toàn bộ trấn Ma Ti. Chỉ có toàn phương vị thẩm thấu mới có thể làm được một cái trưởng khống. Nhưng nhóm này thế lực làm việc cẩn thận, tuyệt đối sẽ không mù quáng làm việc. Càng sẽ không đi mạo hiểm. Cho nên giết chết những người này, tuyệt đối là Tây Các người xuất thủ. Thậm chí Diệp Quân Lâm muốn tìm thế lực phía sau màn đầu lính cũng tại Tây Các. Diệp Quân Lâm không nói hai lời, đi thẳng tới Tây Các đương nhiên là bí mật đi tới. Hắn ngược lại là phải xem Tây Các đến cùng là ai. Chỉ là Tây Các vậy mà hết thảy đều bình thường. Dù là Diệp Quân Lâm điều tra nửa ngày, đều không bất kỳ đầu mối nào cùng thu hoạch. Ân, không thích hợp. Tây Các là tổng hợp vị trí gần nhất, trước tiên giết chết người về sau, chạy đến Tây Các tới ẩn núp đây là bình thường. Cũng không hẳn là bình thường như vậy, bất kỳ đầu mối nào đều không lưu lại. Đây chính là chỗ không đúng, dù sao thời gian quá ngắn bọn hắn không kịp thu thập bao nhiêu lưu lại điểm dấu vết bây giờ tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề có thể nhóm này thế lực bản thân liền là phía tây các làm trung tâm đại bản doanh chủ não nhân viên ngay tại tây các mới có thể làm được đây hết thảy không lưu lại bất kỳ đầu mối nào nếu như là hốt hoảng thất thố phía dưới dấu ở tây các hắn tuyệt đối sẽ có chỗ phát hiện đương nhiên còn có một loại khả năng vừa mới chết đi cái kia mấy trăm người cũng là một người giết. Người này thực lực cường hãn vô cùng. Trong nháy mắt liền miểu sát tất cả mọi người. Như vậy, sớm hắn một bước cũng là có khả năng. Hơn nữa một thân một mình mà nói, cũng là rất tốt xấu sinh. Lại giả thuyết, chết mất những người kia nhặt bảo thực lực cũng không thấp. Nếu như phái ra số lớn cao thủ đi giết chết mà nói, hiện trường đoán chừng phải lưu lại không ít vết tích. Mà Diệp Quân Lâm nhìn qua hiện trường vết tích, trên cơ bản cũng là miểu sát, không có bất kỳ cái gì phản kháng cùng dấu vết đánh nhau tại hiện tại hắn phán đoán khả năng cao là một người trực tiếp giết chết diệp quân lâm sau khi trở về cho bắc các đám người căn dặn trọng điểm chú ý xuống tây các kế tiếp các ngươi chuyên môn bí mật điều tra tây các xem ai có khả năng đem danh sách liệt cho ta bắc các mấy người còn cười cười diệp đại lão vừa mới chúng ta thu được tin tức thì ra ngay tại phía trước một hồi thần thiên giám đột nhiên hạ lệnh để cho các đại phái hệ toàn bộ tại chỗ chờ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể ra ngoài. Nhưng bọn hắn tra được Tây Các có người ra ngoài rồi. Cụ thể danh sách chúng ta vẫn đang tra. Quyết định này kỳ thực ở dưới rất vội vàng, làm cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Bây giờ lại chết nhiều người như vậy, đoán chừng thần thiên giám đều biết tra xét. Nghe được tin tức này, Diệp Quân Lâm cũng cười. Ha ha ha, cái thế lực này không nghĩ tới bại lộ một cái, bại lộ nhiều như vậy. Diệp Quân Lâm kỳ thực muốn cảm tạ đem chính mình hành tung tiết lộ người, cái này ngược lại thành có lợi manh mối. Để cho đối thủ thường xuyên xuất hiện sai lầm, liên tục để lại đầu mối. Hắn hiện tại cũng khả năng cao khóa chặt Tây Các. Chính là Tây Các cái nào đó cao thủ xuất thủ. Có thể tại chính mình phía trước giết chết cái này một số người, như vậy nói rõ thực lực rất mạnh, ít nhất tại Tây trong các xem như số một số hai. Đoán chừng sánh ngang bắc các tam thánh. Cái này kỳ thực rất tốt cha nhưng Diệp Quân Lâm liền sợ có ít người ẩn giấu thực lực. Rõ ràng thực lực nghịch thiên, nhưng kỳ thật chính là một cái vô danh tiểu tốt. Người căn bản sẽ không chú ý. Bất quá có thể tra được trong khoảng thời gian này, Tây Các ra ngoài đều có ai, vậy vẫn là có hy vọng. Diệp Đại Lão những thi thể này đâu? Bác các người hỏi. Ta suy đoán bây giờ thần thiên dám ý thức được còn có một phương thế lực, dù sao lần này bọn hắn bại lộ, đem những thi thể này cho thần thiên dám đưa đi a à? Để cho bọn hắn cũng tra, ta không cần cho cái này thế lực bất luận cái gì không gian sinh tồn. Diệp Quân Lâm an bài đạo. bây giờ cung thiên thu ngay tại tây các ở trong. vừa mới những người kia cũng là nàng giết. nguy hiểm thật kém một chút liền bị phát hiện. Diệp Quân Lâm đuổi thật là nhanh a. À. để cho chuyện nàng lo lắng lầm lượt từng món. Tiêu Phong bên kia bại lộ không có bại lộ còn chưa biết. kết quả cùng vĩnh hằng quốc độ liên lạc qua người đã bị để mắt tới. cứ việc nàng phía trước đoán được đã an bài tốt diệt khẩu tất cả mọi người. Thật không nghĩ đến Diệp Quân Lâm tốc độ lại nhanh như vậy tìm tới. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể tự thân xuất má, đi giết tất cả mọi người. Nếu như dựa theo trước đó nàng an bài người đi giết, tuyệt đối sẽ bị Diệp Quân Lâm bắt được. Cứ như vậy, nàng cũng kém một chút chậm một bước. Nếu không phải là bây giờ nàng thực lực đến loại này tình cảnh, sợ là muốn bị Diệp Quân Lâm tại chỗ cho bắt được. Nàng giấu ở Tây Các cảm giác Diệp Quân Lâm tuyệt đối đã tới đi tìm nàng. Cũng may mắn sáu người này tổng hợp địa điểm khoảng cách Tây Các gần nhất, nàng quen thuộc Tây Các hết thảy. Nếu không tuyệt đối phải bại lộ. Cái gì, thần thiên giám tốc độ cũng nhanh như vậy, bắt đầu bày ra danh sách. Cung thiên thu hoảng hỏng. Ai có thể nghĩ tới thần thiên giám cũng như thế cấp tốc A. Nếu như mình xuất hiện tại trong danh sách kia, nói không chừng còn là sẽ bị tra ra cái gì. Bởi vậy, kiên quyết không thể. Này ngược lại là không làm khó được nàng. Tây Các nàng quá tốt nắm trong tay, để cho một nhóm người làm chứng giả, cung cấp chính mình một mực tại Tây Các chứng minh liền tốt. Cung Thiên Thu liền vội vàng đem chuyện này an bài tốt. Chính mình cũng miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Nàng thở hồng hộc, ai biết, một cái sai lầm nhỏ sẽ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy. Đơn giản muốn liên hoàn bại lộ. Một cái tiếp theo một cái. Không biết Tiêu Phong bên kia như thế nào. Đang tại lúc này, Tiêu Phong truyền đến tin tức Nhật Bảo Cung Thiên Thu đã sớm nói muốn cùng Tiêu Phong ít gặp mặt, thế là nàng và Tiêu Phong có đặc định phương thức liên lạc. Tiêu Phong đem phát sinh tất cả mọi chuyện đều nói cho Cung Thiên Thu. Cái này nhưng làm Cung Thiên Thu dọa chảy mồ hôi lạnh ướt súng cả người tới, kém một chút liền bại lộ a. À. Nhưng cứ như vậy, không phải liền là nói Tiêu Phong cũng hoài nghi chính mình sao? Bởi vì ngoại trừ Diệp Quân Lâm người bên cạnh chỉ có chính mình biết Diệp Quân Lâm đi tung tin tức. Thiên Thu yên tâm đi, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta sẽ điều tra ra, đến cùng là ai tiết lộ sư phụ hành tung. Tiêu Phong nói, Cung Thiên Thu nghĩ nghĩ nói, Tiêu Phong kỳ thực là ta tiết lộ ra ngoài. A, à, làm sao lại? Ngược lại để Tiêu Phong kinh ngạc, là ta vì duy trì sư phụ mới nói lỡ miệng bị những người khác biết. Có người nói với ta sư phụ cùng các người đều phải xong, Trấn Ma Ti nhất thống, còn có vĩnh hằng quốc độ cũng muốn giết sư phụ. Ta nói sư phụ không sợ, thậm chí hắn đã đi diệt vĩnh Hằng quốc độ. Thật xin lỗi, là ta nói lỡ miệng. Nghe lời này một cái, Tiêu Phong cảm thấy rất quen thuộc, đây chẳng phải là chính mình nói sao? Nhưng đây là Cung Thiên Thu trong miệng nói ra được. Hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hơn nữa lý do này quá đầy đủ. Tăng thêm Cung Thiên Thu không phải là người như thế, hắn tin tưởng. Tiêu Phong lập tức an ủi, thì ra là như thế. Thiên Thu không sao lần sau chú ý một chút ngươi cũng đừng tự trách cái này cũng không cho chúng ta tạo thành bất luận cái gì thiệt hại a à. cung thiên thu ổn định tiêu phong vẫn là dễ như trở bàn tay chỉ cần mình thừa nhận xuống tiêu phong cũng sẽ không đi nghĩ lung tung cũng sẽ không đi thăm dò cái gì tiêu phong thế cục kết tiếp sẽ càng thêm hung hiểm chấn ma ti nhất thống cơ bản hoàn thành ta liền sợ bọn hắn sẽ có ám sát những động tác này ta bên này tùy thời dò xét dạng này chúng ta về sau một ngày liên hệ một lần, ta cho ngươi biết tình huống gần nhất. Tiêu Phong tự nhiên đáp ứng, ta biết rõ. Một bên khác, thần thiên giám đang tra đến những thi thể này sau, cũng lập tức biết rõ. Bắt đầu gia tăng truy tra cường độ. Độc cô thác biết hết thảy sau, hắn cũng cười, chính là chúng ta nội bộ người. Mau chóng phải điều tra ra. Còn có lần trước bác các tam thánh bị ám ảnh vệ mang đi, cũng hơn nửa là cái thế lực này tại quấy phá phái ra một nhóm người đi liên hệ ám ảnh vệ, xem bọn hắn gần nhất cùng ai hợp tác qua. Bây giờ đối với cung thiên thu tới nói, thực sự là nguy cơ trùng trùng, diệp quân lâm cùng thần thiên giám đều đang tra, nàng tiếp xuống không gian càng ngày sẽ càng nhỏ, nhất là tiêu phong con cờ này sử dụng cũng muốn thận trọng. Nhiều lắm thì tìm hiểu tìm hiểu diệp quân lâm tin tức, để cho hắn cụ thể làm gì nữa chuyện, đã không được. Rất dễ dàng bị diệp quân lâm phát hiện, lần này bại lộ sau, Diệp Quân Lâm tuyệt đối đề cao cảnh giác. Đối với bên cạnh đều biết chú ý, trước mắt nàng cần chính là đề cao thực lực của mình. Dạng này mới có thể bảo toàn chính mình, phải tranh thủ chế tạo ra thôn vệ linh căn linh cốt mới được. Không tốt, bây giờ nàng đã không cách nào trở nên gay gắt Diệp Quân Lâm cùng trấn ma ti mâu thuẫn. Dù sao song phương đều biết nàng cố ý khích hóa kế hoạch. Nàng nếu là thi triển kế hoạch, sẽ không ai tin tưởng cả. Ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Còn có không tốt một điểm là Diệp Quân Lâm cùng Trấn Ma Ti song phương tạm thời đều biết dừng lại. Bọn hắn song phương đều biết toàn lực truy tra chính mình. Dạng này căn bản không có người kiềm chế Diệp Quân Lâm. Đối với chính mình hoàn toàn là bất lợi, huyền minh dị tộc đâu, nếu như bọn hắn tại, vẫn có thể kiềm chế Diệp Quân Lâm. Nhưng bọn hắn liền giống như hư không tiêu thất, căn bản tìm được, đối phó song thần thiên giám điều tra sau, cung thiên thu lập tức liền quay trở về vạn thi khanh đến xem cốt đại sư tiến triển như thế nào thập đại thiên kiêu thoi thóp kéo dài hơi tàn bọn hắn bây giờ trạng thái là chỉ có xác không linh hồn sớm mất nhìn thấy cung thiên thu tới bọn họ đều là mảy may không có phản ứng cũng không bất luận nhân loại nào cảm xúc biến hóa tâm chết chính là như vậy đối với bất cứ chuyện gì cùng vật đều thờ ơ có người sống sót nhưng đã chết chính là bọn hắn dạng này dù là đối mặt bọn hắn sợ hãi cung thiên thu cũng là dạng này bất quá Cung Thiên Thu đã không tính là sợ hãi của bọn hắn. Bọn hắn đã không có cái gì đồ sợ hãi. Cung Thiên Thu cũng không hứng thú xem bọn hắn. Bất quá bên cạnh hứa tình nhã ba người nhưng nhìn ra Cung Thiên Thu yêu sầu tới. Phải biết, thời gian dài như vậy đến nay, Cung Thiên Thu nhưng cho tới bây giờ không có dạng này qua. Cái này nhất định là xảy ra chuyện. Liên tưởng một chút, khả năng cao có thể là bị Diệp Quân Lâm phát hiện. Hoặc đã chú ý tới Nhật Bảo Nàng. Ha ha ha, nhanh để cho Diệp Quân Lâm phát hiện a. À. Mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, ngươi cũng đừng vùng vẫy, Diệp Quân Lâm sớm muộn cũng sẽ tìm được ngươi." Hứa Tình Nhã lập tức cười, lời này giống như là một cây đao, hung hăng nhói nhói cung Thiên Thu. Cái này so với Diệp Quân Lâm phát hiện còn nghiêm trọng hơn. Thần Thiên Giám cũng tham dự vào, tình cảnh của nàng hết sức khó khăn. Ba ba ba, cung Thiên Thu đi tới Hứa Tình Nhã trước mặt, một trận cái tát hung hăng quất vào trên mặt nàng. "Tiện nhân, tiện nhân, tiện nhân." Cung Thiên Thu hung hăng phát tiết phẫn nộ của mình hứa tình nhã không ngừng chảy máu thế nhưng là nàng vẫn như cố cười người cũng liền chút bản lãnh này người càng đánh ta lời thuyết minh người càng e ngại để cho ta đoán một chút diệp quân lâm bọn hắn đến một bước đó có phải hay không là người bại lộ ngựa gì chân thậm chí nhượng chấn ma ti đều phát hiện hứa tình nhã càng là phân tích cung thiên thu lại càng phẫn nộ mấu chốt nàng toàn bộ nói rất đúng a à. cung thiên thu chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói thì tính sao chờ ta sau khi thành công, bọn hắn đều không phải là đối thủ của ta. Các ngươi chờ lấy xem đi, tại Diệp Quân Lâm phát hiện ta phía trước, ta nhất định sẽ thành công. Cung Thiên Thu không tiếp tục để ý hứa tình nhã bọn hắn, mà là đi tới cốt đại sư trước mặt hỏi thăm tiến độ như thế nào. Ba ngày, còn có ba ngày liền có thể hoàn thành, nguyên bản lời nói cần thời gian mấy tháng, còn tốt bé con này Linh Can Linh Cốt là thôn phệ thuộc tính, có cơ sở cũng rất nhanh. Cốt đại sư nói, hảo, Cung Thiên Thu lập tức kích động lên, vốn cho rằng còn có thể đợi 10 ngày nửa tháng, không nghĩ tới 3 ngày. Bây giờ đối với nàng mà nói, thời gian chính là sinh mạng. Nàng có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bại lộ, chỉ cần tại bại lộ phía trước, nắm giữ kinh khủng tuyệt luân thực lực. Nàng đem không sợ hết thảy, dù là tạm thời không bằng Diệp Quân Lâm đều được. Dù sao, nắm giữ thực lực cường đại sau, nàng có tự vệ thực lực. Dù là ta đánh không lại Diệp Quân Lâm, nhưng ta chạy trốn vẫn là có thể. Sau này sẽ chậm chậm thực lực cường đại cũng được a. À. Cốt đại sư tiếp tục cười nói, còn có một chút chỗ tốt chính là thôn vệ linh căn linh cốt không cần ngươi chuyên môn tiêu tốn thời gian đi thích ứng. Thôn vệ căn cốt thích ứng quá trình chính là điên cuồng thôn vệ là được. Nghe lời này một cái, cung thiên thu trong đôi mắt hung hăng tỏa ra ánh sáng. Còn có cái này chuyện tốt. Bình thường cái ghép căn cốt sau, cần đại lượng thời gian đi thích ứng dù sao đây không phải là trong thân thể ngươi là ngoại lai này thời gian liền không xác định có ít người có lẽ rất nhanh có ít người có lẽ nhiều năm đều không chắc chắn có thể thích ứng thật không nghĩ đến thôn phệ thuộc tính căn cốt còn có chỗ tốt này thích ứng chính là thôn phệ cái kia quá tốt rồi cái này trực tiếp liền không cần thích ứng thời gian trời cũng giúp ta ha 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 cung thiên thu vừa cười cứ việc lần này xuất hiện sai lầm có thể lên thiên vẫn là đứng tại nàng bên này. Người nhanh chóng chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, ba ngày sau, chúng ta liền bắt đầu cấy ghép căn cốt. Cốt đại sư nói, cung thiên thu cũng từ vạn thi khanh rời đi, đi làm chuẩn bị. Có thể cấy ghép căn cốt quá trình này có chút dài rằng dặc Nàng phải xử lý hảo phía ngoài hết thảy. Đừng nàng đi cấy ghép căn cốt, kết quả thân phận bại lộ. Trở lại Tây Cát sau, cung thiên thu tiếp vào thần thiên giám bí mật điên cuồng chuyện điều tra diện tích lớn đang điều tra. Nghĩ đến cái gì, cung thiên thu không khỏi cười. Bây giờ đối với nàng tới nói, còn có cái ưu thế chỗ. Chính là, vô luận diệp quân lâm vẫn là thần thiên giám đều cho là mình là một cái tại trấn nhật bảo mơ ti rắc rối phức tạp thế lực lớn. Có rất nhiều thành viên, trải rộng trấn ma ti các đại phái hệ. Nhưng trên thực tế chỉ có chính mình một người. Đến nỗi trợ thủ của nàng nhóm, cũng là bị nàng điều khiển nam nhân. Cái này một số người căn bản cũng không biết mình làm cái gì, căn bản vốn không biết kế hoạch của mình. Chẳng qua là cảm thấy bang cung thiên thu là một chuyện nhỏ không đáng kể thôi. Cha những người khác căn bản cha không được. Hơi có chút hiểm nghi, cung thiên thu thật sớm toàn bộ xử lý. Bây giờ thần thiên giám hoặc diệp quân lâm đều là đối với Trấn ma ti tiến hành toàn phương vị dò xét. Mục đích của bọn hắn là muốn tra được rất nhiều người. Nhưng kỳ thật đem sức mạnh phân tán, còn không dễ dàng tra được này ngược lại là nhượng cung thiên thu an tâm mấy phần. Các người không nghĩ tới a à, ta không có đồng mưu, chỉ ta một người. Cung thiên thu cười lạnh. Bất quá nàng vẫn là phải kiềm chế Diệp Quân Lâm. Tốt nhất kiềm chế giả chính là huyền minh dị tộc. Nàng đã phái người đi tìm huyền minh dị tộc. Chỉ cần tìm được huyền minh dị tộc, lập tức đem tin tức phát cho Diệp Quân Lâm. Tại Diệp Quân Lâm trong suy nghĩ, chắc chắn vì Thanh Long năm người báo thủ chính là vị thứ nhất. Thế nhưng là người phái đi ra ngoài liên tiếp truyền đến tin tức. Căn bản không có cái gì manh mối a. À. Huyền Minh dị tộc lần này thật sự giống như biến mất. Dù là thần thông quảng đại trợ quỷ cũng tìm không thấy Huyền Minh dị tộc bất kỳ đầu mối nào. Đúng, Huyền Minh dị tộc vì cái gì vẫn là không có cái gì tin tức. Cái này không phù hợp phong cách của bọn hắn a. À. Dù là Diệp Quân Lâm lại cường đại, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng sợ. Chớ đừng nói chi là biến mất cái này cùng huyền minh dị tộc phong cách làm việc nghiêm trọng không phù hợp. Huyền minh dị tộc luôn luôn là sẽ không sợ bất luận kẻ nào, bằng không cũng sẽ không cùng chấn ma ti đấu lâu như vậy. Chớ đừng nói chi là sợ diệp quân lâm. Nghi hoặc, cung thiên thu cau mày. Có chút nghĩ không thông đây là vì cái gì? Thế nào cảm giác có người ở khống chế huyền minh dị tộc đâu? Ý nghĩ này vừa nhô ra, bà cung thiên thu giật nảy mình. Nhưng cái này sao có thể, thời kỳ đỉnh phong huyền minh dị tộc, thế nhưng là căn bản cũng sẽ không bả chấn ma ti để ở trong mắt. Vậy vẫn là thời kỳ đỉnh phong chấn ma ti, so bây giờ nhất thống sau phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dạng này huyền minh dị tộc, ai có thể khống chế nó đâu. Cung thiên thu vẫn là cầu nguyện mau chóng tìm được huyền minh dị tộc. Audio điện tử võ tấn bền Còn có một phương thế lực cũng có thể kiềm chế Diệp Quân Lâm. Đó chính là Thiên Sư Phủ bất quá bây giờ quá muộn hết thảy đều phải nàng tạm thời sắp đặt nếu như lại dùng trở nên gay gắt song phương mâu thuẫn tới đối phó diệp quân lâm cũng vô dụng diệp quân lâm sẽ không mắc lừa ân thiên sư phủ cung thiên thu trong đôi mắt hung hăng sáng lên nàng kích động sắp khóc ai nói thiên sư phủ không thể kiềm chế diệp quân lâm cứ việc nàng không có bất kỳ cái gì sắp đặt cũng không thể dùng một chút của biện pháp đi để cho bọn hắn cùng diệp quân lâm kết thù nhưng mà có thể để thiên sư phủ cõng nổi a à. Bây giờ Diệp Quân Lâm cùng Thần Thiên giám chính là tìm một cái điều khiển cục diện thế lực đi ra. Cái kia không vừa vặn có thể giá họa cho Thiên sư phủ sao? Căn cứ nàng biết, các phương đối với Thiên sư phủ, kỳ thực đều chưa quen. Cho dù là Diệp Quân Lâm, cũng không hiểu, giá họa cho Thiên sư phủ mà nói, Thiên sư phủ có lý không nói được. Cho dù là Diệp Quân Lâm cùng Thần Thiên giám bọn hắn cuối cùng điều tra ra cũng không phải Thiên sư phủ làm, Thiên sư phủ là bị giá họa nhưng cái này cha tìm thời gian cũng không phải một hai ngày là được vẫn còn cần một đoạn thời gian này liền cho cung thiên thu tranh thủ thời gian nếu như đến lúc đó lại đem nắm cơ hội tốt để cho các phương đánh nhau vậy thì càng tốt hơn ha 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 cung thiên thu lập tức cười cõng nồi xuất hiện cung thiên thu lập tức đang tự hỏi như thế nào đem giá họa cho thiên sư phủ đây đối với nàng tới nói kỳ thực không phải rất khó huống chi bên người nàng hữu dụng chứng cứ cùng manh mối đủ nhiều Tỷ như tứ đại trấn các thần khí, tỷ như Bắc Các Tam Thánh thi thể, thậm chí thập đại thiên kiêu những thứ này. Nhiều chứng cớ như vậy, rất dễ dàng đem chiến hỏa hấp dẫn đến thiên sư phủ trên người. Bất kể có phải hay không là thật sự, tạm thời thay đổi vị trí lực chú ý đầy đủ. Vậy trước tiên từ Bắc Các Tam Thánh thi thể đi lên, manh mối không thể duy nhất một lần ném đi ra, cần từng chút một đi dẫn đạo. Rất nhanh cung Thiên Thu liền nghĩ tốt kế hoạch, nàng thường ngày cùng Tiêu Phong liên hệ sau, liền bắt đầu hành động biết nhất thống sau chấn ma ti trước mắt tạm thời không có kế hoạch đối phó bọn hắn, tiêu phong cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng vừa hảo đụng tới tu dưỡng thanh long năm người. Nhìn thấy năm người, tiêu phong từ đầu đến cuối một hồi ái náy. Trước mắt để cho hắn để ý sự tình liền hai cái. Đệ nhất, cung thiên thu. Thứ hai, chính là thanh long năm người thụ thương. Ai, tiêu phong nhịn không được thở dài một hơi. Thanh long năm người lập tức thuyết phục, tiêu phong nhặt báo ngươi đừng như vậy. Chúng ta đều tốt, đúng, Ngươi gần nhất thực lực đề cao rất nhanh a, à, nhìn ngươi mỗi ngày đều khắc khổ tu luyện." Chu Tước tán thưởng nói. Tiêu Phong nắm tay chặt chẽ nắm, "Đề cao rất nhanh, còn thiếu rất nhiều, cách hắn mục tiêu còn rất xa. Hắn chẳng những muốn vượt qua cung Thiên Thu, hắn còn muốn bảo hộ cung Thiên Thu. Nay liền kém xa, vẫn là quá chậm, khoảng cách cường đại xa xa không đầy đủ, ta muốn giúp sư phụ vội vàng đều không giúp được." Tiêu Phong thở dài một tiếng, "Từ từ sẽ đến, ngươi đã đầy đủ ưu tú." Thanh Long năm người cười cười, Tiêu Phong cũng an ủi, các người cũng khôi phục rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại như trước tài nghệ. Ân đâu, chúng ta cùng một chỗ cố gắng, không trở thành lão đại vướng víu. Muốn trợ giúp hắn, Kỳ Lân ngược lại là bát quái nhìn xem Tiêu Phong hỏi, đúng, nữ hài kia hai người các ngươi thế nào? Lời này vừa ra, không khí phảng phất động lại, Tiêu Phong trực tiếp xứng sờ tại chỗ. Đúng a, à, chính mình cùng Cung Thiên thu sự tình không phải không có người biết thanh long mấy người bọn họ liền biết a à, thậm chí bọn hắn đều cho sư phụ đề cập qua đầy miệng chỉ là sư phụ bọn hắn đoán chừng không nhớ ra được phía trước cùng thanh long bọn hắn tại thiên thần ti thời điểm bọn hắn thế nhưng là rất quen thuộc mỗi ngày đều cùng một chỗ bởi vậy thanh long mấy người biết hắn truy cầu cung thiên thu sự tình thậm chí mấy người bọn họ đều gặp cung thiên thu bộ mặt thật đối với thanh long năm người ký ức tiến hành rút ra thời điểm tiêu phong chỉ sợ cung thiên thu sẽ xuất hiện đem hắn giật nảy mình. a à, cái này, tiêu phong một chút liền làm khó, cái này bảo hắn trả lời như thế nào. Nếu như hắn nói ra cung thiên thu đã là chính mình nữ nhân. Dù sao chấn ma ti bây giờ người tất cả đều địch. Cùng tiêu phong quan hệ gần như vậy, chẳng lẽ sẽ không lợi dụng hắn sao? Bá, thanh long năm người ánh mắt đều đồng loạt nhìn lại. Dường như là phát giác tiêu phong dị thường. Không thích hợp, tiêu phong tự nhiên biết điểm này. Dù là Thanh Long năm người biết việc này, cũng kiên quyết không thể bại lộ. Vạn nhất bọn hắn nói cho sư phụ. Lúc ban đầu đuổi theo đuổi theo, phát hiện mình cùng nhân gia khoảng cách quá lớn. Nàng vô luận thân phận địa vị đều cao cao tại thượng, thực lực cũng vượt xa khỏi ta. Khi đó ta liền đã từ bỏ, ta không xứng với nhân gia. Thanh Long mấy người hai mặt nhìn nhau. Kỳ Lân vỗ vỗ tiêu phong bả vai, làm tốt, nếu không, tiểu tử ngươi đều muốn bị lợi dụng. Nhi nữ tình trường có thể nhưng không cần ảnh hưởng đại cục chờ chấn ma ti sự tình sau khi kết thúc lại nhìn ngươi có muốn hay không tiếp tục truy cầu a à? tạm thời phải thả một chút tiêu phong gật gật đầu ta biết rõ nhìn xem thanh long năm người bóng lưng rời đi tiêu phong suốt mồ hôi lạnh cả người kém một chút a à? thanh long năm người cũng giống như sư phụ cảnh giác chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ lấy tu dưỡng cơ thể làm chủ sẽ không quá nhiều đi lo lắng những chuyện khác bằng không thì lấy bọn hắn tính cảnh giác sợ là sớm phát hiện mình cùng cung thiên thu sự tình. Không tệ, thanh long năm người dù là có chỗ hoài nghi, cũng sẽ không đi quản. Bọn hắn vẫn tin tưởng. Bọn hắn giống như Diệp Quân Lâm, tin tưởng mỗi người. Tiêu Phong lại gắn một lần láo. Bất quá vì thiên thu, đáng giá, nói dối đây tính toán là cái gì. Lại giả thuyết ta cũng là vì song phương tốt, tránh song phương cũng không thấy mặt cũng đã là cửu địch. Tiêu Phong tại đại bản danh bốn phía đều kiểm tra một lần, phòng ngừa có người ngoài ẩn tàng. Rất nhanh hắn liền đi đến quân quân chỗ tu luyện. Không thể cái gì đều dựa vào diệp quân lâm A. Quân quân ngược lại là hào phóng, cho đại gia truyền thụ công pháp. Tiêu phong xa xa sau khi thấy, vừa muốn ngăn cản. Dù sao cung thiên thu thay hắn xem xét công pháp này thời điểm, luyện tẩu hỏa nhập ma. Hắn không muốn những người khác cũng bởi vậy thụ thương. Ngươi nếu là không luyện, sao có thể biết công pháp này sẽ tẩu hỏa nhập ma đâu? Tiếp tục như vậy, không phải bà cung thiên thu phá tan lộ ra sao. Lấy sư phụ khứu giác, lập tức sẽ hoài nghi. Cho nên để bảo hộ cung thiên thu, tiêu phong hay không nói. Dù là có người bởi vậy luyện công phu này đến tổ hỏa nhập ma thụ thương. Dù sao ở trong mắt hắn cung thiên thu mới là trọng yếu nhất. Những người khác đều chỉ có thể dựa vào sau. Bất quá tiêu phong vẫn có chút lo lắng. Cũng không lập tức rời đi, mà là trốn ở đứng xa xa nhìn. Vạn nhất có gì tình huống mà nói hắn có thể cứu một chút. Cũng không phải hoàn toàn mặc kệ. Cái này xem xét, hắn có chút ngây ngẩn cả người. Xem ra, quân quân truyền thụ cho Lý Tử nhiễm bọn hắn công pháp đã không phải là một ngày hai ngày. Quả mận nhiễm đám người đã có thể thuần thục vận dụng công pháp này. Ít nhất đã đạt đến lúc đó cung thiên thu vận dụng độ thuần thục. Cái này há chẳng phải là nói bọn hắn đều phải tẩu hỏa nhập ma. Cung thiên thu luyện đến một bước này, liền tẩu hỏa nhập ma. Các nàng muốn nguy hiểm, tiêu phong lập tức khẩn trương lên, nhìn chòng chọc vào giữa sân. Quả mận nhiễm các nàng vận dụng công pháp bắt đầu tu luyện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 5 phút, 10 phút, nửa giờ. Không có người nào xảy ra chuyện, chứ nói chi là tổ hỏa nhập ma. Ân, không thích hợp A. À. Trước đây thiên thu vận dụng công pháp này đã sớm tẩu hỏa nhập ma A. À. Không đúng, vấn đề xuất hiện ở nơi đó A. À. Thiên Thu chính miệng nói môn công pháp này quá mức bá đạo, chỉ có thể quân quân thể chất mới có thể tu luyện. Những người khác ai tu luyện ai tẩu hỏa nhập ma a? À. Vì cái gì sư nương cái này một số người tu luyện không có chút nào vấn đề. Dựa theo thực lực tới nói, nhặt bảo các nàng đều không bằng Thiên Thu a. À. Thậm chí cùng Thiên Thu linh can linh cốt so ra kém xa. Nhưng mà các nàng luyện quân quân công pháp vì cái gì một chút sự tình cũng không có. Chẳng lẽ quân quân truyền thụ cho công pháp không giống nhau? Nhưng hắn nhìn kỹ, vô luận là phương thức vận hành vẫn là khác cũng là giống nhau như đúc. Đến tột cùng cái nào một vòng tiết xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ Vẹn Vẹn Thiên Thu bắt đầu luyện tẩu hỏa nhập ma? Những người khác đều sẽ không, cái này cũng không nên a. À. Tiêu Phong lại quan sát một hồi, thậm chí có chút người mới học luyện quân quân môn công pháp này, cũng là thông suốt, căn bản không có cái gì vấn đề xuất hiện. Cái này quá không đúng a. À? Nếu không thì chính ta thử xem. Kể từ cung thiên thu hôm đó tổ hỏa nhập ma thổ huyết sau, Tiêu Phong liền đem quân quân môn công pháp này ném sau ót, cũng lại chưa từng luyện. Hiện tại hắn nhịn không được có thử một lần ý nghĩ. Rất nhanh, hắn tới đều tự mình thu luyện chỗ. Bắt đầu vận hành quân quân công pháp. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, quanh mình linh khí cùng thiên địa nguyên tố đều bị hắn liên tục không ngừng cắn nuốt. Tiêu Phong rất khẩn trương cũng rất cẩn thận. Chỉ sợ tàu hỏa nhập ma. Rất nhanh hắn liền đi đến trước đây cung thiên thu tu luyện ra chuyện khâu. Hắn càng thêm cẩn thận, chỉ sợ xảy ra chuyện. Có thể để hắn không nghĩ tới một phân đoạn này vậy mà vững vàng vượt qua. Hướng cấp độ sâu phương hướng tiến lên. Rất nhanh, tiêu phong cảm giác thiên địa vạn vật đều đang hướng về mình tụ đến. Hắn mới là thiên địa này trung tâm. Hấp thu giữa thiên địa liên tục không ngừng linh khí cũng dần dần phát giác quân quân công pháp ảo diệu. Hắn luyện luyện khí chi thuật cũng là mượn nhờ. Mà quân quân công pháp nhưng là tự thân nắm giữ. Kỳ thực cung thiên thu nhìn thấu triệt để, chính là thôn vệ hết thảy. Công pháp này không phải hấp thu, mà là thôn vệ. Liên vẹn vẹn tu luyện quân quân công pháp chỉ trong chốc lát, tiêu phong đang điên cuồng đề cao. Tiêu phong là diệp quân lâm đồ đệ ở trong mộ tính tốt nhất, có thiên phú nhất. Vận hành quân quân công pháp sau, đơn giản như hổ thêm cánh. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, Tiêu Phong trên thực lực một cái giai tầng. Tiêu Phong mặt mũi tràn đầy không thể tin. Căn bản không nghĩ tới quân quân công pháp huyền diệu như thế, lại cũng sẽ không như cung thiên thu nói như vậy bá đạo đến để cho người ta tẩu hỏa nhập ma. Trời à, cái này! Vì xác định không tẩu hỏa nhập ma, Tiêu Phong lại liên tục mấy lần luyện mấy lần. Cũng không có. Chẳng lẽ thiên thu ngay từ đầu lừa ta? Một cái ý tưởng đáng sợ không tự chủ được xông ra. Đem Tiêu Phong chính mình cũng sợ hết hồn. Tiêu Phong ngươi đang làm gì? Vậy mà Hoài Nghi Thiên Thu. Tiêu Phong vấn trách chính mình, nhưng thực sự không khống chế được nghĩ. Nhiều người như vậy luyện đều không tẩu hỏa nhập ma. Liên hết lần này tới lần khác cung Thiên Thu luyện lại không được. Nên biết đạo cung Thiên Thu thế nhưng là so với bọn hắn cái này một số người đều mạnh hơn a. Làm sao lại tẩu hỏa nhập ma đâu? Hơn nữa nàng vận công phương thức cũng không phải cực đoan, đúng là hắn bây giờ luyện A. Giống nhau như đúc, hắn đều không có tẩu hỏa nhập ma. Cung thiên thu làm sao lại? Cung thiên thu còn nói môn công pháp này bá đạo vô cùng, ai luyện ai tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng là hắn vừa mới tĩnh tâm tu luyện một phen. Nơi nào bá đạo? Một chút cũng không có. Đương nhiên hấp thu linh khí tốc độ đích xác bá đạo. Đến cùng là cung Thiên Thu chính mình vấn đề vẫn là nàng căn bản nghe tại lừa gạt mình. Tiêu Phong cố gắng không đi hoài nghi cung Thiên Thu, nhưng ý tưởng này lại không tự chủ được xuất hiện. Hắn căn bản không khống chế được. Có phải hay không là cung Thiên Thu muốn trộm luyện môn công pháp này, lại sợ chính mình hoài nghi. Bởi vậy làm ra một hồi tẩu hỏa nhập ma tiết mục, để cho tự mình biết bá đạo này công pháp chỉ có quân quân mình có thể luyện. Sẽ không bao giờ lại hoài nghi nàng sẽ luyện môn công pháp này thậm chí còn có có thể trước đây chính mình hoài nghi sư phụ tàng tư quân quân công pháp chính là luyện khí chi thuật đây hết thảy cũng là cung thiên thu dẫn dắt mục đích đúng là vì nhận được quân quân tự nghĩ ra công pháp nếu thật là như vậy mục đích của nàng đã đã đạt thành từ đầu đến cuối cung thiên thu chỉ là muốn nhận được quân quân công pháp tàu hỏa nhập ma đây đều là giả chính mình cũng bị hù dọa mất mật cho là chỉ có quân quân mới có thể luyện Tiêu Phong càng nghĩ đem những ý nghĩ này ném sau ót, nhưng càng nghĩ càng nhiều. Chính mình cũng muốn điên rồi một dạng, không thể hoài nghi Thiên Thu a. À. Nàng thế nhưng là nữ nhân của ngươi a, à. ngươi sao có thể hoài nghi nàng? Tiêu Phong ngươi không phải là người. Tiêu Phong đối với mình tự trách nói, nhưng những này ý nghĩ quanh quẩn trong đầu ném chi không đi. Hắn đều muốn tuyệt vọng, càng nghĩ càng thấy Đắc Cung Nhật Bảo Thiên Thu lừa gạt hắn. Đúng hắn bắt đầu tìm phản bác loại ý nghĩ này chứng cứ đúng nếu như thiên thu thật sự luyện quân quân công pháp cái kia như thế thời gian dài đi qua thực lực của nàng hẳn là đăng phong tạo cực a nhưng chính mình cơ hồ cùng thiên thu mỗi ngày gặp mặt nàng mặc dù một mực tải trở nên mạnh mẽ đều là bình thường tiêu chuẩn a xa xa không có quân quân loại công pháp này cường độ a còn có cung thiên thu hôm đó tẩu hỏa nhập mai nhìn xem chính là thật nàng sẽ không nói dối có phải hay không là dạng này trấn ma ti người không thể luyện dù sao bọn hắn từ vừa mới bắt đầu tu luyện những thứ này cũng không giống nhau thể chất thậm chí cũng không giống nhau bọn hắn luyện lại không được ngược lại hắn cùng quả mận nhiễm cái này một số người đều được tuyệt đối là dạng này còn có một chút căn cứ hắn hiểu cung thiên thu đến xem đây là một cái rất người thẳng thắn nếu như nàng thật sự nghĩ luyện quân quân công pháp sẽ nói thẳng cùng chính mình nói sẽ không quanh co lòng vòng, đi làm loại chuyện này. Một phen tâm lý đấu tranh sau. Tiêu phong cuối cùng thuyết phục chính mình. Tiêu phong nhân ra thiên thu đối ngươi như vậy, ngươi là tối không có tư cách hoài nghi nhân gia. Ngươi hẳn là cái kia ở người khác cũng hoài nghi thiên thu thời điểm, đứng ra giữ gìn nàng người. Tiêu phong hung hăng tự trách nói. Đem những ý nghĩ này ném sau ót, tiêu phong lại bắt đầu tu luyện. Bởi vì một lần nữa vận hành quân quân công pháp này, để cho hắn phát hiện đại lục mới. Hắn có thể trở nên mạnh mẽ, có thể bắt kịp cung thiên thu, cũng có thể vì sư phụ ra một phần lực, thậm chí có thể cho Thanh Long năm người báo thù. Đáng tiếc sớm không biết a, à. bằng không thì hắn tu luyện sớm mà nói, thực lực hôm nay đã đi tới rất cao cấp bậc. Thế là, Tiêu Phong liền muốn nổi điên một dạng tu luyện quân quân công pháp. Trong lúc hắn bắt đầu tu luyện kinh, một thanh âm truyền đến, người chừng nào thì sẽ quân quân công pháp? một tiếng này kém chút đem tiêu phong dọa cho chết. Sư phụ, tiêu phong quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào Diệp Quân Lâm đã xuất hiện ở phía sau hắn. Hắn vội vàng trột dạ chào hỏi. Ân, quân quân công pháp ngươi cũng biết. Diệp Quân Lâm hỏi, cái này là quân quân truyền cho ta, nàng còn truyền cho sư nương bọn hắn luyện. Muốn cho tất cả mọi người đều cường đại lên, có thể trợ giúp ngươi. Tiêu Phong lập tức nói, ân, luyện thật giỏi, Quân quân công pháp này đích xác thích hợp các ngươi, không giống như là ta công pháp cơ bản. Diệp Quân Lâm vỗ vỗ tiêu phong bả vai. Thấy sư phụ sau khi rời đi, Tiêu Phong thở hồng hộc. Không được a, à. bây giờ mỗi ngày đều trải qua nơm nớp lo sợ, tiếp tục như vậy, lúc nào mới hết a? À. Nhanh chóng kết thúc a. À. Hắn thật sự rất muốn đem Cung Thiên Thu mang cho đại gia nhận biết, để cho nàng mau chóng dung nhập đại gia đình này mà hắn tâm tâm niệm niệm cung thiên thu đang tại đủ loại sắp đặt. Một bên khác, thần thiên giám vẫn là thần thông quảng đại, vậy mà liên lạc với ám ảnh vệ. Ta muốn biết ngày đó bắc các tam thánh bị các ngươi mang đi nơi nào. Thần thiên giám con tin hỏi. Ám ảnh vệ cười cười, chắc hẳn các vị cũng biết quy củ của chúng ta, không thể nói thuê giả là ai. Ta chỉ có thể nói cho các người biết bắc các tam thánh đã chết. Thần thiên giám mấy người kinh ngạc, a, à, chết vậy vì sao trước đây còn muốn thuê các ngươi tới cứu? Chúng ta trước đây cũng là muốn giết chết bác các tam thánh A, mục đích của chúng ta cũng là nhất trí. Ám ảnh vệ lắc đầu, vậy cũng không biết được. Đến cùng là ai thuê các ngươi, giá tiền của bọn hắn chúng ta ra gấp 10. Thần thiên giám chúng nhân nói. Ám ảnh vệ lắc đầu, tất cả đi có quy củ của mỗi nghề. Huống chi chúng ta cũng không biết cố chủ là ai. Chỉ là bọn hắn tìm tới phương thức của chúng ta rất phụng về, Thật giống như không phải chấn ma ti bên trong người. Nghe được cái kết luận này, đám người chấn kinh, cái gì? Không phải chấn ma ti bên trong người. Đúng, cũng là suy đoán của chúng ta, dù sao chấn ma ti bên trong người biết rõ chúng ta tồn tại không thiếu, muốn tìm chúng ta chắc chắn thông qua trợ quỷ. Nhưng đám người này không biết trợ quỷ. Thần Thiên dám đem tin tức lập tức mang cho Độc Cô Thác. Không phải chấn ma ti bên trong người, chẳng lẽ chúng ta hoài nghi là sai? căn bản không phải chúng ta nội bộ người, là bên ngoài tồn tại. Liên độc cô thác cũng hoài nghi. Có loại khả năng này, đối phương tại mê hoặc chúng ta, cho là bọn họ là chấn chúng ta ma nội bộ nhân viên. Mấy ngày nay chúng ta diện tích lớn đối với chấn ma bên trong người điều tra, kết quả một người đều không tra được. Ta liền suy nghĩ phương hướng của chúng ta có phải là sai rồi hay khôn. Không có khả năng một người điều tra không được a à. cái này thế lực chẳng lẽ liền một hai người, không thể nào. Hiện tại xem ra, có khả năng bên ngoài tại thế lực trưởng khống hết thảy, để chúng ta đấu tranh nội bộ. Bên trong người phân tích nói. Độc Cô Thác cảm thấy rất ngờ vực, bên ngoài thế lực. Bây giờ toàn thế giới mấy cái kia thế lực lớn chúng ta đều biết rõ ràng, mọi người đều bị cuốn vào trong cục. Ai còn sẽ có thể điều khiển hết thảy đâu? Đúng, ta chợt nhớ tới còn có cái bên ngoài thế lực. Phía trước ngoại giới còn khỉ đem cái này thế lực cùng chúng ta đặt song song vì hai lớn truyền thuyết bọn hắn chính là thiên sư phủ cái tên này vừa ra tới toàn trường xôn xao tại ngoại giới linh khí khôi phục sau thiên sư phủ cùng chúng ta kỳ thực cùng lúc xuất hiện tại ngoại giới chỉ là như thế thời gian dài đi qua thiên sư phủ không có một chút xíu tin tức đại gia không cảm thấy kỳ quái sao còn có mạnh mẽ như vậy một thế lực mọi người chúng ta vậy mà đều cho không để ý đến căn bản không có người nhắc lên điều này nói rõ cái thế lực này đa năng ẩn tàng đại gia phân tích nói suy nghĩ một chút suy nghĩ kỳ càng như thế một cái lớn thế lực là thế nào làm đến ẩn thân vì cái gì không ai dám nhắc lên ta xem chính là người thiên sư này phủ ở sau lưng điều khiển hết thảy ân nếu như cái này thế lực cường đại sắp đặt như vậy hết thảy nói xuôi được độc cô thác mặc dù vẫn có hoài nghi nhưng cái thế lực này đích xác có thể làm đến đây hết thảy nếu như ngươi nói là trấn ma ti một chút yên tĩnh hạng người vô danh điều khiển đây hết thảy Ai mà tin A. À? Làm sao có thể có năng lực này A. À? Sau lưng tất nhiên có cái thế lực lớn siêu cấp đang bố trí hết thảy. Hết thảy cũng đều hợp lý. Đến nỗi chấn ma ti bên trong bộ. Khẳng định có bọn hắn người. Những người khác cũng rất chắc chắn. Đương nhiên bọn hắn chắc chắn tại chấn ma ti có nội ứng. Bằng không thì làm không được như thế. Mục đích của bọn hắn chính là nhượng chấn ma ti bên trong bộ tầng tầng tan giã. Kết quả không nghĩ tới chấn ma ti nhất thống. Hiện tại bọn hắn chỉ có thể là bốc lên chúng ta cùng Diệp Quân Lâm mâu thuẫn, để chúng ta song phương giết chết được đi sống tới, bọn hắn dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bác các kỳ thực chính là dưới loại tình huống này không có. Tất cả mọi người biết rõ. Kế tiếp, cha được trong chấn ma ti bên trong người cũng là thiên sư phủ nội ứng. Đông các lão tổ nói, ta bây giờ phán đoán A, thập đại thiên kiêu cùng với tứ đại chấn các thần khí đều bị bọn hắn cướp đoạt đi. Cái kia bác các tam thánh nói thế nào? bọn hắn muốn bắt các tam thánh để làm gì? Có người đưa ra một cái nghi vấn. Đương nhiên là bắt các chấn các thần khí cùng với đủ loại bí mật. Bắt các tam thánh thế nhưng là biết chấn ma ti cơ hồ tất cả bí mật. Vậy dạng này mà nói, chẳng phải là nói tại thiên sư phủ có thể tìm tới bắt các tam thánh thi thể. Độc cô thác lập tức hạ lệnh, lập tức phái đi ra người đi thiên sư phủ tra tìm một phen, xem có hay không bắt các tam thánh thi thể. Tiếp xuống trọng điểm thay đổi vị trí phái ra một nửa nhân thủ đi điều tra Thiên sư phủ. Chẳng ai ngờ rằng, nhanh như vậy thần thiên giám điều tra liền thay đổi vị trí mục tiêu. Đây hết thảy kỳ thực đều tại cung Thiên Thu trong khống chế. Ám ảnh vệ cũng là nàng an bài. Ám ảnh vệ mặc dù không thể trưởng khống, nhưng bọn hắn cực kỳ tuân thủ quy củ, chỉ cần cho bọn hắn đổ vật mong muốn. Vậy bọn hắn sẽ vì ngươi làm việc. Cung Thiên Thu để cho bọn hắn cố ý lộ ra tin tức cho thần thiên giám dẫn đạo thần thiên giám hướng về thiên sư phủ trên thân nghĩ. Tiếp đó nàng lưu lại nữa rất nhiều manh mối. Kế tiếp, cung thiên thu đơn độc gặp chấn ma ti các đại phái hệ có ít người. Đây đều là bị nàng khống chế người. Rất đa dụng giống như tiêu phong thủ đoạn, đem bọn hắn mê thần hồn điên đảo, chết đi sống lại. Chỉ cần cung thiên thu một câu nói, bọn hắn đều cam nguyện thay cung thiên thu đi chết. Bây giờ là ta cần các ngươi thời điểm, đương nhiên ngươi không giúp đỡ cũng được, ta đi tìm những người khác. Nhật bảo cung thiên thu đối với mỗi một người nói lời đều không khác mấy. Hơn nữa cũng không giấu giếm, đại khái nói để cho bọn hắn đi làm gì. Chính là cõng nồi. Trực tiếp nói rõ. Cái này một số người ngược lại cảm thấy cung thiên thu chân thành, lúc này toàn bộ đáp ứng. Cung thiên thu để cho bọn hắn đi làm gì thì làm đi. Cái này một số người cũng là cung thiên thu chú tâm chọn lựa qua, đối với nàng yêu đã là bệnh thời kỳ chót từng cái một đều không thua gì Tiêu Phong. Dù là biết nàng muốn làm gì, cũng muốn không chùn bước đứng tại nàng bên này. Không thể không nói Cung Thiên Thu quá kinh khủng. Rõ ràng không phải một thế lực, lại có nhiều người như vậy vì nàng bán mạng. Không chỉ như thế, Cung Thiên Thu còn biết bắt Các tình báo tiểu tổ đang vì Diệp Quân Lâm phục vụ. Vừa vặn, ta cho Diệp Quân Lâm cũng cho một chút tin tức a. À. Cung Thiên Thu cười cười. Cái này hai ba ngày cung thiên thu liền sắp xếp xong xuôi hết thảy. Ta bày những thứ này cục, đầy đủ diệp quân lâm cùng thần thiên giám tra một hồi. Cái này cũng đầy đủ ta cấy ghép căn cốt hoàn thành. Tối hẳn là trấn an được chính là tiêu phong. Cung thiên thu lần này, bốc lên phong hiểm gặp tiêu phong. Lại là để cho tiêu phong sinh ra ảo giác, đối với cung thiên thu càng thêm ỉ lại. Càng thêm gắt gao buộc lại tim của hắn. Tiêu phong chờ sau này hết thảy kết thúc, ta liền cho ngươi sinh một đứa con. Cung Thiên Thu trước khi đi một câu nói, triệt để khóa kiến Tiêu Phong. Đối với tương lai hắn lập tức mong đợi, đồng thời cũng càng ngày càng ái náy. Cung Thiên Thu đều như vậy. Lúc trước hắn còn đang hoài nghi nàng. Tiêu Phong thể về sau ai cũng không thể để hủy Cung Thiên Thu. Những người khác ai muốn để hủy Cung Thiên Thu, hắn liền đi liều mạng. Dù là người này là Diệp Quân Lâm, Cung Thiên Thu ở trong mắt hắn lớn hơn hết thảy. Ai chửi bới, ai chết nhẹ nhóm chân an được tiêu phong sau cung thiên thu liền đi vạn thi hố đã đến giờ cốt đại sư đã toàn bộ hoàn thành liền đợi đến nhượng cung thiên thu cấy ghép căn cốt đương nhiên trước khi rời đi cung thiên thu cũng là bà tây các hết thảy đều là thu xếp tốt vạn thi trong hố cốt đại sư đã luyện chế ra một bộ rất tiếp cận quân quân thôn vệ linh căn linh cốt tới sau cung thiên thu tưởng tượng muốn hảo rất rất nhiều chủ yếu là sở thanh xương linh căn linh cốt làm chủ còn lại chín đại thiên kiêu truyền thuyết cấp linh căn linh cốt chịu mài mòn thành phấn chế tạo dù là không sánh được quân quân nhưng cũng tranh lệch không lớn tăng thêm cung thiên thu đã tìm được công pháp chính xác phương pháp sử dụng đối với nàng mà nói đầy đủ cung thiên thu còn muốn làm lấy mặt thập đại thiên kiêu cấy ghép căn cốt triệt để đánh nội tâm của bọn hắn vốn là đối với hết thảy đều thờ ơ thập đại thiên kiêu bây giờ lại đều không bình tĩnh từng cái một đều nổi điên trong lòng bọn họ lần nữa tao ngộ phá hủy đả kích. Cái này, Hứa Tình Nhã ba người cũng có chút thất vọng. Vốn là bọn hắn còn chờ mong tại cung Thiên Thu cấy ghép căn cốt phía trước, Diệp Quân Lâm có thể tìm tới. Kết quả vẫn là chậm. Khán cung Thiên Thu bộ dáng tràn đầy tự tin. Hứa Tình Nhã đã dự liệu được cung Thiên Thu chắc chắn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Tạm thời Diệp Quân Lâm bọn hắn căn bản tìm không thấy nơi này. T. Bọn hắn hít sâu một hơi. Cung thiên thu cấy ghép căn cốt hoàn thành, đem không người lại có thể ngăn lại nàng. Nàng thôn vệ đầy đủ lực lượng sau, diệp quân lâm chính là đối thủ của nàng sao? Không nhất định. Ngược lại nàng biết cấy ghép căn cốt sau khi hoàn thành, cung thiên thu đem chân chính thoát thai hoán cốt. Thực lực sẽ đạt đến mức trước đó chưa từng có. Cấy ghép căn cốt hết thảy công tác chuẩn bị hoàn thành. Lại có ước chừng năm tên cốt sư tham dự. Để cho người ta lần nữa không thể không sợ hãi thán phục cung thiên thu lợi hại vậy mà tự mình nuôi cốt sư. Sau đó không lâu, cấy ghép nhặt bào căn cốt bắt đầu. Thập đại thiên kiêu càng thêm điên cuồng. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình linh can linh cốt bị cấy ghép đến những người khác thể nội. Mấu chốt vẫn là duy nhất một lần 10 người linh can linh cốt đều cấy ghép đến cung thiên thu trong cơ thể. Hứa tình nhã chỉ có thể cầu nguyện cung thiên thu sẽ thất bại. Một bên khác, bác các ngành tình báo đem tin tức nói cho Diệp Quân Lâm. Cái gì, thần thiên giám đang tra thiên sư phủ, hoài nghi là thiên sư phủ ở sau lưng điều khiển hết thảy. Diệp quân lâm có chút choáng váng. Cẩn thận suy nghĩ một chút đích xác có khả năng này. Có thể đem các phương đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hơn phân nửa tới nói chính là thế lực lớn. Người ngẫm lại xem, chấn ma ti bên trong một chút vô danh tiểu tốt, làm sao có thể làm được. Thế nhưng là Diệp quân lâm mày nhíu lại lấy. Căn cứ vào lần trước hắn cha tìm đến xem, khả năng cao khóa chặt chính là tây các người. Nhưng đột nhiên mang đến thiên sư phủ. Đối với thiên sư phủ, mọi người giải thật không phải là rất nhiều. Nhưng thiên sư phủ thật sự có khả năng, nhưng cũng không thể. Dù sao thiên sư phủ động cơ, Diệp Quân Lâm nghĩ không ra. Hơn nữa thời gian dài như vậy, thiên sư phủ ngoại trừ ngay từ đầu chặn lại chính mình. Lúc khác không có bất cứ động tĩnh gì. Có phải hay không là bị lấy ra cản thương đây này? Cái này vừa tra được một điểm động tính, vừa có tiến triển, kết quả thiên sư phủ liền xuất hiện. Cái này không bình thường. Diệp quân lâm hoài nghi là đối phương bom khói. Mà thần thiên giám sở dĩ không có hoài nghi là bom khói. Nguyên nhân là chính bọn hắn phân tích được thiên sư phủ. Mà không phải Diệp quân lâm dạng này, trực tiếp có người nói cho. Như vậy Diệp quân lâm chắc chắn đến sẽ hoài nghi. Kế tiếp các ngươi đi dò cha là được, ta vẫn cha tây các diệp quân lâm áp dụng hai không lầm sách lược hai phương diện đều tiến hành có phải hay không là cái này thế lực có đại động tác gì mới phát ra bom khói ta khứ tây các xem diệp quân lâm ra phát diệp quân lâm cũng không phải quang minh chính đại tiến vào tây các mà là lẻn vào lấy thực lực của hắn tự nhiên không có cái gì người phát hiện hắn phải nhanh một chút thăm dò rõ ràng tây trong các hết thảy đến xem tây các có người nào rời đi hoặc có đại động tác gì đây là cung thiên thu không có dự liệu đến nàng có thể căn bản không nghĩ tới diệp quân lâm sẽ như vậy kiên định liền trực tiếp xác định tây các mấu chốt chính là diệp quân lâm nhận được thiên sư phủ tin tức phương thức lộ ra quá đơn giản nếu như là chính hắn tìm được hắn có thể còn tin nhưng tin tức này càng giống là có người trực tiếp đút tới bên miệng cái này khiến diệp quân lâm khẳng định có hoài nghi a à. cho nên hắn kiên định vẫn tại tây các thiên sư phủ chỉ là bom khói thôi bất quá thần thiên giám bên kia tự nhiên tại tìm thiên sư phủ. Như hôm nay sư phủ xuất hiện đều không phải là bí mật. Thiên sư phủ chủ yếu khu vực hoạt động mọi người cũng đều biết. Thần thiên giám phái tới người rất nhanh liền đi tới nơi này khu vực bắt đầu đối với thiên sư phủ tiến hành tra tìm. Cung thiên thu cố ý tại phụ cận để lại đầu mối, đương nhiên để cho thần thiên giám không còn dễ dàng tìm được. Dễ dàng tìm được, liền có chút quá tận lực. Cung thiên thu lưu lại manh mối, sẽ chỉ làm bọn hắn từng chút một cha được. Mà giờ khắc này, thần thiên giám đối với chấn ma ti bên trong bộ cũng có phát hiện. Cha được, cha được thiên sư phủ tại chấn ma ti nội ứng. Trước mắt đã có bốn cái nhân viên chủ yếu xa lưới. Tây các dương chiết, nam các trịnh phong, đông các trần hòa sinh, bên trong các uông tinh vũ. Thần thiên giám tốc độ vẫn là nhanh. Đem cung thiên thu an bài người cho tìm được. Đám người này đều nhặt báo cam nguyện thay cung thiên thu đi chết cung thiên thu nói cái gì bọn hắn làm cái gì. Bây giờ để cho bọn hắn thừa nhận là thiên sư phủ gian tế, bọn hắn cũng không có cầu oán hận nào. Bây giờ thần thiên dám đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì bốn người thân phận cũng coi như là tại tứ phương các có nhất định địa vị, sẽ không quá cao, nhưng cũng không thấp. Loại này thích hợp nhất làm nội ứng. Thần thiên dám các cao thủ đem bốn người bắt được, áp giải đến chấn ma ti địa chỉ cũ tới. Lần này độc cô thác tự mình đến thẩm vấn. Độc cô thiên ti đã phát hiện bốn người này cùng ngoại giới lui tới chứng cứ cùng với bọn hắn như thế nào liên hệ phương thức. Rất nhanh, những người khác đem chứng cứ từng cái đều tìm đến. Cái này cũng càng thêm xác nhận dương chiết bốn người cùng thiên sư phủ cấu kết sự thật. Lớn mật, thân là chấn ma ti một thành viên, vậy mà cấu kết ngoại nhân. Cấu kết thiên sư phủ các ngươi có thể thừa nhận. Độc cô thác huy áp cường đại đánh tới. Kém chút đem bốn người nghiền thành thịt nát bất quá bốn người vẫn là cứng rắn rất xuống thừa nhận lại như thế nào giết chúng ta a à. bốn người vì cung thiên thu là sẽ thừa nhận hiện tại bọn hắn chỉ muốn một lòng muốn chết để chứng minh đối với cung thiên thu yêu chết chắc chắn rất dễ dàng nhưng mà các ngươi không có giao phó phía trước ta sẽ không để các ngươi chết độc cô thác cười lạnh nói nói đem các ngươi cùng thiên sư phủ cấu kết hết thảy đều nói ra chỉ là dương chết bốn người cũng là một lòng muốn chết trạng thái chúng ta sẽ không nói, giết chúng ta a à. Sợ rằng chúng ta nói cũng sẽ chết, còn không bằng trực tiếp giết chúng ta. Hảo, ta có biện pháp để các ngươi giao phó hết thảy. Độc cô thác phía dưới lệnh nói, người tới, đem bọn hắn mang đến chấp pháp giám. Để cho bọn hắn nếm thử ta chấn ma ti nghiêm khắc nhất cực hình, ta cũng không tin không giao đại. Nghe đến đó, bốn người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Chấp pháp giám là chấn ma ti chấp trưởng trừng phạt cơ quan bên trong có thiên kỳ bách quái cực hình. Ngược lại bị mang đến chấp pháp giám người, liền không có một cái có thể hoàn chỉnh đi ra. Rất nhanh, liền có người đem bốn người áp giải đến chấp pháp giám. Độc cô thác mở bắt đầu chờ tin tức. Độc cô thiên ti, còn có ước chừng 20 người toàn bộ xa lưới, đều tại bắt trên đường tới. Những người này đặc thù cũng đặc biệt rõ ràng, thực lực không phải rất mạnh, còn dễ dàng để cho người ta coi nhẹ. Nhưng bọn hắn chức vị hơn phân nửa cũng là trưởng khống tình báo các loại, bọn thủ hạ chạy tới hồi báo hảo rất tốt độc cô thác rõ ràng rất hài lòng thời gian ngắn như vậy bên trong liền đem thiên sư phủ nội ứng toàn bộ bắt lại nếu như chúng ta vậy cái này con đường không sai chúng ta đã bắt được đại gia hỏa rất nhanh liền có thể làm rõ ràng đến tột cùng là thiên sư phủ những người kia đang thao túng độc cô thác nói nhưng rất nhanh tin tức truyền đến độc cô thiên ti không xong tất cả nội ứng tại trên đường vận chuyển tới đều tao ngộ sát hại. Có thần bí cao thủ từ một nơi bí mật gần đó ra tay, đem nội ứng từng cái sát hại. Bọn hắn động thủ quá nhanh, chúng ta người căn bản liền ngăn không được. Cái gì? Nội ứng chết hết. Độc cô thác sắc mặt đại biến. Ý hắn nhận ra cái gì, lập tức hoảng sợ nói, nhanh chóng. Vừa mới bốn người kia gặp nguy hiểm, hắn vội vàng hướng về chấp pháp giám vị trí chạy tới rất mau tới đến chấp pháp người gác cổng miệng kết quả thấy được bốn cỗ thi thể dương chết bốn người toàn bộ bị giết động thủ là ai độc cô thác lạnh giọng hỏi độc cô thiên ti tốc độ quá nhanh bọn hắn cũng đều là ám sát dường như là diêm la điện sát thủ đúng ta cũng cảm giác là chấn ma ti mấy tên sát thủ kia tổ chức lúc này những địa phương khác cũng nhao nhao chạy đến bọn hắn áp tải người toàn bộ đều bị giết có thể đại khái xác định giết diêm la điện thất sát, hồng diệp những tổ chức sát thủ này. Bọn hắn ra tay quá nhanh, giết người xong liền biến mất. Đây chính là dự mưu tốt. Có người bắt đầu hoài nghi hỏi, độc cô thiên ti, chẳng lẽ không phải thiên sư phủ người? Người nhìn cũng là chấn ma ti tổ chức sát thủ. Đúng a, à, cái này cùng thiên sư phủ quan hệ không lớn a. À. Tất cả mọi người bắt đầu nhao nhao hoài nghi. Độc cô thác lường bọn họ một cái, nếu như các ngươi là thiên sư phủ người, sẽ quang minh chính đại muốn tới giết người thuê chấn ma ti sát thủ mới là chính xác nhất. Đại gia lúc này mới hiểu rồi. Vốn là đối với thiên sư phủ hoài nghi là 50%. Bây giờ trải qua hai chuyện này về sau, đã đi tới 8 9 đến 10%. Đại khái liền xác định là thiên sư phủ. Thiên sư phủ tốt, dám động chấn ma ti, người tự tìm cái chết. Độc cô thác nổi giận. Cái kia độc cô thiên ti phải làm gì? Trực tiếp hướng thiên sư phủ khai chiến sao? Mọi người khác nhau nhau hỏi. Cái này khiến chấn ma ti bên trong người sao có thể nhẫn. Không được. Chuyện này còn phải thương lượng còn phải tiếp tục tra. Chỉ là những thứ này còn là chưa đủ để xác định. Vạn nhất chúng ta tra sai nữa nha. Huống chi chúng ta một khi khai chiến mà nói, Diệp quân lâm tới đối phó chúng ta đâu. Thế lực khác tới đối phó chúng ta đây. Theo ta được biết, người thiên sư này phủ thực lực có thể căn bản không thua gì nhặt báo chúng ta. Nếu như chúng ta cưỡng ép khai chiến, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Bây giờ mục đích của chúng ta chính là trước tiên xác định đến cùng phải hay không thiên sư phủ. Cần toàn phương vị chứng cứ để chứng minh điểm này. Độc cô thác cũng là cẩn thận người. Mặc dù đã có rất nhiều chứng cứ, nhưng hắn hay không như thế nào tin tưởng. Cần trăm phần trăm xác định. Xem trước một chút chúng ta có thể hay không tại thiên sư phủ chung quanh phát hiện cái gì. Kế tiếp, độc cô thác gia tăng siêu tầm cường độ. Hai ngày sau, quả nhiên có kết quả. Tại thiên sư phủ chung quanh vậy mà phát hiện bắt các tam thánh thi thể. Lần này, toàn bộ chấn ma ti đều kinh hãi. Thì ra bắt các tam thánh thật sự bị thiên sư phủ bắt đi. Bây giờ còn là thi thể. Khi bắt các tam thánh thi thể bị mang về, toàn bộ chấn ma ti đều phải điên rồi. Nhìn thi thể, rõ ràng khi còn sống nhận qua tàn ngược. Cả đám đều gần thành thây khô. Lần này, tất cả mọi người tin tưởng thất thất bát bát cơ bản sơn liền muốn xác định là thiên sư phủ không chỉ có như thế bọn hắn liền bắt các tam thánh công lực đều cho hút đi cái này độc cô thác âm thanh lạnh lùng nói một bên khác diệp quân lâm cũng nhận được bắt các tam thánh thi thể phát hiện tại thiên sư phủ chung quanh tin tức ân không thích hợp nếu như ta là cái thế lực này ta tuyệt đối thiêu hủy bắt các tam thánh thi thể diệp quân lâm lại là lên lòng nghi ngờ còn như thế quang minh chính đại ném qua một bên không quá phù hợp logic. Trừ phi chỉ có một khả năng chính là thiên sư phủ quá độ tự tin, căn bản không nghĩ tới có thể có người tìm được bọn hắn. Nhưng tỷ lệ vẫn là tiểu. Từ trong khoảng thời gian này cái thế lực này phong cách hành sự đến xem. Bọn hắn chú ý cẩn thận, đối với mỗi một chi tiết nhỏ đều trưởng không đúng chỗ. Tuyệt đối không phải tùy tiện đem bắt các tam thánh thi thể ném tới phía ngoài. Vậy đại khái tỷ lệ chính là có vấn đề. Nói không chừng chính là giá họa hơn nữa xác suất rất lớn chính mình vẫn là thật tốt nhìn chằm chằm tây các nhìn bộ dạng này ném ra ngoài bom khói là vì hấp dẫn chính mình cùng thần thiên giám lực chú ý như vậy cái này thế lực khẳng định có hành động nhất định đang nổi lên cái gì tuyệt đối là dạng này diệp quân lâm cảm giác chính mình giống như bắt được cái gì nhưng cùng lúc lại không xác định vẫn là nhanh chành tây các liền tốt cùng diệp quân lâm khác biệt thần thiên giám hết thảy manh mối cũng là tự mình phát hiện cho nên bọn hắn hoài nghi khả năng không lớn. Nhất là từng cái chứng cứ đặt tại trước mắt. Tăng thêm nội ứng cũng tìm được. Bọn hắn há có không tin nói lý. Kế tiếp, đại gia trọng điểm tìm kiếm thập đại thiên kiêu cùng với tứ đại chân các thần khí tung tích. Nếu thật là bọn hắn, tin tưởng rất nhanh liền có câu trả lời. Nhớ kỹ, muốn làm đến bí mật, muốn để bọn hắn không biết ta nhóm cũng tại cha bọn hắn. Phía trước chúng ta cũng là ở phía ngoài lén lút điều tra, lần này liền muốn thâm nhập vào thiên sư phủ. Vì ổn thỏa, độc cô thác tự mình chọn lựa nhân viên đi điều tra. Nếu thật là thiên sư phủ mà nói, đến lúc đó chúng ta có thể liên hợp diệp quân lâm, trước diệt hết thiên sư phủ lại nói. Độc cô thác đã bắt đầu nghĩ sau này sự tình. a à, cùng diệp quân lâm liên hợp, hắn sẽ đồng ý sao? Đám người chấn kinh. Độc cô thác cười cười, các người còn không bằng ta hiểu diệp quân lâm đâu, mặc dù ta chưa bao giờ cùng hắn chính diện tiếp chạm qua diệp quân lâm là một cái trong mắt không cho phép hạt cát người thiên sư phủ nếu quả thật như vậy tính toán hắn hắn tuyệt đối sẽ không nhặt bảo đáp ứng những người khác lập tức nói đúng a à, còn có diệp quân lâm thanh kiếm kia cũng bị trộm đi nếu để cho hắn tra được tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta muốn liên hợp mà nói vẫn là rất dễ dàng thậm chí đến lúc đó diệp quân lâm cùng thiên sư phủ lưỡng bại câu thương chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi điều này cũng đúng a à tất cả mọi người phản ứng lại. Cung thiên thu một chiêu này vẫn là cao minh. Vậy mà thật sự đem hai phe lực chú ý cho toàn bộ rời đi. Bây giờ nàng yên lặng tiến hành cấy ghép căn cốt. Trước mắt hết thảy đều rất thuận lợi. Vừa mới cung thiên thu căn cốt đã bị gỡ xuống, mới thôn vệ linh căn linh cốt sắp cấy ghép đến trên người nàng. Hứa tình nhã bọn hắn mắt thấy đây hết thảy quá trình. Bây giờ đã đi tới mấu chốt giai đoạn. Hứa tình nhã ba người chỉ muốn lúc này, Diệp Quân Lâm tìm đến, hoặc cung thiên thu cấy ghép căn cốt thất bại chỉ là giống như cung thiên thu nói tới thượng thiên vẫn đứng tại nàng bên này tất cả khí vận đều thêm ở trên người nàng diệp quân lâm không có tìm đến ngoài ý muốn cũng không phát sinh hết thảy đều hướng về phương hướng tốt phát triển tiếp cốt đại sư mặc dù không có tham dự căn cốt cấy ghép nhưng toàn trình tham quan giống như là tại nhìn tác phẩm nghệ thuật trấn ma ti đại ma vương sắp sinh ra các ngươi kiếp nạn muốn tới ha 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 cốt đại sư bắt đầu phát ra trận trận tiếng cuồng tiếu tới cứ việc cung thiên thu sớm chào hỏi nhưng tiêu phong vẫn là thời thời khắc khắc muốn theo cung thiên thu gặp mặt trò chuyện dù sao hắn đối với cung thiên thu ỉ lại là càng ngày càng sâu hắn vẫn là không có nhịn xuống trực tiếp liên hệ cung thiên thu nhưng làm sao đều liên lạc không được cung thiên thu từ đầu đến cuối cũng không có trả lời hắn cái này không đúng a à? chẳng lẽ nói thiên thu xảy ra chuyện gì tiêu phong ý nghĩ đầu tiên là cái này dù sao cung thiên thu lần trước cùng hắn liên hệ nhìn xem cũng rất không thích hợp phảng phất muốn xảy ra chuyện gì lúc đó tiêu phong cũng không để ý bây giờ tưởng tượng không được bình thường khả năng này muốn xảy ra chuyện không được ta phải đi xem tiêu phong lo lắng nhưng mới vừa muốn xuất phát thời điểm cung thiên thu bên này động tính dùng phương pháp đặc thù hỏi thăm tiêu phong thế nào tiêu phong lập tức đem lo lắng của mình cùng tưởng niệm toàn bộ biểu đạt ra ngoài ha ha tiêu phong như thế nào cũng không nghĩ tới là đối diện cùng chính mình liên hệ người cũng không phải cung thiên thu mà là cái nam nhân cũng là cung thiên thu trợ thủ đắc lực nhất trừ vũ hắn bây giờ tạm thời phụ trách cung thiên thu những thứ khác hết thảy sự vụ đối với cung thiên thu là tuyệt đối trung thành nghe được tiêu phong biểu đạt tưởng niệm những thứ này trừ vũ lập tức cười xem cái này liếm chó chật chật, thật sự cho rằng thiên thu có thể đi cùng với ngươi. Đừng có nằm mộng, ngay cả ta cũng không dám đối với nàng có ý tưởng, nàng tương lai chính là sừng sướng ở cường giả đứng đầu. Bất quá chữ vũ vẫn là bắt trước cung thiên thu ngữ khí cùng tiêu phong tiến hành giao lưu. Đây là cung thiên thu sớm an bài tốt, để cho chử vũ thay thế mình, cùng nàng nắm trong tay các nam nhân giao lưu, để phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Mà tiêu phong cũng không phải duy nhất. Cái này nửa ngày công phu, trừ vũ liên hệ trao đổi người đã vượt qua trên trăm. Mỗi một cái đều là bị cung thiên thu mê chết đi sống lại. Cho nên, trừ vũ nhiệm vụ cũng rất nặng nề. Bất quá tiêu phong là trọng điểm mục tiêu, hắn tự nhiên muốn nhiều giao lưu, nhiều liên hệ. Thậm chí càng nói bóng nói gió, tới biết một chút diệp quân lâm tin tức. Tại cung thiên thu ở đây được an bình an ủi, tiêu phong cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh, tiếp tục đi tu luyện. Mà trừ vũ nhưng là tới dỗ dành những người khác. Chử Vũ cũng là Tây trong các người. Vẫn là Tây các chi chủ trừ trường không chi tử. Tại trụ sở của hắn, những người khác là căn bản không dám đến gần. Cứ việc gần nhất các đại phái hệ đều tại bí mật kiểm tra. Nhưng ai cũng sẽ không tra được hắn tới nơi này. Cuối cùng vì sao Chử Vũ cam tâm tình nguyện đi theo cung thiên thu, đó chính là cung thiên thu thủ đoạn. Bây giờ, Diệp Quân Lâm ngay tại Tây trong các. Tiến hành nhặt bảo bí mật điều tra. Vậy mà đi tới Chử Vũ trụ sở. Hắn phát hiện người này đang dùng chấn ma ti bí mật một loại thủ đoạn truyền tin cùng ngoại nhân liên hệ. Trong thời gian thật ngắn, hắn vậy mà tại liên hệ mấy chục người. Ân, điều này không khỏi làm cho Diệp Quân Lâm hoài nghi. Rõ ràng, đây chính là đang hướng ra bên ngoài giới gửi đi tin tức. Đây tuyệt đối có vấn đề. Bây giờ Diệp Quân Lâm đối với tây các mọi người đã có cái hiểu rõ đại khái. Vị này là tây các chi chủ nhi tử trừ Vũ. Cái thân phận này vẫn tương đối dễ ẩn tàng. Hắn không phải Tây Các Cao Tầng, lại thời thời khắc khắc có thể tiếp xúc đến Tây Các Cao Tầng, cũng biết một chút lớn bí mật. Diệp Quân Lâm bắt đầu phân tích lấy, nhưng hắn cảm giác người này cũng không phải chủ mưu. Đây cũng quá không cẩn thận. Rất dễ dàng liền đem chính mình phá tan lộ a. Phía sau hắn hẳn còn có người. Có người ở điều khiển hết thảy. Nhưng hắn sau lưng còn có người, nên tới nói, thân phận khẳng định so với hắn cao hơn một cái cấp bậc nhưng cái này cùng Diệp Quân Lâm ngay từ đầu phỏng đoán không quá phù hợp. Thân phận quá cao mà nói, ngược lại không được. Tượng Tây các chi chủ thân phận này hẳn là cực hạn mới đúng. Bất quá, ta để mắt tới ngươi, ta sẽ tra rõ ràng ngươi đang làm cái gì. Diệp Quân Lâm cười lạnh nói. Kế tiếp, hắn đem kiểm tra trừ vũ lấy cùng cùng hắn liên hệ người. Đây là ai đều không nghĩ tới. Nhất là cung thiên thu. Hắn trợ thủ đắc lực bại lộ, thời gian chậm chậm trôi qua. Thần thiên giám điều tra đến manh mối cũng là càng ngày càng nhiều. Hết thảy đều chỉ hướng thiên sư phủ. Diệp quân lâm cũng đối chử vũ tiến hành toàn diện điều tra. Bất quá chữ vũ làm việc vẫn cẩn thận, không có lưu lại chứng cứ gì. Diệp quân lâm tra tìm, vẫn tương đối khó khăn. Còn cần thời gian dài điều tra. Mà vạn thi khanh bên này. Tiến hành ngũ đại cốt sư cố gắng, cuối cùng đem chế tạo thôn vệ linh can linh cốt cấy ghép đến cung thiên thu thể nội. Tạm thời hết thảy đều là bình thường. Chỉ kém một bước cuối cùng, chỉ cần linh căn linh cốt bắt đầu ở trong cơ thể ngươi vận hành, vậy thì thành công. Tất cả mọi người đều bắt đầu chờ mong giờ khắc này. Cốt đại sư con mắt không nháy mắt nhìn xem. Hứa Tình Nhã bọn hắn cũng khẩn trương nhìn xem. Bất quá bọn hắn mong đợi là thất bại. Bọn hắn thật sự hy vọng Cung Thiên Thu tại thời khắc này thất bại trong gang tấc. Nhưng mà Thượng Thiên thật là đứng tại Cung Thiên Thu bên này diệp quân lâm lúc này cũng không tìm đến cũng không thất bại trong gang tắc cuối cùng thôn vệ linh căn linh cốt hoàn mỹ dung hợp tại trong thân thể của nàng bắt đầu vận hành phù hợp đây chính là thôn vệ thuộc tính căn cốt chỗ tốt khác căn cốt cấy ghép sau còn cần thời gian dài đi thích ứng cũng tỷ như đem thanh long năm người căn cốt di chuyển vị nào chậm chạp không hề lộ diện chính là đi thích ứng căn cốt dù sao đây không phải thân thể ngươi bên trong đồ vật có thể thôn vệ linh căn linh cốt không giống nhau. Không tồn tại quá trình thích ứng. Người trực tiếp thôn vệ năng lượng chính là thích ứng. Cho nên, một bước cuối cùng tương đối mà nói, cũng là cực kỳ dễ dàng cùng đơn giản. Sau đó không lâu, cung thiên thu khôi phục. Ha ha ha, ta thành công. Cung thiên thu điên cuồng cười lớn. Cốt đại sư khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, có cảm giác hay không không đến khó chịu. Cung thiên thu cẩn thận cảm thụ phía dưới, vui mừng nói, cũng không có ta cảm giác thôn vệ căn cốt cùng ta cơ thể đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, ta hoàn toàn không cần thích ứng. a, à, cốt đại sư cùng với khác người đều ngẩn ra, đây cũng quá nhanh a, à. cứ việc thôn vệ linh căn linh cốt không cần thích ứng, nhưng hoàn mỹ dung hợp, quá kinh khủng, đúng, nhất định là người công pháp nguyên nhân, cho nên mới có thể để cho thôn vệ linh căn linh cốt thích phối như thế. cốt đại sư lập tức tìm được nguyên nhân, cung thiên thu gật gật đầu, phải như vậy ta tu luyện lâu dài môn công pháp này, để cho ta thể chất đều có thôn phệ thuộc tính, cùng thôn phệ linh căn linh cốt thích phối. Nhanh chóng bày ra bày ra, cốt đại sư đã vội vã không nhịn nổi. Những người khác cũng đều nhìn tròng chọc vào. Hảo, cung thiên thu ánh mắt phát lạnh, vẫy tay một cái, chấn các thần khí chấn ma kiếm đã đi tới trong tay nàng. Nàng bắt đầu thôn phệ, ong ong ong, trong lúc nhất thời, chấn ma kiếm bắt đầu phát ra trận trận rung động tới ở bên trong tinh hoa toàn bộ bị cung thiên thu thôn phệ hơn nữa tốc độ cắn nuốt so với phía trước cung thiên thu tốc độ lại là gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần tốc độ đơn giản điên cuồng phải biết chấn ma kiếm bên trong phong tồn lấy lịch đại tiền bối công lực cùng với đủ loại sức mạnh gia trì kinh khủng đến cực hạn liền chấn ma kiếm bên trong phong tồn sức mạnh có thể so sánh bắt các tam thánh cộng lại sức mạnh mạnh hơn nhiều dù sao bọn hắn cũng muốn kháo chấn các thần khí nhưng bây giờ một cái chấn ma kiếm, cung thiên thu lấy mấy chục giây liền thôn vệ sạch sẽ. Cái này chấn nhật bảo các thần khí trong nháy mắt liền trở thành sắt vụn. Mà cung thiên thu khí thế lại đề cao một cái cấp bậc. Vạn thi khanh bầu trời đã là phong bạo tụ tập, thiên lôi nổ tung, bầu trời đều thành huyết sắc. Thậm chí còn mơ hồ truyền đến ngàn vạn oan linh dẫy rụa âm thanh. Quá mạnh mẽ, cung thiên thu thực lực đã gây nên thiên địa tức giận. Nhưng mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu thôi cung thiên thu tiếp tục thôn phệ. Chín thiên cung, thiên tử thương, thần khóc đau. Một kiện lại một món chấn các thần khí bị cung thiên thu thôn phệ. Cái này để người ta trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá kinh khủng. Thôn phệ xong tứ đại chấn các thần khí sau, cung thiên thu thực lực đã đi tới một tầng khác. Cốt đại sư đều sợ ngây người. Loại thực lực này, căn cứ hắn hiểu, từ xưa đến nay, toàn bộ chấn ma ti không ra năm vị. Bốn vị đã qua đời, Hiện nay chỉ còn lại một vị. Chính là chấn ma ti thiên ti, chấn ma ti đệ nhất nhân. Nhưng cái này vẻn vẹn cung thiên thu điểm xuất phát A. Rất nhanh nàng có thể thôn vệ càng nhiều. Vượt qua chấn ma ti lịch đại tối cường 5 người là dễ dàng. Bây giờ chấn ma ti nếu là thiên ti không ra, cung thiên thu tùy tiện ngược sát. Cung thiên thu cảm giác chính mình là thần. Không gì làm không được. Nắm giữ sức mạnh lật đổ hết thảy cả người tâm tính cũng biến hóa không ít. Bất quá cung thiên thu vốn là tâm tính cũng rất trầm ổn. Thậm chí so rất nhiều lão gia hỏa đều trầm ổn. Nếu như những người khác, trong lúc nhất thời thu được sức mạnh to lớn như vậy, sợ là không thích ứng. Nhưng cung thiên thu một điểm không thích ứng cảm giác cũng không có. Phản phất loại lực lượng này vốn chính là nàng có thể lấy được. Nàng đã có phần tự tin này. Nhìn thấy không, ta mới thật sự là thiên kiêu, các ngươi cũng là phế vật rác rưởi cung thiên thu hướng về phía thập đại thiên kiêu hô. Thập đại thiên kiêu thần sắc cô đơn bên trong lộ ra một chút tức giận tới. Bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hết thảy, bây giờ triệt để đều tại cung thiên thu trên thân. Bất quá các người yên tâm đi, các người muốn truy đuổi ta thay các người truy đuổi. Ta còn muốn các người cố gắng sống sót, tới chứng kiến ta leo lên đỉnh phong một khắc này. Cung thiên thu lại nhìn về phía hứa tình nhã mấy người, các người có thể sống được càng lâu, dù sao các ngươi mới là ngay từ đầu chứng kiến ta trưởng thành người ta không nỡ lòng bỏ để các ngươi chết cốt đại sư cũng bắt đầu huyễn tưởng chính mình trả thù trấn ma ti điên cuồng kế hoạch đề thăng a tăng lên điên cuồng a đem nơi này hết thảy đều hấp thu a cốt đại sư cũng điên cuồng cười lớn cung thiên thu cũng không dừng lại nàng dự định đem vạn thi khanh âm khí toàn bộ đều cắn nuốt mất rồi tăng lên thêm một bước sức mạnh ầm ầm cung thiên thu thôn vệ công pháp vừa mở trực tiếp vạn thi khanh tụ tập không biết bao nhiêu năm âm khí cho điên cuồng thôn phệ đề cao điên cuồng đề cao cung thiên thu khí thế trên người không ngừng kéo lên phảng phất thiên ma xuất thế một dạng nhặt bảo tất cả mọi người choáng váng loại này cơ thể làm sao có thể dung nạp cái này kinh khủng tuyệt luân sức mạnh vạn thi khanh âm khí giống như biển động giang hà liên tục không ngừng hội tụ hướng cung thiên thu trong thân thể đáng sợ sợ hãi giang rác giang giác cung thiên thu chính là bởi vì quá cường đại, quanh mình từ trường đã phát sinh biến hóa. Từng đạo sấm sét ở trên người nàng quấn quanh vang dội. Đây chính là thiên địa biến sắc. Không hẳn sẽ công phu, vạn thi khanh âm khí vậy mà toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ. Nguyên lai là bảy đại tuyệt địa đứng đầu vạn thi khanh, bây giờ vậy mà biến thành một mảnh tịnh thổ. Dù là thi cốt khắp nơi, dù là oán khí góp nhặt rất dài tuế nguyệt. Nhưng người thấy về sau, căn bản sẽ không sợ sệt lốp bốp, cung thiên thu trên thân vẫn như cú ánh chấp quấn quanh. Nàng đôi mắt tựa như tinh thần chìm nổi, càn khôn đảo ngược cảnh tượng đang trình diễn. Thiên địa càng là nổi giận. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, bàng bạc mưa to, phảng phất tận thế tới. Từng đạo sấm sét vãng cung thiên thu trên thân hội tụ. Từng đạo kinh lôi âm thanh trực tiếp tại cung thiên thu bên cạnh vang dội. Thiên địa phẫn nộ tựa hồ muốn xen lẫn tại cung thiên thu trên thân sự cường đại của nàng đã gây nên thiên địa nổi giận. Đã đạt đến ảnh hưởng từ trường, lực tràng trình độ. Ha ha ha, ta thiên, cốt đại sư nhìn thấy từng màn, đơn giản muốn vui vẻ chết. Tại trong hắn lý giải, chính là cung thiên thu quá cường đại, muốn phá bỏ tu luyện trói buộc, bởi vậy mới gây nên thiên địa phẫn nộ. Cái trước như vậy người, chính là chấn ma ti thiên ti. Cũng là hắn tận mắt thấy. Ha 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 nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa ai còn có thể là đối thủ của ngươi cốt đại sư hô lớn cung thiên thu cũng là điên cuồng cười lớn bây giờ nàng cảm giác mình tựa như là một cái hắc động có thể thôn vệ hết thảy tinh thần nàng thân thể nho nhỏ bên trong lại ẩn chứa năng lượng cực hạn dần dần bên người nàng cuồng bạo cảnh tượng cũng dần dần bình phục lại hết thảy đều biến mất cung thiên thu trên thân cái kia kinh khủng tuyệt luân sức mạnh phảng phất đều biến mất ân Cốt đại sư đều sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Cung Thiên Thu rõ ràng đã đạt đến cảnh giới cực cao. Kết quả, bây giờ nhìn lại liền liền giống như người bình thường. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Cung Thiên Thu giải thích nói, đây là công pháp ảo diệu, vận dụng thiên địa nguyên tố, đồng thời cũng có thể đem một thân sức mạnh cùng thiên địa cân bằng. Cho nên ta xem liền giống như người bình thường. Kinh khủng, đơn giản quá kinh khủng. Tiếp tục như vậy mà nói, ai còn có thể là Cung Thiên Thu đối thủ? Thập đại thiên kiêu nhắm mắt lại. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Đến nỗi hứa tình nhã ba người cũng hô to xong. Hết thảy đều chậm. Dù là bây giờ Diệp Quân Lâm cùng Thần Thiên giám phát hiện Cung Thiên Thu cũng vô ích. Dù là Cung Thiên Thu không phải là đối thủ, nhưng tạm thời trốn tránh tuyệt đối không có vấn đề. Kinh khủng nhất một điểm là Cung Thiên Thu có thể tiếp tục thôn phệ, tiếp tục trưởng thành a. Nàng thu hoạch sức mạnh phương thức quá đơn giản. Nàng trở nên mạnh mẽ quá dễ dàng đoán chừng trong một đêm thời gian, nàng còn có thể thoát thai hoán cốt. Đây mới là cung thiên thu chỗ lợi hại nhất. Lần này triệt để xong, ai cũng không làm gì được nàng. Cung thiên thu rời núi, đó chính là thiên hạ đại loạn thời điểm. Người biết ta bây giờ muốn làm nhất cái gì không? Ta chỉ muốn cùng Diệp Quân Lâm đánh một trận, nhìn ta một chút cách hắn còn có bao nhiêu tranh lệch. Cung thiên thu mặt mũi tràn đầy mong đợi nói. Cái này Diệp Quân Lâm có mạnh như vậy, người cũng mạnh như vậy, còn sợ hắn. cốt đại sư ngạc nhiên hỏi. đúng vậy a, à, ta vẫn có chút sợ hắn. dựa theo suy đoán của ta, hắn hay là muốn càng mạnh hơn. cung thiên thu trong đầu vẫn là trước đây trận chiến kia hình ảnh. thập đại thiên kiêu đều đem tứ đại chấn các thần khí đều thôi động đến cực hạn. cơ hồ phát huy ra tất cả lực lượng, vẫn như trước bị diệp quân lâm treo lên đánh. hắn căn bản là không e ngại tứ đại chấn các thần khí bởi vậy cung thiên thu biết mình khoảng cách diệp quân lâm còn có tranh lệch vậy hắn cũng quá kinh khủng cốt đại sư hít sâu một hơi cung thiên thu lại cầm lấy thần kiếp cười nói đây là vũ khí của hắn nhưng so tứ đại trấn các thần khí mạnh hơn một kiếm này uy lực muốn đầy đủ phát huy ra được mà nói đủ để hủy thiên diệt địa chỉ có như vậy vũ khí này trong mắt hắn liền giống như công cụ ngươi nói hắn cường đại cỡ nào cốt đại sư nhịn không được dùng mình một cái Cung Thiên Thu gật gật đầu, cho nên ta còn cần không ngừng đề cao, mới có thể cùng một trong chiến. Bất quá ta như bây giờ, còn sợ đuổi không kịp hắn sao. Ta cũng không tin, hắn tăng lên tốc độ còn nhanh hơn ta. Cốt đại sư biết rõ đạo lý này sau, lập tức bắt đầu cười. Cái kia đúng là, người cái này tốc độ tăng lên, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Ta không cầu người cái khác, chỉ cầu ngươi đến lúc đó đem chấn ma ti khuấy động đến long trời lở đất. Đem thiên y dám lưu cho ta, nhặt bảo đầm ngự phong lưu cho ta. Cốt đại sư đã vô cùng chờ mong cung thiên thu bắt đầu đối với Trấn ma ti rào động. Hảo, ta đi trước bên ngoài xem tình huống. Cung thiên thu an bài người lập tức tụ lại, hướng nàng nói rõ tình huống. Biết thần thiên dám những thứ này để mắt tới thiên sư phủ về sau, cung thiên thu cười. Xem ra thật sự có hiệu quả. Đem lực chú ý của mọi người đều cho rời đi. Bảo đảm nàng bây giờ cấy ghép căn cốt hoàn thành. Bây giờ, nàng ai cũng không sợ. Không gặp được Diệp Quân Lâm cùng Trấn ma ti thiên ti, thật sự không có người có thể làm gì nàng. Đúng, đem tứ đại chấn các thần khí đều giá họa cho thiên sư phủ A. Cung thiên thu ra lệnh. Biết rõ, bây giờ tứ đại chấn các thần khí đã trở thành sắt vụn. Để cho người ta phát hiện, chắc chắn nhất định là thiên sư phủ đem bên trong tinh hoa cho hút ra tới. Chậm đã, các ngươi lại dùng chút ít ngưu kế, để cho thiên sư phủ phát hiện thần thiên giám người, tốt nhất để cho song phương đánh nhau, trước tiên trở nên gay gắt mâu thuẫn lại nói. Cung Thiên Thu lại dặn dò. Kế tiếp, Cung Thiên Thu phải đi Tây Các. Dù sao nàng đã tiêu thất đã mấy ngày. Huống chi nàng còn muốn hỏi trừ vũ bọn người tình huống như thế nào. Trọng yếu là muốn thông qua tiêu phong biết, Diệp Quân Lâm bây giờ đang làm gì. Có phải hay không đang điều tra thiên sư phủ. Đối với trừ vũ Diệp Quân Lâm đã để mắt tới đã mấy ngày đại khái tin tức thật đúng là nắm giữ không thiếu bây giờ đã xác định trừ vũ chính là cái này thế lực một thành viên hơn nữa vừa mới diệp quân lâm có phát hiện trọng đại tiêu phong vậy mà nhận biết trừ vũ lúc đó tại thiên thần ti thời điểm tiêu phong cùng trừ vũ đánh qua quan hệ đương nhiên là bởi vì cung thiên thu nguyên nhân trừ vũ làm lúc xem như tây các đại biểu đi tới ngoại giới Lần trước Tiêu Phong nói mình khoác lác đem chính mình hành tung sự tình tiết lộ ra ngoài, khiến người khác nghe được. Bây giờ Diệp Quân Lâm tra một cái. Quả nhiên tin tức này tại trong trấn Ma Ti tản mở, cùng trừ Vũ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trấn Ma Ti mặc dù điều tra tin tức này đến cùng ai tản, nhưng bọn hắn là con ruồi không đầu, khắp nơi tìm lung tung. Diệp Quân Lâm bây giờ là rõ ràng mục tiêu, lại đi tìm, cho nên dễ dàng tra được. Đây hết thảy đều đối lên Diệp Quân Lâm còn đem tin tức phát cho Tiêu Phong, hỏi thăm hắn liên quan tới trừ vũ sự tình. Cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ. Không nghĩ tới sư phụ trực tiếp khứ tây các cha xét, còn để mắt tới trừ vũ. Trừ vũ thân phận gì, hắn là biết đến. Cùng cung thiên thu quan hệ mật thiết. Ngay từ đầu, hắn đem trừ vũ làm làm tình địch mà đối đãi. Dù sao trừ vũ thực lực cùng thân phận mới là cùng cung thiên thu phối hợp. Chính mình xa xa không đầy đủ, bất quá về sau hắn phát hiện cung thiên thu là không thích trừ vũ này mới khiến hắn yên tâm bất quá sư phụ bây giờ cha trừ vũ có thể hay không cha được thiên thu trên đầu tiêu phong bắt đầu luống cuống bất quá hắn vẫn đem mình biết toàn bộ nói cho diệp quân lâm hắn bây giờ chính là cầu nguyện không cần cha được cung thiên thu trên đầu cứ việc chuyện này cùng cung thiên thu không có bất cứ quan hệ nào thế nhưng là một khi cha được trừ vũ mà nói Nói không chừng nhượng cung Thiên Thu bại lộ. Từ đó đại gia sẽ đem cung Thiên Thu xem như địch nhân đến đối đãi. Cung Thiên Thu từ Vạn Thi Khanh sau khi ra ngoài, rất nhanh phát hiện một cái hiện tượng. Thần Thiên Giám đang cực lực tra tìm thiên sư phủ thời điểm, Diệp Quân Lâm vậy mà không có một chút tin tức. Chỉ là để cho bác các người đi tra. Chính hắn giống như chẳng biết đi đâu. Cái này có vấn đề a. À? Đúng. Diệp Quân Lâm là bị động nhận được tin. Mà thần thiên giám là chủ động tra được tin tức Đây là căn bản không giống nhau Diệp Quân Lâm khẳng định muốn hoài nghi Thậm chí rất tốt đánh giá ra đây chính là bom khói Dùng để thay đổi vị trí lực chú ý Lấy Diệp Quân Lâm trí tuệ Sao có thể không phát hiện vấn đề đâu Cho dù là chính hắn tra được mà nói Có thể nhặt bảo đều phải hoài nghi Bây giờ chỉ là chính mình cố ý tiết lộ cho bác các tỉnh báo tổ Tin tức này Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ không tin Việc lớn không tốt a. À. Vạn nhất thật bị Diệp Quân Lâm tra được cái gì. Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Chính mình tạm thời vẫn là không có năng lực tới đối phó hắn. Cứ việc nàng bây giờ không phải là như vậy kiêng kỵ Diệp Quân Lâm. Có thể tạm thời hay không chính diện tiếp sở cho thỏa đáng. Tốt nhất vẫn là che giấu mình thân phận, làm một cái vô danh tiểu tốt, không có áp lực gì. Muốn bị Diệp Quân Lâm lúc thời khắc khắc nhìn chằm chằm, đó mới gọi khó chịu cực đại trình độ sẽ hạn chế chính mình phát triển. Hay là trước hỏi một chút Tiêu Phong gì tình huống a? Cung Thiên Thu kế tiếp dùng phương thức bí mật liên lạc Trừ Vũ, nói cho hắn biết tạm thời không cần cùng Tiêu Phong liên hệ, thậm chí những người khác đều không cần liên lạc, để cho hắn tại bí mật địa điểm tụ tập. Nàng đã xuất quan, đừng hai người cho cả xuyên. Cung Thiên Thu không biết là Trừ Vũ đã bị Diệp Quân Lâm chết chết nhìn chằm chằm. Cứ việc nàng dùng bí mật thủ đoạn liên lạc Trừ Vũ, nhưng cái này vừa vặn bị Diệp Quân Lâm phát hiện, lập tức biết bên ngoài có người liên hệ Trừ Vũ. Quả nhiên Trừ Vũ nhận được tin tức sau, lập tức buông xuống trong tay hết thảy. Vậy mà từ chỗ ở của hắn rời đi, đi tới trụ sở bí mật. Đây chính là đã bại lộ. Trừ Vũ khẳng định muốn đi tìm người sau lưng, để cho ta nhìn một chút sau lưng cá lớn là ai. Diệp Quân Lâm vui vẻ. Quả nhiên có phát hiện trọng đại a. Trừ Vũ rất nhanh rời đi tây các một đường chú ý cẩn thận, nhiều lần xác nhận chính mình không có bị phát hiện. Thế nhưng là hắn làm sao lại phát hiện Diệp Quân Lâm đâu? Đừng nói là hắn. Thậm chí bây giờ ngã cung thiên thu bị Diệp Quân Lâm để mắt tới mà nói, cũng không phát hiện được. Từ Tây Cát sau khi rời đi, Chữ Vũ liền lập tức đi tới địa điểm bí mật. Lần này, ta nhìn các người còn thế nào chạy? Diệp Quân Lâm cười. Một bên khác, cung thiên thu vội vàng tìm tới Tiêu Phong. Tiêu Phong bất mãn nói, không phải nói chúng ta tạm thời không cần gặp mặt sao? người cần phải bốc lên đại hiểm như vậy, vạn nhất bị người phát hiện có thể gặp phiền toái. cũng chính là sư phụ không tại, cần sư phụ ở đây, ta như vậy đi ra đã bị phát hiện. tiêu phong thực sự là gấp gáp a. À. dù sao diệp quân lâm vừa mới hỏi thăm qua hắn liên quan tới trừ vũ sự tình, cái này rất dễ dàng liền đem cung thiên thu phá tan lộ a. À. bây giờ cung thiên thu tới tìm hắn, đơn giản quá nguy hiểm. Cung Thiên Thu một mặt u oán, ta biết nguy hiểm, nhưng ta nghĩ ngươi a. À. Ta bây giờ một ngày gặp không đến ngươi, đều ngủ không được cảm giác. Cung Thiên Thu lời này vừa ra, trong nháy mắt tan dã Tiêu Phong. Thật xin lỗi, ta trách oan ngươi, bất quá ta cũng nghĩ nhìn thấy ngươi, thời thời khắc khắc đều nhớ. Tiêu Phong bả Cung Thiên Thu ôm vào trong ngực. Cung Thiên Thu cơ thể rung rung phía dưới, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Phong sẽ có động tác như thế. Nội tâm của nàng chắc chắn vô cùng mâu thuẫn. Một cái nho nhỏ Tiêu Phong có tư cách gì ôm lấy nàng? Suối quẩy chết. Cung Thiên Thu nội tâm chán ghét đến cực điểm, thậm chí ác tâm. Nàng hận không thể tại chỗ đem Tiêu Phong đánh thành thịt nát. Còn phải chịu lấy. Chờ xem, chờ ta không cần ngươi thời điểm, ta nhất định đem tay bẩn thỉu của ngươi băm thành thịt nát. Cung Thiên Thu trong đôi mắt thoáng qua vẻ hung ác. Cái này khiến Tiêu Phong cảm nhận được sợ hãi. A à thế nào cung thiên thu ý thức được cái gì liền vội vàng hỏi không có việc gì cung thiên thu nhặt bảo cố ý nói đúng ta nghe nói trấn ma ti đã tra ra thế lực kia chính là thiên sư phủ bọn hắn đã tìm được rất nhiều chứng cớ bắt các tam thánh cũng là thiên sư phủ giết chết tiêu phong gật gật đầu đúng a à, ta cũng nghe được tin tức nhưng mà nhưng mà cái gì cung thiên thu tò mò nhìn hắn sư phụ không tin hắn cảm thấy đây là đối phương thả ra bom khói đang hấp dẫn lực chú ý của chúng ta là có người đang cố ý lộ ra tin tức cho hắn mà trấn ma ti thần thiên giám là chính mình tìm được manh mối cho nên tin tưởng không nghi ngờ tiêu phong giải thích nói cung thiên thu mím môi quả là thế liền biết chỉ một chiêu này không thể gạt được diệp quân lâm nguy hiểm thật a à. may mắn mình cấy ghép căn cốt thành công nếu như bị diệp quân lâm tìm được vậy phiền phức vẫn là quá gấp, không có bố trí hảo. Chỉ muốn hấp dẫn lực chú ý. Có thể đánh giá thấp Diệp Quân Lâm, căn bản không có hấp dẫn người nhà lực chú ý. Cái kia sư phụ không có đuổi theo cha thiên sư phụ, hắn truy tra cái gì đi? Cung Thiên Thu không khỏi hỏi. Tiêu Phong nghĩ nghĩ, nói, mặt khác sư phụ giống như có phát hiện trọng đại, tất cả mọi người đều tại tìm thiên sư phụ thời điểm, hắn lại vẫn luôn nhìn chằm chằm tây các. Tiêu Phong lời này vừa ra, những cung thiên thu kém chút nhảy dựng lên. Ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét giữa trời quang. Cả người nàng bị đánh thương tích đầy mình. Cái này cái này cái này. Đây cũng quá kinh khủng a à. Tây các, mục tiêu đều thu nhỏ tới mức này sao? Quá rung động, cung thiên thu kém một chút trong mắt đều phải bay ra ngoài. Diệp quân lâm tiếp tục nhìn chằm chằm chấn ma ti, nàng là đoán được. Nhưng nàng vô luận như thế nào đều không nghĩ đến, diệp quân lâm trực tiếp để mắt tới tây các chính mình bại lộ như thế triệt để sao lúc nào ân không đúng chẳng lẽ là lần trước cung thiên thu đột nhiên nghĩ đến lần trước khi diệt trừ cùng vĩnh hằng quốc độ liên hệ những người kia cũng là chính nàng động thủ cuối cùng trốn vào tây các hẳn là khi đó là diệp quân lâm phân tích ra được tại tây các ai chính mình vẫn là đánh giá thấp diệp quân lâm có thể nói là sơ hở trăm chỗ a Diệp Quân Lâm người này quá lợi hại. Dù sao lúc đó nàng lựa chọn vị trí chính là toàn bộ tối tới gần Tây Các, dễ dàng nhất để cho nàng địa phương ẩn núp. Nếu như khi đó nàng tại Tây Các lưu lại một điểm dấu vết để lại, Diệp Quân Lâm có thể còn không biết hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng không có bất kỳ cái gì chân ngựa cùng vết tích lưu lại. Cũng bởi vì quá hoàn mỹ. Cho nên để cho Diệp Quân Lâm tại chỗ nhận định chính là Tây trong các người. Dù sao chỉ có Tây trong các người mới có thể đối với tây các quen thuộc như thế mới có thể tại tây trong các hoàn mỹ tiêu thất lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì cũng là bởi vì quá hoàn mỹ ngược lại bại lộ để cho diệp quân lâm kết luận chính là tây trong các người bằng không thì làm không được như thế cung thiên thu vỗ ót một cái không nghĩ tới ẩn núp hoàn mỹ ngược lại lộ hãm cái này chẳng thể trách diệp quân lâm sẽ để mắt tới nếu như nàng là mà nói diệp quân lâm nàng cũng biết để mắt tới tây các đối với cung thiên thu vẻ kinh ngạc tiêu phong cũng không quá nhiều để ý dù sao cung thiên thu là tây các tây các bây giờ xảy ra chuyện nàng nhất định sẽ kinh ngạc tây các thực sự là quá bất khả tư nghị ta không nghĩ tới lại là tây các ta tây các tại sao có thể có dạng này người tồn tại cung thiên thu ra vẻ kinh ngạc nói gương mặt không thể tin tựa hồ tây các phát sinh loại sự tình này những cung thiên thu đau lòng nhức óc nếu để cho ta biết là ai ta tuyệt đối không tha cho hắn cung thiên thua tức giận quát tiêu phong cũng cảm thán nói ta cũng không nghĩ đến là tây các cái này đối người ảnh hưởng rất lớn ta chỉ sợ ngươi bại lộ ai tiêu phong bộ dáng này những cung thiên thu cái gì sợ chẳng lẽ nói mình bây giờ lưu lại cái gì sao a à, tiêu phong ngươi nói rõ ràng a à, ta tại sao phải bại lộ sư phụ tại tây các phát sinh cái gì cung thiên thu lập tức luống cuống chẳng lẽ diệp quân lâm thật sự đã phát hiện chính mình nhưng không biết a à? nếu như mình thật sự bại lộ tiêu phong chắc chắn không phải như thế nhưng đến cùng đến mức nào rồi tiêu phong có thể như vậy nói cung thiên thu gấp gáp a à? tiêu phong nhìn xem cung thiên thu bất đắc dĩ nói vừa mới sư phụ liên hệ ta hắn vậy mà hỏi thăm ta trừ vũ sự tình lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi lời này vừa ra nàng thật muốn điên rồi cái gì trừ vũ hắn cung thiên thu nghe được cái tên này sau trong mắt đều phải bay ra ngoài cả người nàng đều phải đã nứt ra trừ vũ diệp quân lâm đều để mắt tới trừ vũ đây cơ hồ tương đương với để mắt tới chính nàng a diệp quân lâm đây cũng quá lợi hại a chính mình cái này cùng bại lộ khác nhau ở chỗ nào tiêu phong nói rất đúng a chính mình thật muốn bại lộ bất quá tiêu phong nói là bại lộ là sợ trừ vũ bên này đem chính mình dây dưa đi ra để cho diệp quân lâm bọn họ cũng đều biết chính mình nhân vật này tồn tại nhưng cái này một khi thật sự bại lộ mà nói liền không có đơn giản như vậy đây là sự thực muốn bại lộ đại sự không ổn không tốt diệp quân lâm nhặt bảo đây cũng quá lợi hại a à? quả nhiên hắn nhìn chằm chằm tây các lời nói liền không có chuyện tốt vài ngày như vậy thời gian trừ vũ đều bị hắn phát hiện đây cũng quá kinh khủng Kỳ thực Cung Thiên Thu không có tổ chức, hết thảy đều là nàng cá nhân đang thao túng xử lý, căn bản không coi là thế lực. Thậm chí có thể nói Cung Thiên Thu căn bản liền không có đồng bọn. Nếu như cứng rắn muốn coi là, Trừ Vũ chính là một cái duy nhất. Trừ Vũ chính là nàng ánh mắt một dạng, chân chính tướng tài đắc lực. Nhưng bây giờ Trừ Vũ cư nhiên bị để mắt tới. Đây cũng quá nguy hiểm. Mấu chốt Trừ Vũ biết mình đại bộ phận bí mật trong khoảng thời gian này hắn một mực đang liên lạc chính mình khống chế người. Nếu như đem chữ vũ bắt được, mình tuyệt đối bại lộ. Huống chi truy tra người là Diệp Quân Lâm A. Hắn tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Trong nháy mắt, cung thiên thu cơ thể liền bắt đầu run rẩy Cả người bốc mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất. Nàng chưa từng có giống giờ khác này sợ hãi như vậy qua. Dù là nàng thực lực hôm nay đã có thể xưng nghịch thiên, nhưng bây giờ nàng thật là sợ đến không được vốn là đối với diệp quân lâm có trong xương cốt sợ hãi bây giờ diệp quân lâm cơ hồ muốn tìm tới nàng sao có thể không sợ diệp quân lâm chính là nàng duy nhất ác mộng là nàng sợ nhất người bây giờ diệp quân lâm để mắt tới trừ vũ nàng cũng muốn bị sợ quá khóc thật sự là quá kinh khủng nhìn thấy cung thiên thu run lẩy bẩy tiêu phong còn tưởng rằng nàng là sợ bởi vì trừ vũ liên lụy đến nàng bị sư phụ bọn hắn ngộ nhận là địch nhân sự tình đâu. Tiêu Phong lập tức đối với cung thiên thu an ủi, thiên thu, người không cần phải sợ. Hết thảy đều có ta ở đây đâu, nếu như đến lúc đó người bị liên lụy bại lộ mà nói, ta cùng sư phụ bọn hắn lời thuyết minh. Ta sẽ hướng bọn hắn chứng minh, người không có cái gì vấn đề. Dù là ta chết đều phải chứng minh trong sạch của ngươi. Đây là tiêu phong cuối cùng không có biện pháp chiêu số. Cung thiên thu biết mình thất thố, lập tức gật gật đầu, Hảo, đến về sau ngươi bảo hộ ta." Cung Thiên Thu cũng tại nghĩ sách lược, nếu như mình thật sự bại lộ lời nói, như vậy duy nhất thủ thắng chính là Tiêu Phong con cờ này. Nàng muốn khống chế Tiêu Phong, đến cho Diệp Quân Lâm áp bách. Tiêu Phong nơi nào biết đạo Cung Thiên Thu đã nổi lên sát tâm. Hắn còn tại phân tích, ta bây giờ cũng cảm thấy chữ vũ xác suất rất lớn a, hắn trước đó liền đến hôm khác thần thi, cũng tương đối quen thuộc chúng ta hết thảy. Đúng, ta nghĩ tới lần trước sư phụ hành tung bại lộ chắc chắn là hắn nghe được ngươi nói phá tan lộ a à. tiêu phong nghĩ đến cái gì lập tức chất vấn cung thiên thu cung thiên thu trong lòng còn đang suy nghĩ những chuyện khác bất quá tại trước mặt tiêu phong diễn kịch hay là muốn tiếp tục diễn cung thiên thu lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng đúng a à, ta lúc đó bị bức bách sau nói ra sư phụ đi diệt vĩnh hằng quốc độ trừ vũ sư huynh cũng là tại chỗ nhất định là hắn quả nhiên là hắn ta đã nói rồi cái này hành tung sẽ không vô duyên vô cớ tiết lộ. Hắn nhưng là Tây Các chi chủ chi tử, thân phận của hắn vừa vẫn có thể tiếp xúc đến cao tầng sự nghi, còn có thể che giấu thân phận. Lần này xác định, rất nhiều chuyện tuyệt đối cũng là hắn làm. Hơn nữa sau lưng của hắn chắc chắn còn có người, nói không chừng chính là Tây Nhật Bảo Các chi chủ. Tiêu Phong tự cho là phân tích ra hết thảy. Cung Thiên Thu đối với phân tích của hắn lại là một câu đều không nghe vào. Cung Thiên Thu sốt ruột nói: cái kia tiêu phong, nếu như ta bị trừ vũ dây dưa đi ra bại lộ mà nói, vậy ta bây giờ phải trở về đến Tây Các đi xem một chút tình huống, đừng có lại để cho sư phụ cho ta hiểu lầm. Vốn là không có việc gì, kết quả bởi vì chuyện này đem ta dây dưa đi ra, nghĩ lầm ta và ngươi cùng một chỗ, kỳ thực là đang lợi dụng ngươi. Cung thiên thu bây giờ cấp bách trừ vũ bị diệp quân lâm để mắt tới. Vừa vặn chính mình cho trừ vũ ra lệnh, để cho hắn đi địa điểm bí mật đợi chờ mình. Diệp Quân Lâm bây giờ nhìn chằm chằm Trừ Vũ, chẳng phải là địa điểm bí mật của mình muốn bại lộ. Chính mình hết thảy đều phải bại lộ sao? Vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Nếu như Diệp Quân Lâm đến địa điểm bí mật, cái kia thật sự liền bại lộ. Ít nhất địa điểm bí mật bên trong cất giấu chính mình quá nhiều bí mật. Tỷ như giống như liên hệ ngoại giới thủ đoạn các loại. Lấy Diệp Quân Lâm thực lực, đủ để tra ra hết thảy. Không tốt, chính mình nhanh chóng muốn đi. Tiêu Phong cũng lập tức nói: Ân, có thể. Đừng để sư phụ hiểu lầm. Nếu như thực sự không được, ta cho sư phụ thẳng thắn. Trước tiên đem ngươi giới thiệu một chút. Cung Thiên Thu trước khi rời đi dặn dò: Tiêu Phong ngươi hết thảy nghe ta là được. Đừng tự tiện hành động. Chúng ta muốn thống nhất đường kính. Ta nhường ngươi thẳng thắn, ngươi lại thẳng thắn. Tiêu Phong gật gật đầu: Tốt, ta biết rõ. Ngươi nhanh đi a. À. Cung Thiên Thu sau khi rời đi, Tiêu Phong trao mày. Chuyện gì xảy ra? thiên thu vậy mà gấp gáp thành bộ dạng này giống như bại lộ là nàng tiêu phong tự lẩm bẩm cái này có chút không bình thường thiên thu vậy mà gấp gáp thành bộ dạng này nếu như đơn thuần mình bị sớm để lộ ra mà nói tuyệt đối không có gấp gáp như vậy liền tiêu phong cũng không khỏi hoài nghi cung thiên thu cái này gấp gáp quá không bình thường không đúng thiên thu nhất định là quá quan tâm ta chỉ sợ chuyện này ảnh hưởng quan hệ giữa chúng ta cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy vượt qua lẽ thường khẩn trương tiêu phong cười có thể bị cung thiên thu quan tâm như vậy hắn chắc chắn rất vui vẻ cung thiên thu từ nơi này sau khi rời đi lập tức đi làm bổ cứu các biện pháp trừ vũ ngàn vạn lần chớ bị diệp quân lâm phát hiện a à. tuyệt đối không nên cung thiên thu cầu nguyện không thể để cho diệp quân lâm phát hiện kiên quyết không thể cung thiên thu đều lo lắng nàng bây giờ nếm thử dùng thủ đoạn đặc thù liên hệ trừ vũ. Sau đó không lâu, trừ vũ liền đi tới địa điểm bí mật. Đây là hắn cùng cung thiên thu thường xuyên chuyện thương lượng chỗ. Cũng cất giấu rất nhiều thứ. Lúc này cung thiên thu vậy mà dùng bí mật nhất thông tin phương thức liên hệ hắn. Chữ vũ sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Bởi vì loại này mã hóa lại thêm rậm rạp phương thức liên lạc, bọn hắn quy định qua, chỉ có khi ra khẩn cấp nhất chuyện mới có thể sử dụng bây giờ cung thiên thu dùng loại phương thức này liên hệ chính mình. Đây chẳng phải là nói rõ muốn xảy ra chuyện. Chữ vũ cả người bốc lấy mồ hôi lạnh, cơ thể bắt đầu run rẩy lên. Một cỗ khí tức nguy hiểm đập vào mặt. Chữ vũ sư huynh ngươi nghe, ngươi bây giờ đã bị diệp quân lâm để mắt tới. Ngươi là kiên quyết không chạy thoát được, ngươi đã đem địa điểm bí mật phá tan lộ. Hắn bây giờ đang ở chung quanh của ngươi. Cung thiên thu âm thanh lập tức truyền đến. Chữ vũ nhịn không được dùng mình một cái, cả người run lẩy bẩy đứng lên có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm mình đã bị diệp quân lâm để mắt tới cái kia xong lần này chính mình triệt để xong chử vũ sư huynh kế tiếp làm như thế nào không cần ta nói với ngươi a à. xin lỗi rồi chử vũ sư huynh đây thật là không có cách nào a à. ta cũng không nghĩ đến hắn sẽ để mắt tới ngươi cung thiên thu nói hảo ta biết rõ nhưng mà ta nghĩ cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề Cung Thiên Thu nghi hoặc, cái gì? Ngươi có phải hay không thật sự cùng Tiêu Phong ở cùng một chỗ? Chữ Vũ hỏi. Bởi vì trong khoảng thời gian này, từ hắn liên hệ Tiêu Phong. Cũng biết Cung Thiên Thu đã trở thành Tiêu Phong nữ nhân. Liên lạc qua trình bên trong, Tiêu Phong lúc nào cũng nghị nị oai oai. Để cho Chữ Vũ rất khó chịu. Muốn biết Nhật Bảo có phải thật sự hay không? Cung Thiên Thu cười. Chữ Vũ sư huynh người cảm thấy Tiêu Phong xứng với ta sao? trước mắt ta cảm thấy không có người có thể xứng với ta đến nỗi tiêu phong đó đều là ta dùng huyễn thuật mê hoặc hắn thôi hắn muốn lấy được ta nằm mơ giữa ban ngày a cái này một con chử vũ nghe được cái này trả lời khẳng định sau cười tâm tình lập tức thoải mái hảo ta hiểu rồi thiên thu vĩnh biệt nhưng ta tiếc nuối là không thấy người leo lên đỉnh phong một ngày kia chử vũ cười cười sư huynh vĩnh biệt kiếp sau chúng ta gặp lại cung thiên thu cũng lập tức cáo biệt cắt đứt liên lạc sau, trừ vũ cười cười, đáng giá. lúc này diệp quân lâm liền tại đây địa điểm bí mật bên ngoài, vốn là hắn thấy, trừ vũ đi tới nơi này, tuyệt đối sẽ có những người khác tới tiếp ứng. người kia hơn phân nửa chính là đầu mục, thậm chí là chính mình muốn tìm mục tiêu. thế nhưng là đợi nửa ngày, chậm chạp cũng không có người xuất hiện. nay liền có vấn đề, lại chờ đợi một lát sau, diệp quân lâm ý tứ đến cái gì? không tốt hắn lập tức sát tiến bí mật này địa điểm. Kết quả bên trong một mảnh lưu lạc, nằm ngổn ngang mấy bộ thi thể, đều nhanh cháy hết. Còn rất nhiều đồ vật, thư tín những thứ này toàn bộ bị thiêu hủy. Địa điểm bí mật bên trong phàm là lộ ra đầu mối đồ vật toàn bộ đều bị phá hủy. Nguy rồi, mình bị phát hiện. Diệp quân lâm sắc mặt đại biến. Rất nhanh, hắn đi tới tận cùng bên trong nhất vị trí. Kết quả nhìn thấy chữ vũ đã ngã trong vũng máu, đã sớm chết đến nỗi địa điểm bí mật bên trong manh mối là toàn bộ tiêu hủy. Một điểm gì đó đều không lưu lại cho mình. Cái này, Diệp Quân Lâm không thể nào hiểu được. Chính mình làm sao lại bại lộ? Đây là chuyện không thể xảy ra a. À? Hắn đều nhìn chằm chằm trừ Vũ thời gian dài bao lâu. Trừ Vũ cũng không mảy may phát giác. Lại giả thuyết, lấy trừ Vũ thực lực, trừ phi mình ở trước mặt xuất hiện, bằng không hắn tuyệt đối không có khả năng phát hiện mình. Nhưng mà ra ngoài ý định a. À? chính mình hết lần này tới lần khác liền bại lộ. Cái này trừ vũ đều tự sát. Rõ ràng chính là biết mình để mắt tới hắn, hắn đã chạy không xong. Chỉ có thể tự sát. Cái này cũng khía cạnh lời thuyết minh một vấn đề, chính là trừ vũ phía trước cũng không biết chính mình để mắt tới hắn. Bây giờ mới biết, như vậy thì là có người nói cho hắn biết. Nếu như trừ vũ phía trước liền biết hắn bị để mắt tới lời nói. Có thể đã sớm tự sát. Càng sẽ không tới này địa điểm bí mật, đem trọng yếu như vậy nơi trốn phá tan lộ. Đây tuyệt đối có vấn đề. Chắc chắn là trừ vũ đi tới nơi này về sau, mới biết được mình bị để mắt tới. Diệp quân lâm ảo não chính mình chậm một bước, nếu không, liền có thể ngăn cản trừ vũ. Chủ yếu hắn tưởng rằng còn có người sẽ đến ở đây, cùng trừ vũ tụ hợp. Kỳ thực vốn là cung thiên thu là muốn tới đây cùng trừ vũ hội họp. Diệp quân lâm ngờ tới là đúng, ngồi chờ cũng là đúng. Chỉ là bị phát hiện ầm ầm diệp quân lâm sắc mặt kịch biến trừ vũ tuyệt đối không phải chính hắn phát hiện là có người bảo hắn biết có những người khác biết mình để mắt tới trừ vũ hơn nữa đã biết tự mình tới đến địa điểm bí mật nhưng cái này sao có thể hắn theo dõi lấy thực lực của hắn đến xem tuyệt đối không có người phát hiện vô luận là trấn ma ti vẫn là vĩnh hằng quốc độ tuyệt đối không tìm ra được một người như vậy tới nếu như đối phương thế lực thật có loại tồn tại này Hà Tất trốn trốn tránh tránh. Trực tiếp xuất hiện là được. Bây giờ tiêu hủy chứng cứ các loại một loạt phương sách đến xem, rõ ràng vẫn là sợ chính mình a. À. Công khai không dám tới, chỉ có thể tới âm. Nhưng bọn hắn như thế nào phát hiện mình nữa nha? Không thể nào. Chính mình theo dõi tuyệt đối không có người có thể phát hiện. Diệp Quân Lâm cẩn thận cảm nhận được lấy năng lượng ba động, chung quanh không có người nào. Tuyệt đối không phải có người phát hiện chính mình như vậy chỉ có thể là hành tung của mình bại lộ có thể hành tung của mình liên quả mận nhiễm bọn hắn cũng không biết chính mình cũng chưa kịp nói đúng tiêu phong chính mình trước đó không lâu hỏi tham qua tiêu phong liên quan tới trừ vũ sự tình như vậy chính mình nhìn chằm chằm trừ vũ nhật bảo sự tình chỉ có tiêu phong một người biết chẳng lẽ nói tiêu phong nghe chính mình nâng lên trừ vũ chạy tới tây các cha trừ vũ những người này dạng này mới bại lộ chính là bởi vì đối người mình tín nhiệm, Diệp Quân Lâm ý nghĩ đầu tiên là cái này, mà không phải hướng về chỗ xấu nghĩ. Tại Diệp Quân Lâm trong suy nghĩ, tuyệt đối không phải Tiêu Phong chính mình chủ động để lộ ra ngoài, khẳng định có nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ đều vô dụng. Chử Vũ chết, bí mật này địa điểm những người khác đều chết, bất cứ chứng cứ gì cũng không có. Diệp Quân Lâm chỉ có thể nếm thử tại trong địa điểm này tìm được một điểm chứng cứ. Thất vọng. Diệp Quân Lâm tìm nửa ngày, cái gì đều không tìm được, toàn bộ đều bị trừ Vũ tiêu hủy, cái gì đều không lưu lại, chính mình cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ân, bỗng nhiên Diệp Quân Lâm nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Không đúng, trừ Vũ đây là tự sát a, đây rốt cuộc là dạng gì thế lực? Có thể để cho trừ Vũ cam tâm tình nguyện tự sát đâu? Trừ Vũ thực lực không thấp, thân phận không thấp, vẻn vẹn biết mình nhìn chầm chầm về sau liền lựa chọn tự sát. Còn tiêu hủy tất cả chứng cứ. Tiếp đó tự sát. Cái này kỷ luật quá nghiêm A. Tổ chức này bồi dưỡng là một đám tử sĩ A. Cái này suy nghĩ kỳ càng. Cái thế lực này so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn A. Bất quá hắn càng thêm chắc chắn cái này thế lực đầu mục tuyệt đối là Tây Các. Chỉ cần theo chữ vũ khắp nơi tra liền có thể tra được. Còn có chữ vũ trong khoảng thời gian này liên hệ những người kia, Diệp Quân Lâm cũng nắm giữ không thiếu có lẽ từ trên người bọn họ nhận được một điểm chứng cứ. Bất quá Diệp Quân Lâm sơ bộ phân tích một phen, đám người này các phương diện thuộc tính cũng là lộn xộn bừa bãi. Tạm thời Diệp Quân Lâm còn tìm không thấy cái gì thống nhất điểm. Cứ việc trừ vũ chết. Nhưng Diệp Quân Lâm vẫn cười. Hắn cách chân tướng chắc chắn càng ngày càng gần. Cái thế lực này khoảng cách bắt được đã không xa. Tây các người không chạy thoát được. Một bên khác, cung thiên thu âm thầm may mắn, trốn qua một kiếp kém một chút a liền bị Diệp Quân Lâm phát hiện hồng hộc, nàng nằm trên mặt đất thở hồng hộc. vừa mới thật sự quá nguy hiểm kém một chút a liền bị Diệp Quân Lâm phát hiện kỳ thực nàng nói cho trừ vũ thời điểm đã trễ rồi một bước audio điện tử võ tấn bền còn tốt nàng biết Diệp Quân Lâm chắc chắn là ôm cây đợi thỏ muốn chở chính mình đi vừa vặn lợi dụng thời gian này để cho trừ vũ tiêu hủy hết thảy chứng cứ nàng còn lo lắng chử vũ vạn nhất không chết đi vậy coi như phiền toái vừa mới một đoạn thời gian là nàng đời này tối dẫy ruộa thống khổ nhất thời gian không nghĩ tới chính mình cũng cường đại thành dạng này còn muốn e ngại diệp quân Lâm nhưng không có biện pháp gì A à. hắn chính là cường đại chính mình tạm thời không có cái gì biện pháp nàng xem thấy bầu trời có loại cảm giác sống sót sau tai nạn lần này xem như thoát Ly hiểm cảnh từ Diệp quân Lâm thủ hạ đào thoát nhưng lần tiếp theo đâu, mình còn có thể trốn sao? Tiếp tục như vậy sớm muộn đều phải bại lộ. Bây giờ cần phải làm là để cho chính mình nhanh chóng cường đại lên. Chỉ cần cùng Diệp Quân Lâm một cái cấp bậc mới có thể không sợ. Ân, không đúng. Tiêu Phong muốn xảy ra chuyện. Diệp Quân Lâm biết trừ Vũ Tiêu Hủy hết thảy sau, rất nhanh liền có thể phân tích ra được là Tiêu Phong tiết lộ hành tung của hắn. Như vậy hắn ắt sẽ tìm tới Tiêu Phong bây giờ diệp quân lâm đã lên hoài nghi nếu như tiêu phong giải thích không tốt sợ là muốn bại lộ dù sao diệp quân lâm thật lợi hại tiêu phong muốn hơi hơi có chút khẩn trương mà nói sẽ bị bại lộ không thể chính mình suýt nữa quên mất gốc dạ này nhanh chóng cung thiên thu lập tức đang suy nghĩ bổ cứu các biện pháp một bên khác thần thiên dám đối với thiên sư phủ tiến hành cẩn thận nội bộ điều tra bất quá thật sự có phát hiện trọng đại vậy mà thật sự tại trong thiên sư phủ tìm được tứ đại chấn các thần khí. Cái này khiến thần thiên giám oanh động. Tứ đại chấn các thần khí đặt tại độc cô thác bọn người trước mặt thời điểm. Cái này nhưng làm bọn hắn cho nhặt báo tức nổ tung. Kỳ thực ngũ đại chấn các thần khí trước kia là chấn ma ti ngũ đại trí bảo. Do thần thiên giám nắm trong tay. Xem như chấn ma ti tượng trưng. Bây giờ tứ đại chấn các thần khí vậy mà trở thành sắt vụn. Cái này khiến bọn hắn sao có thể không tức giận giận tức nổ tung. Chuyện gì xảy ra, đây là có chuyện gì, ai cho ta một hợp lý giảng giải. Độc cô thác cơ hồ gầm thét hỏi. Cái này khiến hắn quá tức giận. Tứ đại trấn các thần khí tìm được, kết quả lại trước nay chưa có thất vọng. Thậm chí là sỉ nhục. Lần này tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, toàn bộ đứng ở nơi đó, không nói một lời. Ta suy đoán hẳn là thiên sư phủ thiên sư nhóm vì rèn luyện pháp khí, đem tứ đại trấn các thần khí ẩn chứa hết thảy năng lượng đều cho hấp thu sạch sẽ. Nếu như tứ đại trấn các thần khí năng lượng đều rót vào một kiện pháp khí bên trong, cái kia đem vô địch. Đông các lão tổ nhóm đặc biệt hiểu rõ một chút thiên sư phủ. Đúng, thiên sư phủ thiên lôi chi pháp, liền cần pháp khí mạnh mẽ tới dẫn động thiên lôi. Tứ đại trấn các thần khí năng lượng vừa vặn phù hợp pháp khí cần. Đám người vừa phân tích, lần này xác định tứ đại trấn các thần khí là thế nào không có độc cô thiên ti nếu như lời khi trước, còn tính là thật thật giả giả. Nhưng bây giờ tứ đại chấn các thần khí đều thành dạng này, liền nói rõ là thiên sư phủ dở cho quỷ. Ân, xác định, cái này thế lực chính là thiên sư phủ. Thiên sư phủ dám can đảm đụng đến ta chấn ma ti, tự tìm cái chết. Đám người lòng đầy căm phẫn. Lần này liền độc cô thác đều không nói chuyện. Bởi vì thật sự như thế. Lần này liền xác định là thiên sư phủ dù sao thực sự chứng cứ đều tìm đến đến nỗi thập đại thiên kiêu thi thể còn không có tìm được thiên sư phủ đụng đến bọn ta thập đại thiên kiêu ý đồ cũng có thể nghĩ lấy được nhất định là vì đoạn tuyệt ta chấn ma ti tương lai tất nhiên bọn hắn muốn nhằm vào chúng ta chấn ma ti chắc chắn là muốn toàn phương vị đáng giận a à, thiên sư phủ chúng ta nhất định đem người toái thi vạn đoạn rất nhanh tại thiên sư phủ tìm được tứ đại chấn các thần khí tin tức vẫn là truyền ra không thiếu trấn ma ti đám cấp cao đều biết. Một bên khác, Diệp Quân Lâm truy tra trử Vũ không có kết quả sau, liền quay trở về đại bản doanh. Vừa vận đụng tới vội vàng hấp tấp tiêu phong. "Tiêu Phong, ngươi dừng lại, ta hỏi ngươi mấy câu." Diệp Quân Lâm âm thanh lạnh lùng nói. Ánh mắt như lửa, phảng phất muốn xuyên thấu Tiêu Phong. "Bối rối. Vô cùng bối rối." Bởi vì từ cung Thiên Thu nơi nào Tiêu Phong đã biết chuyện gì xảy ra, liền sợ Diệp Quân Lâm tìm hắn hiện tại hắn liền nghĩ trở về tạm thời ẩn tàng một chút không nghĩ tới ngay cả bình phục cảm xúc thời gian cũng không có liền đâm đầu vào đụng phải sư phụ quá không khéo tiêu phong đều phải khẩn trương chết đây là có lịch sử đến nay khẩn trương nhất thời khắc nhất là tiếp xúc đến diệp quân lâm ánh mắt tiêu phong giống như là bị nhìn xuyên cảm giác tất cả bí mật của mình tại trước mặt diệp quân lâm đều nhìn một cái không sót gì diệp quân lâm vừa muốn nói chuyện Kết quả Tiêu Phong lại trước một bước mở miệng. "A, à, sư phụ ta cũng vừa hảo muốn tìm ngươi." Tiêu Phong nhìn thấy Diệp Quân Lâm, thở hồng hộc. Tiêu Phong một chiêu này đảo khách thành chủ, là thật để cho Diệp Quân Lâm không nghĩ tới. Không phải mình tìm hắn đâu. Như thế nào là hắn tìm ta? Ngươi tìm ta có chuyện gì?" Diệp Quân Lâm kinh ngạc hỏi. "Sư phụ ta vừa mới tra được tin tức trọng đại, tứ đại trấn các thần khí tìm được, ngay tại thiên sư phụ Bất quá tứ đại chấn các thần khí ở trong chứa năng lượng toàn bộ bị hấp thu sạch sẽ, bây giờ chính là một đống sắt vụn. Chấn ma ti đã xác định, cái này thế lực chính là thiên sư phủ Sư phụ ngươi hẳn là cha sai. Bất quá chử vũ thật sự có vấn đề, ta chuyên môn cha xét chử vũ một chút. Hắn khả năng cao là thiên sư phụ nội ứng thám tử. Trong khoảng thời gian này Trấn ma ti đã phát hiện rất nhiều nội ứng, chết đều không thiếu. Tiêu phong kích động nói đây đều là vừa rồi cung thiên thu dạy cho tiêu phong nàng biết diệp quân lâm nhất định sẽ hỏi thăm tiêu phong đây là không tránh khỏi nhất là vô luận tiêu phong nói cái gì diệp quân lâm đều biết hoài nghi còn rất dễ dàng lộ ra sơ hở lần này trừ vũ tin tức chính là tiêu phong tiết lộ cái này không thể nghi ngờ này làm sao giảng giải đều không dùng nhật bảo mấu chốt tin tức này tiết lộ đến trừ vũ tử vong này thời gian khoảng cách quá ngắn cái này rõ ràng liền cùng Tiêu Phong có liên quan. Nếu như Tiêu Phong không phải Diệp Quân Lâm đồ đệ mà nói, Diệp Quân Lâm trực tiếp đao kiếm tương hướng. Cũng chính là Diệp Quân Lâm còn tin tưởng Tiêu Phong, bằng không thì sớm xong. Nhưng mà cũng phải nhìn Tiêu Phong, vạn nhất lộ ra sơ hở mà nói, vậy thì phiền toái. Bởi vậy loại này cực hạn tình huống phía dưới, Cung Thiên Thu liền nghĩ đến một chiêu. Đảo khách thành chủ. Diệp Quân Lâm muốn hỏi Tiêu Phong trừ vũ hành tung là thế nào tiết lộ ra ngoài sao. Nhưng ta không cần ngươi hỏi, ta nói thẳng ra. Tăng thêm vừa vặn chấn ma ti phát hiện nội ứng cùng với tứ đại chấn các thần khí sự tình. Có thể để cho Tiêu Phong thuận lý thành trương nói ra. Như vậy Diệp Quân Lâm khả năng cao là tin tưởng. Dù là hắn lòng có hoài nghi, nhưng đây là đồ đệ của mình, hắn cũng không biện pháp. Không thể không nói cung thiên thu hiểu rõ Diệp Quân Lâm tiểu đoàn đội, biết bọn hắn giữa lẫn nhau tín nhiệm vô cùng bởi vậy nàng mới có thể nghĩ ra biện pháp như vậy tới bởi vì tình huống khẩn cấp thời gian chưa kịp cung thiên thu cũng không có đối với tiêu phong giảng giải vì sao trừ vũ bị giết tin tức kỳ thực tiêu phong có chút hoài nghi bất quá tình huống khẩn cấp hắn ý nghĩ đầu tiên hay là trước ổn định diệp quân lâm a à, diệp quân lâm nghe xong về sau mặt mũi tràn đầy kinh ngạc người đi thăm dò trừ vũ tiêu phong gật gật đầu đúng a à sư phụ ngươi nói tiểu tử này có vấn đề ta liền lập tức đi tra. quả nhiên a à, lại là thiên sư phủ nội ứng thật không phải là đồ tốt ngay từ đầu còn cùng ta xương huynh gọi đệ nhìn xem tiêu phong rất bộ dáng chắc chắc không giống như là diễn hơn nữa hắn tra được đồ vật cũng đều thật hợp lý nhân chứng vật chứng cái gì đều tại chỉ là đem trừ vũ phân biệt cả ngày sư phủ nội ứng ân nhưng diệp quân lâm cau mày cảm thấy là lạ ở chỗ nào giống như tiêu phong một bộ này lý do thoái thác chính là chuyên môn chuẩn bị cho mình chuyên môn dùng để giảng giải chính mình nhìn chằm chằm trừ vũ sự tình tiết lộ ra ngoài hết thảy đều quá xảo hợp mấu chốt trước đây sau lý do thoái thác cùng với chứng cứ đều vừa đúng cũng không khỏi để cho diệp quân lâm cảm thấy không thích hợp không thích hợp lời nói chỉ có một cái khả năng đó chính là tiêu phong đang nói láo hết thảy đều là hắn tiết lộ ra ngoài hắn ít nhất là biết tình huống cùng thế lực kia một mực tải thông đồng Khả năng này rất lớn. Nhưng mà, tại Diệp Quân Lâm ở đây không có khả năng. Bởi vì hắn vô điều kiện tin tưởng Tiêu Phong. Dù là cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng sẽ không đi hoài nghi Tiêu Phong bất luận cái gì. Đây là hắn coi trọng nhất đồ đệ, hắn có lý do gì hoài nghi? Bởi vậy hắn chấp nhận, không hề nghi ngờ. Chính mình theo dõi trừ Vũ tin tức chính là Tiêu Phong tiết lộ. Nhưng chỉ là Tiêu Phong đi thăm dò trừ Vũ thời điểm tiết lộ ra ngoài vậy thì không có sao chỉ cần không phải phe thứ ba thế lực trực tiếp phát hiện mình truy tung là được lần sau tiêu phong cẩn thận một chút tiêu phong a à, về sau ngươi lại tra bất kỳ chuyện gì không cần lỗ máng hết thảy nghe ta an bài không cần tiết lộ ta bất cứ chuyện gì cùng hành tung hiểu không diệp quân lâm dặn dò tiêu phong gật gật đầu sư phụ ta biết rõ lần sau ta làm chuyện gì ta đều sẽ xin chỉ thị ngươi đúng sư phụ ngươi gọi ta chuyện gì tiêu phong lại hỏi a à, không sao trừ vũ chết người cũng biết cũng không cần phải tiêu phong chủ động đem diệp quân lâm muốn hỏi nói hết ra hắn còn có thể nói cái gì tốt lắm sư phụ ta rời đi trước tiêu phong lập tức rời đi cứ việc bỏ đi diệp quân lâm lo nghĩ thế nhưng là hắn vừa rồi cực sợ cả người là gắng gượng bây giờ sắp không chịu nổi nhìn xem tiêu phong bóng lưng rời đi Diệp Quân Lâm đang tự hỏi một việc muốn hay không phái người đi theo hắn. Xem hắn đến cùng nói dối không có, hoặc xem hắn đến cùng cùng những người kia xen lẫn trong cùng một chỗ. Bất quá nghĩ nghĩ, Diệp Quân Lâm vẫn cảm thấy tính toán. Không nên hoài nghi như vậy đồ đệ của mình. Nếu như hắn thật sự phạm sai lầm, Diệp Quân Lâm tin tưởng, hắn nhất định sẽ tự mình cho mình thừa nhận sai lầm. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Phong thay đổi, không còn là trước kia Tiêu Phong. Diệp Quân Lâm cười cười, đối phương cái này mấy lần hoàn mỹ né tránh đều là bởi vì biết ta đang làm gì. Nếu như kế tiếp hành tung của ta, chuyện ta làm, ta không nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có ta biết. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi như thế nào né tránh. Diệp Quân Lâm lập tức có ý nghĩ về sau hành tung của hắn, tuyệt đối sẽ không nói cho Tiêu Phong cùng với khác người nửa phần. Nhìn đối phương làm thế nào biết? Chẳng qua hiện nay thần thiên dám sớm bị mê hoặc đây chỉ là đối phương ném đi ra từng cái chứng cứ mà thôi cũng không phải bọn hắn tìm được diệp quân lâm cảm thấy chính mình có cần thiết tìm tới thiên sư phủ hướng bọn hắn nói rõ tình huống đến lúc đó nhìn đối phương như thế nào khai triển hành động trực tiếp bóp chết vậy cái này thế lực một cách tự nhiên sẽ lộ ra nguyên bản diện mục tại xác định hất ra diệp quân lâm về sau tiêu phong lập tức nằm trên mặt đất cả người là mồ hôi đầm đìa giống như là bị mưa to dính hồng hộc hồng hộc cả người là thờ hồng hộc vừa mới hắn nhìn như bình tĩnh trên thực tế là đang gượng trống nếu như nhiều hơn nữa một chút thời gian mà nói hắn tuyệt đối là nhịn không được dù sao vừa mới hắn chính là đang nói láo a à. hắn cũng không có đi cha trừ vũ càng không biết trừ vũ là thiên sư phủ thám tử đây hết thảy cũng là cung thiên thu dạy cho hắn vì duy trì cung thiên thu hắn ngay trước mặt sư phụ nói láo đây đã là lần thứ ba nói láo a à. bất quá trung quy là sư phụ tin tưởng nếu không phiền phức lớn rồi hắn thật sự hy vọng cung thiên thu có thể cùng sư phụ bọn hắn hòa thuận đừng còn không có gặp mặt song phương liền đã đánh nhau nhưng hôm nay vấn đề là tại hắn cho cung thiên thu nói sư phụ nhìn chằm chằm chử vũ lấy sau cung thiên thu liền vội vàng rời đi lại tiếp đó chử vũ liền chết tin tức này chỉ có chính hắn để lộ ra ngoài không có những người khác vậy nói rõ chử vũ chết cùng cung thiên thu thoát không ra quan hệ vừa mới thời điểm nghĩ là như thế nào ứng phó diệp quân lâm cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng là bây giờ không đồng dạng hắn bắt đầu hoài nghi cung thiên thu tin tức này chắc chắn chính là cung thiên thu tiết lộ ra ngoài bởi vì sư phụ nhìn chằm chằm chử vũ cho nên trừ vũ chết đây cũng quá trùng hợp hiện tại hắn không phân biệt được cung thiên thu cùng chử vũ là cùng một bọn vẫn là cung thiên thu trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài. Xoắn suýt A. À, mặc dù hắn chắc chắn tương tín cung thiên thu, hơn nữa thể cũng không tiếp tục hoài nghi cung thiên thu. Nhưng mà, bây giờ sự thật đặt tại trước mắt. Để cho hắn có thể có biện pháp nào. Hắn dù thế nào ưa thích cung thiên thu, nhưng sự thật đều đặt tại trước mắt. Hắn khẳng định muốn hoài nghi một chút đi. Nếu như cung thiên thu cho không ra một hợp lý lời giải thích, vậy hắn nhất định sẽ hoài nghi nhưng mà cung thiên thu thông minh bao nhiêu người tiêu phong ý nghĩ nàng sao có thể không biết kế hoạch bước kế tiếp làm sao có thể không có rất nhanh cung thiên thu liền có liên lạc tiêu phong tiêu phong việc lớn không tốt ta bên này xảy ra chuyện sau khi lấy được tin tức này tiêu phong sắc mặt đại biến a à, thiên thu ngươi ngươi thế nào xảy ra chuyện gì tiêu phong đều phải cấp bách nổ ngươi không phải nói cho ta biết sư phụ nhìn chằm chằm trừ vũ sư huynh sao ta cố ý chạy tới xem xét gì tình huống, sau đó đem tin tức nói cho ta biết sư phụ cung văn thiến. Ta trừ vũ sư huynh liền chết, hết thảy đều là sư phụ ta cung văn thiến, ta phát hiện nàng cùng trừ vũ cùng một bọn, cũng là thiên sư phụ nội ứng. Bây giờ nàng biết ta phát hiện thân phận nàng, nàng muốn giết ta. Ta bị thương, người sắp cứu ta. Vừa nghe đến tin tức này, tiêu phong cái gì hoài nghi đều quên đi. Chỉ có một cái tín niệm nhất thiết phải cứu cung thiên thu. Ân, muốn hay không thông chi sư phụ một tiếng đâu. Tiêu Phong tự lẩm bẩm, Hắn sợ mình đơn độc đi mà nói, không nhất định là đối thủ. Có thể nói cho sư phụ, cung thiên thu tuyệt đối phải bại lộ. Cái này có vấn đề lớn A. Liên tục cân nhắc sau. Tiêu Phong vẫn là quyết định một thân một mình đi tới. Chính mình mấy ngày nay bởi vì luyện quân quân công pháp, thực lực đề thăng nhanh chóng, vẫn có niềm tin chắc chắn. Nhận được địa điểm sau, Tiêu Phong lập tức đi tới tại tây các cách đó không xa chỗ cung văn thiến cùng với thủ hạ bảy tám tên đồ đệ toàn bộ nhìn tròng chọc vào đối diện cung thiên thu nguyên lai like cung thiên thu vì hướng tiêu phong giải thích rõ ràng chuyện này liền trực tiếp đối với sư phụ mình cung văn thiến tự bộc thân phận cung thiên thu a à cung thiên thu thật không nghĩ tới là ngươi uổng phí ta nuôi dưỡng ngươi nhiều năm như vậy ngươi vậy mà phản bội ta cung văn thiến âm thanh lạnh lùng nói còn lại bảy tám tên đồ đệ cũng đều đối với cung thiên thu đủ loại quát lớn mắng to nàng không biết xấu hổ trước cầm xuống nàng tại nói cung văn thiến ra lệnh một tiếng bảy tám tên đồ đệ lập tức phóng tới cung thiên thu nhưng hôm nay cung thiên thu thực lực gì đừng nói tây các mấy vị lão tổ tông chính là thần thiên giám độc cô thác cũng không là đối thủ phốc 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 rất nhanh cái này bảy tám người toàn bộ chết thảm tại cung thiên thu dưới chân Tại cung thiên thu trong mắt, bọn hắn liền giống như sâu kiến. Căn bản không có bất kỳ cái gì chiến lực có thể nói. Cung văn thiến gương mặt không thể tin, ngươi, ngươi chừng nào thì nắm giữ thực lực này. Cung thiên thu cười cười, ta chỉ có điều thôn vệ thập đại thiên kiêu, bắt các tam thánh công lực cùng với tứ đại trấn các thần khí năng lượng thôi. Là ngươi, nguyên lai là ngươi hãm hại thiên sư phủ. Cung văn thiến bây giờ hiểu rồi hết thảy. Những người kia cũng là cam tâm tình nguyện vì ngươi chết. Ngươi hồ ly tinh này, hết thảy đều là ngươi làm đó A, à. vô sỉ đến cực điểm, ngươi là chấn ma ti chân chính phản đồ A. À. Cung văn thiến là biết mình đồ đệ câu dẫn đàn ông thủ đoạn. Thậm chí chồng mình đều kém chút bị cung thiên thu câu dẫn. Bây giờ vừa nghĩ tới, hết thảy đều thông. Căn bản không có cái gì nội ứng. Tất cả đều là thay cung thiên thu chết. Chỉ là những cung văn thiến không hiểu là cung thiên thu bắt đầu đem chết đi mấy người máu tươi hướng về chính nàng trên thân bôi lên không muốn biết làm gì. Người đây là... Cung Văn Thiến mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cung Thiên Thu không để ý đến nàng, chỉ là cẩn thận lau máu tươi, đem chính mình ngụy trang thành bị trọng thương bộ dáng. Cung Thiên Thu người cái hồ ly tinh ngược lại đùa nghịch hoa chiêu gì. Cung Văn Thiến có chút sợ hãi. Dù sao Cung Thiên Thu bây giờ quá cường đại. Cung Văn Thiến quyết tâm, liền muốn chạy trốn. Thế nhưng là nàng dùng sức một cái, lại phát hiện chính mình căn bản không động được trên hai đùi phảng phất bị khóa chết ở bên trong lòng đất muốn chuyển động nhất định phải có đem đại địa đều nâng lên sức mạnh đến nỗi trên thân nhưng là đè ép thập vạn đại sơn một dạng sức mạnh cả người đều phải hỏng mất nàng mảy may không động được thậm chí nàng nghĩ phát ra âm thanh cũng không thể chỉ là cổ họng nhúc nhích lại không âm thanh cả người nàng đều bị cung thiên thu khống chế oanh sau một khắc một cỗ cường đại hấp lực đánh tới đem nàng từng chút một hút tới cung thiên thu trước người nhìn xem cung thiên thu càng ngày càng gần, cung văn thiến luống cuống. Cũng không từ tự chủ tới gần, nàng không có cái gì biện pháp. Phốc, cung thiên thu thoáng phát lực, cung văn thiến liền miệng phun máu tươi, trên thân nứt ra mấy đạo vết máu, xem bộ dáng là đi qua một hồi đại chiến. Cung văn thiến rất là hiếu kỳ, cung thiên thu rõ ràng trực tiếp có thể giết chết chính mình, vì sao muốn như thế. Rất nhanh, cung thiên thu lộ ra sắc mặt trắng bệch, không có chút nào tơ máu, bị trọng thương bộ dáng. Oanh! Đột nhiên, cung thiên thu ngã trên mặt đất. Cái này, cung văn thiến đã ý thức được ý đồ của nàng, nhưng chính mình không thể làm gì. Đúng vào lúc này, tiêu phong đến. Xa xa liền thấy đầy đất thi thể, vẫn là bị ép đến trên đất cung thiên thu, cùng với sắp đâm xuyên cung thiên thu cung văn thiến. Tiêu phong cứu ta! Cung thiên thu giả trang ra một bộ gắt gao dẫy ruộng liều mạng dáng vẻ. Thế nhưng là căn bản không phải cung văn thiến đối thủ, cung văn thiến nhất kiếm sắp đâm xuyên. Giờ khắc này, Tiêu Phong hoàn toàn bạo nộ rồi. Oanh! Lập tức, phảng phất khu vực này bên trong hết thảy nguyên tố đều là hắn sử dụng, đều tụ tập ở trên người hắn. Phanh! Hắn máu túc liếu kình, đáng sợ một trưởng vỗ xuống. Giang giác! Phốc! Trong nháy mắt cung văn thiến bị trục chiên năm xẻ bảy tại chỗ nổ thành một đám mưa máu. Ân, quân quân công pháp, cung thiên thu trong đôi mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Theo lý mà nói, tiêu phong thì sẽ không luyện thêm quân quân công pháp a vẫn còn so sánh phía trước cường đại hơn nhiều rất nhiều thiên thu tiêu phong đau lòng nhìn xem cung thiên thu nàng máu me khắp người sắc mặt trắng bệch quần áo tả tơi rất rõ ràng là bị trọng thương chính mình nếu là đến chậm một bước lời nói vậy phiền phức lại chính mình gần nhất thực lực đề cao rất nhiều nếu không còn thật sự giết không được cung văn thiến cung thiên thu cảm kích nhìn hắn Tiêu Phong, muốn hôm nay không có ngươi mà nói, ta liền chết. Yên tâm, Thiên Thu, ta sẽ dùng hết ta toàn lực bảo hộ ngươi cả đời." Tiêu Phong bảo đảm nói. Bây giờ luyện quân quân công pháp về sau, tăng thêm Tiêu Phong mộ tính rất cao, thực lực của hắn để thăng nhanh chóng. Càng ngày càng có lòng tin. Ngươi không sao chứ, bị thương thành dạng này? Nhìn thấy cung Thiên Thu máu me khắp người, Tiêu Phong đau lòng a. À. Hắn vô cùng tự trách, nếu như mình sớm tới một chút cung thiên thu không đến mức chịu thương thế nặng như vậy. Không, tiêu phong người tới vừa vặn, nếu như người tới sớm một chút mà nói, nếu bàn về chính diện đối nghịch mà nói, chúng ta cộng lại cũng không phải sư phụ ta đối thủ. Nàng mới vừa giết ta trong nháy mắt, đem bóng lưng bại lộ cho ngươi. Cung thiên thu nói, cái này ngay cả tiêu phong đều không nghĩ đến. Chính mình lại đem cầm thời cơ tốt nhất. Ha ha, tiêu phong cười, nhưng hắn nào biết, cái này thời cơ tốt toàn bộ đều là cung thiên thu một tay an bài tại trong trong kế hoạch của nàng chính là để cho tiêu phong tự tay giết chết cung văn thiến dạng này có thể tẩy đi toàn bộ hiểm nghi thiên thu ta dẫn ngươi đi trị liệu a tiêu phong gấp gáp cung thiên thu thương thế cung thiên thu lắc đầu không cần nếu như ngươi mang ta chỉ thương bị sư phụ biết không tốt bất quá tiêu phong ta thật đau lòng a từ tiểu đem ta nuôi đến lớn sư phụ lại muốn giết ta Ta đến bây giờ đều không nghĩ thông suốt. Ta thật là không có nghĩ tới sư phụ lại là hắc thủ sau màn, lại muốn giết ta. Ta hiện tại tâm tình rất khó chịu, so chết còn khó chịu hơn. Cung Thiên Thu cố ý biểu hiện ra tuyệt vọng thương tâm bộ dáng. Tiêu Phong mím môi, "Ai, việc này ai có thể nghĩ tới đâu? Sư phụ ngươi lại chính là hắc thủ sau màn một trong." Cung Văn Thiến vừa chết, liền bỏ đi Tiêu Phong tất cả lo nghĩ. Đệ nhất Cung Văn Thiến là cung thiên thu sư phụ, ngay cả sư phụ đều giết nàng, chuyện này tuyệt đối thật sự a. À. Nếu là diễn trò mà nói, làm sao có thể cung Văn Thiến sẽ bồi tiếp cung thiên thu diễn? Mấu chốt còn bị chính mình giết chết. Đây là trọng điểm. Cung thiên thu cố ý thiết kế chính là để cho tiêu phong tự tay giết chết cung Văn Thiến. Tự tay giết chết, hắn sao có thể lại hoài nghi đâu. Thứ yếu, không có cái gì so với hắn nhặt báo chính mình tận mắt gặp được càng có sức thuyết phục. Cung Văn Thiên chính là tại sát Cung Thiên Thu a, à, Cung Thiên Thu bị trọng thương, đây đều là sự thật a. À. Lại tiếp đó, vẫn là Cung Văn Thiên thân phận vấn đề, vừa vặn có thể giải thích trừ Vũ Tử vong. Dù sao Cung Thiên Thu tra một cái chữ Vũ, chẳng khác nào nói cho Cung Văn Thiên bọn hắn tin tức. Người vẫn là mau rời đi a, à, những thi thể này ta tới xử lý, vốn là đừng chúng ta không có việc gì, tiếp đó an bài đến trên đầu chúng ta. Cung Thiên Thu thúc giục nói. A à. Tốt, ngươi chú ý thân thể, có bất kỳ chuyện nói với ta." Tiêu Phong ấp úng, "Cung Thiên Thu lại nghĩ tới cái gì, nhìn xem Tiêu Phong hỏi, "Đúng, người vậy mà có thể luyện quân quân công pháp?" Tiêu Phong trả lời, "Đúng a, à, phía trước người luyện tẩu hỏa nhập ma, ta vẫn không có chạm qua. Thế nhưng là đằng sau quân quân lại dạy cho ta sư nương bọn hắn môn công pháp này, ta cũng liền thử một chút, có thể luyện." Cái này Cung Thiên Thu sợ hết hồn. "Cái này cũng rất dễ dàng bại lộ a." À. Luyện người càng nhiều, liền biết là vấn đề gì. Cũng chính là tiêu phong bị chính mình hoàn toàn nắm trong tay. Nếu không, hắn sớm chất vấn chính mình. Cung thiên thu kinh ngạc nói, còn có chuyện thần kỳ như vậy. Các người luyện đều không tẩu hỏa nhập ma. Không có A, à, chúng ta luyện đều không xảy ra chuyện. Ta hoài nghi là cùng thể chất những thứ này có quan hệ. Quân quân công pháp là tự sáng tạo tại linh khí khôi phục phía trước, càng thích hợp ngoại giới người bình thường. Mà người đây nhưng là một mực đắm chìm tại linh khí trong hoàn cảnh, luyện công pháp này tự nhiên cảm thấy bá đạo vô cùng. Tiêu Phong còn giải thích một phen, chủ động thoát khỏi tinh tường cung thiên thu hiểm nghi. Đó chính là như thế, muốn hay không tìm chấn ma ti người thí nghiệm một chút, miễn cho ngươi cho rằng ta nói dối. Vẫn còn cần tự chứng thanh bạch. Cung thiên thu hỏi dò. Tiêu Phong lập tức lắc đầu, không cần, ta không nghi ngờ ngươi, ngươi không có khả năng nói láo. Lại giả thuyết, đây là quân quân độc chế công pháp người chúng ta luyện một chút là được rồi sao có thể truyền cho những người khác đây không phải là bại lộ sao cung thiên thu cười cười vậy là tốt rồi người tin tưởng ta là được kỳ thực tiêu phong căn bản liền không có đem việc này để trong lòng bất quá bây giờ nhìn thấy cung thiên thu thản nhiên như vậy hắn càng thêm yên tâm người trở về đi bất quá bây giờ xem ra chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng chỉ cần tất cả mọi chuyện vừa cởi quyết ta liền đi theo ngươi gặp sư phụ để cho sư phụ cho chúng ta chủ trì hôn lễ. Cung thiên thu cho tiêu phong vẽ lên một cái bánh nướng, cái này tiêu phong kích động kém chút nhảy dựng lên. Đây không phải là hắn nghĩ sao. Cùng cung thiên thu tiến vào hôn nhân điện đường. Lần này quá chờ mong. Bất quá lúc trước, hắn muốn đem cung thiên thu bảo vệ tốt. Không để nàng sớm bại lộ. Tiêu phong sau khi rời đi. Cung thiên thu liền khôi phục. Lại tiếp đó, đem cung văn thiến mấy người chết thảm giả tạo thành bị thiên sư phủ xử lý giả tượng cùng trừ vũ cái chết của bọn hắn có giải thích hợp lý thần thiên giám cũng rất nhanh phát hiện bọn hắn càng thêm khẳng định chính là thiên sư phủ thần thiên giám cũng tại mưu đồ như thế nào trả thù thiên sư phủ đến nỗi cung thiên thu tại kinh nghiệm lần này đại nguy cơ sau nàng trước mắt cần nhất vẫn là tăng lên biên cuồng thực lực bằng không thì nàng một mực đem sống ở diệp quân lâm dưới bóng mờ chỉ có tiếp cận Diệp Quân Lâm mới có thể bảo đảm không lo. Nàng đề cao phương thức đơn giản tự nhiên. Thôn vệ là được, tìm kiếm đủ loại đủ kiểu nguồn năng lượng. Cái tiếp theo nàng để mắt tới nguồn năng lượng là tại trấn Ma Ti bên trong. Chính là thần thiên giám nắm trong tay, thuộc về trấn Ma Ti năng lượng chi nguyên. Cũng là trấn Ma Ti trí bảo. Một mực duy trì lấy trấn Ma Ti vận hành. Bao quát ngũ đại trấn các thần khí đều dựa vào năng lượng chi nguyên rèn luyện đi ra ngoài tại thần thiên giám chấn ma tháp bên trong truyền thuyết là ở đây trấn áp rất nhiều dị tộc cường giả nhưng kỳ thật đây là kết nối siêu cấp linh mạch nồng nặc nhất chỗ là hấp thu linh khí vị trí tốt nhất viên này nhặt bảo năng lượng chi hạch có thể liên tục không ngừng dành dụng linh khí đây là chấn ma ti át chủ bài tỷ như đến lúc đó linh khí khô kiệt chấn ma ti không có cách nào sinh tồn thời điểm liền có thể lấy ra viên này năng lượng chi hạch tới dùng đến cung cấp liên tục không ngừng linh khí. Từng ấy năm tới nay như vậy, cái này năng lượng chi hạch không biết dành dụng năng lượng. Việc này không nên chậm trễ. Cung thiên thu lập tức đi tới thần thiên giám nắm trong tay chấn ma tháp bên trong. Bây giờ, lấy nàng thực lực, có thể nhẹ nhõm vượt qua tất cả mọi người. Bao quát độc cô thác. Dù là nàng không thắng được độc cô thác, thế nhưng là ít nhất sẽ không thua. Nhưng sự thực là nàng mạnh hơn một chút. Đi tới chấn ma tháp bên trong không có một ai dù sao đây là cấm địa không ai dám tới có thể xem là không người nào dám tới cũng không cách nào lấy đi năng lượng hạch a à. bởi vì bên trong ẩn chứa linh khí quá bá đạo một người dù là lại mạnh cũng không khống chế được cần mấy vị trấn ma ti tồn tại cao cấp nhất liên thủ mới có thể sử dụng năng lượng hạch những người khác dù là ngũ phương các lão tổ cấp bậc tới cũng biết không chịu nổi cực lớn linh khí mà nổ tung bên trong cực lớn cơ quan đang vận chuyển trong cơ quan có một khỏa náo nhiệt sắc năng lượng hạch, bên trong ẩn chứa năng lượng cực hạn. Cung Thiên Thu vừa đến, liền bị giật mình. Bên trong năng lượng quá bá đạo. Đây là quanh năm tháng dài góp nhặt. Tuyệt đối sánh ngang một cái cỡ trung siêu cấp linh mạch. Bất quá Cung Thiên Thu để mắt tới lại là năng lượng hạch liên tiếp phía dưới siêu cấp linh mạch. Nếu như ta cưỡng ép thôn vệ siêu cấp linh mạch, thân thể ta có thể hay không chịu đựng được không nói, động tính chắc chắn quá lớn, sẽ dẫn tới chấn ma ti đám người, thậm chí Diệp Quân Lâm chú ý, đừng đến lúc đó ta còn không có thôn phệ bao nhiêu, liền bị giết. Cho nên Cung Thiên Thu quyết định, hay là trước thôn phệ viên này năng lượng hạch. Rất nhanh, Cung Thiên Thu tiến vào cơ quan bên trong. Nàng bởi vì quá cường đại, cho nên trong cơ quan năng lượng đáng sợ đối với nàng không cần. Nàng trực tiếp bắt đầu thôn phệ viên này năng lượng hạch. Dựa theo nàng dự đoán, thôn phệ xong tuyệt đối cùng Diệp Quân Lâm có lực đánh một trận. Bởi vì chấn ma tháp là cùng ngăn cách ngoại giới. Chỉ cần ngươi không phá hư chấn ma tháp, bên ngoài là không có động tính. Bởi vậy, cung thiên thu thôn vệ là lạng yên không tiếng động tình huống phía dưới tiến hành. Mạnh, cực tốc biến mạnh, cung thiên thu khí tức tại kịch liệt kéo lên. Nàng trở nên mạnh mẽ là người khác không cách nào tưởng tượng. So trong tưởng tượng của ngươi nhanh hơn nhiều hơn. Hơn nữa nàng còn tại khống chế, không nên bởi vì chính mình quá độ cường đại, gây nên thiên địa biến hóa, hết khả năng đem hết thảy đều lan rộng ra ngoài. Răng rắc răng rắc, nồng đậm tầng mây bao quanh toàn bộ chấn ma ti phạm vi, cơ hồ muốn đẻ tới mặt đất. Sấm sét càng là từng đạo tàn phá bừa bãi, thần lôi liên tiếp vang dội. Còn có năng lượng kinh khủng tạo thành phong bạo không ngừng tàn phá bừa bãi lấy. Dần dần tầng mây vậy mà đã biến thành màu đỏ thắm, phảng phất tại nhỏ máu một dạng. Một bộ tận thế đến tràng cảnh. Chấn ma ti chỗ có người đều thấy cảnh tượng này đây là thế nào? Tất cả mọi người nhìn không được nhìn về phía giữa không chung. Trong lòng không biết thế nào, đều có loại dự cảm không tốt. phảng phất có cái gì tai nạn muốn buông xuống một dạng. Không thoải mái, cực độ không thoải mái, điềm không may. Liền đầu cô thác bọn hắn nhìn về phía giữa không chung cũng có chút hốt hoảng. Đây là thế nào? Chẳng lẽ có người đột phá đến cảnh giới cực cao gây nên thiên địa dị biến? Độc cô thác tự lầm bẩm hoặc chính là xuất hiện nghịch thiên cấp bậc linh can linh cốt. Liền giống với phía trước thiên ti xuất hiện thời điểm, mới có kinh khủng như vậy dị tượng. Những người khác nhau nhau nói. Độc cô thác cùng với thần thiên giám mấy vị đại năng đều đang quan sát tìm kiếm lấy. Tạm thời xác định không được vị trí A. Tìm không thấy điểm trung tâm ở nơi nào. Bất quá có nhật báo người đột phá đến loại cảnh giới này mà nói, chấn ma ti sợ là không có người nào không phải là đối thủ của hắn A. Ta cảm giác thiên ti cũng không là đối thủ, chỉ là nhìn thấy cái này bao phủ toàn bộ chấn ma ti cảnh tượng khủng bố, ai cũng muốn run như cầy sấy. Độc cô thác mặt âm trầm, không nói chuyện. Đúng vậy a, à, không tệ. Nếu như đây thật là sinh ra một vị cao thủ mà nói, mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Nhanh đi điều tra thêm đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhất là xem cùng thiên sư phủ có quan hệ hay không, bọn hắn thiên lôi chi pháp có thể sẽ dẫn tới cảnh tượng như vậy. Thần Thiên giám lập tức phái ra một số đông người đi kiểm tra chuyện gì xảy ra. Bởi vì đỏ thấm bao phủ toàn bộ trấn Ma Ti bầu trời. Tăng thêm lực lượng kinh khủng đang chấn động, đến mức ngoại giới rất nhiều người đều cảm thụ được. Ân, không tốt. Diệp Quân Lâm cũng phát giác. Hắn tự nhiên so với người khác càng có thể phát giác được. Hơn nữa xác định đại khái địa điểm, trấn Ma Ti. Diệp Quân Lâm lập tức xuất phát, rất nhanh liền đi tới chấn Ma Ti hắn cẩn thận cảm thụ được ở đây diệp quân lâm phong tỏa trấn ma ti địa chỉ cũ trực tiếp mà đi đây chính là diệp quân lâm cùng độc cô thác bọn hắn khác biệt hắn có thể phát hiện được thực chất là từ đâu bộc phát ra trấn ma tháp bên trong cung thiên thu thôn phệ tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh nàng biết cứ việc chính mình khống chế dị tưởng nhưng cuối cùng vẫn là không gạt được nhất định sẽ bị phát hiện nhất là diệp quân lâm loại cao thủ này nhất định sẽ phát giác được dị thường. Chính là muốn tại Diệp Quân Lâm trước khi đến, đem năng lượng chi hạch thôn phệ hết. Điên cuồng thôn phệ. Qua sau một lúc, Cung Thiên Thu cảm giác chính mình cũng muốn đến cực hạn. Vốn là nàng cho là công pháp này thôn phệ lời nói là không có hạn mức cao nhất. Nhất là nàng nắm giữ thôn phệ thuộc tính linh căn linh cốt, cảm thấy nàng càng là không có lên hạn. Nhưng là bây giờ đối mặt cái này năng lượng chi hạch, hấp thu đến 3 phần tư thời điểm, vậy mà thôn phệ bất động xem ra vẫn là thôn vệ linh căn linh cốt không phù hợp nguyên nhân. Nếu như là quân quân nguyên sinh thôn vệ linh căn linh cốt, mới có thể làm được vô thượng hạn thôn vệ. Bây giờ dù là cốt đại sư chế tạo thôn vệ linh căn linh cốt rất gần, nhưng vẫn là kém chút. Vẫn có hạn mức cao nhất. Thôn vệ quá nhiều, vẫn là chịu không được. Bất quá vừa vặn cũng được. Cung thiên thu tại thôn vệ hết năng lượng chi hạch 4 phần 5 sau. Nàng liền ngừng. Lại cắn nuốt, tốc độ sẽ thành chậm, cũng thôn vệ không có bao nhiêu. Đã đạt đến cực hạn của nàng. Giờ khắc này, cung thiên thu cảm nhận được chính mình chân chính thoát thai hoán cốt. Cả người phảng phất siêu thoát ra nhân loại mức cực hạn. Trở thành chân chính như thần. Nàng có loại cảm giác trưởng khống thiên địa. Bây giờ lấy nàng thực lực, đích xác có thể đạt đến tình cảnh như thế. Nàng so trước đó hoàn toàn đề thăng mấy cái cấp độ. Phía trước có thể là vừa mới vượt qua độc cô thác một chút, có thể thôn vệ năng lượng chi hạch 4 phần 5 sau, nàng tăng cường nhiều lắm. Bây giờ độc cô thác loại này cấp bậc, nàng hoàn toàn có thể làm được một ngón tay nghiền ép. Độc cô thác tuyệt đối không có chiêu thứ hai cơ hội. Căn bản không thể phản kháng. Còn có phía trước mặc dù cung tiên thu không e sợ chấn ma ti mỗi một người, nhưng nếu như chấn ma ti toàn bộ cộng lại mà nói, nàng còn không phải không địch nổi. Căn bản liền không có diệp quân lâm loại kia sức mạnh. Nhưng là bây giờ nàng cuối cùng cảm nhận được Diệp Quân Lâm cảm giác. Căn bản không nhìn chấn Ma Ti. Dù là chấn Ma Ti chỗ có cường giả chung vào một chỗ, nàng cũng không sợ. Nếu như tới thật sự, nàng không chút kiêng kỵ mà nói, tuyệt đối có thể đem chấn Ma Ti chỗ có cường giả giết. Nhưng mà chắc chắn không thể không chút kiêng kỵ một trận chiến. Bây giờ chính mình so Diệp Quân Lâm như thế nào đây? Cung Thiên Thu cảm thấy mình bây giờ không thua gì Diệp Quân Lâm nhưng mà nàng cũng không phải là rất xác định vạn nhất hay không như diệp quân lâm đâu nàng bây giờ chỉ có bảy thành chắc chắn có thể cùng diệp quân lâm một trận chiến nhưng vạn nhất không phải là đối thủ đâu loại tình huống này vẫn sẽ xuất hiện tại không có đầy đủ nắm chắc thời điểm nàng sẽ không theo diệp quân lâm một trận chiến càng sẽ không đi thử dò xét vạn nhất thăm dò thua diệp quân lâm tuyệt đối sẽ giết mình giống độc cô thác loại này cấp bậc cường giả Tất cả mọi người có thể đoán trước nhận được. Nhưng Diệp Quân Lâm thực lực thâm bất khả chắc, cụ thể dạng gì không có ai biết. Đây chính là cần phải có người đi thăm dò. Nhưng không có ai thăm dò đi ra. Trừ phi không thiên thu chính mình đi dò xét. Nhưng nàng vẫn là không dám. Trừ phi lại thôn phệ hết một đầu siêu cấp linh mạch, nàng mới dám đi khiêu chiến Diệp Quân Lâm. Nàng cảm giác vẫn là không đủ. Nhất thiết phải nắm giữ tối cường thực lực, nàng mới không e ngại Diệp Quân Lâm. Mặt khác chấn ma ti người nàng tự nhiên sẽ không giết đi, nàng chỉ có thể toàn bộ thôn vệ hết. Tới tăng cường thực lực của nàng. Thôn vệ xong nhặt bảo về sau, Cung Thiên Thu lập tức rời đi. Đi ra bên ngoài, nàng vẫn là tây các vô danh tiểu tốt. Chỉ là nàng đã có có thể đem chấn ma ti hủy diệt lực lượng kinh khủng. Cung Văn Thiến một đoàn người chết sự tình cũng mảy may không có liên lụy đến nàng. Quả nhiên toàn bộ chấn ma ti đều rối loạn. Những quá khứ kia nàng ngưỡng vọng siêu cấp đại năng nhóm bây giờ đang điên cuồng tìm kiếm nơi nào xảy ra vấn đề. Thậm chí ngay cả độc cô thác cũng tại tự mình xem xét gì tình huống. Cung thiên thu trốn ở trong đám người, giống như một đám vô danh tiểu tốt, không có ai sẽ chú ý. Dù sao chính là sâu kiến. Cung thiên thu đem thực lực mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Không có ai chú ý nàng cái này tiểu lâu la. Nàng lập tức cười. Làm sao đều sẽ không nghĩ tới, cái này chấn kinh toàn bộ chấn ma ti hiện tượng lại là nàng làm ra chỉ là không có người phát hiện. Dù là độc cô thác đều xác định không được vị trí đại khái. Lúc này, Diệp Quân Lâm đã đi tới chấn ma tháp. Hắn dám khẳng định vừa rồi hết thảy ba động chính là ở đây phát ra. Chỉ là bây giờ không người. Chuyện gì xảy ra? Hắn tiến vào chấn ma tháp về sau, rất nhanh thì biết trang bị này tác dụng. Đây là dùng để chứa đựng linh khí. Dù sao phía dưới kết nối lấy siêu cấp linh mạch giống như có người trực tiếp hấp thu rất nhiều năng lượng kiểm tra không có kết quả sau diệp quân lâm lập tức đi ra hắn cảm thấy người này cũng không đi xa thậm chí liền tại phụ cận hắn trực tiếp quang minh chính đại tại trấn ma ti trong mọi người xuất hiện trấn ma ti lập tức đại loạn chẳng ai ngờ rằng diệp quân lâm sẽ đến liền tại đây một số người ở trong diệp quân lâm trực giác nói cho hắn biết hắn lập tức xem xét diệp quân lâm đột nhiên xuất hiện nhượng chấn ma ti đại loạn chẳng ai ngờ rằng hắn lại đột nhiên tới càng không biết mục đích của hắn là cái gì mỗi người đều luống cuống vạn nhất diệp quân lâm trực tiếp tới đánh vậy phiền phức lớn xác thực nói bọn hắn căn bản liền không có chuẩn bị kỹ càng diệp quân lâm liền đến tất cả mọi người đều không biết làm sao trận địa sẵn sàng đón quân địch các phương cao thủ đều đi tới cho dù là thần thiên giám các đại lão cũng nhao nhao tới. Tất cả mọi người nhìn tròng trọc vào Diệp Quân Lâm. Một hồi đại chiến hết sức căng thẳng. Đây chính là Diệp Quân Lâm sao? Độc cô thác nhóm cũng tại nơi xa nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm. Lòng can đảm quá lớn. Cũng quá cuồng vọng. Trực tiếp bào chấn ma ti đại bản doanh tới. Đây căn bản không đem chấn ma ti để vào mắt a. Nhưng tất cả mọi người liền thở mạnh cũng không dám. Hô hấp dồn dập nhìn chằm chằm Diệp Quân Lâm tại không có giải quyết mục đích của hắn phía trước không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ bao quát thần thiên dám cũng là lúc trước bọn hắn đủ loại khoác lác đủ loại không đem diệp quân lâm để vào mắt còn thả ra cuồng ngôn diệp quân lâm nếu là dám đến tuyệt đối gọi hắn mệnh tang tại chỗ thế nhưng là bây giờ khi diệp quân lâm thật sự xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cả đám đều trợn tròn mắt một câu nói cũng không dám nói phía trước cuồng vọng cái kia cổ kính không còn sót lại chút gì. Thậm chí ngay cả độc cô thác đều không nói chuyện. Tất cả lão tổ cùng với cao tầng nhao nhao hướng độc cô thác xem ra, đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Độc cô thác nhỏ giọng nói, trước tiên án binh bất động, xem hắn tới làm gì. Nội tâm của hắn cũng có chút hoảng. Mặc dù bọn hắn từ đầu đến cuối không đem Diệp Quân Lâm để vào mắt, nhưng làm Diệp Quân Lâm thật sự tới. Ai cũng trong lòng có chút kiêng kỵ diệp quân lâm chỉ cần bất động bọn hắn liền án binh bất động thế là trấn ma ti rậm rạp chẳng chịt đám người đem diệp quân lâm vây lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đều tại nhìn diệp quân lâm đến tột cùng muốn làm gì chỉ là diệp quân lâm căn bản không thèm để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì hắn chỉ muốn đem người tìm ra diệp quân lâm đánh giá chung quanh trực giác nói cho hắn biết liền tại đây một số người ở trong tuyệt đối là người kia tuyệt đối không đi xa cùng hắn chỉ là trước sau chân công phu người này căn bản không có chạy trốn công phu cùng thời gian nhất định liền giấu ở trong đám người diệp quân lâm bắt đầu bằng vào nhặt bảo trực giác tại rậm rạp chẳng chịt trong đám người tìm kiếm là ai diệp quân lâm tìm người cũng làm cho đại gia rất là nghi hoặc hắn đến tột cùng muốn làm gì bất quá diệp quân lâm ánh mắt quét tới đám người nào dám đối mặt a à? vô hình uy áp đánh tới đại gia phảng phất bị ánh mắt nhìn thấu một dạng. Tất cả mọi người đều nhao nhao cúi đầu. Mặc dù bọn hắn là chấn ma ti, trong lòng bọn họ cao ngạo vô cùng. Đối mặt Diệp Quân Lâm tuyệt đối không thể khí chàng bên trên yếu mấy phần. Muốn nhìn thẳng hắn, thậm chí muốn vượt trên hắn. Nhưng khi Diệp Quân Lâm ánh mắt quét tới, tất cả mọi người đều không dám, đều rối rít cúi đầu. Diệp Quân Lâm cái kia ánh mắt sắc bén không có người nào dám đối với xem cho dù là thần thiên giám các vị cấp cao cũng không dám đối mặt Diệp Quân Lâm ánh mắt. Quá kinh khủng, một mắt liền có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn một dạng. Cho dù là độc cô thác đều tựa hồ có chút không dám đối đầu Diệp Quân Lâm ánh mắt. Nhìn xem mọi người chung quanh nhau nhau cúi đầu, không dám cùng Diệp Quân Lâm nhìn thẳng. Hắn có chút sinh khí, nhưng làm Diệp Quân Lâm ánh mắt nhìn về phía hắn phương vị này, hắn lại có điểm hốt hoảng. Muốn hay không cùng Diệp Quân Lâm đối mặt. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm ánh mắt trực tiếp lướt qua hắn, mà là đi tới trong đám người khác. Bỗng nhiên, Diệp Quân Lâm ánh mắt rơi vào một đám người phương hướng. Bên này là không phải Tây Các người. Diệp Quân Lâm ra âm thanh hỏi, ầm ầm. Trong đám người cúi đầu cung thiên thu đầu đều phải nổ tung. Chẳng lẽ phát giác được chính mình. Mặc dù nàng cúi đầu, có thể cảm thấy Diệp Quân Lâm ngay tại nhìn mình chỗ phương hướng. Hắn là thế nào nhận ra được? Không tốt muốn xảy ra chuyện. Hắn khóa chặt Tây Các, khả năng cao liền có thể tìm ra tự mình tới. Đúng, đây là Tây Các. Diệp Quân Lâm hướng về phía Cung Thiên Thu mấy người nói. Ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang, Cung Thiên Thu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chẳng lẽ Diệp Quân Lâm thật sự phát hiện mình? Không tốt, đại sự không ổn. Xong, lần này triệt để xong, bị Diệp Quân Lâm chỉ đích danh sau, Cung Thiên Thu càng ngày càng sợ hãi cùng khẩn trương toát ra mồ hôi lạnh, cả người phát run, trái tim đều phải từ cổ họng bay ra ngoài. Nàng giống như những người khác, trong kinh hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Mỗi một người đều sợ hãi tới cực điểm. Ngừng đầu, lại ánh mắt trốn tránh, căn bản không dám nhìn Diệp Quân Lâm. Ngừng đầu, lại cùng cúi đầu không có khác nhau. Chợt nhìn, cũng là bình thường. Nhìn thấy chính mình, đều sợ hãi đến cực hạn, cũng không dám nhìn mình. Nhưng hắn sợ có ít người sẽ ẩn tàng hắn đắc lực chút thủ đoạn đem cái này một số người chắc đi ra diệp quân lâm ánh mắt tại mỗi người trên mặt đảo qua còn mang theo quyến lấy cường tuyệt huy áp phảng phất muốn đem mỗi người chen bể một dạng giờ khắc này bị hắn quét chúng người đều cảm nhận được cực hạn huy áp tập kích thân mà đến muốn đem bọn hắn đè nát thành xương máu một dạng cái này cung thiên thu cảm thấy cường tuyệt huy áp đánh tới nàng cũng sợ choáng váng nàng biết đây là diệp quân lâm thủ đoạn dùng loại này cực hạn sức mạnh áp bách tới để cho chính mình dò dỉ ra chân ngựa một khi chính mình bộc lộ ra bất kỳ lực lượng nào tới tuyệt đối bị diệp quân lâm muốn phát hiện diệp quân lâm mục đích đúng là như thế trực tiếp cho lực lượng cường đại đem tất cả người bức bách đến tình cảnh tuyệt cảnh thậm chí là tử vong nếu có người cảm nhận được tử vong muốn phản kích hoặc đối kháng sẽ bị bại lộ chính mình đây chính là diệp quân lâm mục đích nhìn bề ngoài không ra cái gì dù sao tất cả mọi người đối mặt nhặt báo chính mình cũng là hoảng sợ sợ bản thân người này đã biết mình bị để mắt tới bây giờ cũng chắc chắn là sợ hãi đến mức tận cùng bằng vào mượn điểm này là cái gì cũng nhìn không ra cho nên diệp quân lâm chỉ có bức bách người này lộ tẩy biện pháp tốt nhất chính là mang cho người này cảm giác tử vong tới gần thời điểm tử vong chắc chắn đến tất cả động tác bởi vì không có ai biết diệp quân lâm là thực sự giết người hay là giả giết người dù sao tại loại này trước mặt cường giả, mấy cái nhân mạng căn bản không coi là cái gì. Đã giết thì đã giết. Nếu như cung thiên thu không phản kháng mà nói, Diệp Quân Lâm thực sẽ giết. Chỉ khi nào nàng phản kháng, liền sẽ đem thế lực của mình bạo lộ ra. Âm ầm Diệp Quân Lâm cường tuyệt uy áp thêm tại mọi người trên thân. Càng ngày càng mạnh, đều phát ra ủng ủng âm thanh. Răng rắc răng rắc răng rắc. Tất cả mọi người xương cốt bắt đầu vang dội, thậm chí cơ thể bắt đầu xuất hiện từng đạo vết máu. Phốc phốc phốc, trong miệng không đều cầm cốt cốt bốc lên máu tươi. Thân thể bọn họ gặp sức mạnh cực hạn, sắp nổ tung đã nứt ra. Hơn nữa uy áp này càng lúc càng lớn. Cảm giác trong thân thể mỗi một cái bộ phận đều tại bắt đầu vỡ vụn. Cung Thiên Thu tự nhiên cũng bị uy áp này tập kích thân, thân thể nàng cũng tại từng chút một vỡ vụn ra. A! À, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền khắp toàn bộ trấn Ma Ti thần thiên giám một đám đám cấp cao đều mặt âm trầm. Dù sao Diệp Quân Lâm ở ngay trước mặt bọn họ làm như vậy, chính là đang gây hấn với A. Nhưng bọn hắn còn không có biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người thỉnh cầu nhìn về phía độc cô thác. Đang hỏi thăm ý kiến của hắn. Hoặc có lẽ là đang chờ hắn mệnh lệnh. Dù sao Diệp Quân Lâm tại Trấn Ma Ti như vậy, đánh chính là Trấn Ma Ti khuôn mặt A. Căn bản không đem Trấn Ma Ti để vào mắt độc cô thác cũng sắc mặt phức tạp nhìn xem đây hết thảy từ đầu đến cuối không có nói chuyện càng không có hạ lệnh tại cung thiên thu trên người mấy người uy áp là càng ngày càng mạnh răng rác răng rác trên người bọn họ liên tiếp nổ tung ra từng cái vết rách tới lít nha lít nhít trải rộng toàn thân cảm giác tử vong bao phủ mà đến phải chết sao cung thiên thu đều phải tuyệt vọng diệp quân lâm đây là trực tiếp muốn giết chết bọn hắn sao tha giết lầm cũng không muốn buông tha nên làm cái gì bây giờ cung thiên thu gặp phải cục diện hoặc là phản kháng chạy trốn dạng này còn có một chút hy vọng sống cứ việc nàng biết diệp quân lâm mạnh hơn hắn nhưng nàng vẫn có chút chắc chắn từ diệp quân lâm trên tay đào tẩu bất quá một khi phản kháng cái kia trực tiếp sẽ bại lộ chính mình tiếp xuống tình cảnh sẽ vô cùng vô cùng khó khăn có lẽ sớm muộn vẫn sẽ bị diệp quân lâm cùng với trấn ma ti người truy sát đến chết đây là vò đã mẻ không sợ rơi phương pháp nhưng nếu như lựa chọn không phản kháng mà nói như vậy nàng đem tươi sống bị diệp quân lâm nghiền ép dẫn đến tử vong dù sao diệp quân lâm kiểm tra này thủ đoạn còn không ngừng tay trực tiếp giết cũng không vấn đề gì không phản kháng chính mình liền muốn đối mặt tử vong vẫn là khả năng cao tử vong đến cuối cùng ngay cả mình siêu cường thực lực đều không bày ra sợ là liền đã chết bất quá nàng tự nhiên biết diệp quân lâm chính là tại khảo thí mục đích đúng là vì bức bách chính mình phản kháng bại lộ thực lực làm sao bây giờ cung thiên thu thật sự chân tay luống cuống là phản kháng vẫn lại yên lặng tiếp nhận nàng giống như những người khác đều đang tại gặp mức cao nhất đau đớn đi tới kể cận cái chết đánh cược một lần cung thiên thu cũng coi như là người làm đại sự phản kháng cũng không nhất định chạy đi chạy đi còn muốn tao mộ truy sát sợ là sớm muộn thua bởi diệp quân lâm trong tay còn không bằng yên lặng tiếp nhận mặc dù khả năng cao sẽ chết nhưng vạn nhất sống sót tạm thời bỏ đi diệp quân lâm hoài nghi nàng còn có phát triển cơ hội cùng thời gian cân nhắc lợi hại sau cung thiên thu quyết định chịu đựng đem đổi lấy một chút hy vọng sống giang giác giang giác diệp quân lâm cho uy áp là càng lúc càng lớn trên người bọn họ vết máu càng ngày càng khuếch trương xương cốt càng là bạo toái ra trong thân thể ngũ tạng lục phủ đều chậm rãi đã nứt ra mắt thấy là sống không được Bất quá Diệp Quân Lâm cũng không có ý dừng lại, tiếp tục tạo áp lực. A! À, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Phải chết, tất cả mọi người đều phải chết. Cung Thiên Thu mấy người trực tiếp nhẫn nhịn không được cái này cực hạn đau đớn, ngất đi. Cung Thiên Thu bởi vì không dùng chính mình lực lượng cường đại, nàng bây giờ liền giống như người bình thường yếu ớt. Nàng trực tiếp mất hết ý thức, liền giống như chết. Tất cả mọi người đều đi tới sinh tử cực hạn điểm. Nhật báo chỉ cần Diệp Quân Lâm nhiều hơn nữa phát một phần lực, bọn hắn chắc chắn phải chết. Bây giờ, cực hạn điểm đã đi tới. liền Diệp Quân Lâm đều có chỗ rung động. Cái này chết cực hạn đã tới. Lại còn không làm ra mảy may phản kháng. Là người này ý chí lực kiên cường, trực tiếp không đếm xỉa đến, vẫn là mình căn bản tìm sai người. Diệp Quân Lâm bắt đầu hoài nghi. Không nên a, à, đều phải chết, làm sao còn không phản kháng? Không hợp lý a. À. Nếu như cái này cá nhân thực lực thật sự đủ cường đại, đó là không có thể không phản kháng A. Chính mình thực sẽ giết người. Tính toán. Chính mình dứt khoát giết A. Diệp quân lâm thả giết lầm, cũng sẽ không bỏ qua. Liền tại đây nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, độc cô thác mở miệng, như vậy không tốt đâu. Ngay trước chấn ma ti chỗ có người mặt sát chấn ma ti người. Thật coi chúng ta dễ ức hiếp sao. Lời này vừa ra, toàn bộ chấn ma ti người đều tức giận trừng diệp quân lâm, dừng lại. Mau dừng lại. Thần thiên giám đám cấp cao càng là phẫn nộ, người nếu là lại không dừng lại, chúng ta cần phải động thủ. Mặc dù luôn miệng nói muốn động thủ, nhưng mỗi một người hay là có chút sợ hãi. Ai cũng không dám thứ nhất xông lên. Cho dù là độc cô thác cũng tại kiêng kỵ. Cứ việc Diệp Quân Lâm việc làm cũng tại điên cuồng khiêu khích chấn ma ti. Có thể kiêng kỵ Diệp Quân Lâm thực lực, bọn hắn từ đầu đến cuối không dám phát tác. Mau dừng lại, Diệp Quân Lâm, ở đây không phải ngươi có thể dương oai chỗ. Độc Cô Thác lần nữa cảnh cáo nói. Chỉ là Diệp Quân Lâm căn bản không để ý đến bọn hắn. Hắn vẫn là câu nói kia, tha giết lầm cũng không nguyện ý buông tha. Cung Thiên Thu vừa mới thanh tỉnh, đã cảm thấy càng lớn uy áp đi tới. Tử vong muốn tới. Diệp Quân Lâm đây là muốn giết chết bọn hắn. Sẽ không bỏ qua. Làm sao bây giờ? Đã đi tới thời khắc sống còn dù là nàng bây giờ phản kháng cũng đã không có cơ hội đã vừa mới bỏ lỡ thời cơ tốt nhất bây giờ dù là nàng bại lộ tất cả thực lực cũng vô dụng tuyệt đối sẽ bị diệp quân lâm trực tiếp nghiền sát chết nàng không có cái gì cơ hội bây giờ độc cô thác bọn người quát lớn cũng mảy may không ngăn cản nổi nàng phải chết sao nàng kỳ thực dự đoán qua chính mình có rất nhiều chết kiểu này nhất là chết ở diệp quân lâm trong tay phương pháp nàng có nghĩ qua rất nhiều nhiều nhất một loại nàng cùng diệp quân lâm đến chết mới thôi cuối cùng đánh không lại diệp quân lâm mà chết nhưng ai đều không nghĩ đến nàng lại là kiểu chết này quá oan uổng nhưng nàng không có cách nào chỉ có thể chờ đợi chết mau dừng lại mau dừng lại độc cô thác đám người cuồng loạn hô to khuyên can thế nhưng là diệp quân lâm căn bản không nghe bọn hắn trực tiếp muốn đem mấy người giết chết ngược lại không xác định là cái nào toàn bộ giết tính toán Oanh. Ngay tại nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Quân Lâm phát giác được có một người biến mất. Độc Cô Thác bọn hắn cũng phát hiện, có một người giấu ở trong đám người, lại đột nhiên biến mất. Diệp Quân Lâm lập tức đuổi theo, cũng liền buông tha Cung Thiên Thu cái này một số người. Bỗng nhiên đào tẩu biến mất người chính là Cốt đại sư. Cung Thiên Thu chạy tới trấn Ma Tháp, hắn kỳ thực sớm theo tới. Chính là cho nàng trông chừng hoặc giải quyết một chút phiền toái không cần thiết hắn vạn vạn không nghĩ tới cung thiên thu sẽ bị Diệp Quân Lâm cho để mắt tới. Hơn nữa căn bản không cách nào thoát thân. Thẳng đến sắp tử vong, cung thiên thu đều không lựa chọn phản kháng. Hắn liền biết cung thiên thu ý nghĩ. Thế nhưng là Diệp Quân Lâm bên này đã muốn thống hạ sát thủ. Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Cung thiên thu muốn chết thật, hắn kế hoạch báo thù có thể toàn bộ phế đi. Ngay tại Diệp Quân Lâm sắp giết chết cung thiên thu thời điểm, hắn lập tức chạy trốn cái này cũng đưa tới diệp quân lâm chú ý diệp quân lâm lập tức đuổi kịp cốt đại sư cũng là lợi hại tồn tại hắn quen thuộc trấn ma ti phạm vi bên trong hết thảy cho nên hắn rất nhanh liền trốn diệp quân lâm cũng không đuổi kịp còn kém trong nháy mắt vừa mới sự chú ý của diệp quân lâm toàn ở cung thiên thu bọn người trên thân cốt đại sư chạy trốn diệp quân lâm cuối cùng cứu kém một cái thân vị tăng thêm không có hắn quen thuộc chấn ma ti địa hình cho nên cốt đại sư vẫn là chạy trốn đuổi không kịp người về sau diệp quân lâm liền quay trở về đi tới chấn nhật bảo mơ ti về sau cung thiên thu cái này một số người mặc dù trốn qua lần này kiếp nạn nhưng tối thiểu nhất vẫn là bảo trụ mạng bất quá cũng là thoi thóp Cùng tử thần sát phai ta biết vừa mới đào tẩu chính là người đồng bọn người còn ở trong đó nhưng ta sẽ bắt được ngươi diệp quân lâm đối người nhóm hô cung thiên thu run lên trong lòng diệp quân lâm chính xác quá kinh khủng mang cho nàng cực hạn uy áp thiếu chút nữa thì đem nàng giết đi bây giờ còn là biết mình ở trong đó nếu không phải là vừa mới cốt đại sư tại cái kia công phu đào thoát nàng liền tẩy bây giờ chính mình nhất định phải nhanh chóng trưởng thành mới có thể cùng diệp quân lâm một trận chiến bằng không thì dạng này liền sẽ bị một mực nắm mũi dẫn đi tùy thời đều gặp nguy hiểm a diệp quân lâm lại quét mắt một vòng cảm thấy người người đều có hiểm nghi người người lại không có hiểm nghi đến nỗi cung thiên thu đám người này tạm thời rửa sạch hiểm nghi dù sao đến cuối cùng đều không biểu hiện ra ngoài bất kỳ dấu hiệu gì muốn nói cốt đại sư đào tẩu một khắc này có thể là vì đám người này đánh hiểm trợ nhưng cùng lúc tới nói cũng là tốt nhất thời cơ chạy trốn dù sao ở lại nơi đó mà nói sớm muộn hay là muốn bại lộ yên tâm đi ta sẽ còn trở về cảnh cáo xong về sau diệp quân lâm liền chuẩn bị rời đi bất quá đúng vào lúc này thần thiên giám cao tầng âm thanh vang lên diệp quân lâm không thích hợp a à, kém chút giết chúng ta mấy chục người nói đi là đi ngươi chính xác cường đại nhưng ta trấn ma ti cũng không phải quả hồng mềm a à. bá 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 lần lượt từng khí thế mạnh mẽ trong nháy mắt phong tỏa diệp quân lâm cho dù là độc cô thác hàng này cũng là hơi hơi nhíu mày ánh mắt một mực rơi vào trên diệp quân lâm thân bầu không khí kiếm bạt nỗ trương hết sức căng thẳng diệp quân lâm hôm nay làm hết thảy chính là bả trấn ma ti tôn nghiêm dẫm ở dưới chân ở ngay trước mặt bọn họ muốn giết bọn hắn người đây là trấn ma ti quá lớn sỉ nhục may mắn không có giết nếu không chính là thần thiên giám thiên đại sỉ nhục bây giờ một số người đối với diệp quân lâm phẫn nộ đến cực hạn sĩ khả sát bất khả nhục a huống chi diệp quân lâm chính là ngoại giới một cái con khỉ a khác chấn ma ti các đại phái hệ cũng đã quen thuộc bao nhiêu tại diệp quân lâm trên tay ăn thiệt thòi qua thế nhưng là thần thiên giám không có a ngoại trừ thần thiên giám bát đại thiên kiêu bên ngoài những người khác đều là lần đầu tiên đối mặt diệp quân lâm bọn hắn tự nhiên chịu không được khí này nếu không phải là không có nhận đến độc cô thác mệnh lệnh bọn hắn sợ là đã sớm động thủ bây giờ khẩu khí này bọn hắn nhịn không được diệp quân lâm vui vẻ tốt đến đây đi động thủ đi vừa vặn đem các người diệt tất cả tiết kiệm ta tìm người diệp quân lâm không phải người hiếu sát nếu quả là như vậy hắn đại khái có thể trực tiếp đem toàn bộ trấn ma ti san bằng không khác biệt toàn bộ oanh sát đều không cần tìm là ai ngược lại toàn bộ giết tuyệt đối không tệ hắn bản ý không muốn giết thế nhưng là có người muốn bức bách hắn mà nói vậy thì không nhất định cái này diệp quân lâm cứ như vậy trực tiếp hù dọa mất mật đám người bọn hắn chỉ là nhìn xem lại không có một người dám động thủ độc cô thác cười lạnh nói hôm nay ta cho ngươi một bộ mặt chỉ cần ngươi nói lời xin lỗi việc này coi như qua độc cô thác vẫn là lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn không nên cùng diệp quân lâm khai chiến dù sao bọn hắn chưa chuẩn bị xong vừa mới diệp quân lâm thân bên trên thả ra uy áp bọn hắn đều cảm nhận được người này quá cường đại bọn hắn dù là có thể giết chết diệp quân lâm đáng sợ là muốn trả giá toàn quân bị diệt đánh đổi cho nên bọn hắn không muốn đánh không có khả năng giết diệp quân lâm nhưng làm cho cả trấn ma ti cũng bị mất đây là bọn hắn không muốn nhìn thấy nói cho cùng vẫn là diệp quân lâm quá mạnh mẽ bọn hắn kiêng kỵ a à. xin lỗi không có khả năng cái kia trực tiếp đánh a à. các ngươi có bản lãnh đánh tới ta xin lỗi diệp quân lâm nghe được muốn nói xin lỗi cả người nhật bảo đều cười hắn phách lối nói cái này khiến thần thiên giám trên dưới giận dữ một vị trong đó trưởng lão chỉ vào diệp quân lâm giận dữ hết diệp quân lâm đừng cho thể diện mà không cần nhưng ngươi xin lỗi liền xin lỗi chúng ta nhẫn nại là có hạn độ oanh diệp quân lâm thân bên trên đột nhiên bộc phát ra một đạo khí tức bàng bạc giang giác thần thiên giám trưởng lão cánh tay phải trực tiếp nổ tung thành xương máu ngươi lại chỉ một cái thử thử xem. Diệp quân lâm giận dữ hết. Ngươi, phanh, các trưởng lão khác vừa muốn lên tiếng, kết quả xem như nổ thành một đám mưa máu. Còn có ai? Diệp quân lâm đã thương một người, giết một người. Triệt để chấn trụ chấn ma ti cùng với thần thiên giám tất cả mọi người. Tất cả mọi người đần độn nhìn xem Diệp quân lâm. Không nói thêm gì nữa. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Sợ a à? vạn nhất diệp quân lâm thống hạ sát thủ đâu. Ai cũng không dám gây. Độc cô thác bọn hắn cực kỳ tức giận, nhưng lần này từ đầu đến cuối không dám động. Vừa cùng diệp quân lâm chiêu này, để cho thần thiên giám những cao thủ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Diệp quân lâm quá mạnh mẽ. Tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng phó. Hoặc có lẽ là phải bỏ ra giá thật lớn. Còn có người để cho ta xin lỗi sao? Ta xin lỗi có thể, nhưng người phải chết lấy nghe, muốn giết ta đúng không vậy thì tới đi đừng kinh sợ a à. diệp quân lâm thân trải qua tản mát ra khí thức cường đại trực tiếp hướng thần thiên giám các cao thủ ép tới phảng phất tại nói đến đây đi một trận chiến a à. lấy ra toàn bộ các ngươi bản sự ầm ầm diệp quân lâm thân bên trên tán phát ra khí thức bằng bạc giống như là kinh lôi vang dội đây là tại nghiêm trọng khiêu khích toàn bộ thần thiên giám tới a à, đánh đi đừng kinh sợ a à diệp quân lâm tiếp tục ngôn ngữ kích thích cái này thật sự đem độc cô thác bọn hắn làm khó đánh trên cơ bản phải trả ra toàn quân bị diệt đánh đổi hơn nữa có khả năng toàn quân bị diệt còn không có giết được diệp quân lâm đánh mà nói là hả giận là rửa sạch sỉ nhục nhưng giá quá lớn độc cô thác khả năng cao phải xem lấy chấn ma ti phải từ trên tay mình hủy diệt nhưng nếu như không đánh như vậy thần thiên giám cùng chấn ma ti đem bị đính tại sỉ nhục trụ thượng. Cái này chính là bọn hắn biệt khuất nhất sỉ nhục nhất sự tình. Không có cái thứ hai. Toàn bộ chấn ma ti bị một cái ngoại giới con khỉ chấn trụ. Bọn hắn không cách nào hướng chấn ma ti các tiền bối giải thích. Cũng không cách nào cho chấn ma ti thiên ti giải thích. Thậm chí thuyết chấn ma ti vinh nhục đều phải hủy ở trên người bọn họ. Làm sao bây giờ? Đánh hay là không đánh? diệp quân lâm đều cưỡi đến bọn hắn trên đầu đừng kinh sợ a à, tới giết ta cho các người cơ hội diệp quân lâm tiếp tục khiêu khích chỉ là tất cả mọi người đồng loạt nhìn xem độc cô thác đang chờ đợi hắn một đạo mệnh lệnh chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng chấn ma ti chỗ có cao thủ đem đều đồng loạt công kích diệp quân lâm đến chết mới thôi đương nhiên còn có một nhóm người hy vọng không nên đánh đứng lên bọn hắn đối với diệp quân lâm tràn ngập kiêng kỵ căn bản cũng không dám Đối đầu Diệp Quân Lâm bọn hắn quá sợ hãi. Vẫn là một trận chiến này không nên đánh cho thỏa đáng. Có lẽ nói không muốn đánh người cơ hồ chiếm được 90%. Chỉ có một bộ phận phần tử hiếu chiến, muốn đánh mà thôi. Cho nên, cơ hồ toàn bộ người đều chết chết nhìn chằm chằm độc cô thác. Nhìn hắn ý tứ, Diệp Quân Lâm nhìn thấy không người có động tác, hắn cười lạnh nói, tất nhiên không đánh, vậy ta liền đi. Hắn từng bước một rời đi chấn ma ti nhiều người như vậy quả thực là không có người nào dám chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tất cả mọi người đang chờ độc cô thác mệnh lệnh. Chỉ là độc cô thác chậm chạp không có phát ra mệnh lệnh. Dần dần diệp quân lâm càng chạy càng xa, đều nhanh biến mất ở đại gia trước mắt. Độc cô thác vẫn là không có phát ra mệnh lệnh. Tuyệt vọng. Lần này tất cả mọi người đều tuyệt vọng. Một trận chiến này vẫn là không có đánh nhau. Chấn ma ti bị đóng vào sỉ nhục trụ thường cái này đã không thể tránh né. Cuối cùng, tất cả mọi người đưa mắt nhìn Diệp Quân Lâm rời đi. Cái này mang cho bọn hắn sỉ nhục người, nghênh ngang rời đi. Độc cô thiên ti ngươi nhặt bảo họa lệnh A. Để chúng ta giết đi qua. Dù là chết chúng ta cũng không sợ, chỉ cầu bảo trụ trấn ma ti tôn nghiêm. Hiếu chiến mấy người giống như nổi điên khẩn cầu. Bọn hắn đã chuẩn bị tiến công. Thậm chí rất nhiều gia hỏa xảo trá nhóm cũng bắt đầu xin chiến rõ ràng bọn hắn sợ muốn chết diệp quân lâm ở chỗ này thời điểm bọn hắn hung hăng chân run lên hiện tại hắn rời đi mới dám phách lối như vậy không được ta không nắm chắc ta không có thể đánh không nắm chắc một trận chiến độc cô thác nói lời này vừa ra giữa sân lập tức an tĩnh lại đúng a à, bây giờ đối đầu diệp quân lâm bất luận kẻ nào đều không chắc chắn thậm chí một chút cũng không có cái này cũng là đại gia sợ hãi mấu chốt thế nhưng là bởi vì sợ liền không đánh cái này thật sự là ném chấn ma ti mặt mũi a đem lão tổ tông khuôn mặt toàn bộ đều ném sạch đây là sỉ nhục lớn nhất chấn ma ti về sau không có cách nào lăn lộn bị một cái con khỉ hù đến không dám chiến bọn hắn thế nhưng là cao cao tại thượng a bị một cái con khỉ dạng này dẫm ở dưới chân hôm nay hết thảy trách nhiệm đều ở chỗ ta là ta không dám là ta sợ diệp quân lâm là ta sợ chấn ma ti khó giữ được ta sợ khai chiến mà nói, tất cả mọi người các ngươi đều biết chết đi. Độc cô thác đem hết thảy trách nhiệm đều nắm ở trên người mình. Bất quá đây cũng là để cho đại gia càng thêm tin phục hắn. Đây thật ra là trời sinh lãnh tụ giả. Rõ ràng đây là một hồi thất bại, đây là một hồi sỉ nhục. Lại bị độc cô thác lấy ra lôi kéo lòng người. Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động nhìn độc cô thác. Chỉ là độc cô thác không để lại dấu vết lộ ra nụ cười quỷ dị hắn là cố ý. Kỳ thực vừa rồi từ đầu đúng chỗ, hắn đều đang lợi dụng thế cục này. Có theo hay không Diệp Quân Lâm đánh đều là thứ yếu. Hắn mục đích chủ yếu chính là vì lôi kéo nhân tâm. Bây giờ mặc dù thiên ti không tại, hắn có thể chấp trưởng chấn ma ti chủ não đại quyền. Nhưng kỳ thật hắn vẫn là vật thay thế. Rất nhiều người vẫn là không đem hắn nhận định là chấn ma ti lão đại. Càng nhiều hơn chính là không phục. Nhưng đại sự trước mặt, hắn đều không cách nào trưởng khống. Không có ai chân chính sẽ nghe hắn. Bây giờ chỉ là chấn ma ti có nguy nan, đại gia đem hắn đỉnh đi ra giải quyết vấn đề. Cũng không cho rằng hắn là chấn ma ti lão đại. Đại gia trong lòng nhận định người lãnh đạo đó là thiên ti. Hắn chỉ là phó thiên ti. Có thể thay thế một hồi, có thể xử lý một ít chuyện. Nhưng không thể để cho đại gia trong lòng an tâm, càng không phải là đại gia tín ngưỡng. Khái niệm hoàn toàn không giống. Mà độc cô thác phe phái cho tới nay đều nghĩ tiếp nhận chấn Ma Ti. Diệp Quân Lâm cùng Cung Thiên Thu tranh đấu, để cho hắn sớm tiếp nhận chấn Ma Ti. Hiện tại hắn phải làm chính là làm cho tất cả mọi người đối với hắn tâm phục khẩu phục. Vừa vặn Diệp Quân Lâm tới, hắn lập tức lợi dụng cơ hội này, tới lấy đến đại gia tín nhiệm. Triệt để trưởng khống chấn Ma Ti. Dù là lấy Hậu Thiên Ti trở về đều không dùng. Độc cô thác hướng về phía đám người tiếc núi cúi đầu, đều là sai của ta ta nhượng chấn ma ti hổ thẹn, ta nhượng chấn ma ti sỉ nhục. Một mình hắn đem tất cả tội lỗi đều nắm ở trên người mình. Đảm đương, đây mới là đại gia muốn lãnh tụ. Lần này đại đa số người đều đối độc cô thác tin phục. Đây chính là chấn ma ti người lãnh đạo. Có hắn cùng thần thiên giám tại, tất cả mọi người đều là vô cùng an tâm. Người lãnh đạo cũng không phải mệnh lệnh đại gia làm chuyện gì, mà là tại thời khắc nguy hiểm nhất đảm đương nổi trách nhiệm tới. Lúc này, liền có người lập tức nói, độc cô thiên ti không phải chúng ta sợ hắn, là trước tiên cho Diệp Quân Lâm một cái sinh cơ hội. Chấn chúng ta ma ti nhất thống đã lâu như vậy, nếu như bây giờ đem hắn giết, đây chẳng phải là rất nhặt bảo không có niềm vui thú. Những người khác cũng dối rít nói, đúng a, à, nhìn như chúng ta sợ hắn, không dám cùng hắn đánh. Trên thực tế là thả hắn một con đường sống. Ha ha ha, là, chúng ta thả Diệp Quân Lâm một con đường sống trực tiếp giết hắn một điểm ý tứ cũng không có để cho hắn sống lâu một đoạn thời gian a tất cả mọi người đều phách lối nói phía trước khúm núm sợ dáng vẻ hoàn toàn không có vậy mà dùng loại phương thức này tới dỗ dành thuyết phục chính mình không phải bọn hắn sợ diệp quân lâm mà là bọn hắn phóng diệp quân lâm một ngựa chờ chúng ta chọn tốt thời gian lại đi giết diệp quân lâm trấn ma ti đám người từng cái một lại bắt đầu la ẩm lên không đem diệp quân lâm coi thành chuyện gì to tát độc cô thác càng là hướng về phía thụ thương cung thiên thu những thứ này người nói yên tâm đi mối thủ của các ngươi ta sẽ đến báo cung thiên thu khóe miệng thoáng qua một vòng nhe răng cười cừu hận này nàng nhất định phải báo hôm nay nếu không phải là cốt đại sư chính mình thật muốn bị diệp quân lâm chém giết nàng cần tăng lên điên cuồng hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch nàng cảm giác chính mình từ nơi sâu xa đã chạm đến diệp quân lâm thực lực cụ thể điểm cực hạn xem như thăm dò rõ ràng thực lực của hắn cung thiên thu tạm thời bị dơ lên trở về tây các tu dưỡng diệp quân lâm lần này mang cho đám người trọng thương nhưng kỳ thật đối với cung thiên thu tới nói đây đều là vết thương nhỏ nàng có thể lập tức khôi phục bất quá tạm thời muốn diễn kịch đừng để đồng bạn phát hiện một bên khác diệp quân lâm sau khi trở về tiêu phong mấy người gấp gáp hỏi sư phụ ngài đi đâu không có việc gì ta chính là ra ngoài đi lòng vòng diệp quân lâm cười cười quả nhiên không có nói cho hành tung của tiêu phong sau đối phương căn bản vốn không biết mình đi kém một chút liền bị chính mình bắt được có thể hay không dạng này cố ý nói cho hành tung của tiêu phong sau đó để tiêu phong lan rộng ra ngoài tin tức giả thừa cơ đem đối diện hấp dẫn đi ra đâu đây tuyệt đối là tốt biện pháp nhưng chính là cần lợi dụng tiêu phong cái này khiến diệp quân lâm ít nhiều có chút do dự lợi dụng đồ đệ của mình chuyện này cuối cùng không tốt diệp quân lâm làm sao đều làm không được cứ việc có thể lợi dụng tiêu phong một chảo một cái chuẩn nhưng tạm thời phương pháp kia không đang suy nghĩ bên trong đến lời sau cùng có lẽ vẫn được bất quá thu hoạch cực lớn để cho địch nhân trận cước đại loạn đồng thời cũng bại lộ chính mình cái kia đào tẩu người hắn không biết. Có thể chấn ma ti khẳng định có người nhận biết. Ân, không thích hợp, giống như người này hấp thu đại lượng góp nhặt linh khí năng lượng. Mặc dù cụ thể không biết chấn ma tháp bên trong là làm cái gì. Nhưng Diệp Quân Lâm nhìn thấy những trang bị kia, nhất là nhìn thấy năng lượng chi hạch thời điểm, hắn liền biết đây là chứa đựng linh khí dùng. Chỉ là trong cái kia năng lượng chi hạch phần lớn linh khí đều trôi mất. Chỉ còn lại trên dưới một phần tư rất rõ ràng vừa rồi cực lớn ba động còn có thiếu đi chứa đựng linh khí đủ để chứng minh có người hấp thu trong thời gian ngắn vậy mà hấp thu nhiều chứa đựng như vậy linh khí liên diệp quân lâm cũng nhịn không được há to mồm mặt mũi tràn đầy kinh ngạc căn cứ hắn biết dựa theo chấn ma ti các cao thủ thực lực không thể nào làm được dù là hắn vừa mới nhìn thấy độc cô thác bọn người cũng không có năng lực này một khi bọn hắn hấp thu nhiều năng lượng như vậy tuyệt đối cơ thể không chịu nổi phải biết cái này chứa đựng năng lượng là nhặt bảo là tinh thuần nhất linh khí. Cùng phía ngoài linh khí không giống nhau. Kinh khủng hơn. Cứ như vậy, những người khác càng không cách nào tiếp nhận. Đừng nói 3 phần 4. Cho dù là 1 phần 4, lập tức liền có người nổ lên. Lại giả thuyết, bọn hắn cũng không khả năng trong thời gian ngắn hấp thu nhiều linh khí như vậy. Trước mắt hắn nghĩ không ra, dùng cái gì biện pháp có thể làm được. Ngoại trừ trước đó gặp qua hấp công đại pháp thế nhưng bộ công pháp rõ ràng thấp rất nhiều cấp bậc linh khí hắn không có khả năng điên cuồng như vậy hấp thu chính mình cũng không có khả năng hấp thu như vậy đúng không biết quân quân công pháp có thể không quân quân là hắn gặp qua hấp thu linh khí tốc độ nhanh nhất không có cái thứ hai nhưng quân quân công pháp cũng không đạt được a à. diệp quân lâm sẽ không đi quan hệ quân quân bởi vậy không biết quân quân công pháp chân chính nội hạch bằng không thì hắn lập tức sẽ biết là thôn phệ Diệp Quân Lâm thần sắc nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, nhìn tên địch nhân này là trưởng thành hình. Trong thời gian ngắn cực tốc trưởng thành, bất quá cái này tốc độ phát triển có chút kinh khủng a. À. Trong thời gian ngắn hấp thu năng lượng chi hạch bên trong 3 phần tư năng lượng. Nếu như địch nhân này tiếp tục trưởng thành lời nói, vậy thì phiền toái, hắn có thể cảm giác được tên địch nhân này bây giờ đã rất mạnh rất mạnh mẽ. Mặc dù không phải mình đối thủ, nhưng thực lực đang đến gần chính mình. Dựa theo cái này tốc độ phát triển đến xem. Kế tiếp, tên địch nhân này còn có thể tìm kiếm năng lượng khác nguyên đến để thăng chính mình. Nếu như vừa không chú ý, có thể liền thật sự trưởng thành. Hay là muốn đang trưởng thành đứng lên phía trước, bắt được tên địch nhân này cho thỏa đáng. Bằng không thì có thể phiền phức liền lớn. Dù sao chưa bao giờ thấy qua có hấp thu năng lượng nhanh như vậy người. Đây tuyệt đối là cái khó giải quyết khiêu chiến a. Rất nhanh, chấn Ma Ti tin tức liền tra ra được đào tẩu người kia là thiên y dám phản đồ. Đã tiêu thất rất nhiều năm. Diệp quân lâm mày nhíu lại lấy, người này thực lực không tệ. Có thể từ thủ hạ của hắn đào tẩu, có thể thấy được lốm đốm. Căn cứ vào chấn ma ti tin tức, vị này đều rất dài rất dài thời gian không có xuất hiện qua. Không biết đây là vì cái gì. Nhưng khẳng định một điểm là hắn có thể tồn tại đối với chấn ma ti trả thù khuynh hướng. Nhưng Diệp Quân Lâm cảm thấy người này cũng không phải hắn muốn tìm còn có những người khác. Chỉ là hắn trực giác tỏa định cái kia mấy chục người, dù là đến chết, cũng không bộc lộ ra bất luận cái gì chân ngựa tới. Đây không có khả năng. Đều đối mặt tử vong, không làm nửa điểm dẫy dụa sao. Đó là không có khả năng. Diệp quân lâm đều tưởng tượng không đến. Diệp quân lâm không cách nào tưởng tượng, đến cùng người nào có thể có dạng này kiên nghị huyết tính A. Rõ ràng đã nắm giữ cường đại, hơn nữa phản kháng thực lực, lại tại tử vong thời khắc đều không cần đi ra tăng thêm như vậy thời khắc mấu chốt đều không cách nào suy tính bất kỳ cử động nào đều là theo bản năng không ai có thể làm đến bởi vậy đây mới là diệp quân lâm bỏ đi nghi ngờ nguyên nhân căn bản thế nhưng là hắn không có dự liệu được cung thiên thu chính là loại này người làm đại sự loại này thời khắc nguy nan cũng dám đánh cực một lần dù là biết mình khảo thí kết thúc ôm thà giết lầm đều nguyên tắc đều phải trực tiếp giết kết quả vẫn là không có phản kháng dù là đến chết cũng không nguyện ý bại lộ một chút dù là biết mình chết cũng đều không quan trọng đều như vậy từ bỏ đây là diệp quân lâm không nghĩ tới một bên khác chấn ma ti an bài ổn thỏa thương binh sau có người đưa ra nghi vấn tới không đúng diệp quân lâm vô duyên vô cớ chạy tới là vì cái gì hắn không phải tới cùng chúng ta đánh nhau a à? ân đúng a à, hắn chạy tới làm đi đại gia lúc này mới đều hoàn toàn tỉnh ngộ vừa mới bị làm choáng váng đầu óc. Phía trước Diệp Quân Lâm dường như đang tìm người. Mà lúc trước hắn giống như tại chấn ma tháp phụ cận. Còn có phía trước phát sinh kinh khủng dị tượng cùng với năng lượng ba động, Diệp Quân Lâm chân sau liền đến, cái này giống như đều có quan hệ. Đại gia cái này vừa phân tích, trên mặt tất cả mọi người đều treo đầy xương lạnh. Không tốt, chấn ma tháp. Tất cả mọi người một mạch phóng tới chấn ma tháp. Độc cô thác tại phía trước nhất, mở ra trấn ma tháp về sau đại gia bắt đầu tra tìm. Ân, năng lượng chi hạch xảy ra vấn đề. Độc cô thác nước mắt liền thấy năng lượng chi hạch. Dù sao đây là chấn ma ti căn bản A. Nếu linh khí khô kiệt, cái này năng lượng chi hạch liền có thể phóng thích linh khí, đầy đủ bọn hắn tu luyện cùng sử dụng. Ba phần tư tinh thuần linh khí cũng bị mất. T. Có người hít sâu một hơi. Đây là Diệp Quân Lâm làm A. Hắn vậy mà đánh cắp chúng ta năng lượng chi hạch. Có người hoảng sợ nói. Ba, độc cô thác trở tay chính là một cái tát ngu xuẩn tất cả những người khác đều chết chết theo dõi hắn nếu như là tình huống khác mà nói diệp quân lâm thật có thể là nhưng bây giờ tình huống sáng tỏ diệp quân lâm chắc chắn là cảm nhận được cái kia cỗ cường đại năng lượng ba động mới đi đến ở đây như vậy thì kết luận đầu nguồn tại trấn ma tháp diệp quân lâm tại tìm người này a à, quá bất khả tư nghị a à, năng lượng chi hạch ba phần tư linh khí bị hút đi Đại gia không cách nào tưởng tượng, chắc hẳn vừa mới cái kia kinh khủng thiên địa dị tượng cùng cái này có quan hệ. Chẳng lẽ nói có người trực tiếp hấp thu nhiều linh khí như vậy, tới làm bản thân lớn mạnh thực lực, gây nên thiên địa dị tượng. Ý nghĩ này vừa ra tới, mọi người đồng loạt người đổ mồ hôi lạnh tới. Năng lượng chi hạch được bao nhiêu linh khí A, đó là góp nhặt bao nhiêu năm tháng. Duy nhất một lần hấp thu 3 phần tư, đây cũng quá đáng sợ A. À. Vậy người này phải mạnh đến mức nào? Mọi người cũng đều biết rõ Diệp Quân Lâm đang tìm cái gì. Hiểu rồi, cái này nhất định là Thiên Sư Phủ, tứ đại trấn các thần khí không phải liền là bị dạng này hấp thu. Thiên Sư Phủ ra loại tồn tại này, chúng ta chỉ sợ nguy hiểm a. À. Đại gia lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Thiên Sư Phủ. Lần này, đại gia đồng loạt nhìn về phía Độc Cô Thác. Không còn là coi hắn là thành tạm thời giải quyết vấn đề người, mà là chân chính trở thành chấn ma ti lãnh tụ lẽ nào lại như vậy, hủy ta chấn ma ti căn cơ, tất nhiên không thể từ bỏ ý đồ. Có phải hay không thiên sư phủ, nhưng chúng ta nhất định muốn đòi một lời giải thích. Độc cô thác trên mặt toát ra nổi giận tới. Hắn cũng tự nhiên biết, giờ khắc này, là đại gia cần hắn thời điểm. Hắn nhất thiết phải làm ra làm gương mẫu. Hảo, tất cả mọi người đều nhiệt huyết sôi trào. Dưỡng thương cung thiên thu cũng không nhàn dỗi, mà là dùng thủ đoạn đặc thù liên lạc tiêu phong cung thiên thu đem chính mình thụ thương kém chút bị diệp quân lâm giết chết sự tình nói ra cái gì tiêu phong thần sắc đại biến vạn vạn không nghĩ tới sư phụ kém chút giết cung thiên thu chẳng thể trách sư phụ ly khai về tới sau không nói một lời cũng không nói chính mình đi nơi nào nhưng làm sao dám đó a à? kém chút giết cung thiên thu tiêu phong giờ khắc này cảm xúc kích động cơ hồ đều phải không kiểm soát đây chính là nữ nhân của hắn a à. Bị người cứ như vậy kém chút giết chết, hắn sao có thể không tức giận giận? Đây nếu là thật sự giết chết, vậy hắn không cách nào tưởng tượng. Hắn làm sao bây giờ? Là không lý không hỏi, vẫn là hướng sư phụ báo thù. Hắn đây cũng không thể nói tuyệt đối. Mặc dù là sư phụ, dù sao cung Thiên Thu là nữ nhân của hắn a, bị người vô duyên vô cớ giết, hắn có thể không báo thù sao? Cho dù là sư phụ, hắn không xác định chính mình sẽ như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ không trầm mặc, ít nhất phải tìm sư phụ hỏi thăm tin tường. đây coi là cố tình gây sự a, à. người vô tội đều phải giết. cuối cùng cũng không điều tra ra a, à. đây không phải hồ nháo sao? tiêu phong rất phẫn nộ, cứ việc cung thiên thu không chết, vừa vặn bị thương nặng tại quỷ môn quan đi một lượt. đây là hắn tức giận. quan trọng nhất là vô duyên vô cớ, cung thiên thu căn bản không phải a. À. Này liền bị làm thương tổn, bị oan uổng, kém một chút giết. Này làm sao có thể không tức giận? sư phụ sao có thể dạng này, kém chút hại ngươi. tiêu phong càng nghĩ càng sinh khí. tiêu phong người không nên tức giận, ta cái này không không có chuyện gì sao? cung thiên thu an ủi. thời khắc này tiêu phong chính là nổi giận giống như dã thú. táo bảo, khát máu, lục thân bất nhận, vì mình người yêu, sự tình gì đều có thể làm được phát điên lên tới hắn tuyệt đối sẽ bạo tẩu. Cái này bảo ta như thế nào tỉnh táo, ta thật muốn đi tìm sư phụ hỏi một chút biết rõ vì cái gì. Không chỉ là ngươi, còn có nhật bảo những người khác đều là vô tội, đều bị sư phụ giết, hắn không phải lạm sát kẻ vô tội người a. À. Tiêu Phong cảm xúc nổi giận, trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào bình phục. Ta đi tìm sư phụ lý luận a, à. khẩu khí này ta nhịn không được. Tiêu Phong nổi giận liền muốn rời khỏi. Cung Thiên Thu lập tức ngăn cản. Không được, ngươi nếu là đi tìm sư phụ, tương đương lập tức bại lộ ta. Sư phụ tuyệt đối sẽ cho là ta là phản đồ, sẽ lập tức tới giết ta. Cái này ngươi đừng không tin, sư phụ bây giờ không biết ta còn tốt, một khi nhận biết ta, tuyệt đối hoài nghi ta, đều không cần chứng thực, sẽ trực tiếp giết ta. Câu nói này để cho Tiêu Phong lập tức tỉnh táo lại. Hắn đây cũng biết rõ. Vốn là dạng này sư phụ cũng hoài nghi. Nếu như tại biết, kia liền càng sẽ giết cũng may mắn phía trước ngươi lộ ra thân phận của ta cho sư phụ nếu như sư phụ biết ta và ngươi quan hệ hôm nay ta chắc chắn phải chết chính là bởi vì quan hệ như vậy mới có thể nhận định ta là địch nhân ta đang lợi dụng ngươi mấu chốt phía trước phát sinh một số chuyện nào đó là có thể đem ta liên lụy đi vào tiêu phong gấp thế nhưng là đây hết thảy đều với ngươi không quan hệ a hết thảy đều có thể giải thích thông a đúng ngươi là có thể giải thích đến thông nhưng ngươi có thể cùng sư phụ bọn hắn giải thích được sao chuyện này nếu để cho bọn hắn biết lập tức coi ta là thành gian tế còn tốt bọn hắn không biết ta thân phận kế tiếp tiêu phòng ngươi càng không thể lộ ra thân phận của ta dù là sư phụ bọn hắn hỏi ngươi cũng không thể thừa nhận chuyện này muốn tìm cách tránh né cung thiên thu dặn dò loại này mấu chốt tiết điểm nàng cũng không hy vọng xảy ra vấn đề nếu là diệp quân lâm biết mình thân phận lập tức liền xong rồi cái này, Tiêu Phong nhiều một chút do dự. Vốn là hắn nghĩ thừa cơ hội này, trực tiếp tìm Diệp Quân Lâm thẳng thắn, chính thức bà cung Thiên Thu giới thiệu cho đại gia, để tránh sinh ra không cần phải hiểu lầm. Nhưng cung Thiên Thu nói như vậy, hắn cũng không biện pháp. "Tốt, ta biết rõ." Tiêu Phong nói, "Ngươi yên tâm đi, thương thế của ta dưỡng dưỡng liền tốt." Cung Thiên Thu lại an ủi, "Đúng, Thiên Thu, sư phụ bây giờ đi nơi nào hoặc hắn làm chuyện gì?" chẳng những không nói với ta, còn tựa hồ tận lực tránh né ta." Tiêu Phong đột nhiên nói. Cung Thiên thu thở dài, như vậy, hẳn là sư phụ lên hoài nghi. Audio điện tử Võ Tấn bền. Bởi vì cái này mấy lần sự kiện đều có liên hệ với ngươi, gián tiếp chính là ngươi tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên hắn cũng không phải hoài nghi ngươi, chỉ là chỉ sợ tiết lộ cho ngươi về sau, ngươi vạn nhất tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Lần này giống như thật sự có người bị sư phụ kém chút bắt được. Là cái gì chấn ma ti phản đồ, quả nhiên càng thêm ấn chứng điểm này. Cung Thiên Thu phân tích. Tiêu Phong gật gật đầu, đúng vậy a, à, cái này mấy lần chuyện xác thực cùng ta có quan hệ. Là vấn đề của ta. Sợ là về sau sư phụ làm gì hoặc hành tung của hắn cũng sẽ không để cho ta đã biết, ta có chút khó chịu. Có loại bị cô lập cảm giác. Tiêu Phong khó chịu là cảm giác mà cung Thiên Thu khó chịu là lúc sau không cách nào từ Tiêu Phong ở đây biết bất luận cái gì liên quan tới Diệp Quân Lâm tin tức. Càng sẽ không biết Diệp Quân Lâm hành tung. Chuyện này đối với nàng tới nói là phi thường bất lợi. Nếu như Tiêu Phong hữu dụng, nàng có thể sớm biết Diệp Quân Lâm hành tung, từ đó thông dòng ứng đối. Nhưng bây giờ sẽ không. Trong lòng ít nhiều có chút tuyệt vọng. Tiêu Phong con cờ này muốn mất đi tác dụng a. Chính mình làm nền con cờ này, đích xác có tác dụng rất lớn nhưng cuối cùng còn có đi tác dụng một ngày. Chỉ là không nghĩ tới một ngày này đến nhanh như vậy. Hơn nữa sớm muộn tiêu phong cũng biết biết mình thân phận. Khi đó mới thật sự là nhạt bảo mất đi tác dụng. Kế tiếp tiêu phong có thể làm không có nhiều. Nhiều lắm là nàng châm ngòi một phen, cùng Diệp Quân Lâm trở mặt thành thù, tới ám sát Diệp Quân Lâm. Đến nỗi những thứ khác hết thảy thật vô dụng. Nàng nên có được đều được. Tỉ như Diệp Quân Lâm đại bản doanh phía dưới vị trí, nàng cũng biết con cờ này từ bỏ. Cung thiên thu có chút do dự, nhưng sẽ không trọng điểm đi kinh doanh. Nhưng vẫn là giữ lại, nói không chừng thời khắc mấu chốt liền phát huy được tác dụng nữa nha. Chỉ là tiếp đó sẽ lạnh nhạt đối đãi Lúc hữu dụng sẽ liên lạc lại, thời điểm vô dụng, đều căn bản mặc kệ. Tiêu phong nhớ cho kỹ, bây giờ thời kỳ nhạy cảm, nói không chừng sư phụ nhìn chầm chầm ngươi đây. Mà ta sau đó muốn dưỡng thương, chúng ta trước tiên đừng liên lạc để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết cứ việc tiêu phong bằng mọi cách không muốn nhưng vẫn là đáp ứng nhớ kỹ nhất định không thể đem ta bộc lộ ra đi còn có ngoại trừ siêu cấp khẩn cấp tình huống không cần liên hệ ta dạng này sẽ hại ta hảo ta biết rõ lúc này cung thiên thu tựa hồ nghĩ đến cái gì lại dặn dò đúng ta cảm giác sư phụ có thể sẽ lợi dụng ngươi nói không chừng hắn đến lúc đó sẽ cố ý cho ngươi tản tin tức giả hoặc hành tung của hắn Ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận phân biệt, không xác định đừng liên hệ ta, đừng đến lúc đó để cho ta trở thành kẻ chết thay. Nếu như trước kia, Cung Thiên Thu nói Diệp Quân Lâm sẽ lợi dụng chính mình. Tiêu Phong tuyệt đối tức giận. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện như vậy, Tiêu Phong cảm thấy có thể sẽ. Sư phụ bây giờ để mắt tới hơn nữa hoài nghi mình. Tiếp đó hắn lại đối Cung Thiên Thu nói một chút cực kỳ ngứa ngáy lời nói. Dù sao hai người xem như tình yêu cuồng nhiệt trong lúc đó, nhưng cung thiên thu từng trận ác tâm thật vất vả cùng tiêu phong cắt đứt liên lạc cung thiên thu một mặt băng lãnh không có giá trị lợi dụng con khỉ lãng phí thời gian của ta cung thiên thu âm thanh lạnh lùng nói kế tiếp tiêu phong vị trí càng ngày sẽ càng nhạt thẳng đến con cờ này bị vứt bỏ tiêu phong tự nhiên không biết chuyện này đang tại lúc này diệp quân lâm đem tất cả tất cả mọi người đều triệu tập lại nói là có chuyện muốn căn dặn rất nhanh Đại gia tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Quả mận nhiễm cùng quân quân cũng đều tới. Đem tất cả tụ tập lại mục đích rất đơn giản kế tiếp, chúng ta sắp đối mặt một cái địch nhân mới, cái thế lực này cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Ngược lại đang tại đến gần vô hạn ta. Kế tiếp các ngươi phải cẩn thận, cái này thế lực có thể đến báo thù các ngươi, ta một khi không tại, các ngươi liền sẽ có nguy hiểm, sớm cẩn thận một chút. Dặn dò xong về sau, Diệp Quân Lâm ánh mắt lại rơi vào trên thân Tiêu Phong. Tiêu Phong ta nhớ được ngươi không phải ưa thích Trấn ma ti một cô gái sao. Đây cũng không phải Diệp Quân Lâm tận lực hoài nghi Tiêu Phong như thế nào. Chỉ là đối với Tiêu Phong chú ý nhiều, nhìn xem hắn đột nhiên xuất hiện đầy miệng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Nhất là Thanh Long năm người, bọn hắn vừa mới hỏi qua Tiêu Phong vấn đề. Oanh! Này đối Tiêu Phong tới nói chính là sấm sét giữa trời quang. Sợ cái gì tới cái gì? Sư phụ quả nhiên hoài nghi mình. Cung Thiên Thu cũng dự liệu được, nhưng mà Cung Thiên Thu nói qua tuyệt đối không thể bại lộ nàng. Trong lúc nhất thời, để cho Tiêu Phong bắt đầu khẩn trương. Ta, hắn lắp bắp đều nói không rõ ràng. Bộ dáng này xem ra chính là có vấn đề a. Diệp Quân lầm ánh mắt lập tức thâm thúy mấy phần, nhìn tròng chọc vào Tiêu Phong. Tiêu Phong trợn tròn mắt, biết mình hiện tại nói cái gì đều không được, đều có sơ hở. Sư phụ thông minh như vậy, có thể nhìn ra được thực sự không được chỉ có thể nói rõ trong lúc hắn muốn nói thanh long năm người lại là cười cười lão đại người có chỗ không biết tiêu phong đã sớm cùng trấn ma ti nữ nhân kia cắt đứt liên lạc chúng ta gặp qua nữ nhân kia khó đối phó không phải tiêu phong có thể nắm huống chi trấn ma ti là địch nhân của chúng ta tiêu phong biết đạo lý này a à? đúng vậy a à, tiêu phong tự nhiên biết rất dễ dàng bị lợi dụng hắn thông minh bao nhiêu đã sớm không có liên lạc đặc thù thời kỳ tiêu phong so với chúng ta đều cảnh giác tiêu phong cũng không nghĩ đến thanh long mấy người thuận miệng nói vậy mà trợ giúp chính mình giải vây rồi tiêu phong mím môi đúng a à, sư phụ sớm không có liên lạc ta sợ mất mặt vẫn không dám nói a à, cái kia không sao diệp quân lâm cười cười đích xác nếu không phải là thanh long mấy người mở miệng diệp quân lâm liền hoài nghi tiêu phong từ nơi này sau khi rời đi Nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì bị phát hiện. Quả nhiên Thiên Thu nói không sai, bây giờ Hoài Nghi bên trên chính mình. Một khi đem Thiên Thu bộc lộ ra đi, sư phụ trực tiếp sẽ làm thành địch nhân. Cho nên hắn phải đem hết toàn lực tới bảo vệ cung Thiên Thu. Vô luận như thế nào cũng không thể bảo cung Thiên Thu để lộ ra ngoài. Thậm chí còn có thể cố ý lộ ra tin tức cho mình, đem người dẫn ra. Tiêu Phong cũng biết sư phụ sẽ không chân chính hoài nghi chính mình hắn hoài nghi là chính mình nhận thức chấn ma ti người chính mình sau đó muốn phá lệ cẩn thận sư phụ để mắt tới chính mình như vậy hắn lại không thể có bất kỳ sơ thất nào thanh long năm người sau khi rời đi chu tước đột nhiên nói các người có hay không cảm thấy tiêu phong không bình thường a à, không có cảm giác đi ra a à? mấy người khác kinh ngạc nói chu tước một mặt hồ nghi ngược lại ta lúc nào cũng cảm thấy hắn không bình thường Liên mới vừa tới nói hắn tuyệt đối không phải mất mặt, mà là khẩn trương, như có cái gì việc khó nói một dạng. Kỳ lân cũng nói, đúng, người không nói ta đều không có chú ý tới. Vừa mới lão đại câu nói kia, giống như đâm chúng hắn đồng dạng. Là có chút không bình thường. Nghe các người kiểu nói này, giống như thực sự là dạng này a. À. Nếu không phải là chúng ta nói chuyện, cũng không biết tiêu phong trả lời gì. Đều tại chúng ta lanh mồm lanh miệng. Mấy người đều phản ứng lại. Huyền vũ ung thanh ung khí nói, Vậy chúng ta có nên hay không nói cho lão đại? Thanh Long lắc đầu, không có chứng cứ trực tiếp tình huống phía dưới, cái gì cũng không có thể nói. Cho lão đại nói, thật giống như hai chúng ta cố ý khích bác ly gián. Này ngược lại là, chúng ta chẳng qua là cảm thấy không bình thường, cũng không phải Tiêu Phong thật sự có vấn đề gì a. À? Vạn nhất thật chỉ là chúng ta ảo giác mà nói, cái kia vấn đề nhưng lớn lắm. Tiêu Phong nghĩ như vậy thay chúng ta báo thù, chúng ta nói hắn như vậy không thích hợp nhìn như chúng ta đang trách tội hắn đồng dạng chúng ta có thể muôn ngàn lần không thể nói ra a à. cuối cùng đại gia nhất trí cảm thấy không thể sách chuyện này không thể tạo thành đại gia trước đây không thoải mái cùng ngăn cách như thế khổ sở là diệp quân lâm nhưng chu tước cảm thấy kế tiếp có cần thiết nhìn chằm chằm tiêu phong xem đến cùng cảm giác của mình có sai hay không nhạy cảm nàng cảm thấy tiêu phong có thể tồn tại vấn đề nàng muốn nhìn chằm chằm một điểm thậm chí nàng cũng muốn đi cùng thiên thần Ti đồng bạn hỏi thăm một phen. Bởi vì thân là nữ nhân, nàng gặp qua cung thiên thu, nữ nhân này không đơn giản. Giống như Tiêu Phong đặc biệt mê luyến nàng, lúc đó đã cảm thấy không bình thường. Nhưng mà phía sau Tiêu Phong nói trực tiếp đoạn mất, có chút không quá tin tưởng. Tăng thêm chuyện phát sinh gần đây, cùng với vừa nhắc tới nữ nhân này thời điểm Tiêu Phong khẩn trương. Khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường. Chu Tước là nữ nhân, cho nên tâm tư kín đáo một điểm mới có thể đem lòng sinh nghi như vậy. Một bên khác, cung thiên thu rất là khẩn trương. Cứ việc lần này trốn qua một kiếp, nhưng nàng biết rõ đồng dạng vẫn là ở vào chính giữa nguy cơ, thậm chí nguy cơ không nhỏ. Kế tiếp, Diệp Quân Lâm sẽ toàn phương vị cha chính mình. Cốt đại sư cũng bại lộ, hắn nhưng là một sự giúp đỡ lớn a. À. Hơn nữa thần thiên giám cùng chấn ma ti cũng lừa không được bao lâu rất nhanh bọn hắn sẽ biết là nội bộ xảy ra vấn đề đến lúc đó một khi điều tra cái kia không gian sinh tồn đem vô cùng vô cùng tiểu nhất thiết phải tại chính mình bại lộ phía trước trưởng thành quyền chủ động muốn toàn diện trưởng khống ở trong tay chính mình mà không phải bị người khác dạng này dắt đi bằng không chính mình sẽ chết rất thảm nếu như huyền minh dị tộc bị phát hiện cái kia còn có thể thay mình ngăn cản một hồi bằng không thì bây giờ tất cả lực chú ý đều trên người mình phiền phức không nhỏ. Hay là trước điên cuồng để cao chính mình a? À? Cung thiên thu vốn muốn đem chấn ma ti chỗ có cao thủ công lực đều thôn vệ sạch sẽ. Thế nhưng là không có thời cơ tốt, vạn nhất đả thảo kinh xa mà nói, có thể gặp phiền toái. Nhưng cung thiên thu vẫn có biện pháp. Thần thiên giám cùng với thiên y giám bên trong có rất nhiều bảo vật cùng với đan dược. Nhất là thiên y giám chứa đựng chấn ma ti từ trước tới nay tất cả thần dược. Rất nhiều đan dược cũng là nghịch thiên cải mệnh nếu như phục dụng một khỏa, cái kia công lực bạo tăng. Chỉ là thiên y dám những cái kia thần dược cũng không phải người bình thường có thể dùng. Giống như là trước kia cung thiên thu, sợ là vừa mới phục dụng một khỏa đan dược, liền sẽ bạo thể mà chết. Căn bản không chịu nổi. Đây chính là dùng chấn ma ti vơ vét tới tất cả thiên tài địa bảo chế tạo thành. Trước đó không chịu nổi, nhưng hôm nay cung thiên thu tuyệt đối hoàn toàn có thể tiếp nhận. Muốn ăn vào tất cả nhật bảo thần dược, thực lực của nàng tuyệt đối phải đề thăng một cái cấp độ. Khi đó thật sự có thể cùng Diệp Quân Lâm tách ra vật tay. Bây giờ cung thiên thu bởi vì là thương binh, ngược lại không có người chú ý hắn. Muốn cha cũng là cha người khác. Tạm thời nàng là tẩy thoát hiểm nghi. Thậm chí nàng ra ngoài làm một ít chuyện, cũng sẽ không có người hoài nghi. Dù sao nàng là thương binh A, có không ở tại chỗ chứng minh. Những người khác còn tại trong trọng thương, mà cung thiên thu nhưng là toàn bộ khôi phục thừa dịp đêm khuya cung thiên thu rời đi chấn ma ti địa điểm cũ đi tới thần thiên giám những năm này che giấu chỗ địa chỉ này người khác tự nhiên không biết nhưng không lừa gạt được thần thông quảng đại cung thiên thu không lâu sau đó cung thiên thu liền đi đến ở đây bây giờ lấy nàng thực lực đã có thể rõ ràng cảm nhận được lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hoặc là năng lượng đầu nguồn nàng đối với chuyện này là đặc biệt nhạy cảm ân giống như có điểm gì là lạ thần thiên giám như thế nào tồn tại cường đại nhiều như vậy không có khả năng a à, bọn hắn những cái kia tồn tại cường đại ta đều biết a à, tại sao lại đi ra nhiều như vậy chẳng lẽ nói đây chính là thần thiên giám nội tình sao cung thiên thu cũng không lo được khác trực tiếp tìm tới thiên y giám thiên y giám tương đối yên tĩnh ở vào thần thiên giám bí mật nhất vị trí cũng không có người tồn tại đó là bởi vì thiên y giám ngự phong thiên ti khá là yêu thích yên tĩnh cho tới nay cũng là một thân một mình luyện dược, không cho phép người khác quấy dày. Bởi vậy Thiên Y Giám trong đại điện cơ hồ chỉ có Ngự Phong Thiên Ti một người. Ngoại trừ hai cái đồ đệ bên ngoài chờ đợi, liền không có người. Cung Thiên Thu đi tới sau, trực tiếp đánh giết thôn vệ hai người. Sau đó liền tiến vào Thiên Y Giám bên trong đại điện. Ai? Một đạo âm thanh lạnh lùng lập tức truyền đến. Không hổ là Ngự Phong Thiên Ti a, à, nay liền phát giác ra. Cung thiên thu cười cười. Nguyên lai tưởng rằng chính mình lặng yên không tiếng động lẻn vào. Thật không nghĩ đến mới vừa vào tới liền bị phát hiện. Mặc dù ngự phong thiên ti si mê với luyện dược, thế nhưng là thực lực của hắn không có chút nào kém. Nghe nói thậm chí càng tại độc cô thắc phía trên. Chỉ là hắn chỉ luyện dược, không lo chuyện khác chuyện. Bằng không thì thần thiên giám cũng là hắn trưởng khống. Thậm chí đời tiếp theo thiên ti cũng là hắn. Bây giờ cung thiên thu bị chấn động đến, cái này ngự phong thiên ti bây giờ là trấn ma ti hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân a à. độc cô thác cũng không là đối thủ thiên ti không tới hắn lợi hại nhất chính mình cũng không nghĩ đến vừa đến đã chọn lựa cái lợi hại nhất ngự phong thiên ti phong thần tuấn lãng tựa như một thiếu niên giống như nhưng con mắt lại là nhìn tròng chọc vào cung thiên thu cũng phát giác có cái gì không đúng ngươi là ai ngươi đi làm cái gì ngự phong thiên ti hỏi lần nữa không có cái khác, chỉ là tới đem thiên y dám tất cả thần dược toàn bộ ăn hết. Cung thiên thu cười cười. Tất cả thần dược ngươi ăn được sao? Ngươi không sợ no bạo chính mình sao? Ngự phong thiên ti cười lạnh một tiếng. Không ai có thể đem hắn ở đây tất cả thần dược nuốt vào. Cực hạn nhất sợ là cũng liền ba, bốn khỏa mà thôi. Tuyệt đối không có khả năng. Cung thiên thu khinh miệt cười lạnh một tiếng. Ha ha, ta trước đó không lâu vừa mới thôn vệ năng lượng chi hạch ba phần tư nuốt vào ngươi tất cả thần dược không thành vấn đề a cái gì lời này vừa ra ngự phong thiên ti sắc mặt đại biến là ngươi lại là ngươi hắn mặc dù một lòng luyện dược nhưng bên ngoài xảy ra chuyện gì hắn là biết đến nhất thanh nhị sở là ta cung thiên thu tiếng nói vừa ra cả người lập tức động dùng tuyệt đối sức mạnh áp chế ngự phong thiên ti ngự phong thiên ti mặc dù mạnh nhưng cùng cung thiên thu căn bản không cùng một đẳng cấp cung thiên thu bây giờ thế nhưng là tiếp cận diệp quân lâm tồn tại không phải ngự phong thiên ti cái này cấp bậc có thể đối kháng ngự phong thiên ti căn bản không có trả tay chi lực trong nháy mắt liền bị khống chế lại căn bản không động được ta trước tiên không thôn vệ ngươi chờ ta đem ngươi thiên y giám tất cả thần dược thôn vệ sau đó cung thiên thu đem thiên y giám trong đại điện tất cả thần dược tẩy quát sạch sẽ có thể thôn vệ toàn bộ thôn vệ không thể nhặt bảo thôn về toàn bộ mang đi. cái này có thể trên cơ bản là chấn ma ti tất cả chứa đựng, mà là nơi này thần dược cũng là cao nhất cấp bậc. lần này cung thiên thu tận lực khống chế, thực lực đề cao thời điểm sẽ không còn có gì tưởng, thậm chí không có bất kỳ động tĩnh nào. cái này dĩ nhiên cũng thoát không ra cốt đại sư trợ giúp. ngự phong thiên ti bị khống chế tại chỗ không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung thiên thu lần nữa đề cao một cái cấp bậc mấu chốt hắn chú tâm luyện chế đan dược toàn bộ bị cung thiên thu thôn vệ hết tâm huyết của hắn a à? còn khó chịu hơn là giết hắn nhưng hắn không có cách nào cùng trước đây thập đại thiên kiêu tâm thái là giống nhau bởi vì thiên y giám căn bản không có người tới gần duy nhất có thể đến gần hai người đều bị cung thiên thu giết bởi vậy cung thiên thu tại trong thiên y giám làm cái gì đều không người biết nàng cũng là không nóng này từ từ thôn vệ thần dược từng bước một trở nên mạnh mẽ. Lần này ngự phong thiên ti chứng kiến cung thiên thu lại một cái cấp bậc trưởng thành. Hô! Cung thiên thu cảm giác chính mình cũng tại trong tiến hóa. Phía trước năng lượng chi hạch chỉ có thể thôn vệ 3 phần tư. Nhưng nàng bây giờ cảm giác có thể thôn vệ càng nhiều. Đoán chừng cũng là chính mình trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Cơ thể cùng với căn cốt cũng tại tiến một bước trở nên mạnh mẽ. Hiện tại có thể thôn vệ càng nhiều. Vậy mà cơ hồ đem thiên y giám tất cả thần dược đều nuốt chừng lấy hết. Bất quá cũng đến cực hạn. Vẫn là còn thừa không ít. Bất quá nàng muốn đều mang đi. Còn có người ta cũng muốn mang đi. Cung thiên thu đem ngự phong thiên ti cũng mang đi. Kỳ thực thôn vệ hay không thôn vệ ngự phong thiên ti đều không gì dùng. Chủ yếu nàng muốn mang người cho cốt đại sư. Cốt đại sư trước kia thế nhưng là ngự phong thiên ti tự mình trục xuất thiên y giám. Coi như là cho cốt đại sư báo thù. Ha ha ha, ta vậy mà mạnh đến mức này. Cung Thiên Thu sau khi ra ngoài, cảm thụ được trong thân thể sức mạnh cực hạn, nàng cũng muốn thả âm thanh cười to. Đây cũng quá kinh khủng. Ha ha ha, Diệp Quân Lâm, bây giờ ta khoảng cách ngươi không xa. Ta cảm giác có thể cùng ngươi đánh một trận. Tự tin. Lúc này Cung Thiên Thu vô cùng tự tin. Đây là tới bắt nguồn từ thực lực sức mạnh. Nàng có thể cùng Diệp Quân Lâm đánh một trận. Cuối cùng đợi đến giờ khắc này, ngự phong thiên ti nhìn xem nàng có chút sợ hãi hắn chỉ ở biến mất thiên ti trên thân cảm thụ qua bất quá thiên ti đi nơi nào cũng không biết tiếp tục như vậy ai có thể ngăn cản cung thiên thu sợ là toàn bộ trấn ma ti muốn rơi vào trong lúc nguy nan thậm chí trấn ma ti sẽ bị nữ nhân này hủy diệt thật là đáng sợ kết quả hắn đều không cách nào tưởng tượng đang muốn rời đi cung thiên thu đột nhiên nghĩ đến cái gì nhịn không được nói ân ta đi thần thiên dám xem. Vừa tới thời điểm, cung thiên thu liền cảm nhận được cực kỳ cường đại khí tức, so với nàng dự đoán phải hơn rất nhiều. Thực lực bây giờ đề cao sau, nàng nhạy cảm hơn. Sức mạnh phun trào, nguồn năng lượng đầu những thứ này nàng càng có thể cảm giác được. Lần này, nàng càng thêm xác định thần thiên giám vô tội nhiều cực kỳ cường đại cao thủ. Đây là không bình thường. Thần thiên giám cao thủ nhiều, nhưng là bây giờ nhiều gấp mấy chục lần, thậm chí gần như gấp trăm lần. Cái này rõ ràng có vấn đề lớn tồn tại. Lời thuyết minh thần thiên giám bên trong vẫn tồn tại những cao thủ khác. Thần thiên giám che giấu chấn ma ti. Nói không chừng độc cô thác có âm mưu gì đâu. Cung Thiên Thu có thể nhìn ra độc cô thác có âm mưu, hắn một lòng muốn tiếp quản chấn ma ti, trở thành chân chính thiên ti. Thiên ti đi ra ngoài, hiện tại xem ra thần thiên giám có vấn đề lớn tồn tại a. À. Nàng ngược lại muốn xem xem thần thiên giám cất giấu bí mật gì cũng chính là nàng bây giờ đủ cường đại, bằng không thì cũng phát giác được cái này nhỏ xíu khí tức. Nàng bây giờ so trước đó càng thêm cường đại. Phía trước nàng cảm giác chính mình là thần, vượt lên trên chúng sinh. Nàng có thể trưởng khống tất cả nhân sinh mệnh một dạng. Nhưng bây giờ bất đồng rồi. Nàng cảm giác chính mình cùng thiên địa cơ hồ hòa làm một thể. Nhật bảo nàng là thiên, nàng cũng là địa. Trong thiên địa hết thảy nàng cũng có thể cảm nhận được. Dù là nhỏ xíu đồ vật, đây chính là quá mạnh nguyên nhân cho nên nàng có thể rõ ràng cảm nhận được rất nhanh nàng đi tới thần thiên giám đám kia những cao thủ chỗ cũng chính là khí thức cùng năng lượng ba động chỗ nàng ngược lại là phải xem đến cùng là ai đám người này vị trí cũng là thần thiên giám bí ẩn nhất chỗ rất hiển nhiên là không tiện lộ diện cũng là những người khác chỗ không tìm được đây càng in thêm chứng cung thiên thu ý nghĩ rất nhanh nàng căn cứ vào năng lượng ba động đi tới địa phương này nàng còn mang theo ngự phong thiên ti cùng một chỗ ngự phong thiên ti đi tới địa phương này sau cũng là một mặt kinh ngạc hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới tại thần thiên giám còn có loại địa phương này mấu chốt ở đây còn cất giấu nhiều cao thủ như vậy từ đâu ra rõ ràng ngay cả ngự phong thiên ti cũng không biết mặc dù hắn luyện dược nhưng thần thiên giám sự tình hắn nhất định nắm trong tay nhất thanh nhị sở hắn không biết mà nói vậy thì xảy ra vấn đề cung thiên thu đem ngự phong thiên ti thần sắc thấy nhất thanh nhị sở. Cái này cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là độc cô thác tự tiện nuôi rất nhiều cường giả. Thần thiên Dám những người khác căn bản cũng không biết. Thậm chí ngay cả ngự phong thiên ti cũng không biết. Vấn đề này liền lớn. Cung thiên thu cười cười, người phải biết, bây giờ Trấn ma ti sớm không phải người tưởng tượng bộ dáng. Người muốn không một lòng luyện dược, sớm một chút đứng ra, còn tốt. Sao cho độc cô thác có bộ dáng như vậy? ngự phong thiên ti hữu tâm vô lực. Hết thảy đều chậm. Đã ngươi cũng tò mò mà nói, vậy ta liền mang ngươi xem. Cung thiên thu mang theo ngự phong thiên ti xâm nhập nơi này. Xem như thần thiên dám cấm địa. Ngự phong thiên ti cũng không biết, những người khác chớ nói chi là. Rất nhanh bọn hắn liền đi đến cao thủ khu tụ tập. Cái gì, lại là bọn hắn. Cung thiên thu một mặt kinh ngạc. Ngự phong thiên ti nhìn thấy đám người này sau, trợn mắt hốc mồm, trong mắt đều phải bay ra ngoài đây tuyệt đối là hắn đời này gặp được kinh hãi nhất sự tình làm sao lại thế nào lại là bọn hắn đánh chết hắn cũng không nghĩ ra ở chỗ này lại là đám người này cung thiên thu cũng là vạn vạn không nghĩ tới lại là bọn hắn không thể tin a à. nàng nhìn tính vạn tính đoán chung hết thảy đều không nghĩ đến lại là bọn hắn giờ khắc này nàng rốt cuộc lý giải chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất những lời này quá đúng ngự phong thiên ti há to miệng đủ để nuốt vào một quả trứng gà sau so vừa rồi kiến thức đến cung thiên thu cường đại còn khiếp sợ hơn thần thiên dám lại có loại sự tình này lại có loại người này cung thiên thu cười cười đừng nói là ngươi ngay cả ta đều kinh hãi vạn vạn không nghĩ tới a à, độc cô thác vậy mà làm một bộ như vậy ta nói bọn hắn như thế nào biến mất đâu cung thiên thu chỉ có thể là không nghĩ tới chấn ma ti bên trong còn có một vị có thể sánh ngang sự tồn tại của nàng tại phương diện mưu trí là có thể cùng với nàng sánh ngang xem ra mỗi đều tâm hoài quỷ thai đều không đơn giản a à. ngự phong thiên ti mặc dù không thể nói chuyện có thể nhìn ra hắn là cực kỳ khiếp sợ cung thiên thu nhìn phía dưới đám người nhỏ giọng cười nói ta tìm các ngươi đã lâu như vậy liền nói các ngươi như thế nào biến mất đâu thì ra ở đây a à. thật đúng là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy được đến không mất chút công phu a. À. Ta tìm được các ngươi. Cung Thiên Thu có chút hưng phấn, thượng thiên thật là đang trợ giúp nàng. Nàng muốn cái gì tới cái đó. Cứ việc quá trình gian khổ nhưng kết quả cũng là tốt thuận lợi. Nàng được đến mong muốn. Đám người này không là người khác, mà là Cung Thiên Thu cùng Diệp Quân Lâm đau khổ tìm kiếm Huyền Minh dị tộc. Đây là ai đều không nghĩ tới, Huyền Minh dị tộc lại ở Thần Thiên Giám bên trong. Trấn này ma ti đối thủ lớn nhất song phương một mực tranh đấu thời gian rất lâu, lẫn nhau coi là đối thủ một mất một còn. Nhưng bây giờ huyền minh dị tộc vậy mà tại thần thiên giám bên trong. Chấn ma ti thủ lĩnh cơ quan bên trong. Đây là chấn ma ti chỗ có người đều không nghĩ tới. Cũng là cung thiên thu cùng ngự phong thiên ti không nghĩ tới. Bọn hắn chủ não cơ quan vậy mà cùng huyền minh dị tộc cấu kết. Thậm chí Nhật Bảo có thể nói bây giờ thần thiên giám chính là huyền minh dị tộc đang nắm trong tay vừa mới độc cô thác tiếp quản trấn ma ti chẳng khác gì là toàn bộ trấn ma ti đều bị huyền minh dị tộc cho nắm trong tay hiểu rồi hết thảy đều hiểu rồi vì sao huyền minh dị tộc mặc dù tồn tại lại vẫn luôn không xuất hiện dựa theo dĩ vãng huyền minh dị tộc chắc chắn thường xuyên cùng trấn ma ti đại chiến huyền minh dị tộc là tốt chiến dị tộc trước đó cùng trấn ma ti thế nhưng là đánh thiên hôn địa ám song phương không phải tại chiến đấu chính là tại chiến đấu trên đường kết quả bây giờ một trận chiến đấu đều chưa từng có. Thứ yếu, huyền minh dị tộc ngang ngược khát máu. Động một chút thì là diệt tộc. Bởi vậy chấn ma ti chia các đại phái hệ sau, đối với huyền minh dị tộc sợ muốn chết. Dù sao bọn hắn bây giờ không đoàn kết ở cùng một chỗ, huyền minh dị tộc có thể từng cái đánh tan. Nếu như chọc tới huyền minh dị tộc mà nói, nhất định sẽ bị diệt tộc. Cho nên dù là ngũ phương các đều có như thế lo nghĩ, tất cả mọi người đều là sách cũng không dám sách Huyền Minh dị tộc chỉ sợ lọt vào diệt tộc liền giống với hứa tình nhã bọn hắn đã sớm biết là Huyền Minh dị tộc cũng không dám nói ra chính là sợ a à. bất quá mọi người lo lắng là lo lắng thế nhưng là Huyền Minh dị tộc căn bản không có xuất hiện qua cũng không có cái gọi là giết qua chấn ma ti người càng không có diệt tộc qua đại gia là sợ nhưng trong khoảng thời gian này đến nay Huyền Minh dị tộc an tĩnh đáng sợ Căn bản ngay cả mặt mũi đều lộ ra tới qua. Nếu không phải là Diệp Quân Lâm phá vỡ cục diện bế tắc mà nói, Huyền Minh dị tộc cũng sẽ không xuất hiện. Trước đó Cung Thiên Thu không nghĩ tới. Bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại, phía sau lưng phát lạnh. Huyền Minh dị tộc không phải không có xuất hiện qua, mà là một mực tại thần thiên giám, một mực tại ngay dưới mắt. Bọn hắn cũng không phải không đối phó trấn Ma Ti, hoặc có lẽ là vẫn luôn tại đối phó. Nhưng áp dụng phương thức không phải trực tiếp đánh mà là xâm nhập nội bộ chậm rãi thẩm thấu từng bước một trưởng khống toàn bộ trấn ma ti bây giờ cung thiên thu dám khẳng định đây hết thảy đều cùng độc cô thác có quan hệ không biết là độc cô thác chủ trưởng hay là hắn chính là một cái khôi lỗi hắn muốn trưởng khống trấn ma ti trở thành lãnh tụ cũng là nguyên nhân này cung thiên thu ngờ tới hắn khả năng cao chính là huyền minh dị tộc người cái này sợ là trấn ma ti chỗ có người cũng sẽ không nghĩ tới bây giờ trấn ma ti người lãnh đạo lại là huyền minh dị tộc người bọn hắn trực tiếp thẩm thấu đến thần thiên giám nội bộ triệt để trưởng khống trấn ma ti biện pháp này đơn giản tuyệt ai cũng không nghĩ tới lại là cục diện này nhìn như trấn ma ti nhất thống trên thực tế trấn ma ti phế đi sớm bị huyền minh dị tộc khống chế cung thiên thu cười lắc đầu ai có thể nghĩ tới trấn ma ti chủ não cơ quan lại là trấn ma ti chính mình địch nhân lớn nhất Ngự Phong Thiên Ti thực sự là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ai có thể tưởng tượng chấn ma ti bên trong bộ đã mục nát thành bộ dáng này? Cư nhiên bị Huyền Minh dị tộc cho nắm trong tay. Hắn một lòng si mê với luyện dược, kết quả trước kia Thiên Ti rời đi thời điểm, còn cố ý căn dặn hắn nhìn xem chấn ma ti, không cần quá si mê với luyện dược. Hiện tại cũng là hắn một tay cho ủ thành. Cái này, cái này cũng là một đại tai nạn a trước mắt cung thiên thu cũng là chấn ma ti đại tai nạn. Chấn ma ti sắp xong rồi. Đây là hắn sâu sắc cảm thụ. Nếu như không có bị cung thiên thu bắt được, hắn thấy cảnh này nhất định sẽ tức giận phẫn nộ, thậm chí muốn tiếp tại chỗ cùng huyền minh dị tộc đám người một trận chiến. Chỉ là bây giờ coi như xong đi. Vô lực hồi thiên. Cứ như vậy đi. Cục diện này. Sợ là thiên ti trở về đều không chắc chắn có thể thay đổi. Chớ đừng nói chi là không có ở đây. Hắn đã không có biện pháp, cũng là nhân gia tù nhân. Cung Thiên Thu cũng không trực tiếp rời đi, nhặt bảo ma là tại Huyền Minh dị tộc chính giữa đám người kia quan sát. Nữ nhân này cũng tại. Cung Thiên Thu tại Huyền Minh dị tộc ở trong, phát hiện thần thiên giám đệ nhất phu nhân. Cũng chính là Độc Cô Thác lão bà. Cung Thiên Thu nghe sư phụ nói qua, Độc Cô Thác lão bà trước kia thế nhưng là kinh diễm tứ phương, tao ngộ rất nhiều người tranh đoạt. Được vinh dự đệ nhất phu nhân cuối cùng bị độc cô thác cầm xuống. Mà nàng càng nghe qua một cái cố sự. Giống như phía trước có cái cường đại dị tộc bên trong có một nữ nhân đặc biệt lợi hại, vô luận là dung mạo hay là thực lực, đều có thể xưng tuyệt đỉnh. Thế nhưng là về sau cái này dị tộc bị chấn ma ti thẳng tiếp cho diệt tuyệt. Nữ nhân này cũng đã chết. Xem ra đệ nhất phu nhân chính là dị tộc tàn dư. Cung thiên thu tự lẩm bẩm Nàng ngờ tới hai người kia kỳ thực là cùng một người cái kia dị tộc cũng không hoàn toàn diệt tuyệt, mà là có người sống xuống dưới. Cái này đệ nhất phu nhân chính là, đệ nhất phu nhân hoạt động mạnh tại trong huyền minh dị tộc, rõ ràng đây chính là dị tộc bên trong người A. Cung thiên thu càng ngày càng chắc chắn, xâm nhập huyền minh dị tộc ở trong sau, hắn phát hiện có một nơi, có một đám người đang bảo vệ. Mà bên trong sinh ra tương đối lớn năng lượng ba động, giống như có người ở tu luyện, cung thiên thu lập tức lẻn vào trong đó quả nhiên có vấn đề. Ân, đó là Ngũ hành linh căn linh cốt. Cung Thiên Thu lại có phát hiện trọng đại. Nàng ở đây vậy mà phát hiện Ngũ hành linh căn linh cốt. Có người đang tu luyện, Ngũ hành linh căn linh cốt quả nhiên cường đại, chung quanh nơi này linh khí điên cuồng hướng ở đây tại hội tụ. Đương nhiên Huyền Minh dị tộc dùng đại thần thông ngăn cách khí tức. Nhưng cái này không làm khó được Cung Thiên Thu. Cung Thiên Thu rất mau nhìn đến nắm giữ Ngũ hành linh căn linh cốt người là ai. Người này mặc dù cực ít lộ diện, nhưng nàng biết là người nào. Độc Cô Thác chi tử Độc Cô Tiêu, người này cũng là Thiên Phú Tuyệt Luân, so thần thiên giám bát đại thiên kiêu có thể còn mạnh hơn một chút. Bất quá hắn đằng sau căn cốt bị thương thương, biến thành phế vật. Những năm gần đây một mực đang tìm thích hợp linh căn linh cốt tới cấy ghép. Không nghĩ tới gặp Thanh Long năm người ngũ hành linh căn linh cốt. Chỉ là Độc Cô Tiêu sự tình cũng là bí mật. Chấn Ma Ti ở trong cơ hồ tất cả mọi người đều không biết cũng chính là cung thiên thu biết chuyện thiên hạ, nắm giữ lấy đủ nhất tin tức. Bằng không thì nàng cũng không biết độc cô tiêu cái này tồn tại. Dù sao hắn căn bản không có ở chấn ma ti trước mặt mọi người lộ mặt qua. Ha ha ha, thì ra diệp quân lâm mấy vị huynh đệ căn cốt là bị bọn hắn cấy ghép đi. Đối mặt, toàn bộ đối mặt, thì ra huyền minh dị tộc người sau lưng là độc cô thắc phụ tử. Cấy ghép đi ngũ hành linh can linh cốt cũng là bọn hắn chẳng thể trách độc cô thác với bên ngoài hết thảy đều quen thuộc như vậy thì ra hắn đã sớm trưởng khống hết thảy độc cô tiêu bây giờ vô cùng cường đại cùng ngũ hành linh căn linh cốt hoàn mỹ dán vào đem ngũ hành linh căn linh cốt phát huy đến cực hạn thực lực của hắn bây giờ đều giống như độc cô thác sắp. phóng nhãn toàn bộ trấn ma ti hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài a nắm giữ ngũ hành linh căn linh cốt độc cô tiêu rất cường đại nhưng so với bây giờ cung thiên thu tới nói đơn giản không đáng giá được nhắc tới. Cung thiên thu chẳng những bả chấn ma ti chỗ có thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Thậm chí đem độc cô thác dạng này đều dẫm ở dưới chân. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng biết huyền minh dị tộc ở nơi nào, cũng biết ngũ hành linh căn linh cốt tung tích. Kế tiếp có trò hay để nhìn. Chỉ cần nàng nói cho lời nói Diệp Quân Lâm, như vậy mục tiêu sẽ hoàn toàn thay đổi vị trí diệp quân lâm tuyệt đối tức giận giết hướng huyền minh dị tộc thậm chí còn có trấn ma ti cũng biết giết hướng huyền minh dị tộc đến lúc đó mấy phương đại loạn vì nàng tranh thủ nhiều thời gian hơn thậm chí nàng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi cung thiên thu thực sự là nghĩ cuồng tiếu vài tiếng ông trời thật là đứng tại nàng bên này vận khí một mực tại bên này cứ việc có khó khăn chắc trở nhưng nàng một đường cũng là hữu kinh vô hiểm loại này thời khắc nguy nan, để cho nàng trong lúc vô tình phát hiện huyền minh dị tộc tồn tại cùng với thần thiên giám bí mật lớn nhất. Đây không phải đều có lợi cho chính mình sao? Chính mình đem chuyện này bộc lộ ra đi lời nói. Như vậy vì chính mình có thể tranh thủ được nhiều thời gian hơn, để cho chính mình trưởng thành nhặt bào càng nhanh. Khi đó Diệp Quân Lâm cũng sẽ không tiếp tục là đối thủ của nàng. Chờ bọn hắn phản ứng lại lại nếu đối phó mình, đã sẽ trễ. Biết cái này đại bí mật về sau, cuộc diện trực tiếp chuyển biến biến thành có lợi cho cung thiên thu cung thiên thu cũng không lưu thêm mà là mang theo ngự phong thiên ti rời đi không có ai biết nàng tới qua cũng không người biết ngự phong thiên ti không có ở đây lại không người biết thiên y dám tất cả thần dược đều biến mất cái này chính là cải biến chấn ma ti cách cục một bút đi tới vạn thi khanh cốt đại sư ta tiến đưa người một món lễ vật cung thiên thu tương ngự phong thiên ti ném xuống đất cốt đại sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái gì, đây là ngự phong thiên ti. Cốt đại sư mặt mũi tràn đầy chấn kinh, đều phải không ngậm miệng được. Còn có người trưởng thành đến mức này. Lúc này mới bao lâu không gặp. Cốt đại sư nhìn thấy cung thiên thu chấn kinh đến trong mắt đều phải bay ra ngoài. Phía trước cảm thấy cung thiên thu là vô cùng cường đại tồn tại. Nhưng bây giờ trên người nàng lại có loại kinh hoàng thiên uy cảm giác. Cơ hồ cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể nàng là thiên nàng là mà cảm giác trên người nàng có cuồn cuộn uy áp so cốt đại sư thấy qua mỗi người đều cường đại ngự phong thiên ti nhìn thấy khi xưa người quen biết cũ sắc mặt trắng bệch cơ thể run rẩy lên bất quá đối với so với hắn vừa mới kinh nghiệm hết thảy hắn đều bình thường trở lại cốt đại sư cũng không tính là cái gì ngự phong thiên ti không nghĩ tới a à, lập tức chúng ta liền muốn phúc diệt chấn ma ti cốt đại sư cười to nói bởi vì lúc đó hắn đi tà dị dược đạo, bị ngự phong thiên ti đuổi ra. Khẩu khí này rốt cuộc phải phát tiết. Đến đây đi, giết ta đi. Ngự phong thiên tư trực tiếp nằm ngửa. Hắn bất lực ngăn cản, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Ta trước tiên thôn vệ A. À. Cung thiên thu tư ngự phong thiên ti công lực toàn bộ thôn vệ hết. Giao cho ngươi. Cung thiên thu tương ngự phong thiên ti ném cho cốt đại sư. Cốt đại sư kế tiếp đem đối với ngự phong thiên ti tiến hành giày vò, hắn chán ghét thiên y giám chán ghét thần thiên giám mỗi người rơi xuống trong tay hắn mà nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua đến nỗi cung thiên thu cũng không nhàn rỗi một bên tăng thực lực nữa một bên liền muốn sắp đặt huyền minh dị tộc bị phát hiện sự tình nàng đương nhiên sẽ không trực tiếp để lộ ra ngoài bởi vì nàng muốn là các phương đánh nhau muốn là đem thời gian kéo dài để cho diệp quân lâm cái này một số người đem lực chú ý thay đổi vị trí cho nàng đầy đủ thời gian đi trưởng thành cung thiên thu cũng phát hiện mình thực lực đề cao cũng liền thôn phệ càng nhiều kế tiếp một đoạn thời gian nàng đem thiên y giám cùng thần thiên giám trộm được bảo vật cùng đan dược những thứ này toàn bộ từng cái thôn phệ thực lực của nàng càng thêm cường đại nàng cũng không dừng lại tiếp tục trưởng thành tiếp tục tìm tìm đủ loại có thể bị nàng thôn phệ đồ vật huyền minh dị tộc tin tức nàng cũng tại một chút làm nền tiếp xuống một đoạn thời gian Diệp Quân Lâm còn tại tìm cung thiên thu, cũng phát hiện rất đa đoan nghê. Cảm giác khoảng cách tìm được không xa. Đến nỗi thần thiên giám tại trong hang hái chủ bị, chuẩn bị đối với thiên sư phủ động thủ. Nhất là độc cô thác, hắn rất muốn đối với thiên sư phủ hạ thủ. Không tệ, hắn chính là huyền minh dị tộc tương quan nhân viên. Mục đích của hắn chính là trưởng khống Trấn ma ti. Lúc này lại xuất hiện một cái trở ngại thế lực, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua mà trong khoảng thời gian này buồn bực nhất là tiêu phong không biết vì cái gì cung thiên thu bây giờ căn bản không liên hệ chính mình cái này nhưng làm tiêu phong lo lắng là không tệ cung thiên thu nói tận lực không cần liên hệ nhưng lời tuy nói như vậy nhưng cái này đều đi qua thời gian dài bao lâu cung thiên thu không chút nào liên hệ chính mình căn bản không có tin tức hắn cũng nếm thử liên hệ cung thiên thu dĩ nhiên không phải bởi vì cái gì đại sự chỉ nói là chính mình tưởng cung thiên thu các loại muốn theo cung thiên thu liên hệ liên hệ các loại chỉ là cung thiên thu căn bản không để ý tới bây giờ nhật bảo tiêu phong cùng cung thiên thu xem như như keo như sơn trạng thái đừng nói thời gian dài như vậy không liên lạc chính là từng phút từng giây không thấy được tiêu phong đều biết vội vàng sao động giống là kiến bò trên chảo nóng tiêu phong những ngày này làm cái gì đều không thích hợp liền nghĩ kiến cung thiên thu hắn đều hận không thể lập tức đi tìm cung thiên thu hắn toàn thân không thoải mái giống như là ngàn vạn con kiến ở trên người hắn đi qua làm như thế nào đều không được mấu chốt là hắn liên hệ cung thiên thu đối diện căn bản không hồi phục kỳ thực cung thiên thu thấy được hắn liên hệ chỉ là cười lạnh một tiếng có bệnh bây giờ tiêu phong ở trong mắt nàng chính là như kiến cỏ bây giờ tiêu phong đã không có bao lớn chỗ dùng con cờ này nàng không cần lại đến tâm đối với tiêu phong liên hệ nàng cũng lời nhắc đáp lại đơn thuần lãng phí thời gian nên thật không sẽ cảm thấy có thể xứng với chính mình a à. cung thiên thu cười lạnh liên tục nếu như tiêu phong có diệp quân lâm bản chuyện vẫn được nhưng hắn chính là một cái phế vật nơi nào xứng với cung thiên thu xác rời một cái còn dám liên hệ ta ha ha ta đã nói với người nói đều là đối với người ban ân tiêu phong không thích hợp chu tước nhìn ở trong mắt cứ việc Tiêu Phong không có ra ngoài, hoặc làm ra những chuyện khác, nhưng hắn tình trạng quá kém, đây là Chu Tước nhìn trong mắt. Cùng với nàng dự đoán không sai biệt lắm. Tiêu Phong hẳn là còn cùng Cung Thiên Thu có liên hệ, song phương căn bản không đoạn tuyệt lui tới. Bất quá nhìn Tiêu Phong dáng vẻ, Cung Thiên Thu hẳn là không để ý tới Tiêu Phong, hắn mới thành như vậy. Bất quá Chu Tước vẫn là muốn tiếp tục quan sát, cái này cũng không chứng cứ gì. Chỉ là suy đoán của nàng thôi nàng còn phải tiếp tục quan sát đến kế tiếp tiêu phong trạng thái càng ngày càng kém cha bất tư phản không thơm cũng không tu luyện cả ngày không có việc gì liền đợi đến cung thiên thu một cái hồi phục thế nhưng là càng chờ càng không có tin tức cung thiên thu liền giống như biến mất căn bản sẽ không liên hệ hắn vô luận hắn làm sao liên lạc cung thiên thu cũng sẽ không hồi phục thiên thu ngươi liền hồi đáp ta đi ta chỉ là muốn biết ngươi thụ thương khôi phục như thế nào tiêu phong vội vàng sao động vô cùng liền chờ cung thiên thu một cái hồi phục thế nhưng là tiêu phong vô luận như thế nào mấy người cũng không có ý nghĩa cung thiên thu cũng không có trả lời hắn hiện tại hắn cơ hồ không có bất luận cái gì giá trị lợi dụng a à. cung thiên thu để ý đến hắn làm gì đều biết diệp quân lâm để mắt tới hắn hắn bây giờ truyền lại không ra bất kỳ tin tức gì thậm chí còn có thể bị diệp quân lâm lợi dụng cơ hồ không có bất kỳ chỗ dùng nào cũng chính là cung thiên thu cuối cùng cần thời điểm mới có thể liên hệ hắn. Bằng không mà nói, tuyệt đối không thể. Không có giá trị, đối với cung thiên thu tới nói còn không bằng dưới chân một con run dế bỏ sát. Nàng vẫn còn đang bận rộn, nơi nào có thời gian đi quản tiêu phong A. Phế vật vô dụng, nhìn thấy tiêu phong cuối cùng liên hệ chính mình, cung thiên thu đã cảm thấy ác tâm. Nhưng cung thiên thu dạng này càng không liên hệ tiêu phong, tiêu phong lại càng vội vàng sao động phát cuồng cả người đều phải như bị điên cả ngày mất hồn mất vía cái gì cũng không làm cả người đều ở vào sụp đổ trạng thái chờ tại chỗ của mình căn bản đều không từng đi ra ngoài liền một mực quan sát hắn chu tước đều cảm nhận được vô cùng kiềm chế tiêu phong trạng thái liền là phi thường không thích hợp lại qua mấy ngày cung thiên thu cơ hồ hoàn thành huyền minh dị tộc tin tức làm nền sẽ phải bắt đầu đương nhiên tiêu phong nàng căn bản là không để ý đến qua cái này khiến tiêu phong đều phải hỏng mất, đều phải điên rồi. Một ngày không gặp như là ba năm. Cái này đều nhiều hơn thời gian dài không gặp, hắn thật sự ở vào bùng nổ danh giới. Hắn nghĩ thời thời khắc khắc nhìn thấy cung thiên thu. Dù là nghe nàng âm thanh đều được. Thế nhưng là càng chờ càng không có tin tức. Cảm giác hắn giống như là bị ném bỏ. Hắn có loại cảm giác cung thiên thu muốn rời xa hắn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nếu thật là dạng này, hắn còn sống còn có cái gì ý nghĩa cung thiên thu đều rời xa hắn sống sót không có ý nghĩa hắn có thể không cần sư phụ không cần những người khác nhưng không thể không có cung thiên thu đây là hắn sống sót động lực phía trước tiêu phong nghĩ là vì thanh long năm người báo thù đây là mục tiêu tiếp theo của hắn cũng là hắn động lực thế nhưng là bây giờ đều quên đi trong óc của hắn chỉ có cung thiên thu một người hết thảy đều vì cung thiên thu mà sống Cung Thiên Thu không liên hệ, hắn sao chết còn khó chịu hơn. Tiêu Phong thực sự nhịn không được, liền nghĩ cùng Cung Thiên Thu liên lạc một chút. Cuối cùng hắn muốn hỏng mất. Hắn nhất định phải liên lạc với Cung Thiên Thu. Hắn quá lo lắng. Trong đầu cũng là xuất hiện đủ loại ý nghĩ. Khó khăn đạo Cung Thiên Thu có những người khác, vẫn là nàng gặp nguy hiểm. Không thể nào, tuyệt đối có vấn đề chỗ. Nếu không, Cung Thiên Thu sẽ không như thế thời gian dài không liên hệ chính mình nhật bảo nhất định có vấn đề hắn nhất định phải liên lạc với cung thiên thu nhất định thế nhưng là hắn làm sao liên lạc cung thiên thu cũng là không có đáp lại làm sao bây giờ phải nghĩ biện pháp liên hệ với cung thiên thu a tiêu phong bắt đầu suy xét đúng hắn nghĩ tới cung thiên thu nói qua có thể liên hệ nàng chỉ là lúc có chuyện trọng đại mặc dù là nói dối nhưng hắn vì liên hệ với thượng cung thiên thu liều lĩnh sau đó Tiêu Phong lập tức liên hệ cung Thiên Thu. Sưng có đại sự, xảy ra chuyện lớn, cấp tốc. Đang bận rộn cung Thiên Thu bị Tiêu Phong gửi tới tin tức khẩn cấp dọa sợ. Trong lúc nhất thời nàng bị sợ chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người tới. Cả người sắc mặt trắng bệch, không có chút nào tơ máu. Chẳng lẽ là Diệp Quân Lâm phát hiện mình? Bằng không thì Tiêu Phong sẽ không như vậy liên hệ chính mình. Cứ việc bây giờ nàng cảm giác cùng Diệp Quân Lâm có lực đánh một trận nhưng tuyệt đối không phải nàng bại lộ thời cơ tốt nàng muốn tại có thể đầy đủ cầm xuống diệp quân lâm thời điểm lại bại lộ lúc này không phải thời cơ tốt nàng đơn thương độc mã có thể cùng diệp quân lâm đánh cái ngang tay nhưng mà trấn ma ti cùng với thiên sư phủ cái này một số người toàn bộ đều tới mà nói vậy nàng thật không nhất định là đối thủ nàng muốn bảo đảm trăm phần trăm chắc chắn bây giờ năm thành chắc chắn cũng không có vẫn là không thể bị diệp quân lâm phát hiện bây giờ tiêu phong liên lạc khẩn cấp chính mình cũng không phải chính là bị diệp quân lâm phát hiện sao ngoại trừ còn có cái gì đại sự trong thời gian thật ngắn cung thiên thu cũng tại nghĩ mình rốt cuộc nơi nào bại lộ dẫn đến thân phận bị phát hiện nàng hít sâu mấy lần sau bắt đầu liên hệ tiêu phong tiêu phong đến cùng xảy ra chuyện gì mau nói cho ta biết cứ việc cung thiên thu tại khống chế nhưng cả người vẫn là tại run lên dù sao can hệ trọng đại a bên này tiêu phong một mực tại thấp thỏm không nghĩ tới cung thiên thu thật sự liên hệ chính mình hắn kích động kém chút thét lên lên tiếng thiên thu người cuối cùng liên hệ ta ta đều phải gấp chết tiêu phong đều phải khóc hắn một mạch đem chính mình đối với cung thiên thu tưởng niệm toàn bộ biểu đạt ra ngoài đó là một loại sâu tận xương tùy yêu điên cuồng đến mức tận cùng yêu chỉ là cung thiên thu căn bản đối với mấy cái này không ưa a à, đừng nói những thứ này mau nói đã xảy ra chuyện gì người như thế nào lằng nhà lằng nhằng không có trọng điểm sao mau nói cái đại sự gì cung thiên thu đều phải im lặng ác tâm chết đều loại này thời khắc nguy nan vẫn còn nói chút tình a à yêu ngu xuẩn cực hạn ngu xuẩn cái này khiến tiêu phong sướng sờ a à, thiên thu đây là ta tìm người đại sự a à. ta đối người yêu chẳng lẽ không tính toán đại sự sao tại tiêu phong xem ra hắn đối với cung thiên thu ái tài là chuyện lớn nhất cũng là khẩn cấp nhất chuyện. Chắc hẳn cung thiên thu cũng là hiểu như vậy cho rằng ha. À. Bọn hắn yêu là vĩ đại nhất, siêu việt hết thảy. Thiên thu ngươi nghe ta nói, ta quá nhớ ngươi, ta thời thời khắc khắc đều nhớ nhìn thấy ngươi. Tiêu phong nhặt bảo mượn cơ hội, đem chính mình nhẫn nhịn bao nhiêu ngày lời nói một hơi toàn bộ nói ra. Cung thiên thu chắc chắn cũng giống vậy. Đối với chính mình dị thường tưởng niệm, toàn rất nói nhiều ngữ A. À. Nàng chắc chắn ngượng ngùng nói, chính mình chủ động một điểm trước tiên là nói về nàng chắc chắn còn muốn nói tiêu phong thừa cơ đem muốn nói toàn bộ nói ra cung thiên thu đối diện toàn trình trầm mặc không nói gì kỳ thực nàng đã tới nổi giận bùng nổ biên giới nhưng tại tiêu phong xem ra cung thiên thu chính là nghiêm túc lắng nghe tình yêu của mình hắn cảm giác đặc biệt ngọt ngào đặc biệt hạnh phúc cung thiên thu chính là của hắn hết thảy thiên thu kế tiếp tới phiên ngươi Thời gian dài như vậy, người nghĩ tới ta không có. Tiêu Phong chờ mong kích động hỏi. Hắn chờ đợi chính là Cung Thiên Thu tưởng niệm biểu đạt. Chỉ là Cung Thiên Thu bên kia trầm mặc nửa ngày sau, mới không nhanh không chậm hỏi, người hôm nay tìm ta nói có chuyện khẩn cấp chính là cái này. Không có những thứ khác. Tiêu Phong trả lời, đúng a, à, Thiên Thu ta quá yêu ngươi, ta nghĩ mỗi thời mỗi khắc nhìn thấy ngươi. Ta muốn biết ngươi khôi phục như thế nào, ta muốn biết ngươi tình hình gần đây như thế nào chỉ những thứ này, cung thiên thu âm thanh đã băng lạnh. Cùng thời kỳ chờ, cung thiên thu biết rất rõ ràng chính mình tưởng niệm còn muốn chính mình nói tiếp. Đây là muốn nghe nhiều một điểm dỗ ngon dỗ ngọt. Hắn một mặt ngọt ngào hạnh phúc, cũng tại chờ mong cung thiên thu điên cuồng đáp lại. Đúng, chỉ những thứ này, ta quá muốn liên hệ ngươi, ta mới như vậy nói, bằng không thì ngươi cũng không hồi phục ta à? Bất quá cũng là thật thú vị, không thời gian dài như vậy không liên hệ ta đều không biết mình yêu ngươi như vậy. Tiêu Phong liền vội vàng cười đạo. Còn tại điên cuồng biểu đạt tình yêu của mình. Tất nhiên cung thiên thu ưa thích nghe, như vậy chính mình liền nhiều lời một điểm. Ngu xuẩn, ngu xuẩn vô cùng, ta liền không có gặp qua người dạng này ngu xuẩn. Người căn bản chính là ngu ngốc, trong đầu có bệnh, phục, ta thật phục ngươi, ngươi chính là một cái nam nhân sao, giống như ngươi có thể thành đại sự. Giác rời một dạng nam nhân, tinh khiết không có trí thông minh có thể nói ngươi thật là một phế vật sao ta tưởng tượng muốn càng thêm phế vật uổng cho ngươi vẫn là diệp quân lâm đồ đệ đâu ngươi mất mặt cho diệp quân lâm a trên người ngươi có một phần giống hắn địa phương sao thiên phú cao nhưng thực lực thấp không suy nghĩ chính mình nguyên nhân sao ngươi chính là bùn nhão không dính lên tường được ta gặp được nhiều nam nhân như vậy ngươi là ta đã thấy ngu xuẩn nhất không có cái thứ hai ngươi chính là có bệnh trong mắt ngươi còn có một chút chính sự sao Ngươi chú định chính là một cái nhất sự vô thành phế vật. Ngươi chẳng lẽ không có một chút đầu óc sao? Loại này ngây thơ sự tình ngươi là thế nào làm ra? Ta thực sự là phục, không phân rõ nặng nhẹ thong thả và cấp bách, có thể xứng với ta sao? Thế nhưng là tiêu phong cuối cùng không có trở lai cung thiên thu dỗ ngon dỗ ngọt, mà là chửi ầm lên. Mộng, tiêu phong trực tiếp trợn tròn mắt, giống như sấm sét giữa trời quang đánh xuống. Cả người thương thích đầy mình, đại não ông ông tác hưởng giống như là bị kinh lôi liên tục oanh kích thân thể của hắn cứng ngắc ngốc ngốc đứng ở nơi đó tựa như một cái như pho tượng cái xác không hồn nói chính là tiêu phong bây giờ chỉ có một bộ vỏ bọc thôi tại sao sẽ là như vậy cung thiên thu sẽ chửi mình cái này hắn đều muốn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không quá không thể tin có phải hay không lỗ tai mình xảy ra vấn đề là ảo giác của mình sao thế nhưng là bên tai còn quanh quẩn lấy cung thiên thu mắng to âm thanh cái kia hung ác hồ tiếng mắng tựa như từng thanh từng thanh đao nhọn một dạng hung hăng đâm vào tiêu phong trong ngực đúng chính mình là lừa cung thiên thu căn bản không có việc lớn gì chỉ là chính mình tưởng niệm cung thiên thu dùng loại phương thức này lừa nàng hồi phục thế nhưng là như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi chửi mình a à. không tệ bây giờ là có người nhìn chằm chằm rất dễ dàng bả cung thiên thu bại lộ dễ dàng bị xem như địch nhân. Nhưng cũng không đến nỗi mắng ác như vậy a. À. Chính mình thế nhưng là nàng nam nhân a. À. Cũng bởi vì dạng này nho nhỏ lừa gạt, liền đối với hắn lớn như vậy mắng. Hơn nữa chính mình như thế liên hệ nàng, cũng là bởi vì muốn nàng a. À. Theo lý mà nói cung thiên thu có thể hiểu được. Bọn hắn thuộc về đang yêu cháy bỏng, như keo như sơn, một ngày không thấy đều không được, chớ đừng nói chi là thời gian dài như vậy không gặp. Cung Thiên Thu cũng cần phải rất nhớ chính mình a. À. Thời gian dài như vậy không thấy, nàng cũng cần phải góp nhặt rất nhiều dỗ ngon dỗ ngọt a. À. Mà không phải lớn như vậy mắng a. À. Vì cái gì a? À. Thiên Thu chẳng lẽ thay đổi sao? Như thế nào đối với chính mình dạng này? Thiên Thu ta, ta thừa nhận lừa gạt ngươi, nhưng ta chỉ là muốn nhặt bảo nói cho ngươi nói chuyện, muốn biết người tình hình gần đây a. À. Ta quá nhớ ngươi. Ta đây có lỗi gì a? À. Mắng ta không nên a. À là ta sai rồi ta xin lỗi ngươi nhưng ta thực sự là quá nhớ ngươi tiêu phong nói hắn hay là không muốn tiếp nhận cung thiên thu giận mắng sự thật của hắn nhất định có nguyên nhân nhất định là cung thiên thu quá vọng động rồi bằng không thì nàng sẽ không đối với chính mình như thế cung thiên thu đối với chính mình thật tốt a à? mắng hắn khẳng định có nguyên nhân là đang trách cứ hắn cố ý dạng này liên hệ kém chút cho là hại nàng mới như vậy phát hỏa nhưng mà cũng mất khống chế thật lợi hại a à. đoán chừng cung thiên thu là sợ xảy ra chuyện mới như vậy tự mình làm quá mức Hù đến cung thiên thu cũng là lỗi của mình hắn suy tính không chu toàn hắn thấy cung thiên thu chính là trách cứ việc này quá đột nhiên cung thiên thu sinh khí hắn theo bản năng liền cho rằng là chính mình phạm sai lầm thiên thu ta sai rồi ta thật sự sai tiêu phong kế tiếp bắt đầu điên cuồng xin lỗi hắn đem đại sự làm trò đùa dù là chuyện này là cung thiên thu không đúng nhưng hắn là nam nhân hắn muốn chủ động gánh chịu trách nhiệm dù là hắn không tệ hắn cũng phải nói thành sai dạng này mới có thể hòa hoãn quan hệ tại tiêu phong xem ra chính hắn nói xin lỗi như vậy về sau cung thiên thu ngữ khí liền sẽ mềm xuống thậm chí càng đối với hắn nói tiêu phong mới vừa rồi là ta quá kích động ngượng ngùng các loại dù sao bọn hắn là song hướng lao tới chính mình xin lỗi, cung thiên thu cũng chắc chắn ý thức được chính mình sai lầm. Dù sao lấy nàng đối với cung thiên thu hiểu rõ, nữ nhân này rất thông minh. Nhất định có thể ý thức được chính mình sai lầm. Người có bị bệnh không? Có biết hay không dạng này sẽ hại chết ta? Ngu xuẩn, cực hạn ngu xuẩn, người về sau không cần liên hệ ta. Lan, lan xa một điểm, rác rưởi. Cung thiên thu gần giọng mắng to, tiếp đó trực tiếp cắt đứt liên lạc. Ầm ầm, Tiêu Phong đơn giản muốn nổ tung một dạng. Cả người đều phải đã nứt ra. Chuyện gì xảy ra? Không đúng, Cung Thiên Thu không nên cho chính mình xin lỗi sao? Không nên nói không có chuyện gì sao? Làm sao còn sẽ chửi mình? Còn cắt đứt liên lạc. Kế tiếp vô luận Tiêu Phong như thế nào liên hệ, Cung Thiên Thu không còn đáp lại. Giống như là thật sự đối với Tiêu Phong thất vọng, triệt để không liên hệ hắn. Tiêu Phong đều phải nổi điên. Tại sao có thể như vậy? không phải là ngọt ngào sao kết quả lại trở thành dạng này cung thiên thu nhất định rất tức giận a à. nàng là một cái rất có nguyên tắc người chính mình dạng này đoán chừng chạm đến nàng danh giới cuối cùng nàng mới như vậy tức giận chính mình tưởng rằng tưởng niệm nàng tiếp đó dạng này liên hệ nàng nhưng cung thiên thu quá có nguyên tắc phía trước cũng đã nói không phải khẩn cấp đại sự không liên hệ bởi vậy mới nổi giận như vậy phát hỏa điểm này tiêu phong kỳ thực là có thể lý giải nhưng hắn luôn cảm thấy có chút không đúng. Dù thế nào sinh khí cũng không đến nỗi nổi giận tới mức này a. À. Đây cũng quá nghiêm trọng. Giống như Cung Thiên Thu quyết tuyệt đến không còn liên hệ hắn đồng dạng. Hắn lại có loại cảm giác bị vứt bỏ. Không biết chuyện gì xảy ra. Thất lạc, rất mất mát. Hắn rất đau lòng. Phảng Phất từ nay về sau đều lại không cách nào liên hệ Cung Thiên Thu một dạng. Cả người cũng hỏng, trong ánh mắt đều không hết liền như vậy sa đọa tiêu trầm một bên khác cung thiên thu triệt để phẫn nộ vạn vạn không nghĩ tới tiêu phong vậy mà dạng này liên hệ nàng đơn giản ngu xuẩn đến cực hạn người bất quá là ta cung thiên thu tùy ý điều khiển một quân cờ thôi như thế nào ngươi còn nghĩ thật sự nhận được ta xứng sao nực cười cung thiên thu thực sự là phẫn nộ đến cực hạn làm sao đều không nghĩ tới tiêu phong dạng này liên hệ nàng nàng cũng người đổ mồ hôi lạnh quả thực là có bệnh cốt đại sư đều biết đạo cung thiên thu thao túng dạng này một khỏa liếm chó quân cờ. Nếu không thì ngươi vẫn là ổn định hắn A, à. cái này quân cờ thế nhưng là tại diệp quân lâm thân bên cạnh, vẫn là có chút tác dụng. Cốt đại sư đề nghị, cung thiên thu lại lắc đầu, không cần, hắn bây giờ giá trị cơ hồ là không, còn cực dễ dàng bại lộ ta. Cứ như vậy đi, dù là hắn bây giờ bại lộ ta cũng không quan hệ, con cờ này ta muốn từ bỏ. Nên biết ta đều biết, hắn sau cùng tác dụng cũng chỉ có thể là khích bác ly dán để cho diệp quân lâm nội bộ đại loạn hoặc thời khắc mấu chốt thọc diệp quân lâm một đao cốt đại sư cười cười điều này cũng đúng cung nhật bảo thiên thu bên này là dự định triệt để từ bỏ tiêu phong con cờ này không thể không nói tiêu phong dự cảm vẫn là chính xác luôn cảm thấy muốn mất đi cung thiên thu có loại cảm giác bị vứt bỏ khó chịu vô cùng khó chịu ngược cảm giác ứ động một hơi nhưng không thể nào phóng thích lúc này chu tước xuất hiện tiêu phong đều không phát giác cả người hắn xem như triệt để phế đi ngươi lừa gạt chúng ta chu tước nói thẳng ngươi ngươi chừng nào thì tới tiêu phong một hồi kinh hoàng vốn là hắn thực lực bây giờ siêu cường không biết sao chu tước muốn mạnh đến mức nào thế nhưng là hắn một lòng đều nhào vào cung thiên thu trong chuyện này căn bản không có phát giác bây giờ chu tước tới cũng không biết ta cũng vừa tới nhưng mà ta biết ngươi lừa chúng ta chu tước trực tiếp theo dõi hắn ngươi căn bản không cùng chấn ma ti nữ nhân kia đoạn tuyệt quan hệ ngươi một mực tại theo đuổi nàng cái này tiêu phong trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng thần sắc xem ra chu tước hẳn là nắm giữ thứ gì bằng không thì sẽ không chắc chắn như vậy nếu là hắn phủ nhận ngược lại không được còn có thể bị chu tước nói cho sư phụ vậy thì phiền toái ngươi có phải hay không đang giấu giếm cái gì lừa gạt chúng ta cũng lừa gạt sư phụ chu tước rất bén nhạy phát giác cái gì tiêu phong lập tức nói cái kia không có tuyệt đối không có ta tiêu phong lại như thế nào cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy a à. tiêu phong cảm giác chính hắn vẫn có cái độ ít nhất cung thiên thu không phải người như vậy hắn dám khẳng định liên quan tới xảy ra chuyện mấy lần kia hoàn toàn cũng có thể giải thích được tinh tường cung thiên thu không có một chút hiểm nghi là sư phụ của nàng Cung Văn Thiến còn có chữ Vũ sư huynh cái này một số người. Dù sao Cung Văn Thiến thế nhưng là hắn giết chết, không có cái gì so với cái này càng có sức thuyết phục. Chu Tước thực không dám giấu giếm, ta là lừa các ngươi. Tiêu Phong hào phóng thừa nhận xuống. Ân, chuyện gì xảy ra? Cái này ngược lại là để cho Chu Tước sững sờ. Nàng còn tưởng rằng Tiêu Phong sẽ chết không thừa nhận đâu. Ta một mực tại truy cầu trấn ma ti cung thiên thu. Thế nhưng là ta đuổi không kịp, nàng một mực chướng mắt ta, ta còn nói chính mình là Diệp Quân Lâm đồ đệ đâu, nhưng mà nàng nói điều này cùng ta không việc gì. Tiêu Phong tạm thời viện cái lý do đi ra. Cái này khiến Chu Tước sững sờ. Có mấy phần tin, dù sao tại Thiên Thần Ti thời điểm, nàng biết Tiêu Phong đang điên cuồng truy cầu Cung Thiên Thu. Chỉ là Cung Thiên Thu căn bản không để ý. Tiêu Phong bị khác rất nhiều người chê cười. Cho tới bây giờ ta đều đuổi không kịp, ta sợ nói thẳng ra, các người sẽ châm biếm ta, ta quá mất mặt. bởi vậy nói hoang, không nghĩ tới gây nên hiểu lầm như vậy. tiêu phong thở dài một hơi, tạm thời chu tước là bị ổn định. dù sao tiêu phong nói có lý có theo, dù cho có hoài nghi, nhưng trong lúc nhất thời nói không nên lời cái gì tới. thật sự nữ nhân kia căn bản không đối với người cảm mạo, không chấp nhận ngươi. chu tước hồ nghi hỏi. đúng a, à, hiện tại cũng không liên hệ ta, càng sẽ không gặp ta. ai tiêu phong trạng thái bây giờ giống như là mong mà không được. Cái này chu tước càng thêm bỏ đi nghi ngờ. Như thế nói đến, cái này cung thiên thu hơn phân nửa không phải gian tế. Nếu như nàng là gian tế mà nói, đều không cần ngươi liên hệ nàng, nàng cũng sẽ chủ động liên hệ ngươi, dù sao ngươi thế nhưng là lão đại đại đồ đệ, nắm giữ lấy trực tiếp tin tức. Chu tước phân tích, loại bỏ cung thiên thu hiểm nghi. Dạng này chủ động đưa tới cửa đều không cần. Vậy khẳng định không có chuyện gì còn không phải sao, ta ngược lại thật ra hy vọng bởi vì sư phụ thân phận nàng yêu ái ta đây, kết quả căn bản không cần. Tiêu Phong cảm thán nói, gương mặt chờ mong. cứ như vậy, chủ tước liền không lại hoài nghi. Tiêu Phong tạm thời tẩy thoát hiểm nghi, đều đưa tới cửa còn không muốn. nữ nhân này tuyệt đối không phải. bất quá Tiêu Phong ta khuyên ngươi a, à, không cần quá thâm tình, bằng không thì cuối cùng thụ thương chính là ngươi, thực sự không được thì đổi mục tiêu a. À có lẽ nàng cho tới bây giờ liền không có nhìn tới ngươi đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng để cho người ta lợi dụng loại này đặc thù nhặt bảo thời kỳ nói không chừng đây là nhân gia dục tình cố túng chiêu số đâu ngươi muốn cảnh giác cao độ không phải ta nói ngươi ngươi rất thông minh nhưng chuyện tình cảm không tiện đem cầm chu tước vô ý thức thuyết phục lại là đau nhói tiêu phong nội tâm bây giờ công thiên thu đối với chính mình không phải liền là như vậy sao đúng bỗng nhiên tiêu phong toàn thân run lên khó khăn đạo cung thiên thu thật là đang lợi dụng chính mình bây giờ biết chính mình không có tác dụng bị sư phụ hoài nghi cũng lại lấy không được tin tức cùng hành tung cho nên đá một cái bay ra ngoài trước đó cũng không phải là như vậy a à. trước đó thật tốt nhưng hôm nay căn bản cũng không để ý chính mình đúng vậy bây giờ liên hệ sẽ có tồn tại nguy hiểm cũng không đến nỗi dạng này a à hiện tại hắn cảm giác chính là có loại bị ném bỏ giả thiết cung thiên thu chính là sư phụ muốn tìm người nàng tiếp cận chính mình chính là vì biết sư phụ tin tức cùng hành tung các loại khoảng thời gian này xảy ra chuyện đều có thể đối được bây giờ chính mình con cờ này vô dụng nàng đá một cái bay ra ngoài căn bản liền không liên lạc bây giờ nguy hiểm gì a à, đều là mượn cớ thuần túy chính là không muốn lại dùng chính mình con cờ này bây giờ tiêu phong đầu não ngược lại tinh tường vô cùng. Đem sự tình trước sau trải vuốt một lần. Nếu như cung thiên thu thực sự là sau lưng lớn boss mà nói, còn thật sự hoàn toàn có thể đối được. Đối với thái độ mình chuyển biến cùng với nhục mạ cũng hoàn toàn hợp lý. Không phải. Chẳng lẽ, một cái ý tưởng đáng sợ tại trong óc của hắn xông ra. Cung thiên thu chẳng lẽ là chính là sau lưng lớn boss hơn nữa nghe sư phụ nói cái này người sau lưng thực lực tại trong từng bước đề thăng. Chẳng lẽ là quân quân công pháp? Chỉ có quân quân công pháp mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đề thăng nhanh như vậy. Đây hết thầy cũng đều đối được. Nàng cố ý làm bị thương chính mình, tiếp đó nói cho hắn biết công pháp này tẩu hỏa nhập ma. Chính là vì không để cho mình biết, nàng muốn tiếp tục luyện công pháp này. Còn có sư phụ thần kiếp cũng là nàng đánh cắp ngoại trừ hứa tình nhã mấy người phía trước biết bọn hắn đại bản doanh bên ngoài có lẽ cung thiên thu cũng là biết đến nàng mặc dù không có quang minh chính đại tới nhưng có thể theo dõi chính mình a à. lấy nàng ngay lúc đó thực lực theo dõi hắn hoàn toàn không thành vấn đề nàng thăm dò rõ ràng đại bản doanh hết thảy sau cố ý đem tin tức nói cho huyền minh dị tộc tiếp đó chính mình đánh cắp thần kiếp kế tiếp mỗi một sự kiện chỉ cần nhắc lên cung thiên thu đều có thể giải thích được vô cùng hợp lý mỗi một sự kiện tiêu phong cẩn thận suy xét phân tích nhất là bà cung thiên thu thay vào trong đó tất cả đều trở nên hợp lý cái suy nghĩ này là hoàn toàn thành lập nhưng mà tiêu phong ngươi làm gì chứ tại sao có thể là cung thiên thu tiêu phong nghĩ đến cung thiên thu là chính mình nữ nhân lập tức trở nên không tỉnh táo không lý trí dù là chứng cứ đặt tại trước mắt hắn đều không nhất định sẽ tin tưởng huống chi bây giờ chỉ là chính hắn giả thiết thôi. Thiên thua tuyệt đối không phải là người như thế. Nàng chỉ là một cái tiểu nữ nhân A. À. Làm sao có thể bả chấn ma ti chơi đến xoay quanh đâu. Lại giả thuyết quân quân công pháp dù là nàng chính là luyện, tốc độ tăng lên nhanh là nhanh, nhưng cũng không đạt đến nói ngắn thời gian bên trong uy hiếp được tình cảnh sư phụ. Không thể nào là cung thiên thu. Tiêu phong người quá không phải người. Không chỉ lần một lần hai hoài nghi không thể bởi vì bây giờ thiên thu mắng to ngươi, ngươi liền hoài nghi nàng. Nàng lớn như thế mắng ta, chắc cũng là vì ta nghĩ đi. Bây giờ thực sự là thời khắc mấu chốt. Nhìn chu tước liền chú ý tới chính mình. Nói không chừng nhặt bảo sư phụ đều nhìn mình chầm chầm đâu. Hoặc những người khác cũng đều nhìn ra chính mình không bình thường tới. Chính mình cưỡng ép cùng cung thiên thu liên hệ mà nói, vạn nhất bị sư phụ phát hiện. Đến lúc đó hết thảy toàn bộ phế đi khi đó mình rốt cuộc chú ý bên kia. Giỏ chúc ngốc nước, công dã tràng. Thiên thu sợ sẽ là lo lắng cái này mới như thế. Tiêu phong lại vì cung thiên thu suy nghĩ một cái lý do tốt. Diệp quân lâm trong khoảng thời gian này đều đang ngó chừng Tây Các. Phát hiện Tây Các chết không ít người. Hắn đang tại tra tìm những người này liên hệ. Còn có bị thần thiên giám xem như thiên sư phủ gian tế những người kia, hắn cũng đem bọn hắn tư liệu thu thập lại, xem bọn hắn ở trong có liên hệ gì bây giờ chậm rãi có chút đầu mối tựa hồ cái này một số người đều chỉ hướng một cái phương hướng tạm thời không biết nhưng diệp quân lâm cảm thấy nhanh đúng vào lúc này đột nhiên trấn ma ti trợ quỷ bên trong lưu truyền một cái tin tức quan trọng huyền minh dị tộc tung tích thậm chí còn có tin tức tản đi ra huyền minh dị tộc sẽ phải phúc diệt trấn ma ti bọn hắn đang mưu tính một cái kinh thiên kế hoạch lớn mặc dù không có cụ thể tất cả đều là chút tin đồn thất thiệt nhưng những này nghe đồn đi tới trấn ma ti cùng với thần thiên giám ở trong trực tiếp nổ tung toàn trường oanh động có thể nói là liền độc cô thác đều bị giật mình chẳng lẽ huyền minh dị tộc bại lộ không biết a à. huyền minh dị tộc đều tại thần thiên giám bên trong không có người biết a à. chẳng lẽ đây là đối thủ phóng xuất cố ý nhiễu loạn tin tức cha rõ ràng đi đem trợ quỷ tin tức đều cha rõ ràng độc cô thác lập tức hạ lệnh thế nhưng là cái này cha một cái liền muốn rơi vào cung thiên thu bẫy dập nàng sẽ không để cho ngươi lập tức cha được nhưng sẽ tiến hành theo chất lượng từng chút một nhường ngươi cha được diệp tiên sinh trợ quỷ truyền tới liên quan tới huyền minh dị tộc tin tức Bác các người trước tiên nói cho diệp quân lâm đi thăm dò tinh tường rất có thể là đối thủ bom khói diệp quân lâm ý nghĩ đầu tiên chính là có người cố ý thả ra tin tức tới thay đổi vị trí bọn hắn lực chú ý lại tới đây một chiêu không phải đã dùng qua sao lừa gạt lừa gạt thần thiên giám đám kia ngu xuẩn vẫn được lừa gạt mình mà nói đạo hạnh còn kém xa lắm đâu dù sao hắn bên này đã có tiến triển khuôn mặt bọn hắn nếu là lại không khai thác phương sách chính mình liền thật có thể tra được đoán chừng bọn hắn cũng chú ý tới mình đang tra sợ là dùng một chiêu này tới thay đổi vị trí mục tiêu bất quá các phương tra một cái như vậy Giống như thật có chuyện như vậy. Đây chính là cung Thiên Thu Mưu kế, sẽ không để cho ngươi duy nhất một lần tra được. Nhưng chắc là có thể phát hiện chút gì. Một chút để cho người ta khai quật ra. Tận lực nhưng lại không tận lực. Kỳ thực nàng chính là muốn kéo dài thời gian. Phát hiện không phát hiện đều không vấn đề gì. Chỉ cần dây dưa đầy đủ thời gian là được. Mấu chốt tra như vậy đi xuống, thật sự có thể tra được Huyền Minh dị tộc. Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ đi báo thù. Rất nhanh Trấn Ma Ti cùng Bắc Các đều có thu hoạch Giống như huyền minh dị tộc bây giờ tiềm phục tại một nơi nào đó Tựa hồ cùng Trấn Ma Ti có quan hệ Tin tức xác thực điều tra ra, Diệp Quân Lâm có chút chấn kinh Vậy mà thật sự tra được đồ vật Nếu như có thể thật sự tìm được huyền minh dị tộc mà nói Diệp Quân Lâm tuyệt đối sẽ trước tiên báo thù Đem huyền minh dị tộc diệt lại nói Bất quá Diệp Quân Lâm tựa hồ hiểu rồi cái gì cái thế lực này nhặt bảo quá thần thông quảng đại bây giờ lại đem huyền minh dị tộc xem như quân cờ trở thành thay đổi vị trí chính mình lực chú ý công cụ hắn nhất thiết phải toàn phương vị tiến hành cái thế lực này cảm giác còn tại trưởng thành bên trong chính mình nếu là không mau sớm mà nói cái thế lực này sẽ trưởng thành đến tình cảnh vô pháp vô thiên nhất thiết phải tại nó triệt để trưởng thành phía trước xử lý huyền minh dị tộc cảm giác đều là thứ yếu đây mới là trọng yếu nhất bất quá trước tiên cha a à, cha được cái kia trước tiên diệt cái kia diệp quân lâm chắc chắn sẽ không đơn độc đi thăm dò một cái hắn đem tiếp tục chủ cha tây các để cho bác các cùng với khác người đi cha huyền minh dị tộc thần thiên giám bên trong độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân cùng một chỗ độc cô thác một mặt trấn kinh cái gì thật có manh mối đều cha được cùng trấn ma ti có quan hệ đúng a à, từ trước mắt nắm giữ manh mối đến xem giống như thật sự có có thể biết a à đệ nhất phu nhân cũng là vẻ mặt nghiêm túc. độc cô thác trao mày không có khả năng a à, huyền minh dị tộc tại thần thiên giám sự tình ngoại trừ người ta những người khác đều không biết a à. chuyện này là tuyệt mật. mặc dù huyền minh dị tộc tại trong thần thiên giám nhưng trừ bọn hắn thật sự không có người biết. chẳng khác gì là bọn hắn một tay điều khiển liên quan tới huyền minh dị tộc hành tung trừ bọn họ người khác không thể nào biết. hơn nữa huyền minh dị tộc đám người kia so với bọn hắn tính cảnh giác còn cao hơn tăng thêm bọn hắn không ra ngoài, những người khác không cách nào biết được. Trong khoảng thời gian này bọn hắn một mực tại Thần Thiên Giám. Căn bản không có lộ ra bất cứ tin tức gì. Người khác là biết đến như vậy. Độc Cô Thác từ đầu đến cuối có chút không tin. Đệ nhất phu nhân Cảnh Giác nói, ta luôn cảm giác muốn xảy ra chuyện một dạng. Nếu như một khi Huyền Minh dị tộc xảy ra chuyện, chúng ta đem bị chấn ma ti đối phó, kế hoạch của chúng ta cũng biết thất bại. Muốn tại Huyền Minh dị tộc bại lộ phía trước chúng ta triệt để trưởng khống chấn ma ti. Ân, là như thế này. Độc cô thác trong đôi mắt thoáng qua vẻ hung ác, cho nên chúng ta kế hoạch muốn trước thời hạn. Mặc kệ thiên sư phủ có phải hay không chấn ma ti địch nhân, chúng ta trực tiếp đánh thiên sư phủ. Nhượng chấn ma ti cùng thiên sư phủ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó huyền minh dị tộc lại cùng chúng ta xuất động, nhất cử đem chấn ma ti cùng thiên sư phủ toàn bộ nuốt lấy. Đệ nhất phu nhân cũng đồng ý, đúng a à, đích xác phải như vậy bất quá chúng ta muốn hay không thông chi ngự phong thiên ti. Dù sao hắn thiên y dám chính là một sự giúp đỡ lớn. Nếu là hắn tới, đối phó thiên sư phủ đã tốt lắm rồi, cũng là lợi cho kế hoạch chúng ta. Chỉ là độc cô thác lắc đầu, không được. Đệ nhất phu nhân lông mày cơ hồ vận thành một cái chữ xuyên, a à. Ngự phong thiên ti quá mạnh mẽ, hắn xuất hiện đối với chúng ta chưa chắc là chuyện tốt. Vẫn là chờ chúng ta toàn bộ cầm xuống, lại động thủ với hắn độc cô thác toát ra sâu đậm kiêng kỵ tới cứ việc ra hỏa này si mê với luyện dược đối với hắn lại là uy hiếp lớn nhất quá mạnh mẽ tiếp cận nhất thiên tư nhân hắn liền chỉ sợ vị này không chế thuốc đột nhiên xuất hiện tiếp quản chấn ma ti phải biết tại chấn ma ti bên trong phục hắn người rất nhiều chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ ủng hộ hắn bây giờ chấp trưởng chấn ma ti cũng là bất đắc dĩ trở nên nếu như Ngự Phong Thiên Ti vừa nhô ra, sợ là tất cả mọi người đều chạy tới ủng hộ hắn. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Dù là Ngự Phong Thiên Ti chiến lược lại mạnh, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đi ra. Nhưng bọn hắn làm sao biết Ngự Phong Thiên Tư Nhân sớm mất cũng dẫn đến Thiên Y Giám tất cả thần dược cũng bị mất. đệ nhất phu nhân phân tích nói, thế nhưng là nếu như không thông chi Ngự Phong Thiên Ti mà nói, cái kia Thiên Y Giám thần dược chúng ta cũng không cách nào sử dụng một khi cùng thiên sư phủ khai chiến mà nói thần dược sẽ vì trấn ma ti bay liên tục a à. cái này cũng phi thường mấu chốt a à. không được thần dược cũng không cần ngự phong thiên ti cũng không cần thông chi nhanh chóng truyền lệnh xuống liền nói thiên sư phủ có thể đang khích bác ly gián huyền minh dị tộc tin tức là bọn hắn truyền tới trấn ma ti gặp nguy hiểm chúng ta nhất thiết phải sớm động thủ độc cô thác lập tức truyền lệnh ra lệnh đi trấn ma ti các phương bắt đầu chuẩn bị công kích thiên sư phủ cứ việc tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Có thể độc cô thác đều hạ lệnh, bọn hắn không thể làm gì khác hơn là thi hành. Dù sao trước mắt mà nói, độc cô thác xem như chấn ma ti lãnh tụ. Khi cung thiên thu biết độc cô thác cùng thần thiên giám muốn tiến đánh thiên sư phủ, nàng lập tức cười. Mục đích của nàng đạt đến, chính là càng loạn càng tốt. Các phương hỗn chiến mới có ý tứ đâu. Cái này cũng có thể vì nàng tranh thủ được nhiều thời gian hơn. Lúc này, cung thiên thu đã đem thiên y giám thần dược cùng với thần thiên giám rất nhiều bảo vật đều cắn nuốt mất rồi kế tiếp nàng phải vào một bước tăng cường nàng coi trọng nguồn năng lượng có ba cái đệ nhất chính là trấn ma ti ỉ lại sinh tồn siêu cấp linh mạch thứ hai chính là vĩnh hằng quốc độ ỉ lại sinh tồn siêu cấp linh mạch đệ tam là nam cực dưới băng xuyên đã không chọn vẹn siêu cấp linh mạch phía trước hai đầu siêu cấp linh mạch vẫn là quá cường đại không có hoàn toàn phóng thích bộc phát bằng không thì trấn ma ti cùng vĩnh hằng quốc độ cũng nhật bảo không chắc chắn có thể khống chế lại cung thiên thu nếu như tùy tiện tiến đến thôn vệ cái này hai đầu siêu cấp linh mạch nàng cũng không chắc chắn rất có thể sẽ dẫn tới phiền phức như vậy nàng chỉ có thể đem chú ý đánh vào nam cực dưới băng xuyên siêu cấp linh mạch phía trên nàng nhiều mặt dò so hỏi đầu này siêu cấp linh mạch mặc dù bạo phát thế nhưng là lưu lại linh khí vẫn là siêu cấp kinh khủng vừa vặn thích hợp với nàng tới thôn vệ bất quá nàng cần không gian cùng thời gian tới thôn phệ. Bây giờ chấn ma ti cùng thiên sư phủ đánh nhau, đó đúng là thời cơ tốt nhất. Thừa dịp cái này chỗ trống, nàng đem đầu này không chọn vẹn siêu cấp linh mạch thôn phệ. Đến lúc đó nàng thật sự sẽ không sợ diệp quân lâm. Bây giờ cứ việc nàng đủ mạnh, nhưng bản thân cảm giác vẫn là chiếu diệp quân lâm kém một chút. Nếu là thật đem đầu này linh mạch nuốt, nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Cho dù là diệp quân lâm cái này cũng là nàng hy vọng cuối cùng bởi vậy nhất định muốn không có sơ hở nào đệ nhất thiên sư phủ cùng trấn ma ti nhất thiết phải đánh nhau thứ hai muốn đem huyền minh dị tộc hành tung lộ ra không sai biệt lắm đủ để gây nên diệp quân lâm chú ý tới thay đổi vị trí sự chú ý của hắn kế tiếp cung thiên thu lập tức an bài kế hoạch đem trấn ma ti sắp công kích sự tình lập tức thông chi thiên sư phủ thiên sư phủ trên dưới nhanh chóng chuẩn bị cho tới giờ khắc này bọn hắn cũng mới biết rõ, bị người khích bác ly gián, oan uổng trở thành chấn ma ti địch nhân. Có thể giải thích không rõ ràng, nhân ra đều phải đánh tới. Nhất thiết phải chuẩn bị đánh một trận. Bằng không đến để cho người đánh cái trở tay không kịp. Không chỉ có như thế, cung thiên thu còn an bài chấn ma ti cùng thiên sư phủ hơn phương vị xung đột. Ma sát nhỏ không ngừng. Mâu thuẫn tiếp tục thăng cấp. Đại chiến sắp bộc phát. Tại cung thiên thu thôi thúc dưới, một trận chiến này không đánh cũng phải đánh. Trấn Ma Ti tạm thời đều mặc kệ huyền minh dị tộc, một lòng muốn đánh thiên sư phủ. Mà thiên sư phủ nhưng là hang hái chuẩn bị nghênh chiến. Đến nỗi diệp quân lâm bên này, bác các một mực tại trợ quỷ tra tin tức. Bây giờ có đột phá trọng đại huyền minh dị tộc liền giấu ở trong Trấn Ma Ti cái nào đó phe phái. Còn tại trong thêm một bước tra tìm. Lần này để cho Diệp Quân Lâm đều xem trọng. Dù sao hắn muốn báo thù A. Thanh Long năm người cừu hận hắn nhất định muốn báo. Diệp tiên sinh sắp tra được, không ra ba ngày thời gian tuyệt đối tra được. Bác các bên trong người bảo đảm nói. Khi Thanh Long bọn hắn biết được huyền minh dị tộc tung tích muốn bị tra được, từng cái cũng là cực kỳ tức giận. Cuối cùng báo thù cơ hội. Cho dù là quân quân, lý tử nhiễm bọn hắn cũng là mong đợi. Mỗi người đều nghĩ vì Thanh Long năm người báo thù. Thế nhưng là luôn luôn tích cực nhất cho Thanh Long năm người báo thù tiêu phong, Vậy mà không phản ứng chút nào. Cả người như là cái xác không hồn đồng dạng. Đối với bất cứ chuyện gì đều nâng không nổi hứng thú tới. Dù là biết Huyền Minh dị tộc muốn tìm tới, cũng là vô cùng lạnh lùng. Cái này khiến quả mận nhiễm cùng quân quân bọn hắn đều chú ý tới. Không nên a. À. Tiêu Phong nếu là biết Huyền Minh dị tộc tin tức mà nói, này lại cũng đã ngao ngao hô hào muốn báo thù. Như thế nào không phản ứng chút nào a? À? rất nhiều người đều nhìn ra tiêu phong không bình thường tới. Vậy mà đối với chuyện này đều thờ ơ. Không phải là phong cách của hắn A. À. Bọn hắn đều biết tiêu phong. Hắn là thực sự có thể vì hai huynh đệ sườn cắm đau người. Mà không phải giả mù sa mưa cho Thanh Long năm người hét lớn báo thù. Cái này nhất định có vấn đề. Thanh Long năm người đương nhiên đã sớm chú ý tới. Thậm chí Chu Tước đều hiểu chuyện gì xảy ra. Chuyện tình cảm để cho Tiêu Phong ý chí tinh thần sa sút, làm chuyện gì đều chịu đến tối đại trình độ quấy nhiễu. Chuyện này vừa phát sinh, những người khác đều lần lượt chú ý tới Tiêu Phong. Mụ mụ, Tiêu Phong sư huynh trong khoảng thời gian này giống như cũng không quá thích hợp, tựa hồ phát sinh cái gì một dạng. Quân quân nghi ngờ nói. a, à, Tiêu Phong đây là thế nào? Quả mận nhiễm cũng nhặt bảo bắt đầu phân tích cùng nghi ngờ. Cũng may mắn Diệp Quân Lâm đang bận biểu tra người, bằng không thì Tiêu Phong bộ dạng này hắn một mắt liền có thể nhìn ra vấn đề tới. Cung Thiên Thu từ lần trước sau, cũng lại không để ý qua Tiêu Phong. Tiêu Phong còn tại một mực chờ đãi Cung Thiên Thu một cái hồi phục tỉ như nói giọng nói của nàng hơi nặng quá, lúc đó nhịn không được phát hỏa, ngượng ngùng các loại. Tiêu Phong một mực chờ đợi. Một mực tại huyễn tưởng. Thế nhưng là Cung Thiên Thu căn bản không có hồi phục qua. Cái này cùng Tiêu Phong dự đoán hoàn toàn không giống. Hắn cảm thấy hắn nhận thức Cung Thiên Thu sau này nhất định sẽ ý thức được chính mình sai lầm ngữ khi quá nặng đi mắng chửi người thật khó nghe đối với hắn lòng tự trọng là lớn lao đả kích cuối cùng nhất định sẽ tới dỗ dành chính mình nhưng mà trong tưởng tượng cũng không xuất hiện cho nên tiêu phong đang chờ kết quả càng chờ cả người càng sụp đổ loại kia cảm giác bị vứt bỏ tự nhiên sinh ra mỗi ngày đều sống ở trong tịch mịch cả người trực tiếp chán trường hắn càng ngày càng cảm giác cung thiên thu tại rời xa hắn mà đi có thể lần trước chính là một lần cuối cùng liên lạc. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, Tiêu Phong chính mình cũng muốn khóc. Hoàn toàn chịu đựng không nổi a. À. Nếu như cung thiên thu thật sự cùng hắn phân ly mà nói, vậy hắn sẽ không cách nào tưởng tượng lại là dạng gì. Với hắn mà nói, đó chính là trời sập. Căn bản là không có cách tiếp nhận. Cho nên, Tiêu Phong trong khoảng thời gian này càng ngày càng sụp đổ. Người cũng là điên điên khùng khùng càng ngày càng nhiều người chú ý tới hắn dạng này dù là hôm nay huyền minh dị tộc tin tức chuyển đến hắn cũng là không phản ứng chút nào báo thù không thể nào trong thế giới của hắn chỉ có cung thiên thu một người không có cung thiên thu hắn sống thế nào a à? chuyện của người khác không có quan hệ gì với hắn chu tước năm người cảm thán nói khốn khổ vì tình người thật đáng sợ không chỉ có như thế lý tử nhiễm tự mình đến đến tiêu phong trước mặt Tiêu Phong người thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Lý Tử Nhiễm cái này hỏi một chút, thế nhưng là đem Tiêu Phong hù dọa. Hắn trạng thái quá kém, quả nhiên muốn làm người khác chú ý. Chu tước cái này một số người còn tốt xử lý. Bọn hắn sẽ không dễ dàng cùng sư phụ nói. Thế nhưng là sư nương chính là lời nói vậy thì không đồng dạng. Lý Tử Nhiễm chắc chắn sẽ nói cho Diệp Quân Lâm. Đến lúc đó đối với hắn mà nói, đó chính là tai nạn a hắn ngược lại là không quan trọng nhưng đó là sẽ ảnh hưởng đến cung thiên thu đó a à. hắn thề qua phải dùng sinh mệnh bảo hộ cung thiên thu giờ phút quan trọng này không thể xảy ra chuyện bởi vậy hắn đem nói cho chu tước một bộ kia cho lý tử nhiễm còn nói một lần sư nương ngươi ngàn vạn lần không cần nói với bất kỳ người nào ta gánh không nổi người sư phụ lại càng không gánh không nổi người đại đồ đệ của hắn vậy mà vi tình sở khốn không gượng dậy nổi truyền đi ta không mặt mũi sống Sư phụ cũng không khuôn mặt. Tiêu Phong một chiêu này hết khả năng làm thấp đi chính mình, tới bảo vệ cung Thiên Thu. Hơn nữa đem chính mình tạo thành một cái lề mề chậm chạp hình tượng. Một cái vô dụng nam nhân, một cái phế vật vô dụng. Cứ như vậy, Lý Tử Nhiễm liền thuần túy là quan tâm, mà không phải ngờ vực vô căn cứ, càng sẽ không nói cho Diệp Quân Lâm. Quả nhiên Lý Tử Nhiễm mềm lòng, an ủi Tiêu Phong một phen, còn chủ động khiến người khác không cần quản Tiêu Phong càng không được hỏi thăm tiêu phong như thế nào nhặt báo chuyện này cũng không thể truyền đi cũng không cần nói cho diệp quân lâm không thể không nói tiêu phong dưới tình huống cung thiên thu không có ở đây vẫn là rất thông minh có thể tinh chuẩn trưởng khống tâm lý của mỗi người lý tử nhiễm tâm lý liền bị hắn cho nắm chắc cái này không thoải mái bắt lại lý tử nhiễm lại an ủi một phen sau rời đi đại khái ý tứ chính là để cho tiêu phong buông tay nhân ra có thể thật sự không thích ngươi Ngươi cũng không cần một mực truy cầu. Cuối cùng thâm tình cảm động là chính mình, căn bản không có chút tác dụng. Những lời này lần nữa đâm trúng Tiêu Phong yếu ớt nội tâm. Vốn là cảm giác Cung Thiên Thu muốn cách xa, bây giờ Lý Tử Nhiễm Chu Tước bọn hắn luôn miệng nói nhân ra căn bản chưa từng thích ngươi. Nếu quả thật thích ngươi, đã sớm cùng ngươi liên lạc, sự tình khác đều là mượn cớ. Đúng a, à, nếu như Cung Thiên Thu thật sự yêu thích chính mình, dù là bốc lên nguy hiểm lớn hơn nữa cũng biết liên hệ chính mình. Hắn mới là cái kia khuyên người thiếu liên hệ nhân vật. Nhưng hôm nay ngược lại, hắn gấp gáp liên hệ, nhân gia không muốn liên hệ. Một khi tiến vào tình yêu cuồng nhiệt, song phương cũng là nhiệt tình như lửa. Theo lý mà nói, Cung Thiên Thu hẳn là nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ chính mình. Mà không phải như bây giờ. Đúng, không tệ, rất dễ dàng xuất hiện nguy hiểm. Nhưng tại trước mặt cảm tình, nếu quả thật quan tâm một người, nàng nhất định sẽ phấn đấu quên mình chút nguy hiểm này lại coi là cái gì cung thiên thu một chút như vậy đều không biểu hiện ra ngoài giống như mình tựa như là một con cờ không cần liền đá một cái bay ra ngoài cứ như vậy tiêu phong càng ngày càng hoài nghi cung thiên thu căn bản liền từng thích chính mình cho tới nay nàng cũng là đang diễn trò chỉ có điều chính mình mong muốn đơn phương thôi đây đều là rất có thể bất quá hắn có thể tiếp nhận cung thiên thu không thích chính mình nhưng không thể tiếp nhận nàng phản bội chính mình không đúng không thể nào nếu như cung thiên thu thật sự không thích mình là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nàng giao cho mình bây giờ nàng đã trở thành chính mình nữ nhân điều này nói rõ hết thảy đều thật sự cung thiên thu cũng không phải người như vậy nhưng trước sau thái độ cực lớn chuyển biến để cho hắn có chút nhìn không thấu đúng là sư phụ hết thảy đều là sư phụ sai vô duyên vô cớ tình huống phía dưới sư phụ kém một chút giết cung thiên thu cứ việc nàng cho mình nói không có việc gì lý giải sư phụ có thể rõ lộ ra nàng rất tức giận a à? chuyện này cho nàng lưu lại bóng mờ không thể xóa nhòa dù sao kém một chút liền chết dù là không chết cũng nhận trọng thương cái này dù ai trên thân không tức giận cung thiên thu bây giờ tuyệt đối e ngại sư phụ thậm chí diệp quân lâm đã là tâm ma của nàng Đoán chừng nằm mơ giữa ban ngày cũng là sư phụ kém chút giết chết nàng chàng cảnh. Chính là uy thế như vậy phía dưới, cung thiên thu là còn có thể sợ sư phụ. Liền sợ nàng bại lộ, liền sợ nàng và mình quan hệ này bại lộ, sư phụ tuyệt đối sẽ giết nàng. Sư phụ chính là nàng sợ hãi nhất sự tình, không có cái thứ hai. Bây giờ sợ là ngày đêm đều sống ở đối với sư phụ trong sự sợ hãi. Cầu nguyện quan hệ của nàng và mình không bị biết một khi biết đó chính là tai nạn sư phụ không cần chuyên môn đi thăm dò trực tiếp nhận định địch nhân đến giết chết 3. tiêu phong chính mình hung hăng vỗ ót một cái ai nha ta như thế nào bây giờ mới phản ứng được thiên thu ta trách oan ngươi ta còn tại đủ loại hoài nghi ngươi đều là sai của ta a à. chính mình sẽ chỉ quan tâm cảm thụ của mình suy nghĩ như thế nào tưởng niệm như thế nào biểu đạt tình cảm nhưng căn bản chưa từng cân nhắc cung thiên thu cảm thụ Cung Thiên Thu bây giờ như thế sợ sư phụ, không cùng chính mình liên hệ, chính là vì không để có bất kỳ manh mối xuất hiện. Không cho Diệp Quân Lâm bất cứ cơ hội nào. Bởi vì chỉ có người trải qua tử vong mới có thể biết cái này cỡ nào sợ hãi. Nơi nào còn có nhàn tâm suy nghĩ những chuyện khác. Nhưng tự mình ngã hảo, vì bản thân tư dục, vậy mà dùng phương thức như vậy đi cưỡng ép liên hệ nàng. Nhân ra không phát lửa lớn như vậy mới kỳ quái đâu. Đều do chính mình a à căn bản không có cân nhắc cung thiên thu cảm thụ cùng tình cảnh. Còn muốn bây giờ hoài nghi nàng. Chính mình thật không phải là người. Tiêu phong tự cho là nghĩ thông suốt. Biết đạo cung thiên thu vì sao không liên hệ hắn, còn nổi trận lôi đình nguyên nhân. Kỳ thực hắn chỉ là ở trong lòng thuyết phục chính mình thôi. Cũng chính là quả mận nhiễm nói thâm tình cảm động chính mình. Tiêu phong lập tức bí mật liên hệ cung thiên thu, đem ái náy của mình cùng cam đoan toàn bộ viết cho cung thiên thu hắn cũng biết đạo cung thiên thu sẽ không hồi phục chỉ hy vọng cung thiên thu có thể nhìn đến hắn hiểu được cùng với xin lỗi là được rồi cung thiên thu nhìn thấy tiêu phong xin lỗi về sau nàng hoàn toàn phục ta thật là không có nghĩ đến diệp quân lâm lại có như thế ngu xuẩn đồ đệ a à. chính mình thực sẽ lý giải thật biết tưởng tượng a à. đây là cưỡng ép thuyết phục chính mình a à. thuần đếm có bệnh tiêu phong ngươi chính là cái không có trí thông minh bỏ dưới đất trùng còn nghĩ xứng với ta cái này nhặt bảo cửu thiên thần long cung thiên thu đối với tiêu phong là một trận nhục mạ bất quá chuyện này đối với nàng tới nói là có chỗ tốt ít nhất tiêu phong làm như vậy chính là toàn lực bảo hộ chính mình che giấu mình tạm thời không cần lo lắng bại lộ vấn đề cho dù là nàng thôn vệ siêu cấp linh mạch sau cũng không gấp tại bại lộ nàng muốn bảo đảm trăm phần trăm chắc chắn muốn cho diệp quân lâm một kích trí mạng tiêu phong vẫn có chút tác dụng chính mình cũng phải đem tiêu phong giá trị nghiền ép đến một khắc cuối cùng tính toán vẫn là hồi phục một chút đi để cho con cờ này phát huy sau cùng một chút tác dụng a cung thiên thu chắc chắn lòng người càng không lại nói cho tiêu phong một cái hồi phục với hắn mà nói chính là cực lớn ngon ngọt vừa có thể chứng thực suy nghĩ trong lòng hắn lại có thể giữ gìn thân phận của nàng bại lộ dù là đến cuối cùng những người khác đều biết mình là người xấu đoán chừng tiêu phong cũng sẽ không tin tưởng thậm chí còn có thể điên cuồng bảo hộ chính mình đây vẫn là có tác dụng a cuối cùng cung thiên thu vẫn là hồi phục tiêu phong biết về sau không cho phép dạng này bằng không thì người ta lại không thể có thể đây là vượt qua tiêu phong dự liệu hắn nói xin lỗi chỉ là vì những cung thiên thu biết là được thật không nghĩ lấy cung thiên thu hồi phục nhưng hôm nay cung thiên thu vậy mà hồi phục cái này khiến tiêu phong mừng rỡ như điên cả người tinh thần tỏa sáng hoàn toàn thoát thai hoán cốt một dạng ha 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 quả nhiên là dạng này ta nghĩ thông suốt, ta trách oan thiên thu. Thiên thu ngươi yên tâm, kế tiếp ta sẽ dùng sinh mệnh đi giữ gìn ngươi. Ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi sớm bại lộ. Tiêu phong hưng phấn khoa tay múa chân. Audio điện tử võ tấn bền. Không thể không nói, cung thiên thu thật lợi hại. Chắc chắn tiêu phong tâm lý đến cực hạn. Liền một câu trả lời, vậy mà để cho tiêu phong có dạng này biến hóa long trời lở đất. Tiêu phong khôi phục bình thường kế tiếp hai cái mục tiêu bảo hộ cung thiên thu tiếp đó đề cao thực lực thiết chí nghe huyền minh dị tộc xuất hiện hắn đều muốn đi báo thù trở thành đại gia trong tưởng tượng cái kia tiêu phong nhìn thấy tiêu phong khôi phục bình thường quả mận nhiễm vui mừng gật gật đầu cảm thán tiêu phong năng lực điều tiết cũng không tệ lắm điều này nói rõ lời khuyên của mình đưa đến tác dụng nàng còn tưởng rằng là công lao của nàng chu tước cảm giác có chút kỳ quái nhưng tiêu phong khôi phục trung quy là chuyện tốt có thể đi tới cái kia quá tốt rồi. Hết thảy thế cục đều tại hướng cung thiên thu dự đoán như vậy đi tới. Chấn ma ti cùng thiên sư phủ xung đột cũng là càng lúc càng lớn. Độc cô thác trực tiếp đem ngũ phương các thập đại thiên kiêu mất tích sự tình xếp vào ở thiên sư phủ trên đầu. Nói là thiên sư phủ chú tâm chủ tính, chính là muốn phúc diệt chấn ma ti tương lai. Cái này khiến chấn ma ti trên dưới lòng đầy căm phẫn. Phẫn nộ đến muốn phát điên. Vì càng sâu loại cừu hận này, độc cô thác lần nữa dùng ra chiêu số. Cố ý đem thần thiên giám bắt đại thiên kiêu bên trong ba vị phái đi ra thi hành nhiệm vụ, tiếp đó trực tiếp sát hại, giá họa cho thiên sư phủ. Cứ như vậy, toàn bộ chấn ma ti đối với thiên sư phủ phẫn nộ đạt đến một cái điểm cao nhất. Đồng thời độc cô thác còn để cho giữ bí mật tin tức, những chuyện này tuyệt đối không thể để cho thiên y giám biết. Thiên y dám đám người cũng một mực tại luyện dược, cũng không có ai đi nói cho ngự phong thiên ti, Đương nhiên càng sẽ không biết Ngự Phong Thiên Ti đã sớm biến mất sự tình. Thiên sư phủ cũng là thường xuyên nhặt bảo bị quấy rối, không ít người bị sát hại. Bọn hắn cũng nổi giận. Bị oan uổng không nói, còn chết nghiêm trọng như vậy. Bọn hắn cũng bắt đầu tương ứng phản kích. Mâu thuẫn là càng lúc càng lớn. Một hồi đại chiến kinh thiên đem hết sức căng thẳng. Phó đạo cùng thuật pháp cực hạn va chạm muốn lại tới. Mà cung Thiên Thu đã hành động muốn đến nam cực dưới băng xuyên siêu cấp linh mạch. Cái này chính là nàng nhận định đường danh giới. Một khi nàng đem siêu cấp linh mạch thôn phệ mà nói, như vậy thực lực của nàng sẽ đạt đến tình cảnh cùng Diệp Quân Lâm chống lại. Chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại. Tại kế hoạch dưới của nàng, trợ quỷ liên quan tới huyền minh dị tộc tin tức cơ hồ bại lộ mà ra. Thậm chí cái này cũng hấp dẫn Diệp Quân Lâm tự mình tiến đến trợ quỷ xem xét tin tức, tạm thời thả xuống đối với Tây Các Cha tìm dù sao huyền minh dị tộc đều phải xuất hiện trấn ma ti tại độc cô thác cùng với trong lúc vô hình cung thiên thu khuyến khích phía dưới cuối cùng hướng thiên sư phủ khởi xướng công kích mãnh liệt song phương đại chiến sắp hết sức căng thẳng tựa hồ các phương thế lực đều đang bận rộn bên trong căn bản không có ai chú ý tới cung thiên thu cốt đại sư còn hứa hẹn một khi có biến xuất hiện hắn đều chuẩn bị hiến thân tới hấp dẫn đi diệp quân lâm cùng với khác người lực chú ý mang đến bảo hiểm đôi cái này khiến cung thiên thu rất là hài lòng. Không, nàng kỳ thực còn có một lớn chắc chắn. Nàng đã đem thập điện diêm la, thất sát, hồng diệp những tổ chức sát thủ này toàn bộ thuê tốt. Một khi nhận được mệnh lệnh của nàng, tất cả sát thủ đem toàn bộ công kích diệp quân lâm đại bản doanh. Lần này nàng liền trụ sở dưới đất đều biết. Cái này muốn bái tiêu phong ban tặng. Cái này ba đạo chắc chắn vừa mở ra, sẽ không có người quấy dày đến nàng. Nàng đem thôn vệ siêu cấp linh mạch, trở thành có thể chân chính đối kháng người Diệp Quân Lâm, nàng sẽ không còn liền sợ Diệp Quân Lâm một chút. Cốt đại sư liền cuối cùng này một lần, chỉ cần chịu đựng, ta đem không e ngại bất luận kẻ nào. Cung Thiên Thu đã vô cùng mong đợi. Cái này chính là nàng vận mệnh bước ngoặt. Đánh nhau, chấn ma ti cùng Thiên sư phủ phía trước nhất đã đánh nhau. Chiến hỏa sẽ tiếp tục lan tràn. Cuối cùng một trận chiến này bắt đầu đánh. Cung Thiên Thu cũng không nói nhảm trực tiếp chạy tới nam cực dưới băng xuyên siêu cấp linh mạch. Cảm nhận được linh mạch lưu lại bàng bạc linh khí. Cung thiên thu cười, vừa vẫn thích hợp ta, ta toàn bộ thôn vệ, đủ để cho ta cất cánh. Cung thiên thu đứng ở nam cực sông băng thượng siêu cấp lốc xoáy trung tâm chỗ. Cắn nuốt bắt đầu, cung thiên thu trực tiếp đối với lốc xoáy phía dưới bắt đầu cắn nuốt. Siêu cấp linh mạch linh khí cuồn cuộn không ngừng bị cung thiên thu cắn nuốt. Đại dương minh mông hối nhập, cung thiên thu theo thực lực đề cao, cắn nuốt cũng là càng ngày càng khủng bố. Cắn nuốt tốc độ quá nhanh quá nhanh. Hiện tại chẳng sợ chấn ma tư cùng với thiên sư phủ phản ứng lại đây cũng vô dụng. Thậm chí Diệp Quân Lâm phản ứng lại đây cũng chưa dùng. Đến lúc đó nàng đã cắn nuốt hoàn thành. Tới cũng vô dụng. Huống chi nàng có ba đạo bảo hiểm. Diệp Quân Lâm vô luận như thế nào đều là tới không được. Tới cũng chưa dùng. Càng đừng nói tới không được. Cường, cung thiên thu ở cực nhanh biến cường, càng ngày càng cường, hơi thở sông thẳng thiên tiêu. Nàng biến cường tốc độ cùng quá trình đều là kỳ tích. Người khác chưa từng nghe thấy. Khủng bố đến mức tận cùng. Thực mau thời gian, này tàn khuyết siêu cấp linh mạch thế nhưng đã bị cắn nuốt rất một nửa. Cung thiên thu cả người cũng đã đi vào một loại vô pháp tưởng tượng cảnh giới. Liên nàng chính mình phỏng chừng cũng chưa nghĩ đến. Sẽ như vậy cường. Cường. Vẫn luôn biến cường đi xuống còn hảo cung thiên thu cố tình khống chế, bằng không chỉ là nàng hơi thở cũng đã kiếp nổ. Kia chính là thiên địa chấn động cảnh tượng A. Thực mau liền cắn nuốt tới rồi 3 phần tư. Vẫn là không có người phát hiện. Cung thiên thu cười. Nàng quá thuận lợi. Ông trời vẫn luôn đứng ở nàng nơi này. Từ đầu tới đuôi đều là như thế. Nàng muốn thành công. Nàng đem không sợ gì cả. Đem không phục bất luận cái gì một người. Cung thiên thu cắn nuốt này siêu cấp linh mạch, toàn bộ hành trình không có một người quấy dày. Thẳng đến nàng cắn nuốt hoàn thành. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới chính là chỗ tối thế nhưng trước sau có một đôi mắt từ đầu nhìn đến đuôi. Chỉ là nàng toàn bộ hành trình không biết mà thôi. Oanh! Một tiếng oanh bạo tiếng động sau, cung thiên thu đã là đem này siêu cấp linh mạch hấp thu không sai biệt lắm. Dư lại linh khí đều là không thuần. Chủ yếu tinh hoa bộ phận đã là toàn bộ hấp thu. Ha 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 ha! Cung thiên thu lên tiếng cuồng tiếu, đến cuối cùng đều khóc gần nhất nàng áp lực quá lớn rất nhiều lần đều bị diệp quân lâm thiếu chút nữa phát hiện thậm chí có thứ đều phải bị giết nàng tinh thần đều là vẫn luôn căng chặt diệp quân lâm trở thành nàng bóng đè chỉ cần nhắc tới diệp quân lâm tên nàng liền cả người run lên thậm chí chính mình trong đầu thường xuyên hiện ra diệp quân lâm thân ảnh tới nàng liền nhút nhát cả người là sống ở diệp quân lâm bóng ma hạ nàng đều sắp hỏng mất duy nhất ý tưởng chính là nhanh chóng tăng lên thực lực đến mức tận cùng, có thể cùng Diệp Quân Lâm gọi nhịp nông nỗi. Nếu không này sẽ là nàng vẫn luôn tâm ma. Vứt đi không được. Rốt cuộc. Giờ khắc này rốt cuộc tới rồi. Nàng chờ giờ khắc này lâu lắm lâu lắm. Từ nay về sau, nàng đem không hề sợ hãi Diệp Quân Lâm mảy may. Cũng không sợ bại lộ. Nàng chính mình vận mệnh chính mình khống chế. Diệp Quân Lâm ta tuyên bố từ nay về sau, ta cùng thiên thu đem không hề sợ ngươi ta muốn giết ngươi, ta muốn trở thành ngươi bóng đè. Cung thiên thu giờ phút này cảm giác nàng có thể đem toàn bộ thiên địa khống chế giống nhau. Cái loại này kinh thế hãi tục hủy thiên diệt địa lực lược, liền ở nàng phiên trưởng chi gian. Hiện tại nàng chỉ có một cái ý tưởng tưởng cùng Diệp Quân Lâm đánh một hồi. Nhìn xem nàng có thể hay không nghiền áp Diệp Quân Lâm. Dựa theo cung thiên thu dự đánh giá tới xem, hiện tại nàng đã là vượt qua Diệp Quân Lâm. Bất quá vượt qua hẳn là không phải rất nhiều, có thể sát diệp quân lâm, nhưng là không dễ dàng. Nhưng này hết thảy vậy là đủ rồi. Nàng chỉ cần không hề sợ hãi diệp quân lâm là được. Nàng trong tay nắm thần kiếp, nhẹ nhàng một hoa, trực tiếp đem nơi này một chém thành hai nửa. Hảo kiếm A, quả nhiên là cực hạn chi kiếm, trước kia ta vô pháp phát huy uy lực, hiện tại mới có thể. Cung thiên thu tay cầm thần kiếp, cảm giác chính mình nhất kiếm có thể đem diệp quân lâm phách chém thành hai nửa một tôn cực hạn đại ma vương ra đời. Diệp quân lâm ta sẽ dùng thanh kiếm này giết ngươi, chết ở chính ngươi dưới kiếm tuyệt đối không lỗ. Ha ha ha, cung thiên thu điên cuồng cười lớn. Này hết thảy quá cảm tạ Diệp quân lâm cùng với Diệp quân lâm bên người người. Là bọn họ thành tựu chính mình. Diệp quân lâm ta sẽ nhất nhất hồi báo của các ngươi. Cảm tạ các ngươi đại ân đại đức, ta sẽ đưa các ngươi đi một cái thế giới cực lạc. Cung thiên thu khóe miệng dơ lên, lộ ra tà ma tươi cười. Còn có ta đi đến hôm nay, Tiêu Phong ngươi có công từ đầu tới cuối. Ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ làm ngươi nhìn đến ta trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Ta sẽ làm ngươi cả đời đều sống ở vô tận hối hận bên trong. Tiêu Phong ta nhưng quá cảm tạ ngươi, ta hết thảy đều là cùng ngươi thoát không khai can hệ. Yên tâm đi, xuất sắc còn ở phía sau đâu. Thật là không nghĩ tới a. À. Lúc trước thiếu chút nữa một chân đá văng ra Tiêu Phong, thế nhưng đem nàng đẩy đến loại tình trạng này vô pháp tưởng tượng may mắn lúc ấy nàng không giống đối đãi nam nhân khác giống nhau trực tiếp cự tuyệt đối với ngoại giới con khỉ nàng lúc ấy chỉ là cảm thấy hứng thú một chút không nghĩ tới này một cái cảm thấy hứng thú làm nàng tới rồi hiện tại này nông nỗi vô pháp tưởng tượng cung thiên thu một cái kính ở nhắc mãi tiêu phong xa ở đại bản doanh tiêu phong không ngừng đánh hắt xì sợ là thiên thu suy nghĩ ta đi một cái kính đánh hắt xì khẳng định thiên thu khẳng định cùng ta tưởng nàng giống nhau tưởng ta chỉ là hiện tại khẩn cấp tình huống nàng không hảo biểu đạt mà thôi tiêu phong ngọt ngào cười ngay sau đó cung thiên thu thế nhưng chủ động liên hệ hắn này nhưng đem tiêu phong thiếu chút nữa nhạc trời cao quả nhiên chính mình tưởng như vậy thiên thu vẫn luôn thâm ái chính mình tưởng niệm chính mình đâu chỉ là quá sợ hãi sư phụ mà thôi thiên thu làm sao vậy tiêu phong kích động hỏi không có gì chính là tưởng hào hào cảm tạ hạ ngươi cung thiên thu tin tức truyền đến làm tiêu phong sửng sốt sao lại thế này vô duyên vô cớ cảm tạ chính mình ra tình huống như thế nào a à, thiên thu làm sao vậy tiêu phong nghi hoặc hỏi chính là cảm tạ hạ ngươi a à? không có ngươi nói ta có hôm nay a à. ta đi đến hiện tại này một bước tất cả đều là giữa ngươi hiện giờ ta hết thảy đều là quá tốt đẹp ta trước kia cũng chưa nghĩ đến quá sẽ như vậy thật là gặp được đối người nếu không gặp được ngươi nói sao có thể có được hiện tại ta quá kích động tiêu phong ta thật sự thật cảm ơn ngươi nếu là không có ngươi ta đều không thể sống a à. ha 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 có ngươi mới có hiện tại ta ha 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 cung thiên thu điên cuồng ở hướng tiêu phong biểu đạt cảm tạ tiêu phong nghe được không thể hiểu được hôm nay cung thiên thu có điểm không thích hợp cảm xúc quá ngẩng cao không biết còn tưởng rằng chính mình cho nàng một hồi thiên đại kỳ ngộ đâu bất quá tiêu phong hiểu cung thiên thu ý tứ này sợ là đang nói gặp được hắn chính là gặp được đối người thuyết minh cung thiên thu đánh tâm nhãn nhận định chính mình chính là đúng người là nàng người muốn tìm nàng đối chính mình ái cũng là thâm nhập cốt tủy cung thiên thu này không phải cảm tạ đây là ở biến tướng biểu đạt tình yêu quả nhiên phía trước hung chính mình mắng chính mình hoàn toàn là bởi vì sư phụ nguyên nhân cùng hắn không có quan hệ. Hai người cảm tình vẫn chưa đã chịu chút nào ảnh hưởng. Nàng trước sau thích chính mình, phòng trưng tại đây loại đại nạn thời khắc sẽ càng thêm ái chính mình. Tiêu Phong ta quá cảm tạ ngươi, yên tâm đi, kế tiếp ta sẽ lục tục cho ngươi kinh nghỉ, còn có sư phụ, quân quân bọn họ, ta đều sẽ cấp kinh hỉ Ngươi cũng không nên gấp gáp, kinh nghỉ thực mau liền sẽ buông xuống. Cung Thiên Thu đã gấp không chờ nổi muốn biết chính mình hoàn toàn cho hấp thụ ánh sáng sau. Tiêu Phong biểu tình nhất định sẽ thực hảo chơi đi. Nàng thật đúng là chờ mong a. À. Đây đều là nàng kiệt tác. Tin tưởng ngày này thực mau đã đến. Tiêu Phong còn tưởng rằng Cung Thiên Thu sắp muốn đi theo chính mình cùng sư phụ bọn họ gặp mặt đâu. Bởi vậy hắn kích động vô cùng. Thiên Thu ta sẽ chờ ngươi kinh nghỉ. Ta sẽ chờ mong. Tiêu Phong vĩnh viễn sẽ không nghĩ đến kinh nghỉ sẽ là cái gì khi đó phỏng chừng hắn muốn khóc cũng không kịp quả nhiên thiên thu mới là làm bạn ta cả đời thiên mệnh chi nhân tiêu phong tâm tình biến hảo không ít kế tiếp đem cung thiên thu giới thiệu cho sư phụ bọn họ không bao giờ dùng lo lắng để phòng tiêu phong cả người đều hưng phấn lên thậm chí hử tiểu điều ân tiêu phong ngươi làm sao vậy chu tước nhìn thấy tiêu phong bộ dáng tổng cảm thấy rất kỳ quái khoảng thời gian trước hắn muốn chết muốn sống kết quả hiện tại lại trở nên như vậy hưng phấn. Này rốt cuộc là sao? Có cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Chia sẻ một chút a. À. Chu Tước cười nói. Tiêu Phong vừa muốn nói, chính là tưởng tượng đến tạm thời còn phải bảo hộ cung thiên thu. Hắn ngạnh sinh sinh nhịn xuống, thôi bỏ đi, trở về sau ngươi cũng sẽ biết đến. Lập tức này tin tức tốt liền chia sẻ cho các ngươi. Chu Tước tâm tư kín đáo, theo bản năng hỏi, chẳng lẽ nói chấn ma tư kia nữ nhân tiếp thu ngươi? tiêu phong không nghĩ tới chu tước đoán như vậy chuẩn xác lập tức liền đoán được nhìn đến tiêu phong bộ dáng chu tước liền biết chính mình đoán đúng rồi cụ thể nói một chút đi không cần nghĩ gạt ta ta khẳng định đoán đúng rồi chu tước thực khẳng định nói tiêu phong bất đắc dĩ chỉ có thể giải thích nói kỳ thật không xem như tiếp thu đi chỉ là phía trước không để ý tới ta hiện tại đột nhiên lý ta ta tự nhiên vui vẻ chu tước trên mặt lộ ra một tia hồ nghi ngươi nên sẽ không bị người khác lừa đi. Tổng cảm giác ngươi ở gạt cái gì? Ta cảm giác ngươi gần nhất cảm xúc bị người ta tả hiểu. Ngươi nhìn xem chính mình, khoảng thời gian trước, nhân ra không để ý tới ngươi. Ngươi đều thành nhân không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hiện tại nhân ra lý ngươi, ngươi nhìn xem cao hứng thành cái dạng gì. Ngươi này cảm xúc đã bị người khống chế, nhân ra đắn đau ngươi quá dễ dàng. Ta liền sợ hãi người bị người ta lợi dụng. Chu tước vẻ mặt nghi hoặc nhìn tiêu phong, Phía trước nàng cho rằng đối phương cự tuyệt Tiêu Phong, không muốn tiếp thu hắn. Nhưng vừa rồi Tiêu Phong nói như vậy, nàng tổng cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Tiêu Phong sợ là cùng Cung Thiên Thu có chuyện xưa a. À. Tuyệt đối thực phức tạp. Tiêu Phong khẳng định che giấu rất nhiều. Vừa mới cũng là nói lỡ miệng. Vừa nghe Chu Tước tại Hoài Nghi Cung Thiên Thu khống chế chính mình, Tiêu Phong lập tức nổi giận. Chu Tước đừng nói bậy, không có khả năng hơn nữa ta cũng có chính mình phán đoán, ta lại không phải ba tuổi tiểu hai tử. ta hy vọng về sau nói như vậy không cần tái xuất hiện, ta sẽ không vui. còn có không cần lại nhìn chằm chằm ta, thật sự không được ta liền đi tìm sư phụ nói. tiêu phong lưu lại một câu liền rời đi. hiện tại hắn cũng không sợ chu tước nhiều hoài nghi. dựa theo cung thiên thu cách nói, thực mau là có thể cùng sư phụ gặp mặt. đến lúc đó cũng là không sợ gì cả. tiêu phong rời đi sau. Chu Tước hoài nghi càng sâu. Này tuyệt đối có vấn đề. Chu Tước sẽ không dừng lại. Nàng còn muốn bắt đầu tra xét. Trực tiếp tra Tiêu Phong cùng Cung Thiên Thu hai người trải qua. Tiêu Phong căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Có thể đem Tiêu Phong cảm xúc tả hữu thành như vậy, nữ nhân này cũng quá lợi hại. Mặc kệ nàng có hay không ý xấu. Tiêu Phong đều là ở vào bất lợi một phương. Nếu là nhân gia động tâm mắt nói, kia phiền toái có thể to lắm hơn nữa dựa theo tiêu phong theo như lời khẳng định cùng nữ nhân này đã lui tới thật lâu này trong đó sinh ra quá nhiều ít chuyện xưa đều là không biết liên hệ đến tiêu phong phía trước liên tiếp đem tin tức truyền ra đi sau đó xảy ra chuyện tới xem này tuyệt đối có vấn đề chu tước tạm thời sẽ không nói cho diệp quân lâm nhưng nàng sẽ vẫn luôn cha đi xuống cha được chứng cứ nàng mới có thể nói cho đương nhiên cung thiên thu không sao cả cha ra thân phận của nàng không sao cả dù sao nàng đã không sợ diệp quân lâm thậm chí đều phải sát diệp quân lâm bên kia trấn ma tư cùng thiên sư phủ đã binh nhung tương kiến bất quá liền ở hai bên tiến hành một hồi siêu cấp đại chiến thời điểm diệp quân lâm xuất hiện đều cho ta dừng lại diệp quân lâm một tiếng bạo a à, trực tiếp tách ra chiến trường đây là tất cả mọi người không nghĩ tới thiên sư phủ ngốc trấn ma tư cũng ngốc cái gì diệp quân lâm Đường độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân bọn họ nhìn đến Diệp Quân Lâm, trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn họ kế hoạch phải tiến hành kết quả tới phá hư phần tử. Bọn họ đều đem Huyền Minh dị tộc sắp lôi ra tới. Chờ hai bên đại chiến đến cuối cùng một khắc, Huyền Minh dị tộc sẽ ra tới thu hoạch. Bọn họ kế hoạch tuyệt đối không thể ra vấn đề. Muốn ở Huyền Minh dị tộc bại lộ trước, trực tiếp đem Thiên sư phủ cùng chấn ma tư toàn diện bắt lấy. Tới một cái chờ tay không kịp. Một trận chiến này đấu võ, chính là thỏa mãn bọn họ kế hoạch. Chính là này vừa muốn toàn diện đấu võ, kết quả Diệp Quân Lâm tới. Đều cho ta dừng lại, đừng đánh, từng cái ngây ngốc còn ở nơi này đánh. Các ngươi là bị người cấp hãm hại, có người cố ý ở châm ngòi ly gián vì chính là cho các ngươi hai bên đánh lên tới. Ở các ngươi chi gian còn tồn tại một cái kẻ thứ ba thế lực. Ta đã tra được đại khái, này thế lực liền ở chấn ma tư Tây Các. Các người bị cái này thế lực châm ngòi ly rán. Cái này thế lực có người ở nhanh chóng biến cường, hiện tại làm ra này một loạt đồ vật, chính là kéo dài thời gian, rời đi lực chú ý. Diệp quân lâm lập tức giải thích nói. Kỳ thật chuyện này, độc cô thác làm sao không biết. Hắn càng minh bạch huyền minh dị tộc chính là cái này cường đại thế lực thả ra tin tức. Cái này thế lực rất mạnh, cho nên hắn cần thiết đánh Lai Ninh Ua, tại đây phía trước bắt lấy chấn ma tư cùng thiên sư phủ chính là Diệp Quân Lâm tới, kế hoạch của hắn liền phế đi. Thiên sư phủ đương nhiên biết ngay từ đầu bọn họ bị trở thành quân cờ, bị oan uổng. Chính là nhân gia đều đánh tới cửa tới. Bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể đánh trả. Đánh, cho ta tiếp tục đánh, sát, toàn diện công kích. Độc Cô Thác nhưng không nghĩ cứ như vậy bị Diệp Quân Lâm phá hủy, lập tức hạ lệnh làm tiếp tục khai chiến. Một trận chiến này cần thiết đánh lên tới. Sát a, à, các huynh đệ thần thiên giam các cao thủ lập tức sát hướng đối diện thiên sư phủ. Thiên sư phủ thiên sư nhóm cũng dẫn động thuật pháp muốn bắt đầu đại chiến. Lan, diệp quân lâm trên người bộc phát ra một cổ đáng sợ lực lượng tới. Đem sông vào trước nhất mặt vài tên thần thiên giam cao thủ trực tiếp oanh sát. Nhìn bạo thành từng đoàn huyết vụ, tất cả mọi người dọa tới rồi. Sôi nổi ngừng lại, từng cái lỗ tai đều đều điếc, ta nói chuyện các người nghe không được, tìm chết sao, Diệp quân lâm trên người tản mát ra bàng bạc hơi thở, bao phủ toàn trường. Ép tới hai bên không thở nổi. Tất cả mọi người cảm nhận được mạnh mẽ tuyệt đối uy áp. Chẳng sợ độc cô thác bọn họ đều lòng có run rẩy, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chọc giận Diệp quân lâm, ai đều không có hảo quả tử ăn. Ta nhìn xem ai dám lại đi phía trước một bước, giết không tha. Diệp quân lâm cảnh cáo nói. Ai dám động, ta trực tiếp diệt ai hôm nay coi như cho ta một cái mặt mũi, các ngươi hai bên đều rời đi, ân oán xóa bỏ toàn bộ, các ngươi ai có ý kiến sao? Diệp quân lâm hỏi, thiên sư phủ vốn dĩ chính là tai bay vạ gió, nghe được ngưng chiến, bọn họ tự nhiên là không bất luận cái gì ý kiến. Chính là, thần thiên giam, độc cô thác tâm phúc đương nhiên là có ý kiến. Oanh, hắn mới vừa một mở miệng, lập tức bị Diệp quân lâm bạo thành một đoàn huyết vụ hắn giải quyết không được những người này đưa ra ý kiến chính là có thể giải quyết đưa ra ý kiến người hai bên đều phải dọa choáng váng hảo hiện tại đại gia ai còn có ý kiến sao diệp quân lâm hỏi trầm mặc mọi người trầm mặc độc cô thác không cam lòng lại không bất luận cái gì biện pháp nếu bướng bỉnh đi xuống nói khả năng diệp quân lâm muốn liên hợp thiên sư phủ tới đối phó hắn như vậy hắn đem không hề phần thắng hảo đều tan muốn cho ta biết các người còn đánh, ai cái thứ nhất đánh, ta liền đánh ai. Diệp quân lâm hô, thực mau, hai bên đều nhất nhất tan đi. Các người trước chờ, cái này thế lực liền ở chấn ma tư chung, lập tức cho ta điều tra ra là ai. Diệp quân lâm lại gọi lại độc cô thác. Minh bạch, độc cô thác cũng chỉ có thể chịu thua. Hắn hiện tại không để bụng cái này thế lực rốt cuộc là ai. Hắn chỉ để ý kế hoạch của chính mình có thể hay không khống chế chấn ma tư cùng với không thể bại lộ huyền minh dị tộc. Nhưng hôm nay kế hoạch thất bại. Hắn chỉ có thể nghe Diệp Quân Lâm. Đi thôi, trở về, trọng điểm tra tay Các. Độc cô thác dẫn người đi trở về. Diệp Quân Lâm nhưng thật ra không có nóng lòng rời đi. Hắn có loại trực giác. Đối phương đã thành công. Làm nhiều như vậy, chính là rời đi lực chú ý, kéo dài thời gian. Đối thủ này ở điên cuồng biến cường. Tuy rằng không biết là như thế nào biến cường, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn hấp thu như vậy lực lượng cường đại. Nhưng hiện tại cố ý thả ra huyền minh dị tộc tin tức, lại làm chấn ma tư cùng thiên sư phủ đánh lên tới. Này khẳng định có vấn đề thuyết minh đối thủ đi tới mấu chốt thiết điểm thượng. Có lẽ từ này về sau, đối thủ tương lai đến một cái cực cao cảnh giới, có thể đối kháng chính mình. Không hề sợ hãi chính mình. Chẳng sợ không biết cụ thể tình huống, nhưng Diệp Quân Lâm vẫn là có thể cảm giác được đối thủ này hiện giờ sợ là trở nên cường đại vô cùng. Chính là hắn trung quy vẫn là chậm. Không ở nhân ra hành động phía trước, điều tra ra. Kế tiếp phải đối phó nói sợ là tương đương khó khăn. Diệp quân lâm trực giác là đương nhiên không sai. Hiện giờ cung thiên thu chính là vương giả trở về. Nàng đầu tiên là đi tới vạn thi hố. Cái gì, ngươi? Hứa tình nhã ba người đầy mặt chấn động. Cho dù là mười đại thiên kiêu đôi mắt cũng lộ ra chấn động đến cực điểm thần sắc này, cũng quá không thể tưởng tượng đi. Như vậy đoạn thời gian, cung thiên thu thế nhưng đi vào tầng này lần. Người chứng kiến, bọn họ đều là cung thiên thu trưởng thành người chứng kiến. Cũng không như bọn họ, tới rồi hiện tại chấn ma tư đệ nhất nhân nông nỗi. Mấu chốt hiện tại ai có thể cản nàng. Phía trước đại gia còn ở ảo tưởng chấn ma tư có thể phát hiện cung thiên thu, do đó đánh gãy nàng. Hoặc là tốt nhất làm cái kia diệp quân lâm phát hiện nàng, trực tiếp chém giết nàng. Nhưng hiện giờ hết thảy đều chậm. Chung quy đều là ảo tưởng. Ai cũng không có thể ở cung Thiên Thu trưởng thành lên trước ngăn cản nàng, chẳng sợ phát hiện đều không có. Hiện tại, nàng đã cường đại đến loại tình trạng này. Không ai có thể ngăn được. Hết thảy đều là hư vọng. Chẳng sợ hiện giờ Diệp Quân Lâm hoặc là Trấn Ma Tư phát hiện, cũng chưa người có thể là nàng đối thủ. Tai nạn muốn buông xuống, chân chính khủng bố muốn tới. Bọn họ phía trước trải qua quá đều không tính cái gì. Giờ khắc này, Cung Thiên Thu không hề giữ lại đều triển lãm ra bản thân hơi thở. Cũng may mắn bảo hộ ở đây mọi người. Bằng không tất cả mọi người phải làm thành bạo thành một đoàn huyết phụ. Bao gồm cường đại cốt đại sư, đều không thể thừa nhận trụ Cung Thiên Thu chút nào hơi thở. Lại lần nữa nhìn thấy Cung Thiên Thu, cốt đại sư chỉ có kinh hỉ. Hiện giờ Cung Thiên Thu một ngày một cái dạng. Một ngày so với một ngày cường đại đặc biệt lần này nửa ngày thời gian không thấy. Cung thiên thu trực tiếp tới cái chất bay vọt. Quá chấn động, chấn ma tư nào có như vậy tồn tại. Ha 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 ha, hiện giờ ngươi, sợ là thiên tư đều xa xa không bằng. Ta thật là quá hưng phấn, ta có thể chính mắt chứng kiến như vậy một cường giả ra đời. Cốt đại sư cười đến nhất điên cuồng. Cung thiên thu càng cường đại, hắn càng cao hứng. Này lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ chấn ma tư đem đám kia cao cao tại thượng gia hỏa nhóm đạp lên dưới chân cung thiên thu cười cười đáng tiếc thiên tư đều biến mất đã bao nhiêu năm nói cách khác thật có thể một trận chiến cốt đại sư cảm thắn nói thiên tư nghe nói theo đuổi cực cao cảnh giới đi tìm trong truyền thuyết thiên môn cũng không biết hắn hiện tại tới rồi loại nào cảnh giới nhưng ta cảm giác không bằng ngươi cung thiên thu cười cười ta cũng như vậy cảm thấy hiện tại diệp quân lâm còn có thể làm ta cảm thấy hứng thú một chút những người khác đều không tư cách này. Ha ha ha, hiện giờ ngươi hủy diệt chấn ma tư hoàn toàn không nói chơi. Cốt đại sư tiếp tục cười lớn. Hắn đã nhìn đến chấn ma tư thê thảm kết cục. Này, ngự phong thiên tư càng vì chấn động. Lúc này mới bao lâu thời gian. Cung thiên thu thế nhưng lại tăng lên một cái siêu cấp cao cấp bậc. Hoàn toàn là khống chế thiên địa đại năng. Hắn đều có thể cảm nhận được cung thiên thu trong thân thể minh mông vô cùng khủng bố lực lượng cũng thật là đáng sợ phảng phất có loại nhìn thẳng một cái siêu cấp linh mạch cảm giác một khi bùng nổ toàn thế giới đều phải tao ương cứu vớt không được cái này ai đều không thể cứu vớt phía trước hắn đều là nằm yên chờ đợi hủy diệt hiện tại càng là dựa theo phía trước cung thiên thu cảnh giới tới xem có lẽ thiên tư trở về còn có thể ngăn cản một chút hiện tại không có khả năng ai đều ngăn trở không được chấn ma tư liền chờ hủy diệt đi chẳng sợ thiên tư tìm được rồi trong truyền thuyết thiên môn, truy cứu đến càng cao cảnh giới. Nhưng trở về chỉ có hủy diệt chấn ma tư. Hết thảy đều là vô dụng. Cốt đại sư đã gấp không chờ nổi, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đối phó chấn ma tư. Không nóng này, ta trước đem huyền minh dị tộc tin tức thả ra đi. Làm cho bọn họ trước đánh cái trời đất u ám lại nói. Cung thiên thu cười cười. Hiện giờ nàng có được cực hạn lực lượng, muốn giết ai liền giết ai. Nhưng nói vậy kỳ thật là cực hạn khô khan, không có nửa điểm ý tứ. Nàng càng thích quyền mưu, đem người khống chế ở lòng bàn tay cảm giác đối nàng tới nói quá sung sướng. Nàng hiện tại cần phải làm là xem mọi người ở nàng khống chế, do đó giết hại lẫn nhau. Đó là thị giác thịnh yến đi. Đùa giỡn trong lòng bàn tay mới là cao cấp nhất. Nàng trừ bỏ đối sát Diệp Quân Lâm cảm thấy hứng thú ở ngoài, những người khác đều không có hứng thú sát. Quá yếu bao gồm độc cô thác giết hắn cũng chưa ý tứ càng đừng nói những người khác lâm rời đi trước cung thiên thu nhìn hứa tình nhã ba người nói ta và các ngươi sớm nói qua ta sẽ làm các ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta trưởng thành ta sẽ làm các ngươi tận mắt nhìn thấy đến ta giết diệp quân lâm chờ xem ngày này nhanh ta sẽ dùng hắn kiếm tới giết chết hắn nàng lại nhìn về phía mười đại thiên kiêu ân các ngươi thoạt nhìn thực bi thương ha ha, các ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng a bởi vì ta mới đem các ngươi căn cốt đưa tới không thuộc về các ngươi độ cao. Không có ta, các ngươi nhiều lắm đạt tới ngự phong thiên tư nông nỗi. Chính là hiện tại nhìn đến ta sao, chấn ma tư từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Các ngươi căn cốt ở trong thân thể của ta, là các ngươi đời này lớn nhất vinh quang. Các ngươi hẳn là kiêu ngạo tự hào. Cung thiên thu cười lớn. Kẻ điên, ngươi chính là một cái cực hạn kẻ điên. Mười đại thiên kiêu mắng to nói chỉ là cung thiên thu cười đến càng thêm cuồng vọng cung thiên thu quay trở về tây các nàng mặt mang tươi cười xem ai đều là xem con kiến cảm giác liền độc cô thác chi lưu đều là con kiến càng đừng nói những người khác thiên thu người tâm tình không tồi a à, nhìn ra được tới người thật cao hứng tây các người trong nhìn thấy cung thiên thu đều bắt đầu dò hỏi cung thiên thu cười cười không có trả lời một đám con kiến cũng dám hỏi nàng độc cô thác lúc này có điểm sốt ruột làm sao bây giờ mắt thấy huyền minh dị tộc liền phải bại lộ hắn lại không bất luận cái gì biện pháp đệ nhất phu nhân nhịn không được nói không bằng như vậy đi chúng ta trực tiếp hành động đánh trấn ma tư một cái trở tay không kịp thuận ta thì sống nghịch ta thì chết làm cho cả trấn ma tư đều đi theo chúng ta không phù hợp hiện thực nhưng chỉ cần có một nửa người đi theo chúng ta là được mặt khác không nghe theo mệnh lệnh giết chết bất luận tội đệ nhất phu nhân hàn mang hiện lên Độc cô thác gật gật đầu, vì nay chi kế chỉ có thể như vậy, chỉ có vũ lực khống chế chấn ma tư, mới là chân chính khống chế. Làm huyền minh dị tộc cùng với mặt khác dị tộc chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta lập tức liền hành động, trực tiếp bắt lấy chấn ma tư. Hai người bí mật kế hoạch, bị bên ngoài cung thiên thu một chữ không lậu nghe được. Ân, trừ bỏ huyền minh dị tộc còn có mặt khác dị tộc A. Nguyên lai like khắp nơi dị tộc liên hợp lại, ở chấn ma tư làm nằm vùng A. Ha ha ha, nhưng là các ngươi đừng nghĩ thực hiện được a à, ta sẽ làm diệp quân lâm thu thập của các ngươi cung thiên thu một bộ khống chế hết thảy tư thái tất cả mọi người sẽ trở thành nàng quân cờ bao gồm diệp quân lâm cũng là giống nhau đều đem trở thành nàng trong tay quân cờ nàng nhưng thật ra thực chờ mong này nhóm người phát hiện nàng thời điểm cảnh tượng nhất định sẽ rất thú vị đi độc cô thác bọn họ lập tức làm đủ chuẩn bị lập tức liền phải động thủ kế tiếp cung thiên thu tra xét một chút này không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng. Nguyên lai like độc cô thác là rất sớm trước kia xâm la dị tộc là xếp vào ở chấn Ma Tư Gian Tế. Khi còn nhỏ liền tới rồi, tương đương hắn là ở chấn Ma Tư trưởng thành lên. Mà xâm la dị tộc còn lại là chấn Ma Tư tiêu diệt cái kia dị tộc. Đại mãng nuốt thiên đồ án chính là xâm la dị tộc đồ đằng. Vốn dĩ xâm la dị tộc tan giã chấn Ma Tư kế hoạch liền phải bắt đầu. Kết quả bị diệt. Thời điểm mấu chốt, độc cô thác cứu đệ nhất phu nhân. Mà đệ nhất phu nhân lúc ấy kỳ thật sớm mang thai, đương nhiên hài tử không phải độc cô thác. Mà là huyền minh dị tộc tộc chủ. Lúc trước huyền minh dị tộc cùng xâm la dị tộc cường cường liên hợp. Huyền minh dị tộc tộc chủ cùng xâm la dị tộc nữ nhân, cũng chính là hiện tại đệ nhất phu nhân, hai người kết làm vợ chồng. Làm cho bọn họ con nối dõi có được huyền minh dị tộc cùng xâm la dị tộc cường đại huyết mạch dung hợp, Đến nỗi Huyền Minh dị tộc tộc chủ sớm chút năm đã bị thiên tư mang đi, đến nay không có rơi xuống. Bởi vì thiên tư phải rời khỏi trấn Ma Tư, nhưng lo lắng Huyền Minh dị tộc sẽ đối trấn Ma Tư tạo thành uy hiếp. Hắn không ở, đối phương người mạnh nhất còn ở, kia khẳng định là hoàn cảnh xấu. Bởi vậy, hắn ước chiến Huyền Minh dị tộc chi chủ, hai người cùng nhau rời đi. Không biết sống hay chết. Dù sao đến bây giờ cũng chưa xuất hiện quá. Có đồn đãi nói huyền minh dị tộc chi chủ đã bị thiên tư chém giết. Cũng có đồn đãi nói thiên tư cùng huyền minh dị tộc chi chủ hai người liên thủ đi tìm trong truyền thuyết thiên môn, đi tìm kiếm tiếp theo cái cảnh giới. Đi tìm một ít trong truyền thuyết biến mất đại năng. Nhưng vô luận như thế nào, hai bên người mạnh nhất đều không còn nữa. Trấn ma tư cùng huyền minh dị tộc là ở vào một cái cân bằng trạng thái. Lại sau đó xâm la dị tộc bị diệt. Vì bảo toàn huyền minh dị tộc cùng xâm la dị tộc huyết mạch, độc cô thác cấp đệ nhất phu nhân an bài giả thân phận, chính mình cưới nàng. Đệ nhất phu nhân cũng thuận lợi sinh hạ hài tử, chính là hiện tại độc cô thác trên danh nghĩa nhi tử độc cô tiêu. Kỳ thật hắn mới là chân chính đại boss. Vô luận là xâm la dị tộc vẫn là huyền minh dị tộc đều phải nghe hắn. Hắn mới là hai đại dị tộc chủ nhân. Nói cách khác, độc cô thác sao có thể có thể hiệu lệnh huyền minh dị tộc đâu. Rõ ràng. Hết thảy đều rõ ràng biến mất dị tộc xếp vào ở chấn Ma Tư, lại cùng mạnh nhất dị tộc hợp tác. Huyền Minh dị tộc vẫn luôn không có bất luận cái gì động tính, nguyên lai là làm những việc này. Muốn từ nội bộ thâm trình tự tan giã chấn Ma Tư. Ai có thể nghĩ đến chấn Ma Tư cầm quyền đều là một đám dị tộc, truyền ra đi ai tin A. Còn muốn lập tức tiến hành kế hoạch. Cung thiên thu cười. Chấn Ma Tư đến diệt, bất quá đến là ta chính mình diệt. Các ngươi những người khác đều không tư cách, Cung Thiên Thu đi vào quỷ thị sau, đem tin tức muốn truyền bá đi ra ngoài. Hảo, tin tức cái thứ nhất đến làm Diệp Quân Lâm biết. Lại làm chấn ma tư những người khác biết, càng loạn càng tốt. Cung Thiên Thu bắt đầu chờ xem vừa ra trò hay. Kế tiếp một hồi ẩu đả liền phải bắt đầu. Nhưng hết thảy đều là nàng một tay thao tác. Đều từ cấp nàng diễn kịch giống nhau. Thoạt nhìn là thật sự sảng ha. Đương nhiên đồng thời cũng nhìn xem Diệp Quân Lâm chiến lực như thế nào. Cung Thiên Thu cũng minh bạch, hiện tại huyền minh dị tộc vẫn là chấn ma tư đều không đủ để bước bách ra diệp quân lâm chân chính thực lực. Nhưng nàng có thể nắm giữ trụ. Nhìn xem chính mình rốt cuộc có thể vượt qua diệp quân lâm nhiều ít. Một công đôi việc sự tình. Nàng càng hy vọng chính mình có thể nghiền áp diệp quân lâm. Mà không phải vừa mới thắng được. Như vậy đem thừa nhận áp lực cực lớn. Nàng cũng sẽ có tổn thất. Cần thiết nghiền áp mới hảo thực mau bác các đem huyền minh dị tộc tin tức truyền cho Diệp Quân Lâm. Cái gì, huyền minh dị tộc liền giấu ở chấn ma tư giữa. Độc cô thác cũng là dị tộc người, nhiều chồng ta huynh đệ căn cốt người là độc cô thác chi tử. Biết tin tức sau Diệp Quân Lâm là nổi trận lôi đình. Trách không được hắn như thế nào đều tìm không thấy. Nguyên lai like này nhóm người giấu ở chấn ma tư giữa A. À. Này như thế nào đi tìm A. À. Nhắc tới đến huyền minh dị tộc, diệp quân lâm trong đầu liền hiện ra lúc ấy thanh long năm người thê thảm hình ảnh hắn phát quá thề vô luận là ai nhất định làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu suốt cuộc chờ tới rồi giờ khắc này lúc này diệp quân lâm trong đầu tất cả đều là tìm huyền minh dị tộc báo thù đến nỗi tìm một cái khác thế lực đã sớm bị hắn vứt chi sau đầu trước đem huyền minh dị tộc diệt lại nói huyền minh dị tộc ta muốn các ngươi chết phàm là thiệp sự người đều phải chết Diệp Quân Lâm trở nên điên cuồng đi lên. Thực mau, Lý Tử Nhiễm, Quân Quân cùng với Thanh Long đám người toàn bộ tề tụ. Nghe, hiện tại đã tìm được rồi huyền minh dị tộc đặt chân mà. Lập tức ta mang các người đi báo thù. Nghe được Diệp Quân Lâm theo như lời. Thanh Long năm người sắc mặt lập tức thay đổi. Hiện giờ bọn họ động lực liền tìm hung thủ báo thù, đem hắn thiên đao vạn quả. Cơ hội tới. Chiến ý minh mông, sát ý thật mạnh mỗi người trên mặt đều bốc lên khởi từng luồng phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Hảo, báo thù, chúng ta đi báo thù. Tiêu Phong cũng kích động đi lên. Bởi vì cung thiên thu hồi phục, làm hắn tâm tình không tồi. Tự nhiên cũng liền nghĩ muốn đi báo thù. Diệp quân lâm gật gật đầu, ân, ta mang các ngươi đều đi. Đến lúc đó các ngươi thân thủ giết hung thủ. Một đám người lập tức minh mông cuồn cuộn xuất phát. Bên kia, độc cô thác bọn họ muốn lập tức bắt đầu kế hoạch rốt cuộc việc này không thể kéo. Cảm giác huyền minh dị tộc ở thần thiên giam tin tức lập tức liền phải bị tra được. Bọn họ động tác thực mau. Huyền minh dị tộc cùng với mặt khác dị tộc cường giả toàn bộ tề tụ xong Hắn cũng đem chấn ma tư nội nên an bài toàn bộ an bài hảo. Tỷ như hắn cảm thấy không phục tòng cường giả nhóm toàn bộ phân tán khai, mặt khác một ít người tập trung lên. Đến lúc đó trực tiếp đả kích là được. Còn phải dùng một ít tiểu chiêu số, đem một ít đỉnh cấp cường giả nhóm mê hoặc, lừa gạt đến địa phương khác đi. Lúc này đây, hắn chỉ cho phép thành công, không được thất bại. Đúng rồi, chúng ta cái thứ nhất muốn giết là ngự phong thiên tư. Độc cô thác đôi mắt hiện lên một mặt hàn mang. Đệ nhất phu nhân cũng cảm nhận được áp lực. Chấn ma tư nội có rất nhiều người khả năng sẽ đi theo bọn họ, chẳng sợ biết bọn họ thân phận. Chính là có người tuyệt đối sẽ không. Đó chính là ngự phong thiên tư một khi bọn họ lựa chọn đối phó trấn ma tư ngự phong thiên tư sẽ trở thành bọn họ lớn nhất trở ngại cùng địch nhân thậm chí còn có thể phá hư bọn họ kế hoạch bởi vậy đệ nhất muốn giết là ngự phong thiên tư độc cô thác chính mình chính diện là tuyệt đối đánh không lại ngự phong thiên tư chính là hắn có thể ám toán đánh ngự phong thiên tư một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa thực mau độc cô thác cùng với đệ nhất phu nhân xuất phát phía sau còn có độc cô tiêu ngũ hành linh can linh cốt đại thành độc cô tiêu thực lực tiếp cận độc cô thác còn có giả dạng thành thần thiên giam thành viên tám vị huyền minh dị tộc cao thủ đứng đầu đoàn người đi vào thiên y giam thiên y giam còn ở bình thường vận hành chung độc cô thiên tư vài vị đại biểu lập tức đón đi lên ngự phong thiên tư không ra tới quá sao độc cô thác hỏi không có vẫn luôn ở bên trong độc cô thiên tư có chuyện gì sao mấy người hỏi không cần Ta trực tiếp đi vào tìm Ngự Phong Thiên Tư đi. Ta có khẩn cấp sự tình." Độc Cô Thác trực tiếp cất bước đi hướng bên trong, đi vào Thiên Y giam Ngự Phong Thiên Tư tư nhân lãnh địa, những người khác không dám lại đi tới một bước. "Đi thôi, đi vào." Độc Cô Thác mang theo mọi người tiến vào. Sau đó không lâu liền tới đến cửa đại điện. "Đây là..." Bọn họ lập tức nhìn đến hai cổ thi thể. Là Ngự Phong Thiên Tư hai vị đồ đệ, phụ trách cuộc sống hàng ngày. Bị giết nhìn dáng vẻ có đoạn thời gian không tốt đã xảy ra chuyện độc cô thác vọt đi vào chỉ là nơi nào có ngự phong thiên tư thân ảnh nhìn dáng vẻ ngự phong thiên tư đã sớm không còn nữa đã qua đi rất dài một đoạn thời gian đại gia ở thiên y giam trong đại điện tìm một vòng không hề có người không tốt việc lớn không tốt các ngươi mau đến xem thiên y giam sở hữu thần dược đều không thấy đây là bị người cướp sạch không còn đệ nhất phu nhân lại phát hiện vấn đề lớn quả nhiên đại gia ở trong đại điện dược giá thượng hoặc là ngăn bí mật đều nhìn không tới chút nào thần dược cái gì cũng chưa lưu lại thậm chí vẫn luôn chân quý nhất thần dược gửi chỗ cũng là rỗng tuếch này lộp bộp độc cô thác lập tức tâm lạnh nửa thanh hắn tới đây mục đích trừ bỏ sát ngự phong thiên tư ngoại còn có một việc chính là khống chế thiên y giam có thiên y giam này đó thần dược ở hắn cùng với huyền minh dị tộc thực lực hoàn toàn đề cao một cái cấp bậc đây mới là hắn muốn chỉ là cũng chưa nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ngự phong thiên tư đi đâu thần dược đi đâu độc cô thác đều có điểm nóng nảy bất an chẳng lẽ nói ngự phong thiên tư mang đi sở hữu thần dược rời đi thần thiên giam có người theo bản năng nói độc cô thác lắc đầu không có khả năng thiên tư trước khi đi là đem toàn bộ trấn ma tư phó thác cấp ngự phong thiên tư. Hắn là duy nhất cái sẽ không đi, huống chi hắn hai vị đồ đệ cũng đã chết, chuyện này không có khả năng là hắn làm. Độc cô tiêu lại chạy ra bên ngoài cha tìm một vòng. Này không cha không biết, nguyên lai thần thiên giam cũng bị cướp sạch, rất nhiều bảo vật gì đó đều ném. Độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân lướt nhau. Lập tức minh bạch cái gì? Ngự phong thiên tư tuyệt đối không phải chính mình biến mất, có thể là bị những người khác bắt cóc đi. Nhân tiện đem Thần Thiên giam bảo vật cùng Thiên Y giam thần dược sôi nổi mang đi. Nhưng sẽ là ai đâu? Có lớn như vậy bản lĩnh? Ngự Phong Thiên tư thực lực chính là trừ thiên tư ở ngoài đệ nhất nhân a. Có thể lặng yên không một tiếng động đem hắn mang đi, này đến rất mạnh a. Vô pháp tưởng tượng. Diệp Quân Lâm cái này cấp bậc đi. Độc Cô thác cùng với đệ nhất phu nhân bọn họ đều đồng thời ra thân mồ hôi lạnh. Độc Cô Tiêu nói, cảm giác Thần Thiên giam không có bí mật đáng nói. Đầu tiên thiên y giam phát sinh chuyện lớn như vậy không ai biết, thần thiên giam bảo vật mất đi cũng không ai biết. Cảm giác này đám người trừ bỏ thực lực cường đại ngoại, còn quen thuộc thần thiên giam hết thảy. Chỉ có như vậy mới có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Thời gian dài như vậy qua đi không có một người biết. ầm vang, nghe thấy cái này tin tức sau độc cô thác thân thể run rẩy Một cổ dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Không tốt, độc cô tiêu lời này nhắc nhở hắn, cái này mang đi ngự phong thiên tư thế lực chẳng những cường đại, còn quen thuộc thần thiên giam hết thảy. vậy thuyết minh cái này thế lực đến từ chính trấn ma tư. diệp quân lâm phía trước nhắc nhở hắn trở thành gió thoảng bên tai. cái gì trọng điểm tra tây các, hắn cũng chưa trở thành một chuyện. hiện tại hắn đều phải điên rồi. thật là, thuyết minh trấn ma tư nội còn cất giấu một cái hắn cũng không biết thế lực. vốn tưởng rằng hắn là thẩm thấu ở trấn ma tư duy nhất nằm vùng không nghĩ tới còn có. So với hắn càng càng sâu. Diệp Quân Lâm nói chính là đối. Giấu ở tây các giữa, càng vì đáng sợ chính là bọn họ chút nào không biết tình. Cho tới nay bị người ta nắm cái mũi đi, đều tưởng thiên sư phủ. Nhưng này gần là người ta làm ngươi cho rằng, đệ nhất phu nhân cũng nghĩ đến này đó. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua sau, thân thể hung hăng run lên. Không tốt, nếu cái này thế lực như thế quen thuộc thần thiên giam hết thảy, còn cầm đi thần thiên giam bảo vật cùng thiên y giam thần dược, bọn họ còn không biết. Kia rất có thể huyền minh dị tộc đặt chân mà hoàn toàn bại lộ. Cái này thế lực đã sớm phát hiện. Hiện tại một chút đem tin tức để lộ ra tới. Này không phải nói chuyện giật gân, mà là bọn họ căn bản đều biết hết thảy. Rốt cuộc minh bạch huyền minh dị tộc là như thế nào bại lộ. Chỉ có bọn họ chính mình không biết, còn tưởng rằng giấu ở thần thiên giam thực an toàn. Kết quả đâu, cái này thế lực đã sớm biết khống chế hết thảy này cũng thật là đáng sợ đối bọn họ mà nói là tai nạn a à. cái này thế lực quá thần kỳ giờ khắc này độc cô thác có loại bị rắn độc theo dõi cảm giác phảng phất âm thầm tất cả đều là từng đôi đôi mắt ở đánh giá hắn chỉ là hắn nhìn không tới cái này thế lực sẽ là tây các ai đâu tây các vài tên lão tổ thực lực với hắn mà nói cũng giống nhau a à. tây các còn có thể có ai không tốt, chúng ta nguy hiểm. Bỗng nhiên, độc cô thác ý thức được cái gì? Cả người sắc mặt cuồng biến. Bọn họ muốn ở chấn ma tư nháo sự, muốn đổi ở bại lộ trước động thủ. Nhưng này thế lực khống chế hết thảy, tuyệt đối sớm biết rằng. Bọn họ hiện tại hành động, ngược lại là chính mình bại lộ. Sát A. À, đúng lúc này, từng trận tiếng kêu từ bên ngoài truyền đến. Chấn ma tư đại quân toàn bộ tới. Còn có Thần Thiên giam cùng với chấp pháp giam các cao thủ sôi nổi đem nơi này cùng với Huyền Minh dị tộc điểm dừng chân, trong ba tầng ngoài ba tầng vây quanh cái biến. Cái này, độc cô thác bọn họ trợn tròn mắt. Vốn dĩ bọn họ đột phát tập kích nói, lấy Huyền Minh dị tộc thực lực tuyệt đối dễ dàng bắt lấy chấn ma tư. Chính là hiện tại trái ngược, bọn họ trở thành bị vây quanh một phương. Phiền toái, cái này kế hoạch thất bại. Có thể tồn tại rời đi liền không tồi. Độc cô thác là xâm la dị tộc xếp vào ở chấn ma tư gian tế. Còn có đệ nhất phu nhân cùng với độc cô tiêu đều là xâm la dị tộc dư nghiệt. Huyền minh dị tộc cùng mặt khác dị tộc đều giấu ở thần thiên giam. Mọi người đem như núi bằng chứng toàn bộ bãi ở trước mắt. Cái này làm cho chấn ma tư trên dưới phẫn nộ đến mức tận cùng. Bọn họ bị lừa lâu lắm lâu lắm. Nay tuyệt đối không thể chịu đựng A. À. Từng cái toàn bộ lộ ra cường đại hơi thở tới muốn đem độc cô thác bọn họ chia năm xẻ bảy hảo a độc cô thác ngươi thế nhưng giết thiên y giam người còn có ngự phong thiên tư ngươi cũng bị ngươi giết đi còn có thiên y giam thần dược cùng với thần thiên giam bảo vật cũng chưa đều bị ngươi đánh cắp đi cung thiên thu an bài người đem hết thảy nước bẩn đều hắt ở độc cô thác mấy người trên người xong rồi cái này hoàn toàn tẩy không rõ hết đường chối cãi rốt cuộc sự thật bãi ở trước mắt Ngự phong thiên tư người không thấy, hắn hai cái đồ đệ thi thể ở chỗ này. Thiên y giam thần dược này đó cũng chưa. Bọn họ vừa vặn ở, không trách bọn họ quái ai. Bọn họ liền cái cỏ cơ hội đều không có. Trực tiếp đã bị đấm đã chết. Mọi người khóc không ra nước mắt. Không phải chúng ta a, à, chúng ta cũng bị oan uổng. Cứ việc chúng ta thừa nhận dị tộc thân phận, nhưng chúng ta không thừa nhận những việc này là chúng ta làm a. À. Độc Cô Tiêu cực lực cái cỏ chỉ là căn bản không có người đang nghe. Đều đương chuyện ma quỷ giống nhau tới xử lý. Không chỉ như thế, 10 đại thiên kiêu biến mất, bác các tam thánh đã chết, cùng với tứ đại trấn các thần khí đều là bọn họ làm. Bọn họ còn oan uổng cấp thiên sư phủ, làm chấn ma tư cùng thiên sư phủ khai chiến. Đây là bọn họ kế hoạch, làm chấn ma tư cùng thiên sư phủ khai chiến, sau đó huyền minh dị tộc thu hoạch, hoàn toàn bắt lấy. Chúng ta muốn cảm tạ Diệp quân lâm đại sư A, nói cách khác chúng ta đã bị lừa. Kế tiếp, không dám có phải hay không bọn họ làm sự tình, đều toàn bộ xếp vào ở bọn họ trên đầu. Một hồi đại chiến cũng bắt đầu rồi. Hiện tại chúng ta nói cái gì cũng chưa dùng, vậy một trận chiến đi. Các người thật cảm thấy có thể ngăn được chúng ta. Độc cô thác vẫn là không sợ. Suốt cuộc chấn ma tư bên này vẫn là khuyết thiếu cao thủ. Huyền minh dị tộc vẫn là rất mạnh. Hơn nữa ngự phong thiên tư không ở, hắn có tin tưởng sát đi ra ngoài. Này, chấn ma tư mọi người đích xác lập tức đều trầm mặc. Không dễ giết, nếu hơn nữa ta đâu. Một đạo thiên lôi thanh âm truyền đến. Diệp quân lâm tới. Hắn mang theo thanh long đám người toàn bộ tới. Này, xong rồi. Nhìn đến diệp quân lâm hắn lập tức tuyệt vọng. Đơn độc một cái diệp quân lâm, độc cô thác đều phải sợ hãi. Thông qua lần trước ngắn ngủi tiếp xúc sau, hắn biết rõ diệp quân lâm thực lực có bao nhiêu khủng bố vị này đến lật úp sở hữu lực lượng khả năng mới có thể khó khăn lắm đối phó nếu hơn nữa trấn ma tư nói kia bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thanh long năm người cũng bị diệp quân lâm mang đến khi bọn hắn nhìn đến huyền minh dị tộc các cao thủ kia một khắc nghĩ lại mà kinh thê thảm chuyện cũ nảy lên trong lòng bọn họ đầu đều phải nổ tung phẫn nộ cực hạn phẫn nộ thống khổ vô tận thống khổ Ngày đó những cái đó đủ loại toàn bộ xuất hiện, muốn đem bọn họ ăn mòn giống nhau. Cả người không thoải mái, cảm giác ẩn ẩn làm đau. Bọn họ hai mắt đỏ đậm, trong mắt đều phải bay ra tới. Cả người nhịn không được run rẩy lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Đảo chiều khí lạnh là bọn họ, chính là bọn họ. Những người này tuy rằng nhìn không tới bọn họ khuôn mặt, nhưng bọn họ trên người trang phục thanh long năm người nhận được. Chính là bọn họ huyền minh dị tộc mọi người trên người quần áo bọn họ là khắc vào trong xương cốt. Vĩnh viễn không thể quên được. Lửa giận. Thanh long năm người đôi mắt phẳng phất phun ra ra lửa giận. Trước kia bọn họ đối này đó là kinh khủng cùng sợ hãi. Nhưng hiện tại, chỉ có phẫn nộ cùng báo thù tâm lý. Bọn họ không sợ. Bọn họ chỉ nghĩ báo thù. Nhưng Diệp Quân Lâm minh bạch kỳ thật bọn họ vẫn là có bóng ma tâm lý. Không có hoàn toàn trừ tận gốc duy nhất hoàn toàn trừ tận gốc biện pháp chính là làm cho bọn họ thân thủ báo thù. Thân thủ giết này đàn hung thủ. Thân thủ đem cái này bóng đẻ nhổ. Với hắn mà nói, kỳ thật hủy diệt huyền minh dị tộc không khó. Nhưng hắn muốn cho các huynh đệ thân thủ báo thù. Tự mình từ cái này bóng đẻ chung đi ra. Chỉ có như vậy mới có thể triệt triệt để để giết chết tâm ma. Là bọn họ sao? Diệp Quân Lâm cùng Thanh Long năm người hỏi. Là, chính là bọn họ thanh long năm người tâm đều ở lấy máu. Sao có thể không phải bọn họ? ầm vang, đương năm người ánh mắt quét về phía mặt sau, dừng ở mặt sau độc cô tiêu trên người. Giờ khắc này, đối năm người tới nói, giống như tao ngộ xét đánh giữa trời quang. Đây là đối bọn họ tới nói nhất sợ hãi. Cả đời vứt đi không được bóng ma. Chính là người này ngạnh sinh sinh đưa bọn họ trên người căn cốt đào đi, sau đó nhổ chồng căn cốt ở thân thể hắn tương đương trên người hắn hiện tại có bọn họ căn cốt. Trong cơn giận dữ, thiên lôi giết gào. Giờ khắc này, năm người giống như xét đánh giữa trời quang giống nhau. Lớn nhất tâm ma vẫn là độc cô tiêu. Là hắn, lão đại chính là hắn. Hắn nhổ chồng chúng ta căn cốt. Lão đại ta muốn giết hắn, ta nhất định phải làm hắn chết. Lão đại hắn vẫn luôn xuất hiện ở chúng ta trong mộng. Cứ việc bọn họ lúc ấy cũng chưa gặp qua độc cô tiêu chân thật bộ mặt. Nhưng hiện tại ánh mắt vừa thấy qua đi, liền cảm thấy vô cùng quen thuộc. Đường Trường kết luận chính là hắn. Vô luận là thân hình vẫn là hơi thở, thậm chí là chưa bao giờ gặp qua khuôn mặt, giờ phút này lại rõ ràng lên. Này sớm tại bọn họ trong đầu trước mắt. Diệp Quân Lâm cùng với Tiêu Phong đám người ánh mắt cũng toàn bộ xem ở đầu cô Tiêu trên người. "Hảo, hành, hôm nay vậy nợ máu trả bằng máu. Các huynh đệ ta đáp ứng các ngươi, phải vì các ngươi báo thù. Hôm nay cơ hội tới." ta nhất định cho các người báo thù thành công. Hôm nay không ai có thể ngăn trở chúng ta báo thù. Đây là chúng ta hôm nay duy nhất sự tình, cũng là ta Diệp Quân Lâm nặng nhất hứa hẹn. Diệp Quân Lâm la lớn. Đây là hắn cấp các huynh đệ công đạo. Hôm nay, gặp được này kẻ thù, vô luận như thế nào hắn đều phải sát. Ai cũng đừng nghĩ ngăn lại. Ai đều không được. Độc cô tiêu chỉ có đường chết một cái. Diệp quân lâm cường đại hơi thở đã là tỏa định độc cô tiêu bất luận kẻ nào đều có khả năng đào tẩu, nhưng độc cô tiêu không có khả năng. Thiên Vương lão tử tới cũng cứu không đi. Cứ việc độc cô tiêu cường đại vô cùng, nhưng bị Diệp Quân Lâm tỏa định sau, trên người hắn phảng phất đè nặng thập phương núi lớn giống nhau, căn bản làm hắn không thở nổi. Toàn thân cảm giác đều không động đậy, cả người vô luận thân thể vẫn là tinh thần linh hồn ở chậm rãi bị xé nát giống nhau. Này cũng thật là đáng sợ. Cả người càng là thở hồng hộc, gần như hỏng mất cảm nhận được này nhóm người thị huyết ánh mắt hắn biết chính mình muốn xong rồi hôm nay không có khả năng tồn tại thiên vương lão tử tới cũng tựa hồ vô dụng thật là đáng sợ hơn nữa hắn cảm nhận được chính mình không đơn giản sẽ chết còn sẽ đã chịu vô tận tra tấn sống không bằng chết cả người khả năng sẽ thành mảnh nhỏ hắn vô pháp tưởng tượng chờ đợi chính mình sẽ là cái gì không hắn không cần chết càng không nghĩ chịu đựng tra tấn a Độc cô tiêu đều phải khóc. Thân thể ở một cái kính run rẩy Vốn dĩ cho rằng có được ngũ hành linh can linh cốt sau là có thể nhanh như điện chấp, vô địch tứ phương. Kết quả đâu? Còn không có tới kịp triển lãm, đã bị đã chết. Còn muốn chết thảm. Hắn không nghĩ a à. Hoảng loạn. Độc cô tiêu đầy mặt hoảng loạn. Độc cô tiêu lập tức xin giúp đỡ nhìn về phía độc cô thác đám người. Chỉ là độc cô thác mọi người cũng là sợ tới mức không nhẹ a à độc cô thác nơi nào không biết hiện giờ trạng huống có bao nhiêu nghiêm trọng không đơn giản là độc cô tiêu thậm chí tất cả mọi người muốn chết mỗi người đều tự thân khó bảo toàn trừ phi có kỳ tích xuất hiện nhưng kỳ tích sao có thể ai có thể ngăn được diệp quân lâm a một trận chiến này không thể đánh đến kỳ hảo độc cô thác lập tức nói diệp đại sư hiểu lầm a hết thảy đều là hiểu lầm a hiểu lầm tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn huyền minh dị tộc cùng hắn quan hệ đã là thật truy. Đâu ra hiểu lầm? Sao có thể? Diệp quân lâm cười cười, từ đâu ra hiểu lầm, nên sẽ không nói chúng ta nhận sai người, không phải các người đi. Độc cô thác vội vàng lắc đầu, không phải, không phải. Diệp đại sư nghe ta nói, đích xác tồn tại một cái thế lực, chúng ta cũng bị đương thương sử dụng, hiện tại ngươi cũng là bị đương thương. Diệp quân lâm gật gật đầu, ân, ta biết bị đương thương cái này thế lực ta so các ngươi phát hiện sớm, hơn nữa ta kết luận liền ở tây các nội. Nhưng trước giết các ngươi lại nói. Độc cô thác liên tục lắc đầu, diệp đại sư trăm triệu không thể a à. cái này thế lực muốn chính là chúng ta đánh lên tới, bọn họ hảo tọa sơn quan hổ đấu, cuối cùng thu lợi chính là bọn họ a à. Chúng ta không thể đương ngốc tử, không thể bị bọn họ tả hiếu. Diệp đại sư việc cấp bách là mau chóng bắt được này hỏa thế lực. Bọn họ mới là chúng ta địch nhân lớn nhất. Chúng ta ân oán chờ xử lý xong chuyện này sau lại nói. Còn có chấn ma tư các đại phái hệ cũng giống nhau, nếu chúng ta đánh lên tới tam phương đều tổn thương nói, đến lúc đó đều phải chết. Độc cô thác những lời này như là sấm sét giống nhau ở chấn ma tư trong đám người nổ vang. Cái này đại gia nghị luận sôi nổi. Cứ việc có thể giết độc cô thác, nhưng là nếu bị thế lực khác nhầm vào nói, bọn họ cũng không đáp ứng A. Bọn họ muốn chính là toàn bộ sống sót mà không phải giết độc cô thác, chấn ma tư sau đó diệt. Chấn ma tư mọi người toàn bộ do dự. Một lần nữa suy tính vấn đề này. Chỗ tối cung thiên thu nhịn không được giơ ngón tay cái lên, độc cô thác quả nhiên có hai tiểu tử, loại này thời khắc, tùy tiện nói mấy câu liền đại loạn chấn ma tư quân tâm. Cốt đại sư cười cười, chính là này loạn không được diệp quân lâm bọn họ. Độc cô thác thấy ổn định chấn ma tư, vội vàng nhìn về phía diệp quân lâm, diệp đại sư chúng ta ân oán về sau lại tính một trận chiến này khẳng định muốn đánh nhưng trước cùng nhau đem cái này thế lực bắt được đến đây đi đừng làm cho bọn họ có bất luận cái gì thực hiện được cơ hội chỉ là diệp quân lâm vẻ mặt kiên định hắn cười lạnh nói nga không có việc gì ta trước giết các ngươi lại bắt được tới cái này thế lực diệt bọn hắn một chút đều không ảnh hưởng huống hồ ngươi cũng không tư cách cùng ta cùng nhau liên thủ tiêu phong cũng hô đúng vậy việc cấp bách giết các ngươi báo thủ mới là chúng ta hạng nhất đại sự Mặt khác sự đều dựa vào biên đi Cung thiên thu mày hơi khẩn Này phế vật nhưng thật ra rất sẽ cáo mượn oai hùng a à. Sát 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 Báo thù Thanh long năm người cũng hô Diệp quân lâm từng cái đều là có phải giết chi tâm Bọn họ sẽ không bị bất luận cái gì sự quấy dày hoặc là ảnh hưởng Mặt khác bất luận cái gì sự tình hôm nay ở bọn họ đều không tính sự Bọn họ chỉ có một mục tiêu giết chết huyền minh dị tộc mọi người báo thù kiên định quyết tâm cái gì đều ngăn không được. Sát sát sát, độc cô thác sắc mặt lập tức liền trắng bệch vô cùng. Vốn tưởng rằng chấn trụ chấn ma tư mọi người, còn có hy vọng. Nhưng Diệp Quân Lâm bên này quá kiên định. Căn bản không có một chút biện pháp. Các người hôm nay cần thiết chết, một cái đều chạy không thoát. Tiêu phong hô, thanh long ngày đó bởi vì ta sai lầm, cho các người năm người chịu khổ. Hôm nay ta cần thiết muốn xông vào trước nhất mặt vì các người báo thù tiêu phong đã làm tốt xung phong chuẩn bị bất quá này nhưng đem cung thiên thu cấp khí có hắn chuyện gì a à? hắn mấy cân mấy lượng a à? phân không rõ lớn nhỏ vương nếu không có diệp quân lâm nói hắn lấy cái gì báo thù diệp quân lâm đứng ở phía sau như vậy diếu võ dương oai phảng phất hết thảy đều là hắn làm giống nhau vô dụng phế vật chỉ biết cố làm ra vẻ còn tự cho là thanh cao hiện tại tiêu phong đã không có giá trị lợi dụng sau cung thiên thu xem tiêu phong là thật sự chán ghét. Quả thực cay đôi mắt, càng ngày càng trướng mắt tiêu phong, cảm thấy nơi nào đều kém, quá ghê tẩm người. Vốn dĩ cung thiên thu chỉ là không cảm giác, nhưng hiện tại tất cả đều là chán ghét ghê tẩm. Đáng thương tiêu phong còn không biết. Cốt đại sư gật gật đầu, ta cũng chưa thấy qua loại này tự tin nam nhân. Thật là buồn cười. Sát, giữa sân tiêu phong cái thứ nhất giết đi ra ngoài. Ngay sau đó quân quân, Lý Tử Nhiễm bọn họ cũng sôi nổi đuổi kịp. Thanh Long năm người cũng xông ra ngoài, chẳng sợ bọn họ thực lực hiện tại hoàn toàn không được. Nhưng có một viên báo thù tâm. Sát, trấn ma tư cuối cùng vẫn là động. Đây là diệt trừ Huyền Minh dị tộc cơ hội tốt a. À? Lúc này không trừ, càng đãi khi nào? Cần thiết đến xử lý. Đến nỗi độc cô thác nói kia một phương thế lực, có Diệp Quân Lâm ở đâu? Bọn họ tin tưởng sẽ không xảy ra chuyện. Sát đi ra ngoài mọi người đi theo ta sát ra tới. Độc cô thác bọn họ cũng biết một trận chiến này không thể tránh né. Chỉ có thể bắt đầu sát đi ra ngoài. Huyền minh dị tộc cùng với các cực khác tộc cao thủ sôi nổi xuất động, theo tới đối địch thường. Bảo hộ thiếu chủ, nhất định phải bảo vệ. Đại gia có thể chết, nhưng thiếu chủ cần thiết phải rời khỏi. Huyền minh dị tộc đại bộ phận cao thủ vẫn là bảo hộ ở độc cô tiêu chung quanh. Rốt cuộc hắn chính là huyền minh dị tộc cùng xâm la dị tộc cộng đồng huyết mạch hắn nếu là sát đi ra ngoài, hai nhà huyết mạch liền tính là còn ở. Vẫn là có hy vọng. Bất quá tiêu phong cùng với thanh long đám người trực tiếp nhằm phía đầu cô tiêu. Diệp quân lâm cũng xuất động. Hắn bảo hộ ở thanh long năm người chung quanh, thế bọn họ ngạnh sinh sinh sát ra một cái lộ tới. Rốt cuộc thanh long năm người vừa mới khôi phục, thực lực hữu hạn. Chính mình tới nói, là căn bản không có biện pháp báo thù. Hắn chỉ có thể thế bọn họ làm. Một hồi xưa nay chưa từng có đại chiến bạo phát. Đây đều là hiện giờ chấn ma tư cùng huyền minh dị tộc đại bộ phận người không trải qua quá. Muốn ở trước kia, hai bên cơ hồ thời thời khắc khắc đều ở đánh. Chuyện thường ngày giống nhau. Nhưng hôm nay nhìn không tới. Càng đừng nói đã trải qua. Đây là rất nhiều người ký ức tới nay, lần đầu tiên có lớn như vậy một trận chiến. Nơi xa cung thiên thu lập tức cười. Nay hết thảy đều là nàng tỉ mỉ kế hoạch phía dưới tất cả mọi người là nàng quân cờ A. Loại này đem người đùa bỡn ở cổ trưởng gian cảm giác thật là quá sung sướng A. Mấu chốt như là Diệp Quân Lâm, rõ ràng đều biết chính mình là quân cờ, lại như cũng bước vào ván cờ, tùy ý cung thiên thu bài bố. Đây là cỡ nào một kiện có thành tựu cảm sự tình A. Đánh, sát A, ha ha ha, giết chết, đem ta người đáng ghét toàn bộ giết chết đi. Cung thiên thu dần dần trở nên điên cuồng lên nàng thật là quá thích nhìn người khác giết chóc cảm giác nàng đều phải đắm chìm ở trong đó lúc này cốt đại sư đột nhiên hỏi người nói diệp quân lâm sẽ phát hiện chúng ta sao những lời này vừa ra cung thiên thu trên mặt tươi cười lập tức không có thậm chí biểu tình có điểm động lại cái này làm cho cốt đại sư ý thức được tự mình nói sai vừa muốn xin lỗi lại nghe cung thiên thu nói phát hiện không phát hiện đều không sao cả nếu ta đơn độc một người tới hắn tuyệt đối phát hiện không được nhưng là mang theo ngươi phỏng chừng hắn sớm phát hiện ngươi tức khắc cốt đại sư liền luống cuống a à, ta đã bị phát hiện hắn kỳ thật đối diệp quân lâm cũng là có bóng ma lần trước trấn ma tháp ngoại hắn chủ động dẫn dắt rời đi diệp quân lâm thiếu chút nữa đã bị bắt được nhưng là không quan hệ hắn hiện tại chẳng sợ phát hiện người ta cũng không rảnh lo hắn chỉ biết cho hắn huynh đệ báo thù chờ hắn muốn tìm chúng ta thời điểm Chúng ta sớm đều rời đi, hoặc là nói, có ta ở đây, không cần sợ hắn." Cung Thiên Thu vẻ mặt tự tin. Trước kia nàng là sợ hãi Diệp Quân Lâm, nhưng hiện tại nàng có cũng đủ tự tin tới đối mặt Diệp Quân Lâm. Chính diện tao mộ đều sẽ không sợ. Nàng tự mình cảm giác có thể giết chết Diệp Quân Lâm, chỉ là sẽ không như vậy nhẹ nhàng thôi. Sợ không có khả năng. Thậm chí Cung Thiên Thu quan sát đến trong sân tình huống, nghĩ đến đợi lát nữa nàng phải làm điểm cái gì, muốn hay không giúp một tay huyền minh dị tộc hoặc là giúp giúp diệp quân lâm một hồi kinh thiên đại chiến đã mở ra hai bên đã giết được túi bụi dị tộc cường giả nhóm cùng trấn ma tư cường giả nhóm tao ngộ ở bên nhau hai bên thế lực ngang nhau rốt cuộc vẫn luôn đấu mấy trăm năm đều không có thắng thua thực lực là tương đương chính là dị tộc nhóm gặp được diệp quân lâm này một hàng kẻ điên liền không như vậy dễ làm chẳng sợ một cái tiêu phong cũng đắc dụng dũng mãnh vô địch tới hình dung. Hắn thiên phú cao, hơn nữa luyện quân quân công pháp, cả người sung phong liều chết ở đằng trước. Thậm chí cùng dị tộc cao thủ đứng đầu đối thượng chiêu. Những người khác cũng bởi vì luyện tập quân quân công pháp, thực lực đại biên độ tăng lên. Cùng dị tộc nhóm hỗn chiến ở bên nhau, hai bên thắng mặt cũng không sai biệt lắm. Nhưng tới rồi quân quân nơi này, tình huống liền không giống nhau. Quân quân quá cường, cứ việc nàng không phải cung thiên thu như vậy cắn nuốt phương pháp tới tu luyện. Nhưng nàng tăng lên tốc độ vẫn là siêu cấp siêu cấp mau. Đã đạt tới đứng đầu tiêu chuẩn. Trực tiếp cùng độc cô thác cùng với đệ nhất phu nhân hai người so chiêu. Thật là khủng bố, này tăng lên tốc độ quá nhanh, so với ta tưởng muốn mau. Liền chỗ tối quan chiến cung thiên thu cũng nhịn không được líu lưỡi. Vốn tưởng rằng hiện tại nàng tuyệt đối là đem quân quân xa xa ném ở phía sau, kết quả hiện tại vừa thấy, nàng tăng lên tốc độ cũng không chậm. So với chính mình trong tưởng tượng muốn mau nhiều. Nếu cho nàng thời gian nói, nàng tuyệt đối sẽ trưởng thành lên. Thậm chí cung thiên thu minh bạch, quân quân hạn mức cao nhất là nhất định so nàng cao. Nàng hiện tại chỉ là cắn nuốt rất nhiều. Một khi quân quân cũng mở ra cắn nuốt hình thức, nàng xa xa so ra kém. Rốt cuộc này công pháp quân quân tự nghĩ ra, so nàng càng thấu triệt hơn nữa nàng bản thân chính là cắn nuốt linh căn linh cốt. Vừa giáp xong, chính mình cái này sơn trại hàng giả nơi nào so được với. Nhưng ngay sau đó, cung thiên thu đôi mắt phát lạnh, khóe miệng lộ ra một mặt thị huyết ý cười. Đáng tiếc thiên phú trung quy là thiên phú. Ở thiên phú không có thực hiện phía trước, đều là lý luận suông thôi. Quân quân là tuyệt đối không cơ hội trưởng thành đến uy hiếp chính mình nông nỗi. Sau đó không lâu, nàng đem tự mình đánh chết Diệp quân lâm quân quân cũng sẽ không bỏ qua. Ở nàng trưởng thành lên phía trước mặt sát sắt là được. Sở hữu không cơ hội thực hiện thiên phú căn bản là vô dụng. Liền giống như quân quân hiện tại thiên phú như vậy cường. Phòng trừng mạnh nhất cũng chính là độc cô thác. Mà độc cô thác sợ nhất ngự phong thiên tư ở cung thiên thu nơi này đều là con kiến. Càng đừng nói quân quân. Đương nhiên giờ phút này chiến trường trung tâm chính là thanh long năm người. Chuẩn xác mà nói là che chở bọn họ diệp quân lâm này sáu người đội ngũ quả thực đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ven đường nháy mắt lưu lại từng khối dị tộc thi thể. Mấy trăm cụ, hơn một ngàn cụ, dị tộc cao thủ ngã xuống càng ngày càng nhiều. Vô luận bọn họ thi triển ra tới cái gì, đều ngăn không được diệp quân lâm. Dị tộc các cao thủ ngã xuống càng ngày càng nhiều. Độc cô tiêu bên người hộ vệ là càng ngày càng ít. Độc cô tiêu tâm đều lạnh. Nhìn thanh long năm người ánh mắt, thật giống như muốn ăn hắn thịt, Uống hắn huyết giống nhau. Hắn cả người nhịn không được dùng mình một cái. Quá hắn sao đáng sợ? Càng ngày càng gần, mấu chốt là Diệp Quân Lâm bàng bạc hơi thở còn ở vẫn luôn tập trung vào hắn. Hắn thật là chạy không thoát. Diệp Quân Lâm nơi này đem dị tộc cao thủ sát phiên, cực đại trình độ phá hủy dị tộc sinh lực. Cứ như vậy, Trấn Ma Tư cùng với Tiêu Phong bọn họ đều chiếm cứ thượng phong. Hơn nữa thượng phong cũng là càng ngày càng rõ ràng rốt cuộc địch nhân số lượng là nhanh chóng giảm bớt. Mà bọn họ chiến lược bất biến. Tự nhiên ưu thế tới. Sát, chấn ma tư các cao thủ đại chịu chấn động, giết càng vì mãnh liệt. Đây là chúng ta dạng dỡ sư môn cơ hội tốt a. À. Chúng ta tiền bối làm không được, thế thế đại đại đều làm không được. Tới rồi chúng ta này đồng lứa, chúng ta sắp phải làm tới rồi. Đem chúng ta lớn nhất đối thủ huyền minh dị tộc diệt trừ. Chúng ta đem dạng dỡ chấn ma tư tên của chúng ta đem thiên thu vạn đại khắc vào chấn ma tư trong đại điện. Nhìn thấy huyền minh dị tộc bị hủy diệt xu thế, chấn ma tư các cao thủ rất là phấn chấn. Nếu bọn họ làm được các tiền bối vô pháp làm được, bọn họ đem phong thần. Thử hỏi, ai không nghĩ cấp gia tộc làm vẻ vang thêm vinh dự? Ai không nghĩ trở thành sư môn kiêu ngạo? Hiện tại cơ hội tới, dễ như trở bàn tay. Bọn họ nên liều mạng. Mọi người cùng tiêm máu gà giống nhau. Biên rồi. Bọn họ không mang tất cả sát hướng huyền minh dị tộc. Giờ khắc này, chấn ma tư đoàn kết cùng chiến lược mới muốn phát huy ra tới. Sở hữu chấn ma tư cường giả đại diện tích đẻ ép đi lên. Đem dị tộc các cao thủ kế tiếp bước lui. Tiêu phong những người này càng là giống điên rồi giống nhau chém giết. Bọn họ đều chỉ có một cái tín niệm giết sạch dị tộc mọi người. Một cái không lưu. Toàn bộ đồ diệt. Không hảo. Nhìn nghiêng về một phía thế, Độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân muốn xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là không có khả năng A. À. Bọn họ liền chính mình đều không thể thoát thân. Trước mắt cái này tiểu nữ hài, không nghĩ tới như thế cường đại. Một đôi nhị không rơi hạ phong. Gắt gao cuốn lấy bọn họ. Tuy rằng nàng một người vô pháp đưa bọn họ đánh chết, nhưng bọn họ đồng dạng cũng vô pháp tránh thoát. Hai bên chỉ có thể là rằng co trạng thái. Chạy không thoát, mắt thấy độc cô tiêu bên người cao thủ càng ngày càng ít bọn họ cũng bất đắc dĩ a à. Liều mạng đi, đương độc cô thác hai người muốn xuất ra tuyệt chiêu, thoát khỏi quân quân thời điểm. Tiêu phong, Lý Tử Nhiễm, Hỏa Vân Tà Thần cùng với Ninh Tấn Nghiệp chờ cao thủ tới. Không chỉ có như thế, còn có chấn ma tư các đại phái hệ lão tổ cùng với thần thiên giam đứng đầu cường giả nhóm đều tới. Phản đồ các người cần thiết chết, dị tộc một cái không lưu, lừa chúng ta thời gian dài như vậy, cho rằng ai đều có thể đào tẩu sao không có khả năng. Vô số cao thủ sôi nổi đè xuống. Độc cô thác bọn họ chỉ có thể liều mạng ứng phó. Độc cô tiêu bọn họ không rảnh lo. Chỉ có thể dựa huyền minh dị tộc chiến thuật biển người. Bọn họ một bên che chở độc cô tiêu, một bên chạy trốn. Mà Diệp Quân Lâm mang theo thanh long năm người đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Diệp Quân Lâm sẽ không trực tiếp giết chết huyền minh dị tộc cao thủ, mà là làm cho bọn họ mất đi sức chiến đấu, lại làm thanh long bọn họ từng cái đi giết chết bọn họ chính mình thù hận chính mình báo trong nháy mắt huyền minh dị tộc cao thủ chết ở thanh long năm người trên tay cũng có mấy vạn hộ ở đầu cô tiêu bên người đã không có nhiều ít huyền minh dị tộc cao thủ đối mặt diệp quân lâm bọn họ chỉ có sợ hãi run rẩy quá cường bọn họ hộ không được a à. cuối cùng tất cả mọi người là muốn đánh xong đầu cô tiêu nhất sợ hãi vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ chính mình thật sự muốn chết sao thực mau đại chiến đi tới kết thúc ở khắp nơi hợp tác hạ dị tộc nhóm đã bị chém giết không sai biệt lắm dư lại mấy ngàn người ở làm vây thú chi đấu thôi trấn ma tư bên này còn lại là càng đánh càng hăng toàn diện áp chế thậm chí là tàn sát sau đó không lâu trấn ma tư trước mặt dị tộc các cao thủ toàn bộ bị giết chỉ còn lại có diệp quân lâm trước mặt còn có mấy ngàn người che chở độc cô tiêu những người khác đều tử tuyệt, mà Độc Cô Thác cùng với đệ nhất phu nhân ở tầng tầng Vây Công Hạ đã là trọng thương chi khu. Tình hình chiến đấu cũng là xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Vốn tưởng rằng một trận chiến này sẽ tương đương thảm thiết, hai bên sẽ đánh đến lưỡng bại câu thương, kết quả là đương phương diện nghiền áp, chấn Ma Tư căn bản không chết thương bao nhiêu người. Diệp Quân Lâm bên này người trừ bỏ rất nhỏ bị thương, căn bản không có việc gì. Đây là bọn họ há hốc mồm đương nhiên này hết thảy đều là Diệp Quân Lâm hiệu ứng. Diệp Quân Lâm ảnh hưởng tình hình chiến đấu. Hắn giết nhiều, kinh sợ nhiều. Những người khác áp lực liền tiểu. Phốc, phốc. Thực mau độc cô thác hai người không có sức chiến đấu, ngã trên mặt đất, rốt cuộc khởi không tới. Chỉ có thể mặc người sâu xé. Ha ha ha, các ngươi cũng là xuẩn, bị ta lừa lâu như vậy. Thế nhưng cũng chưa phát hiện. Còn có các người hiện tại nhận Diệp Quân Lâm coi như chủ nhân sao. Lời nói thật, các ngươi đương hắn một cái cẩu cũng không tồi. Ha ha ha. Độc Cô Thác bắt đầu cười to nói. Dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt nhìn mọi người. Nhìn như các ngươi thắng, trên thực tế các ngươi thua thảm. Không cần đắc ý, các ngươi cũng sẽ hủy diệt, chỗ tối cái kia thế lực tuyệt đối sẽ xuống tay, hắn so Diệp Quân Lâm còn mạnh hơn. Còn có ta Huyền Minh dị tộc chi chủ cũng không phải đã chết, mà là biến mất. Chờ hắn xuất hiện, các ngươi một cái đều sống không được. Độc cô thác điên cuồng cười lớn. Đệ nhất phu nhân nhìn về phía Diệp quân lâm hô, Diệp quân lâm người dám con ta, người cuối cùng kết cục cũng là chết. Ta trượng phu trở về, người cần thiết chết. Đang ở dần dần tới gần độc cô tiêu Diệp quân lâm đột nhiên cách không hai bàn tay trừ ở độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân trên mặt. Ôn muốn chết, giết đi. Diệp quân lâm như vậy vừa nói. Chấn ma tư các cao thủ liền cùng kẻ điên giống nhau, sôi nổi sát hướng độc cô thác cùng đệ nhất phu nhân cuối cùng hai người chết thảm liền cái hoàn chỉnh xác chết cũng chưa lưu lại mà độc cô tiêu còn lại là muốn hỏng mất ngắn ngủn thời gian hắn có được hết thảy đều phải biến mất đừng nhìn còn có mấy ngàn người che chở hắn chính là vô dụng a à. thực mau những người này đều phải chết cuối cùng một cái chết chính là hắn hơn nữa hắn minh bạch chính mình sẽ là chết nhất thảm cái nào không gì sánh nổi này thật sự là quá làm người hoảng sợ chỗ tối quan chiến cung thiên thu liên tục líu lưỡi, không nghĩ tới A. À. trấn Chấn ma tư mấy trăm năm đối thủ một mất một còn, như thế nào đều trừ không xong huyền minh dị tộc liền như vậy không có. Thật là làm người thổn thức. Cốt đại sư cũng thở dài, biến hóa quá lớn, thiên biến, cách cục cũng muốn thay đổi. Kế tiếp nên chấn ma tư, hắc hắc. Cung thiên thu bất đắc dĩ cười cười, đột nhiên cảm giác trận này diễn hảo nhàm chán A. À. Một chút ý tứ đều không có, ta muốn hay không gia tăng điểm tiết mục đâu, giữa sân, tất cả mọi người dừng lại. Yên lặng nhìn Diệp Quân Lâm mang theo thanh long năm người tiến thêm một bước tới gần độc cô tiêu. Độc cô tiêu bên người người cũng là càng ngày càng ít. 5.000, 3.000, 1.000, 500. Nhân số từng cái giảm bớt. Đối mặt huyền minh dị tộc, thanh long năm người chút nào không lưu thủ. Thấy một cái sát một cái. Diệp quân lâm nhìn hộ ở độc cô tiêu trước mặt mấy chục người, hắn cười, ta nhưng thật ra bội phục các ngươi. Cuối cùng một khắc còn thủ các ngươi thiếu chủ đâu. So với chấn ma tư này đàn gia hỏa, Diệp Quân Lâm càng thưởng thức huyền minh dị tộc. Ít nhất này nhóm người tâm địa gian giảo thiếu. Chẳng sợ chết cũng không có sợ hãi nhiều ít. Vẫn là hộ ở độc cô tiêu trước mặt. Độc cô tiêu đã trợn tròn mắt. Người càng ngày càng ít. 30, 20, 10 cái. Không có. Hắn hiện tại bên người không có một bóng người. Bang bang. Ở Diệp Quân Lâm cường đại uy áp hạ, hắn hai đầu gối cái bạo toái, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Thanh Long đi làm các người muốn làm đi. Không, không cần, không cần lại đây, các người không cần lại đây. Quỳ trên mặt đất độc cô tiêu đầy mặt hoảng sợ, điên cuồng lắc đầu. Nhìn Thanh Long năm người đi bước một tới gần. Hắn đều phải điên rồi. Chính hắn cũng minh bạch, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Hắn kết cục sẽ thê thảm vô cùng, thậm chí so với hắn tưởng tượng còn muốn khủng bố. Thanh Long năm người hiện tại vẻ mặt dữ tợn, đó là ăn người ánh mắt. Hắn chỉ có tại dã thú trên người nhìn đến quá. Bọn họ thật sự sẽ ăn chính mình thịt, uống chính mình huyết. Vô tận thống khổ cùng tra tấn. Lúc trước hắn đối nhân ra làm, sẽ bị gấp 10 lần gấp trăm lần, thậm chí ngàn lần hoàn lại. Hắn hiện tại cảm giác chính mình làn da tắc tắc bị phân cách mở ra. Xương cốt cũng một chút vỡ vụn mở ra. Huyết bị rút cạn, linh hồn bị nóng rực, còn không có bắt đầu, hắn liền cảm nhận được vô tận thống khổ. Toàn thân đều ở đau đớn giống nhau, thậm chí liên lụy linh hồn đau đớn. Hắn sâu trong nội tâm sợ hãi đều bị gợi lên tới. Không, không không không, cầu xin các ngươi, cầu các ngươi không cần lại đây. Ô ô ô, phanh phanh phanh. Đầu cô tiêu thật sự bị sợ hãi. Điên cuồng trên mặt đất dập đầu, khẩn cầu Thanh Long năm người không cần lại đây chỉ là sao có thể. Hiện tại độc cô tiêu căn bản chạy không thoát. Chấn ma tư mười mấy vạn người đem nơi này vây quanh lên. Vòng đều là diệp quân lâm người. Quân quân, lý tử nhiễm, hỏa vân tà thần, diệp quân lâm đồ đệ, học viên cùng với các huynh đệ. Thậm chí liền vẫn luôn bế quan chu nam yên cùng văn lôi đều tới. Bọn họ vẫn luôn khổ tu diệp quân lâm cơ sở công pháp. Cả ngày lẫn đêm, chưa bao giờ đoạn quá. Càng sẽ không xuất đầu lộ diện bất quá hôm nay là đặc thù nhật tử bọn họ đều tới vì chính là chứng kiến thanh long năm người báo thù giờ khác này nhất phòng chính là thanh long năm người cùng độc cô tiêu bọn họ đã đi vào độc cô tiêu trước người ta cũng tới tiêu phong cũng kiềm chế không được lập tức vào tới đằng trước chuyện này nhân hắn dựng lên hắn cũng muốn báo thù ân nơi xa cung thiên thu thấy như vậy một màn nàng người đều choáng váng tiêu phong là có bệnh đi chuyện gì ngươi đều phải xem náo nhiệt, lộ rõ ngươi. Mọi chuyện đều ái làm nổi bật đúng không, này cũng có thể trộn lẫn hợp nhất hạ. Thuần thuần não tàn, phục. Cung thiên thu nổi giận mắng. Chính là nghĩ lại tưởng tượng, tiêu phong nếu không phải nói như vậy, nàng như thế nào có thể dễ dàng khống chế đâu. Cung thiên thu xem tiêu phong là càng xem càng chán ghét, càng ghê tởm. Hận không thể một cái tắt chụp chết tính. Loại này thời khắc, là người ta thanh long năm người báo thù, kết quả ngươi chạy lên rồi bất quá bỗng nhiên khóe miệng nàng lộ ra một mặt cười lạnh tựa hồ toát ra tới một cái ý tưởng nhìn nàng cười xấu xa cốt đại sư cũng tựa hồ minh bạch cái gì bại lộ chúng ta vị trí đi cung thiên thu bỗng nhiên nói hảo cốt đại sư lập tức phóng xuất ra hơi thở bại lộ chính mình vị trí cung thiên thu cũng không cố tình che giấu này của hơi thở quả nhiên hơi thở một bại lộ ra tới sau Cách đó không xa Diệp Quân Lâm lập tức quét lại đây. Không sai. Bọn họ bại lộ, Diệp Quân Lâm đã phát hiện. Chính là Diệp Quân Lâm không nhúc nhích. Lực chú ý vẫn là ở đầu cô tiêu trên người. Không nóng nảy. Từng bước từng bước tới. Trước làm thanh long năm người báo thủ lại nói. Giữa sân, tiêu phong cái thứ nhất vọt đi lên. Chính là ngươi làm hại lão tử ái náy đến bây giờ. Bang! Hắn một trưởng chụp được, độc cô tiêu vai phải xương cốt trực tiếp bạo toái mở ra. Ách ha, độc cô tiêu lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết tới. Hắn bộ phận xương cốt trực tiếp vỡ vụn thành bột phấn. Tiêu phong làm xong này hết thảy, lập tức nói, hảo, ta báo thù kết thúc. Kế tiếp nên các ngươi, bằng không ta có điểm tiếng động lớn binh đoạt chủ. Bất quá ta kiến nghị các ngươi có thể trước đem hắn căn cốt đào ra. Chúng ta không cần cái gì đoạn linh đao, liền dùng bình thường tiểu đao một chút đem căn cốt đào ra tiêu phong kiến nghị nói đồng thời hắn lấy ra tới năm đem sắc bén tiểu đao đưa cho thanh long năm người nhìn đến tiêu phong trước tiên chuẩn bị tốt công cụ thanh long năm người đôi mắt sáng ngời quả nhiên còn phải là tiêu phong trước tiên có như vậy chuẩn bị thật tốt quá đây đúng là bọn họ tưởng phải nghĩ biện pháp đem bọn họ lúc trước thừa nhận đau đớn nhất nhất còn trở về này thật tốt quá cung thiên thu mày lại nhíu lại mà một bên cốt đại sư nói, này tiêu phong rất hư a à. Thật là không nghĩ tới có như vậy tàn nhẫn một mặt. Hắn vốn tưởng rằng bị cung thiên thu đắn đo như vậy chết, người này trời sinh tính thiện lương dịu ngoan đâu. Nhưng từ này một cái tra tấn người phương thức có thể nhìn ra tới không đơn giản. Cung thiên thu cười cười, trừ bỏ đối ta ở ngoài, người này vẫn là rất lợi hại. Tàn nhẫn độc ác, tâm tính trầm ổn, là làm đại sự người, đáng tiếc gặp được ta. Ha ha! Cốt đại sư nhịn không được cười cười. Vốn dĩ có thể trở thành một thế hệ kỳ tài. Kết quả, nhìn dáng vẻ này đầu cô tiêu sắp sửa đã chịu lớn nhất tra tấn cùng thống khổ. Vừa mới diệp quân lâm rõ ràng đã phát hiện chúng ta, nhưng không có bất luận cái gì động tác, đây là độc cô tiêu lớn hơn hết thảy, bọn họ muốn vui sướng báo thù. Cái này đứa nhỏ này khó khăn, bọn họ muốn thống thống khoái khoái, không hề trở ngại báo thù, sẽ không bởi vì ngoại giới bất luận cái gì sự tình ảnh hưởng. Cốt đại sư nhìn trong sân tình huống phân tích. Cung thiên thu khóe miệng dơ lên, ân, bọn họ tưởng thống thống khoái khoái báo thù. Khẳng định, hiện tại bọn họ đều lấy độc cô tiêu vì trung tâm, chung quanh hết thảy đều nhập không được bọn họ lỗ tai đôi mắt, cho dù là diệp quân lâm. Cốt đại sư theo bản năng trả lời. Cung thiên thu đột nhiên lộ ra cười xấu xa, ha ha, kia ta liền không cho bọn họ thống thống khoái khoái báo thù. Thậm chí nói không cho bọn họ báo thù, khẩu khí này bọn họ mới vừa để đi lên, ta khiến cho bọn họ nuốt trở về, làm cho bọn họ nếm thử một quyền đánh vào bông thượng cảm giác. Vừa mới nàng liền suy nghĩ như thế nào thêm chút tiết mục, hảo hảo đem Diệp Quân Lâm này nhóm người đùa bỡn một phen. Cốt đại sư cũng đã nhìn ra, vị này không đơn giản là xem diễn đơn giản như vậy. Nàng đạo diễn trận này diễn. Nhưng trận này diễn quá khô khan. Như vậy nàng liền phải thay đổi thêm tiết mục. Làm trận này diễn thoạt nhìn càng thêm thú vị. Cốt đại sư một phen lời nói nhắc nhở cung thiên thu. Diệp Quân Lâm bọn họ hiện tại muốn chính là vui sướng tràn trề báo thù. Ngoại giới hết thảy đều ảnh hưởng không đến bọn họ. Sự tình gì báo xong thù về sau lại nói. Nhưng cung thiên thu hiện tại cố tình không thể làm cho bọn họ như nguyện. Nàng liền phải phá hư. Thanh Long tâm ma sắp diệt trừ thời điểm, nàng ra tay phá hư, làm báo thù vô pháp tiến hành. Kia khẩu tích góp thời gian dài như vậy ác khí vẫn luôn tạp ở thanh long ngực chung. Sắp phóng thích một khắc, kết quả phế đi. Này một hơi phản xung trở về. Này có thể đem bọn họ đều cấp tức chết. Buồn bực đến chết. Nhưng đây là cung thiên thu muốn nhìn đến. Quá hảo chơi. Còn có vừa mới tiêu phong đi lên báo thù kích thích nàng. Nàng không quen nhìn. Cần thiết muốn đùa bỡn một phen. Giữa sân, thanh long nằm người tay cầm một phen đem lưỡi dao sắc bén, hướng về phía độc cô tiêu múa may ngươi ở chúng ta trên người tiến hành, chúng ta cũng muốn ở trên người của người tới. Người cần phải nhịn xuống a, à, không cần đau chết qua đi. thanh long năm người lộ ra ác ma tươi cười tới, đi bước một tới gần độc cô tiêu, trong tay dao mổ sắp ở trên người hắn rơi xuống, đưa bọn họ chính mình căn cốt một chút đào ra. a, à, độc cô tiêu đã cùng biên rồi giống nhau phát ra gạo giống thanh tới, nhìn năm người đầy mặt hoảng sợ, độc cô tiêu muốn tránh tránh, chính là bất lực. Hắn đầu gối bạo toái, căn bản đều không động đậy. Cứu cứu ta đi, ai tới cứu cứu ta. Độc Cô Tiêu đã dọa đến bắt đầu hướng trời xanh cầu nguyện. Thanh Long trên mặt hiện lên một mặt hung ác, không ai có thể cứu ngươi, đến đây đi. Năm người ăn ý động tác nhất trí động đao. Phụt, phụt. Toàn bộ toàn bộ hướng tới Độc Cô Tiêu thân thể đâm đi xuống. Độc Cô Tiêu đều tuyệt vọng nhắm mắt lại. Thanh Long năm người trong tay lưỡi dao sắc bén chát đi xuống nhưng có điểm không thích hợp không phải một đao chát ở thịt cảm giác mà là một đao chát ở bông thượng cảm giác thậm chí trong không khí xác thực hình dung chính là thứ chật không đâm đến không có khả năng a à. độc cô tiêu hiện tại đều như vậy sao có thể chắt chật hắn trốn không thoát nhưng tập trung nhìn vào độc cô tiêu khoảng cách bọn họ đã có mười mấy mét khoảng cách thuấn di quá khứ đương nhiên không phải mà là độc cô tiêu mặt sau nhiều một người Cốt đại sư. Nhìn thấy cốt đại sư về sau, chấn ma tư rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Một ít mấy lão gia hỏa vẫn là biết cốt đại sư. Nơi nào tưởng được đến hắn dám trắng trợn táo bạo xuất hiện. Vẫn là tại đây loại mấu chốt thời khắc. Này chẳng lẽ là phải bảo vệ độc cô tiêu sao? Đường cốt đại sư xuất hiện kia một khắc diệp quân lâm liền chú ý tới. Không, hẳn là cốt đại sư bại lộ hơi thở kia một khắc, diệp quân lâm đã sớm biết hắn ở nơi nào chỉ là không để ý đến chờ báo thù xong lại nói nhưng không nghĩ tới hắn muốn xông tới diệp quân lâm cũng không ngăn trở hắn nhưng thật ra muốn nhìn vị này muốn làm cái gì ngươi là muốn dẫn hắn đi sao diệp quân lâm đã nhìn ra tới cốt đại sư có ý tưởng này cốt đại sư bắt lấy độc cô tiêu gật gật đầu không sai nhưng ngươi có bổn sự này sao diệp quân lâm cười vị này bản lĩnh đích xác không tồi đặt ở chấn ma tư xem như đứng đầu một liệt. Nhưng với hắn mà nói, đó chính là con kiến. Còn tưởng từ trước mặt hắn dẫn người đi. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Ta không bổn sự này, chính là những người khác có. Cốt đại sư lời này vừa ra. ầm vang, một cổ xé mở thiên địa lực lượng từ phương sao anh tới. phảng phất thiên sụp giống nhau. Bao phủ toàn bộ thần thiên giam địa bàn. Nếu như bị cổ lực lượng này lan đến gần, tất cả mọi người đến chết mấu chốt là của lực lượng này nhằm vào chính là thanh long năm người từ trên chín tầng trời oanh tiếp theo suy lạp đồng thời một thanh kiếm đâm thẳng mà đến mục tiêu rõ ràng là tiêu phong đây là thần kiếp dùng diệp quân lâm kiếm tới sát diệp quân lâm người không sai này trong nháy mắt cung thiên thu động thủ nàng đương nhiên sẽ không giết đến đi đối phó diệp quân lâm phần thắng rất thấp ở nàng tính ra xem ra chẳng sợ có thể sát diệp quân lâm chính mình cũng muốn lột ra. Chính mình hiện tại chỉ là phá hư bọn họ báo thù, không cho bọn họ sảng khoái, không cho Thanh Long năm người diệt trừ tâm ma. Như vậy chỉ cần đem độc cô tiêu mang đi là được. Mạnh mẽ mang khẳng định không được. Như vậy tìm Diệp Quân Lâm bên người người xuống tay. Diệp Quân Lâm khẳng định đến ngăn đón. Sau đó cốt đại sư mang theo người chạy trốn là được. Đây là cung Thiên Thu lần đầu tiên ra tay. Nàng cũng là dị thường hưng phấn. Ầm ầm một kích cơ hồ là toàn lực ra tay giờ khắc này toàn bộ chấn ma tư đều trầm mặc này lực lượng cũng quá khủng bố khoa trương trốn không xong càng ngăn không được này nhất chiêu nếu là nện xuống tới toàn bộ chấn ma tư một nửa đều đến hủy hoại hơn nữa bọn họ vẫn là bị lan đến gần chủ yếu công kích điểm ở thanh long 5 người trên người chấn ma tư các cao thủ đều trợn tròn mắt như thế nào trừ bỏ diệp quân lâm bên ngoài còn có như vậy khủng bố tồn tại a à? Thanh Long năm người bị cường đại hơi thở tỏa địch, bọn họ đều phải nổ tung. Không hảo. Diệp Quân Lâm cái thứ nhất phản ứng lại đây, lập tức ngăn ở Thanh Long năm người trước mặt. Thân thể ngạnh sinh sinh thừa nhận này bàng bạc một kích. Căn bản không có việc gì. Này nhất chiêu không đủ để thương đến Diệp Quân Lâm. Cung Thiên Thu cũng bị chấn động tới rồi. Nàng tựa hồ có điểm xem nhẹ Diệp Quân Lâm. So nàng tưởng tượng muốn cường một chút. Chính mình này nhất chiêu thế nhưng đối hắn tác dụng không lớn. Cùng lúc đó, Cung Thiên Thu sử dụng thần kiếp lăng không sát hướng Tiêu Phong. Này nhất kiếm tỏa định Tiêu Phong, Tiêu Phong căn bản trốn không thoát. Thả ở cường đại uy áp hạ, Tiêu Phong làm không ra bất luận cái gì phản kháng động tác. Chỉ có chết. Nhìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Quân Lâm xuất hiện. Phanh, một quyền nện ở thần kiếp phía trên, đem thần kiếp tạp bay ra đi. Audio điện tử võ tấn bền. Mà tiêu phong sắc mặt trắng bệch, đã dọa choáng váng, mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới thần kiếp khoảng cách hắn yết hầu thân cận quá. Hắn hiện tại yết hầu đã thẩm thấu ra máu tươi. Bởi vì thần kiếp mũi nhọn đã thương đến hắn. Cũng chính là Diệp Quân Lâm kịp thời xuất hiện. Bằng không cho dù là thần kiếp mũi nhọn đủ để hủy diệt hắn. Không biết vì sao, vừa mới tiêu phong trước mắt tựa hồ xuất hiện cung thiên thu thân ảnh chẳng lẽ nói là cung thiên thu cầm kiếm sát chính mình? Không, khẳng định không phải. Hẳn là chính mình hiện giờ ở nhất nguy nan thời khắc, thậm chí nói là tử vong trong nháy mắt, trong đầu hiện ra chính mình yêu sâu nhất nhất vướng bận người. Không thể nghi ngờ vừa mới đi tới cái này thời khắc, chính mình nhất vướng bận người tự nhiên là cung thiên thu. Hắn hít hà một hơi, thiếu chút nữa liền đã chết. Thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại cung thiên thu. Không chính mình kiên quyết không thể chết được bằng không cung thiên thu đến chịu sống quả chính mình nếu không có cung thiên thu một người nên đến nhiều khó chịu a à. nàng đến nhiều thống khổ không có hắn cung thiên thu nên như thế nào sống a à. tiêu phong trong nháy mắt trong đầu toát ra tới vô số ý tưởng kỳ thật nhất mạo hiểm không phải bọn họ mà là diệp quân lâm nếu hắn chậm nửa phần nói sợ là hắn huynh đệ hoặc là đồ đệ liền phải mất mạng đây là hắn không nghĩ nhìn đến nhìn như là hai việc nhưng kỳ thật đều là đồng bộ tiến hành chẳng sợ đối diệp quân lâm thực lực này tới nói đều cơ hồ không có thời gian kém cùng nháy mắt tiến hành hắn áp lực cũng rất lớn cũng may hắn đều cứu tới hắn còn có thể phản kích nhưng ở thời điểm này diệp quân lâm phát hiện cốt đại sư đã mang theo độc cô tiêu chạy cốt đại sư lợi hại nhất không phải thực lực của hắn mà là hắn chạy trốn công pháp Diệp Quân Lâm phía trước liền lĩnh giáo qua một lần. Hơn nữa hắn đối chấn ma tư hoàn cảnh quen thuộc, một khi chạy trốn, không ai có thể chảo được. Kia vừa mới ra tay người cùng với thần kiếp cũng là biến mất. Đối phương là nghênh ngang biến mất. Diệp Quân Lâm truy, khẳng định có thể đuổi theo. Nhưng là hắn không thể đuổi theo. Vạn nhất đây là điệu hổ ly sơn kế đâu. Đối thủ này tâm cơ quá sâu, quỷ kế đa đoan. Chính mình vừa muốn đuổi theo, sau đó thanh long bọn họ lại lần nữa lâm vào nguy nan mất nhiều hơn được diệp quân lâm không dám hắn có thể đi truy nhưng đến bảo đảm mọi người an toàn tiền đề hạ đừng cuối cùng người không đuổi tới không nói ngược lại thanh long bọn họ đều có nguy nan từ vừa mới cái này địch nhân dùng một lần công kích thanh long năm người lại công kích tiêu phong tới nói đủ để thuyết minh điểm này mưu kế quá nhiều không bài trừ lưu lại sau chiêu chính mình một khi rời đi, các loại sát chiêu đều tới. Cốt đại sư mang theo độc cô tiêu cùng cung thiên thu hội hợp. Chúng ta cứ như vậy nghênh ngang đào tẩu. Cốt đại sư có chút không thể tin tưởng. Ở diệp quân lâm này cấp bậc cường giả trước mặt, không nên là đem hết toàn lực đào tẩu sao. Còn có thể như vậy nghênh ngang. Vô pháp lý giải. Ta là nhất hiểu biết diệp quân lâm người. Hắn không dám, hắn sợ ta còn có mặt khác mai phục, liền chờ hắn rời đi, đối phó người của hắn đâu cung thiên thu có thể nói là tính kế tới rồi hết thảy diệp quân lâm không dám đánh cuộc ta thành công nghênh ngang ở diệp quân lâm trước mặt ra tay còn dùng hắn kiếm còn mang đi bọn họ vui sướng tràn trề báo thù người cung thiên thu hôm nay là cảm giác thành tựu nhất đủ một ngày có thể cùng diệp quân lâm chính diện giao thủ không biết là nàng suy nghĩ bao lâu sự tình hôm nay làm được còn mang cho diệp quân lâm như vậy sỉ nhục thực mau Hai người mang theo Độc Cô Tiêu đi tới Vạn Thi Hố. Độc Cô Tiêu vẻ mặt không thể tin tưởng. Như thế nào sẽ là ngươi, một cái vô danh tiểu tốt? Độc Cô Tiêu đã từng ở các đại phái hệ du lịch quá. Gặp qua Cung Thiên Thu, ai cũng không nghĩ tới cuối cùng đại boss thế nhưng là cái vô danh tiểu tốt. Ha ha, trước kia là vô danh tiểu tốt, hiện tại ta là mạnh nhất. Cung Thiên Thu nói. Vậy ngươi vì cái gì cứu ta? Độc Cô Tiêu có vài phần không thể tin tưởng bởi vì hắn không bất luận cái gì giá trị A. Hắn hiện tại muốn cái gì không có gì. Hết thảy cũng chưa. Hơn nữa chẳng sợ người mang ngũ hành linh can linh cốt cũng vô dụng A. Cùng trước mắt vị này so sánh với, quả thực gặp sư phụ. Hắn nghĩ như thế nào cũng cảm giác không ra, chính mình có bị cứu giá trị A. Này hoàn toàn không có khả năng. Hắn hiện tại liền cùng trên mặt đất con kiến giống nhau, không có chút nào giá trị lợi dụng. Mấu chốt còn tiêu phí lớn như vậy công phu tới cứu hắn, càng không có thể. Cho nên hắn rất tò mò, chính mình có cái gì bị cứu giá trị. Cung Thiên Thu cùng Cốt Đại sư lập tức đều cười. Đối, Độc Cô Tiêu đích xác không bất luận cái gì giá trị. Đặc biệt đối Cung Thiên Thu tới nói, Độc Cô Tiêu quá yếu. Chính là phế vật một cái. Còn không bằng cứu một con con kiến. Cung Thiên Thu cười cười, bởi vì ta không nghĩ Diệp Quân Lâm bọn họ báo thù thành công ta muốn phản tới. Ta gần tưởng Diệp Quân Lâm bọn họ khó chịu, bọn họ không thể vui sướng tràn trề báo thù không nói, còn căn bản vô pháp báo thù. Chỉ thế mà thôi. Minh Bạch, độc cô Tiêu đã hiểu. Chính mình bất quá là cung thiên thu thỏa mãn chính mình tư dục cảm xúc công cụ thôi. Cứu hắn không vì cái gì khác, chính là làm Diệp Quân Lâm bọn họ khó chịu. Gần như thế mà thôi. Cứu hắn, Diệp Quân Lâm bọn họ vô pháp báo thù, cung thiên thu sảng mục đích đã đạt tới bất quá thực mau độc cô tiêu toát ra một thân mồ hôi lạnh tới cung thiên thu chỉ là không cho diệp quân lâm những người này giết hắn chưa nói người khác không thể giết a đặc biệt là nàng chính mình rốt cuộc chính mình hiện tại không dùng được sát liền giết độc cô tiêu quỳ trên mặt đất nhìn cung thiên thu khẩn cầu nói cầu ngài đừng giết ta ngài làm ta làm cái gì đều được ta làm ngài một cái sủng vật cầu đều được chỉ cần đừng giết ta ở đã trải qua hôm nay này một khó có thể sau độc cô tiêu là thật sự sợ chết chỉ nghĩ tồn tại làm hắn nương cầu đều được thậm chí ăn rác rưởi cũng đúng chỉ cần không giết hắn chỉ là cung thiên thu sủng nịch nhìn hắn cười cười ngươi suy nghĩ nhiều ta như thế nào bỏ được làm ngươi chết đâu ta chẳng những không giết ngươi còn muốn vẫn luôn lưu trữ ngươi ta thậm chí còn muốn bồi dưỡng ngươi a à, độc cô tiêu trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế này cung thiên thu chẳng những không giết chính mình còn muốn bồi dưỡng chính mình đây là có chuyện gì chỉ cần ngươi tồn tại điểm này liền cũng đủ làm diệp quân lâm bọn họ phẫn nộ phát điên ta nếu là đem ngươi giết kia bọn họ báo thù niệm tưởng đã có thể không có này đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa cung thiên thu giải thích nói độc cô tiêu cũng là người thông minh lập tức minh bạch cung thiên thu chính là muốn chính mình tồn tại làm diệp quân lâm bọn họ trước sau biết trước sau có báo thù niệm tưởng. Nhưng mà cố tình không cho bọn họ báo thù thành công. Xem tới được hy vọng, lại không cách nào thực hiện. Kia đối diệp quân lâm những người này tới nói, là tinh thần thượng tàn phá. Vốn dĩ một hơi muốn hoàn toàn phóng thích, kết quả khẩu khí này tạp ở ngực, rốt cuộc phóng thích không ra. Ngược lại còn muốn tiếp tục trầm tích, khẩu khí này càng tích cóc càng nhiều, đủ để gọi người hỏng mất. Đừng nói là diệp quân lâm đương sự bọn họ, chính là độc cô tiêu chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, đều phải bị tức chết rồi. Nếu là Diệp Quân Lâm bọn họ, không biết sẽ khí đến bộ dáng gì. Đúng là xác minh câu nói kia ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, nhưng lại làm không xong ta bộ dáng. Hiện giờ Diệp Quân Lâm bọn họ chính là những lời này tăng mạnh phiên bản. Rõ ràng ngươi biết có ngập trời huyết cừu kẻ thù ở nơi nào, lại trước sau báo không được thù. Đây là Cung Thiên Thu mục đích ha à? ta muốn kẻ thù ở trước mắt các ngươi thời thời khắc khắc lắc lư, nhưng cố tình không cho các người báo thù thành công, cho các người kia khẩu khí vẫn luôn tạp. Thậm chí muốn cho các người tức chết. Đừng nói về sau, chính là vừa rồi rõ ràng thanh long năm người đều phải báo thù thành công, lại đột nhiên người không có. Phòng trừng này đem mang cho thanh long năm người tân tâm ma. Tâm ma thêm tâm ma. Độc cô tiêu có chút hoảng sợ nhìn cung thiên thu. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Không chỉ là thực lực, quyền ngư phương diện tuyệt. Đặc biệt này nhất chiêu. Độc cô tiêu thật là không nghĩ tới. Chính mình cái này tiểu công cụ bị nàng lợi dụng về sau, quả thực tuyệt. Quả thực là vô địch vũ khí giống nhau tồn tại. Chuyên môn đập yếu ớt nhất bộ phận. Liên diệp quân lâm loại này vô địch chi tư tồn tại đều có thể đủ thương đến. Tâm lý thượng mang cho diệp quân lâm bọn họ bị thương, đủ để gọi người hỏng mất. Khả năng so thực tế thương tổn còn muốn tới đáng sợ khủng bố đây là cung thiên thu a à. ha 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 nghĩ đến đây độc cô tiêu thiếu chút nữa cười ra tiếng tới cứ như vậy cung thiên thu không những sẽ không làm hắn bất tử còn phải bảo vệ hắn chính mình tương đối tới nói là an toàn nhất hắn muốn chết đều khó a à. cốt đại sư phiền toái người đem hắn bị thương đầu gối trị hết cung thiên thu nói tốt không thành vấn đề cốt đại sư đương nhiên vui cung thiên thu nhìn độc cô tiêu nói kế tiếp ta làm ra một cái quyết định đem ngươi thu làm ta đổ đệ, ta đem ngươi kiệt lực bồi dưỡng ngươi. Ta chẳng những làm diệp quân lâm bọn họ vô pháp báo thù, ta còn muốn làm ngươi trưởng thành lên, trưởng thành đến chẳng sợ bọn họ thấy ngươi, cũng vô pháp báo thù trình độ. Tốt nhất làm chính người đã tới trình độ nhất định sau, lại cấp diệp quân lâm bên người người mang đi thương tổn. Làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ, lại ly báo thù càng ngày càng xa. Giết người chu tâm, cung thiên thu này nhất chiêu quả thực quá tiện, chẳng những cứu đi độc cô tiêu, làm thanh long bọn họ vô pháp báo thù thành công. Còn muốn bồi dưỡng độc cô tiêu, làm độc cô tiêu lại đi thương tổn bọn họ. Thậm chí muốn độc cô tiêu trở thành cái thứ hai nàng, chẳng sợ đến lúc đó tái ngộ đến độc cô tiêu, lại không năng lực báo thù, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cái loại cảm giác này đối cung thiên thu tới nói nhất định thực sản. Có thể đem người như vậy sống sờ sờ đùa chết. Tại tâm lý thượng tồi suy sụp. Đối diệp quân lâm bọn họ tới nói, chính là lần lượt tâm ma, lần lượt thương tổn. Nghe đến đó, liền độc cô tiêu cùng cốt đại sư đều nhịn không được đảo hút khí lạnh. Nữ nhân này quá độc ác. So với bọn hắn trong tưởng tượng muốn khủng bố quá nhiều quá nhiều. Bất quá đi theo như vậy lại tàn nhẫn lại quyết đoán lại có dã tâm chủ. Tương lai bọn họ có thể ở càng cao thế giới. Độc cô tiêu tuy rằng cảm giác được sợ hãi. Nhưng với hắn mà nói trăm lợi mà không một hại. Vốn dĩ chính mình đều phải đã chết, Hiện tại nhân gia chẳng những làm ngươi bất tử, còn muốn cho ngươi cực hạn cường đại. Cớ sao mà không làm đâu? Hắn lập tức trên mặt đất khái vang đầu, sư phụ. Sư phụ, hắn đều có thể gặp được tương lai quang minh. Cung Thiên Thu gật gật đầu. Nàng quay đầu đối cốt đại sư nói, cứ việc ta hiện tại một người thực lực liền cũng đủ cường đại, nhưng là chẳng sợ ta cường đại nữa, cũng đến yêu cầu giúp đỡ. Tỷ như vừa rồi nếu không ngươi nói, ta liền rất khó cứu ra người tới cốt đại sư đối này cảm thấy tán đồng đúng vậy cường đại nữa nhưng cũng không thể mọi chuyện thân vì đi vẫn là yêu cầu một đám thủ hạ vì ngươi bài yêu giải nạn cung thiên thu trước kia ý tưởng là vô luận như thế nào chính mình một người cũng đủ nhưng hiện tại ý tưởng chuyển biến nàng cũng đến yêu cầu một đám người đến cho nàng trợ thủ cũng đến yêu cầu một đám người đi theo nàng bằng không nàng như vậy cường đại thực lực liền cái ca ngợi người đều không có nên nhiều tịch mịch chỗ cao không thắng hàn A. Nàng vẫn là yêu cầu cùng người chia sẻ nàng cường đại cùng vui sướng. Gần cùng hứa tình nhã cùng với 10 đại thiên kiêu những người này chia sẻ là không đủ. Nàng còn muốn chia sẻ cấp thủ hạ. Ta tuy rằng bị trục xuất thiên y giam, nhưng ta cũng có xếp vào ở bên trong, còn có một ít quan hệ tốt lão hiếu, đều là một đám tàn nhẫn người. Ta đem bọn họ mời chào lại đây. Cốt đại sư thần sắc vừa động, không cấm hỏi. Hảo, càng nhiều người càng tốt. Nhưng muốn tuyệt đối phục tùng, nếu không giết không tha." Cung Thiên Thu lạnh lùng nói. "Minh Bạch, nhất định sẽ." Cung Thiên Thu tiếp tục nói, "Không chỉ có như thế, ta còn muốn đem trấn ma tư sở hữu tán tu đều tụ tập lên, trở thành thủ hạ của ta. Ta có bọn họ danh sách. Còn có thập điện Diêm La này đó sát thủ tổ chức, ta cũng muốn thu phục, trở thành người của ta." Thu phục sát thủ tổ chức, kỳ thật tương đối khó khăn. Rốt cuộc không phải ngươi nói vũ lực nghiền áp là có thể hành Người có lẽ liền bọn họ ở nơi nào đều tìm không thấy, có bao nhiêu thành viên a này đó càng sẽ không biết. Uổng có một thân cường đại vũ lực, là căn bản vô dụng. Chính là này không làm khó được cung thiên thu a. Nàng trong tay khống chế các đại sát thủ tổ chức sở hữu tư liệu. Cụ thể đến mỗi người. Cho nên khống chế sát thủ tổ chức này đó đối nàng tới nói không khó. Ngược lại thực dễ dàng. Kế tiếp chúng ta phải hảo hảo ngẫm lại như thế nào hủy diệt trấn ma tư. Cung Thiên Thu cười cười, Cốt Đại sư lập tức tới hưng thú. Đây là hắn vẫn luôn muốn làm a. À. Gia nhập Cung Thiên Thu trợ giúp nàng chế tạo cắn nuốt linh can linh cốt chính là vì hủy diệt chấn ma tư. Đến lúc đó cũng giống nhau, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Ta muốn chấn ma tư biến mất, đương nhiên ta sư môn tây các tất cả mọi người muốn chết. Cung Thiên Thu phát cuồng giống nhau, Cốt Đại sư liên tục trầm trồ khen ngợi. Hắn muốn chính là chấn ma tư trực tiếp biến mất a. À đến lúc đó chấn ma tư biến mất, ta đem có được chính mình thế lực. Cung thiên thu hiện tại thực lực đã đạt tới đỉnh. Giống như không phải như vậy hướng tới. Nàng hiện tại có điểm hướng tới quyền thế. Vừa mới chấn ma tư cùng huyền minh dị tộc một trận chiến, có điểm dẫn dắt đến nàng. Nàng có điểm tưởng chúa tể hết thảy. Liền giống như nàng đứng ở chỗ cao, phía dưới mấy chục vạn người, thậm chí mấy trăm vạn người, mấy ngàn vạn người quỳ trên mặt đất đối nàng quỳ bái. Thật là nhiều mỹ diệu. Nếu không có người sùng bái chính mình, chia sẻ chính mình vui sướng nói, thật là có cái gì ý nghĩa. Nàng chẳng những phải làm đến thực lực mạnh nhất, còn muốn quyền thế mạnh nhất, làm mọi người phụ phục ở nàng dưới chân. Lại hướng lớn mật một chút tưởng, đến lúc đó làm diệp quân lâm này cấp bậc cúng quỳ trên mặt đất, đối nàng cúi đầu xưng thần. Này so trực tiếp giết nhưng sảng quá nhiều. Giết liền kia một chút, quả thực có thể nói thực chi vô vị. Nhưng như vậy quyền thế mới có cảm giác. Đây là trước kia cung Thiên Thu căn bản đều sẽ không nghĩ đến. Rốt cuộc này ở trước kia căn bản không phải nàng theo đuổi a. Trước kia nhiều lắm theo đuổi chính là dùng nàng mỹ mạo, thủ đoạn, mị hoặc chi thuật khống chế càng nhiều nam nhân cùng với thực lực tăng trưởng. Nhưng hiện tại bất đồng, thực lực đạt tới nhất định cảnh giới sau, nàng tâm cảnh hoàn toàn thay đổi. Theo đuổi đồ vật cũng không giống nhau. Kế tiếp nàng kế hoạch rất đơn giản, thực lực của chính mình đạt tới đỉnh núi. Mạnh nhất chi liệt đem Diệp Quân Lâm đạp lên dưới chân. Ngoài ra, nàng liền chế tạo một cái toàn thế giới thế lực cường đại nhất. Đây là trường kỳ mục tiêu. Cái này thế lực muốn càng ngày càng cường, người càng ngày càng nhiều. Tốt nhất là cuối cùng, đem toàn thế giới tất cả mọi người gia nhập tiến vào. Làm toàn thế giới chân chính phủ phục ở nàng dưới chân. Đến lúc đó không tồn tại cái gì quốc cái gì khu vực linh tinh. Đều là nàng cung thiên thu. Người hoặc là địa bàn, đều là. Điên cuồng, cực hạn điên cuồng dã tâm. Cái này ý niệm vừa ra tới, cung thiên thu chính mình đều bị dọa tới rồi. Này cũng quá khoa trương một chút đi. Bất quá nàng hiện tại có cái này thế lực, càng xứng đôi cái này ý tưởng. Kế tiếp, nàng đem tổ kiến cái này thế lực. Các ngươi đều đem là ta tổ kiến thế lực đời thứ nhất nguyên lão. Yên tâm đi, không dùng được bao lâu, chúng ta sẽ là toàn thế giới đệ nhất thế lực lớn cung thiên thu cấp cốt đại sư cùng độc cô tiêu miêu tả chính mình to lớn lam đồ. Cái này làm cho hai người cũng kích động vô cùng. Cốt đại sư không nghĩ tới trọng hoạch tân sinh A. À. Chẳng những có thể hủy diệt trước kia đối thủ, còn có thể đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Độc cô tiêu càng là nhờ họa được phúc. Với hắn mà nói, có thể tồn tại chính là thiên đại ban ân. Không nghĩ tới còn có này mỹ sự. Cung thiên thu cười cười, kia hảo, chúng ta thế lực từ giờ phút này tổ kiến đặt tên vì thiên thu giáo như thế nào. Cung thiên thu đã ở bắt đầu hướng tới. Hảo A, thiên thu vạn đại, nhất thống thế giới, thiên thu giáo tên này hảo. Cốt đại sư liên tục bắt đầu vuốt mông ngựa. Hảo A, thật tốt quá, kia ta chẳng phải là thiên thu giáo thiếu chủ. Ha ha, so với ta ở chấn ma tư còn muốn điên cuồng. Độc cô tiêu cười ra tiếng tới. Kế tiếp, cốt đại sư bắt đầu cấp độc cô tiêu trị liệu đầu gối. Tuy rằng bạo toái, nhưng đối cốt đại sư tới nói không phải việc khó. Cung Thiên Thu cũng quyết ý muốn bồi dưỡng Độc Cô Tiêu. Liền đem chính mình cắn nuốt phương pháp truyền thụ cho hắn. Đương nhiên Cung Thiên Thu gần nhất trong khoảng thời gian này, kỳ thật đối quân quân cửa này công pháp tiến hành quá cải tạo. Càng thích hợp cắn nuốt cũng thích hợp nàng. Nhưng truyền thụ cấp Độc Cô Tiêu, nàng để lại một tay. Có thể làm Độc Cô Tiêu trong khoảng thời gian ngắn để cao đến cực cao trình tự, nhưng hạn mức cao nhất trước sau là thấp hơn chính mình để tránh độc cô tiêu có phản cốt. Thoạt nhìn độc cô tiêu bị hoàn toàn đắn đo, nhưng thân là hai đại dị tộc duy nhất huyết mạch, hơn nữa độc cô thác đám người khuyên lực bồi dưỡng. Vô luận là thực lực, vẫn là đầu óc, độc cô tiêu đều không lầm. Thậm chí nói độc cô tiêu thực đáng sợ. Nàng nhưng không nghĩ có một cái phản cốt tử ở chính mình bên người. Đã sớm chặt chẽ đem khống chế được hắn. Chạy nhanh tu luyện, ta cho ngươi một tháng thời gian một tháng về sau người cần thiết muốn ở Diệp Quân Lâm bọn họ trước mặt lắc lư một vòng. Đây là cung thiên thu cấp độc cô tiêu chế định mục tiêu. Kế tiếp, cung thiên thu đem tán tu cùng với các đại sát thủ tổ chức, hoặc là chấn ma tư những cái đó không thể gặp quang toàn bộ thu vào dưới trướng. Gia nhập đến nàng thiên thu giáo bên trong. Đồng thời nàng cũng ở kế hoạch nhằm vào chấn ma tư cùng vĩnh hằng quốc gia. Bước tiếp theo, nàng muốn tiếp tục cường đại. Này hai đại thế lực cần thiết muốn bắt lấy, cung thiên thu càng coi trọng chính là hai đại thế lực ỷ lại siêu cấp linh mạch. Nếu nàng có thể đem này hai điều siêu cấp linh mạch cắn nuốt rất nói. Như vậy nàng tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục Diệp Quân Lâm thành cặn bã. Diệp Quân Lâm chờ xem, hết thảy sẽ rất thú vị. Cung thiên thu cười cười. Mà mặt khác một bên. Thần thiên giam. Diệp Quân Lâm nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, nhìn phương xa. Nhưng những người khác đều trợn tròn mắt. Này rõ ràng đều phải báo thù thành công, kết quả người không có. Đã tiến trong miệng đều vịt bay đi. Buồn bực, phẫn nộ, lại không thể nề hà. Đây là lý tử nhiễm bọn họ không nghĩ nhìn đến. Ngạnh sinh sinh bị khí tới rồi. Sự tình thế nhưng là như thế này. Vốn dĩ tưởng vui sướng tràn trề báo thù, kết quả đâu? Không thành công. Sớm biết rằng trực tiếp giết là được, mà không phải tưởng tận khả năng phát tiết cảm xúc liền sẽ không có như vậy sự xuất hiện thật là tức chết ta rõ ràng đều phải thành công lại thất bại trong gang tắc. a a a tại sao lại như vậy ta muốn điên rồi mọi người đều sắp tạc khẩu khí này quả nhiên lại hướng cho bọn hắn So trước kia càng muốn buồn bực trăm ngàn lần trước kia là tìm không thấy người khẩu khí này nghẹn nhưng còn hảo hiện giờ là người tìm được rồi nhưng là lại bị liền đi rồi khẩu khí này trực tiếp tạp ở ngực có thể đem người sống sờ sờ tức chết. Tiêu Phong bổn hẳn là cũng là vô cùng phẫn nộ, nhưng vừa mới nhất kiếm thiếu chút nữa muốn hắn mệnh, hắn còn ở vào sợ hãi chung, tạm thời không có thời gian tưởng chuyện khác. Đến nỗi Thanh Long năm người là thê thảm nhất. Chuyện này đối bọn họ đả kích quá lớn. Năm người như cũ đứng ở nơi đó. Vừa động cũng chưa động quá. Đả kích quá lớn, liền tại tâm ma diệt trừ trong nháy mắt, một hơi liền tạp trụ đối bọn họ tạo thành thành tấn tâm lý thương tổn. Tâm ma không những không có diệt trừ. Ngược lại tâm ma lớn hơn nữa, đem mấy người nhất phẫn nộ bất đắc dĩ một mặt cấp câu ra tới. Thậm chí nói lại một cái tâm ma xuất hiện. Này đối bọn họ tâm cảnh ảnh hưởng quá lớn. Phát tiết cảm xúc không hoàn chỉnh, kết quả tạo thành thương tổn lớn hơn nữa. Năm người ánh mắt lỗ trống, ý thức chỗ trống. Trong khoảng thời gian này vừa mới điều chỉnh tốt tâm thái, tại đây một khắc hỏng mất, giống như vỡ đê giống nhau thiếu chút nữa tức chết đều có khả năng đừng nói bọn họ chính là vây xem chấn ma tư mọi người đều phải điên rồi bởi vì huyền minh dị tộc bị diệt lại để lại một cái hạt giống này nhiều làm giận a à. ai gặp được việc này không hỏng mất tương đương cung thiên thu đem mọi người tâm thái đều cấp đánh băng rồi ha 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 có điểm ý tứ a à. nhưng lúc này diệp quân lâm đột nhiên cười cùng những người khác bất đồng hắn thực mau liền minh bạch chuyện gì xảy ra đối phương đây là muốn làm hắn tâm thái A. À. Chẳng những làm cho bọn họ vui sướng tràn trề báo thù, thậm chí trực tiếp đem người mang đi. Lại lấy ra thần kiếp tới ám sát tiêu phong, cố ý vũ nhục chính mình. Không sai, cái này thế lực mục đích đã đạt tới. Nhìn xem thanh long bọn họ bộ dáng sẽ biết, đã đều phải hỏng mất. Chính là này chút nào ảnh hưởng không đến hắn. Chỉ cần đem sự tình đều bản chất nhìn thấu. Như thế nào còn ảnh hưởng ngươi, đối phương làm như vậy chính là làm ngươi khó chịu làm ngươi sinh khí làm ngươi phẫn nộ nhưng ta biết đối phương làm gì ta cố tình thờ ơ báo thù sao khẳng định muốn khiến cho khẩu khí này tạm hoãn một chút không sao cả diệp quân lâm không những không tức giận ngược lại còn cảm thấy sự tình đặc biệt thú vị địch nhân như vậy kia không phải rất thú vị sao bất quá làm hắn đau đầu một chút là cái này địch nhân rất mạnh vừa mới kỳ thật thanh long năm người còn có tiêu phong đều là có điểm nguy hiểm. Cũng hoàn toàn kiềm chế hắn. Ít nhất hắn không trải qua lại đi truy độc cô tiêu. Chỉ có thể làm độc cô tiêu trơ mắt thoát đi. Bất quá địch nhân càng cường đại, việc này liền càng thú vị. Làm hắn lo lắng một chút là đối phương trưởng thành tốc độ cũng quá khủng bố. Thượng một lần, ở chấn ma tháp ngoại tình đến. Diệp quân lâm dám khẳng định, khi đó người này vẫn là đặc biệt sợ hãi chính mình. Cứ việc rất mạnh, nhưng người này minh bạch cùng chính mình vẫn là có thật lớn tranh lệch. Nhưng là lúc này mới qua đi bao lâu thời gian. Thế nhưng trưởng thành đến loại tình trạng này. Chẳng những dám ra tay, còn cấp diệp quân lâm lộ một tay. Đích xác rất mạnh rất mạnh. Mấu chốt người này từ lúc bắt đầu thời điểm, diệp quân lâm liền phát hiện. Chỉ là hắn vội vàng báo thù, không rảnh để ý tới. Hiện tại xem ra, đối phương là cố ý bại lộ vị trí. Không vì cái gì khác, chính là tự tin kiêu ngạo. Đối thực lực của chính mình đã tự tin tới rồi vô pháp vô thiên nông nỗi. Đem hắn cũng chưa để vào mắt. Nhưng điểm mấu chốt ở chỗ người này trong khoảng thời gian ngắn là như thế nào thu hoạch như thế cường đại thực lực. Hết thảy đều có vẻ không khoa học. Ở chấn ma tháp năng lượng chi hạch bị hấp thu, Diệp Quân Lâm cảm giác người này biến cường phương thức, chính là trong khoảng thời gian ngắn hấp thu cũng đủ nhiều năng lượng. Nhưng này cũng quá khủng bố, hơn nữa cũng không như vậy nhiều năng lượng nguyên a à. có thể từ ngày đó đến bây giờ người này tới một cái chất bay vọt kia thuyết minh người này nhất định tìm được rồi một cái khủng bố năng lượng nguyên chính mình kế tiếp cần phải làm là ngăn cản người này trưởng thành đi lên nếu là thật hấp thu cũng đủ năng lượng về sau trời biết sẽ trưởng thành đến tình trạng gì kỳ thật hiện tại đã chậm người này đều có cùng chính mình nhất định bẻ thủ đoạn thực lực người này đều không sợ chính mình hôm nay xem như chính diện ngạnh cương một lần kế tiếp khẳng định sẽ tiếp tục tìm kiếm năng lượng nguyên tới cường đại chính mình vẫn là có cơ hội có thể ngăn cản đối người này hiện giờ thực lực diệp quân lâm đã có cái đại khái dự đánh giá sở yêu cầu năng lượng nguyên cần thiết đến là siêu cấp khủng bố trấn ma tư phía dưới siêu cấp linh mạch thậm chí vĩnh hằng quốc gia năng lượng trung tâm loại này diệp quân lâm đại khái kết luận người này kế tiếp yêu cầu chính là siêu cấp linh mạch tới làm năng lượng nguyên như vậy chính mình muốn hay không trước tiên ngăn cản đâu. Hoặc là nói dứt khoát mặc kệ, khiến cho người này cắn nuốt cũng đủ năng lượng, đạt tới nàng chính mình mạnh nhất trạng thái. Sau đó cùng chính mình một trận chiến, kỳ thật Diệp Quân Lâm vẫn luôn thực tịch mịch, hắn thực lực quá cường. Đối với Trấn Ma Tư vẫn là vĩnh hằng quốc gia, trước sau ở vào một cái nghiền áp trạng thái. Cao thủ tịch mịch A, hiện tại thật vất vả gặp được một cái đối chính mình có uy hiếp tồn tại diệp quân lâm tới hứng thú vậy nếu không làm người này dưỡng lên làm này đạt tới mạnh nhất trạng thái diệp quân lâm bắt đầu suy tư không hảo diệp tiên sinh đã xảy ra chuyện lúc này có người liên hệ hắn thế nhưng là thiên thuấn cục hắc ưng đặc công sao lại thế này diệp quân lâm hỏi nam cực sông băng đã xảy ra chuyện chúng ta người dò xét phát hiện cái kia siêu cấp linh mạch linh khí cơ hồ bị hút sạch sẽ hắc ưng đặc công đem này tin tức truyền cho diệp quân lâm khi bọn hắn biết đến thời điểm vô luận là chiến ưng quốc vẫn là vĩnh hằng quốc gia đều tạc chẳng sợ cái kia siêu cấp linh mạch chỉ là tàn khuyết nhưng bên trong ẩn chứa linh khí như cú khủng bố tuyệt luân vô pháp tưởng tượng như thế nào sẽ đột nhiên biến mất đâu như vậy nhiều năng lượng a à. vô luận là rất mạnh tồn tại hoặc là vĩnh hằng quốc gia siêu cấp máy móc đều không thể toàn bộ hấp thu đi a à hơn nữa căn cứ kiểm tra đo lường số liệu tới xem đại khái dùng nửa giờ tả hữu siêu cấp linh mạch linh khí đã bị hấp thu sạch sẽ bọn họ vô pháp tưởng tượng cũng vô pháp giải thích hắc ưng đặc công biết được này tin tức sau chỉ có thể liên hệ diệp quân lâm ân phải không diệp quân lâm vẫn chưa lộ ra nhiều kinh ngạc khiếp sợ thần sắc ngược lại một bộ quả nhiên như thế bộ dáng quả nhiên cùng hắn đoán trước giống nhau a à? người này trưởng thành lại yêu cầu năng lượng nguyên quả nhiên hấp thu nam cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch sau, mới có gọi nhịp thực lực của chính mình. Dựa theo thời gian tới xem, không sai biệt lắm hoàn toàn đối thượng. Bất quá cũng thật là khủng bố. Còn sót lại như vậy nhiều linh khí toàn bộ hấp thu. Đây là cái gì yêu nghiệt A? À? Rốt của cái gì công pháp A? À? Có thể làm được như thế? Trước mắt hắn đã biết hấp thu năng lượng lợi hại nhất chính là quân quân công pháp. Người này công pháp so với quân quân rõ ràng muốn khủng bố quá nhiều. Nhưng sự tình cũng có hứng thú. Diệp Quân Lâm suy nghĩ người này hấp thu năng lượng, cuối cùng có thể đạt tới cái dạng gì nông nỗi đâu. Có điểm mong đợi, tốt nhất cường đến có thể cùng chính mình một trận chiến, đối chính mình có uy hiếp nông nỗi. Diệp Quân Lâm bắt đầu do dự. Là mặc kệ mặc kệ, làm đối thủ này hoàn toàn trưởng thành lên. Hảo thỏa mãn chính mình chém giết huyết chiến dục vọng. Vẫn là chạy nhanh tìm ra, ở này trưởng thành trước tiêu diệt. Không vẫn là không được chính mình chờ được cũng không sợ đối thủ này trưởng thành lên chính là chính mình bên người người không được a à? nếu chính mình vẫn luôn mặc kệ đi xuống nói như vậy đối bên người đều là có uy hiếp a à? chính mình vạn nhất cố bất quá tới đâu nếu thanh long năm người sự tình lại lần nữa trình diễn như vậy hắn sẽ ái náy chết hắn không hy vọng bên người người ra một chút tình huống a à? không được người này không thể lại trưởng thành đi xuống bằng không đến lúc đó đối ta đối những người khác đều là uy hiếp. Cần thiết mau chóng tìm ra giải quyết sớt. Diệp quân lâm lập tức quyết định chủ ý. Hảo, tạm thời mọi người đều trở về đi, không có việc gì, thù có thể về sau lại báo. Nhân tiện đem cái này sau lưng người cũng cùng nhau bắt được tới giết người. Diệp quân lâm an ủi vài câu, liền phải mang theo đoàn người rời đi. Đúng rồi, này sau lưng có người các người cũng thấy được, kế tiếp sợ là muốn nhằm vào các người chấn ma tư, một khi có tin tức liên hệ ta. Hoặc là liên hệ bắt các người cũng đúng. Diệp quân lâm trước khi đi, lại đối chấn ma tư mọi người dặn dò vài câu. Đại gia sôi nổi gật đầu. Chấn ma tư cũng ý thức được nguy cơ. Huyền minh dị tộc hoàn toàn bị diệt, nhưng lớn hơn nữa tai họa ngầm còn ở. Nếu chấn ma tư tưởng toàn thân mà lui, cần thiết đến dựa diệp quân lâm, đến gắt gao bắt lấy diệp quân lâm đùi. Mới có hy vọng sinh tồn đi xuống. Trở lại đại bản doanh sau, Diệp Quân Lâm bắt đầu an ủi Khai Đạo Thanh Long mấy người. Tiêu Phong cũng về tới chính mình chỗ ở. Hôm nay hắn ở Quỷ Môn Quan đi rồi một chuyến. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hiện giờ hắn nhất tưởng chia sẻ một chút chính mình cảm thụ. Đương nhiên nói hết đối tượng chính là Cung Thiên Thu. Nếu Dĩ Vãng nói, hắn là không dám liên hệ Cung Thiên Thu. Nhưng hiện tại hắn đều thiếu chút nữa đã chết, nói hết một chút cũng không có việc gì. Hắn lập tức liên hệ Cung Thiên Thu nói hôm nay chính mình thiếu chút nữa đã chết tin tức. a à, phải không, vậy ngươi như thế nào không chết? Chỉ là cung thiên thu bên này truyền đến một câu không thể tin tưởng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 75. Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 76. Xét đánh giữa trời quang. Giống như viễn cổ lôi thần giết gào giống nhau đem tiêu phong oanh kích thương tích đầy mình có phải hay không chính mình nghe lầm tiêu phong hoài nghi lỗ tai ra vấn đề bằng không cung thiên thu như thế nào sẽ nói ra lời này đâu thiên thu ngươi vừa rồi nói cái gì ta không nghe rõ tiêu phong lại lần nữa hỏi ta nói vậy ngươi như thế nào không chết đâu lần này cung thiên thu gần từng chữ một nói năng có khí phách giống như tiếng sấm mỗi một chữ đều đặc biệt rõ ràng như là một phát phát đạn pháo oanh kích tiêu phong phốc. Ngữ không kinh người chết không thôi, lời này vừa ra, tiêu phong đều phải hộc máu. Cái gì? Chính mình như thế nào không chết? Liên tục hai lần nói lời này. Kia khẳng định chính là xác định. Chẳng lẽ cung thiên thu hy vọng chính mình đi tìm chết? Nàng tưởng chính mình chết. Tiêu phong cả người trong mắt đều phải bay ra tới. Trăm triệu không nghĩ tới là như thế này. Không thể a à? Vốn tưởng rằng chính mình đem bi thảm trải qua nói cho cung thiên thu, nàng hẳn là đồng cảm như bản thân mình cũng bị quan tâm cùng đau lòng lập tức sẽ dò hỏi hắn cụ thể có hay không bị thương hoặc là đã chịu kinh hách không có sau đó lại an ủi vài câu không có việc gì như thế nào tiêu phong đem chính mình trải qua thảm hề hề nói cho cung thiên thu giống như là tiểu hài tử giống nhau muốn làm núng cầu chiều mến thương tiếc kết quả trăm triệu không nghĩ tới cung thiên thu cứ như vậy tới một câu này quả thực làm hắn tan nát cõi lòng không phải thiên thu không phải là người như vậy a à. Nhất định ở nói giỡn. Nàng khẳng định là như thế này cố ý nói giỡn, sau đó giải trí một chút, tới thả lỏng chính mình căng chặt thần kinh. Nhìn như ở nguyền rủa chính mình đi tìm chết. Trên thực tế là ở nói giỡn, làm chính mình thả lỏng tâm tình. Loại này vui đùa ra tới, hắn quả nhiên tâm tình khá hơn nhiều. Tiêu phong bắt đầu lừa mình dối người, nếm thử thuyết phục chính mình. Nhất định là cái dạng này hắn cảm giác càng ngày càng hiểu biết cung thiên thu ý tưởng. Chính như nàng hiểu biết chính mình giống nhau. Hắn đang chờ cung thiên thu giải thích những lời này hàm nghĩa. Nhưng mà cung thiên thu nhưng không có bất luận cái gì giải thích lời nói, ngược lại giận dữ hết, hiện tại biết chính mình là cái phế vật, chút nào vô dụng chỗ đi. Người còn có mặt mũi cùng ta nói chính mình thiếu chút nữa bị giết chết. Còn yêu cầu an ủi, còn muốn bán thảm làm nũng, người không cảm thấy chính mình quá phế vật sao. Tạc, Tiêu Phong trực tiếp cả người đều tạc, không giải thích không nói, còn trực tiếp mắng chính mình phế vật. Giờ khắc này, Tiêu Phong tâm thái đều phải băng rồi. Vốn dĩ phía trước kia nhất kiếm thiếu chút nữa thứ chết hắn, cả người liền ở vào cao áp chung. Hiện tại bị Cung Thiên Thu như vậy vừa nói, tâm thái hoàn toàn tạc. Đều phải hộc máu bỏ mình. Hắn muốn nói gì, chỉ là Cung Thiên Thu căn bản không cho bất luận cái gì cơ hội. Tiếp tục giận phun hắn ngươi vẫn là cái đại nam nhân sao thiếu chút nữa bị người giết chết ngươi liền nên nghĩ như thế nào báo thù trở về mà không phải giống một cái tiểu hài tử giống nhau nói cho gia trưởng nói cho ta có ích lợi gì có thể cho ngươi báo thù a à. ngươi có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ chẳng lẽ ngươi liền xa cầu ta một cái an ủi đều phát sinh loại sự tình này không nghĩ như thế nào đánh trở về mà là để ý nhi nữ tình trường ngươi là ở triển lãm nhu nhược cho ta xem sao Ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ, loại việc lớn này trước mặt, người thế nhưng tưởng chính là nhi nữ tình trường. Ta cảm thấy ngươi có điểm xứng đáng bị giết, ngươi liền nên đi tìm chết. Cung Thiên Thu từng câu lời nói, phảng phất từng viên cương châm đâm vào Tiêu Phong trong thân thể. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã là vỡ nát, tâm đều ở lấy máu, cả người đều phải chết lặng. Đừng như vậy vũ nhục, hắn khả năng đánh trả, thậm chí cười chi. Nhưng đây là Cung Thiên Thu nói hắn không có khả năng không để bụng. Thậm chí cực kỳ để ý. Cung thiên thu tùy tiện nói mấy câu, đều đủ hắn cân nhắc thật dài thời gian. Tới nghiền ngẫm cung thiên thu dụng ý là cái gì? Suốt cuộc nàng có hay không mặt khác ý tứ? Càng đừng nói hiện giờ trực tiếp mắng to. Này so giết hắn còn khó chịu a à? Hắn yêu nhất người mắng hắn phế vật vô dụng. Đao đao kiến huyết. Muốn đem hắn một chút xé rách giống nhau. Nhất khủng bố chính là cung thiên thu còn không có tính toán dừng lại ta phát hiện người vĩnh viễn phân không rõ sự tình nặng nhẹ nhanh chậm. Vĩnh viễn không có cái nhìn đại cục, ánh mắt quá hẹp hòi, người quá ngây thơ, rõ ràng là đại sự tình, kết quả người thế nào cũng phải tiểu tình tiểu ái. Trước kia cũng là giống nhau. Phàm là người cường đại một chút, sư phụ người yêu cầu đi cứu ngươi Người cũng sẽ không bị nhầm vào. Xét đến cùng chính là người quá phế vật, một chút bản lĩnh không có, làm chuyện gì còn hướng phía trước thấu. Ngươi cho rằng chính mình rất lợi hại đúng không? ngươi có mấy cân mấy lượng chính mình không rõ ràng lắm sao sự tình gì đều phải ra cái nổi bật như vậy người ta là thật chán ghét ngươi ta hận không thể ngươi chết ở nhân ra dưới kiếm cứ như vậy đi lan xa một chút ta nhìn đến ngươi liền phiền cung thiên thu tức giận mắng một hồi sau liền chặt đứt liên hệ tiêu phong xứng sở ở đương trường này ngũ lôi oanh đỉnh a cung thiên thu thế nhưng như vậy nhục mạ hắn chưa cho chính mình vẫn giữ lại làm gì đường sống không giống nhau thiên thu như thế nào thành như vậy nàng thay lòng đổi dạ đây là tiêu phong đệ nhất cảm giác trước kia cung thiên thu vô luận chính mình làm cái gì đều sẽ không như vậy phê bình nàng giống như thật sự thay đổi đau lòng a à? Đây là hắn nhất đau lòng một ngày cảm giác chính mình bị đâm trúng nhất kiếm cũng chưa như vậy thống khổ quá thế nhưng là như thế này hắn không nghĩ tới được đến cảm tình an ủi ngược lại bị xúc phạm tới đây là hắn vô luận như thế nào đều không thể tiếp thu không đúng thiên thu không phải như thế nàng là chính mình nữ nhân chính mình lại không có làm ra thực xin lỗi chuyện của nàng nàng như thế nào sẽ bỏ được chính mình đi tìm chết đâu khẳng định không phải nguyên nhân này nàng hẳn là đối chính mình vô năng mà sinh khí cung thiên thu đối chính mình hoàn toàn thất vọng rồi hắn biểu hiện thật sự kém thật sự ấu trĩ sao hắn phía trước cảm thấy thực lực của chính mình không lầm. Nhưng hiện tại bị cung thiên thu như vậy vừa nói, cảm giác chính mình giống như thật là phế vật một cái. Thực lực không kém sao? Kỳ thật đối đỉnh cấp cao thủ tới nói, siêu cấp kém. Bằng không hắn cũng sẽ không bị nhầm vào. Thiếu chút nữa đã chết. Đến bây giờ mới thôi, hắn còn giúp không thượng sư phụ một chút vội. Cấp thanh long năm người báo thù, cũng là hoàn toàn không có khả năng. Hôm nay báo thù, hoàn toàn là cáo mượn oai hùng. Dựa vào sư phụ, hắn mới hoành hành không cố kỵ. Nếu không có sư phụ, hắn chính là cái tiểu nhân vật A. À. Không bất luận cái gì bản lĩnh không nói, thật đúng là thực ấu trĩ. Phỏng chừng ở người khác xem ra, chính mình thực kiêu ngạo, thực não tàn đi. Cung thiên thu hết thảy nói đều đúng vậy. Thực lực của chính mình căn bản không được, còn không nỗ lực tu luyện, cả ngày nghĩ tình A à ái. Đặc biệt ở phát sinh chuyện lớn như vậy sau, chuyện thứ nhất không phải nghĩ như thế nào tăng lên thực lực như thế nào báo thù trở về mà là cùng nàng cầu an ủi tới biểu hiện chính mình yếu ớt chính mình ngẫm lại mặt đều ném hết nguyên lai thiên thu không phải mắng ta là đối ta thất vọng a à. làm chính mình nữ nhân nàng khẳng định hy vọng chính mình trưởng thành lên vô luận là thực lực vẫn là tâm tính chỉ là chính mình cái gì cũng chưa làm được thậm chí này hành vi có điểm thực mất mặt chính mình như thế nào ngu như vậy đâu. Mỗi lần vừa đến đại sự tình cứ như vậy, thượng một lần thiếu chút nữa đều phải đem cung thiên thu hại chết. Hiện tại lại đã quên lần trước sự, làm ra như vậy ấu trĩ sự tới. Chính mình thật không phải nam nhân. Thật nam nhân đều sợ loại chuyện này mất mặt, ngượng ngùng nói ra. Mà lại yên lặng tu luyện, nhanh chóng cường đại lên, làm loại chuyện này không thể phát sinh. Chính mình như vậy biểu hiện nhu nhược, như thế nào có thể cho Cung Thiên Thu cảm giác an toàn? Cung Thiên Thu khẳng định hy vọng chính mình nam nhân đỉnh thiên lập địa, vô địch thiên hạ. Chính mình bộ dáng này, như thế nào xứng đôi? Chính mình cẩn thận ngẫm lại, đều cảm thấy sắc mặt đỏ bừng. Càng đừng nói Cung Thiên Thu, Thiên Thu lần này như thế mắng to, nhất định đối chính mình thương tâm thấu đi. Tiêu Phong nhịn không được xoa xoa mồ hôi lạnh. Ở hắn lý giải, chính là Cung Thiên Thu muốn cho hắn thành tài nhưng hận sắt không thành thép mà thôi. nhưng thực tế thượng cung thiên thu là thật mắng. tiêu phong ở nàng xem ra chính là lạn thấu triệt. càng xem càng chán ghét. liền cùng hầm cầu loài bò sát giống nhau. vừa nhớ tới liền cảm thấy bàng xú vô cùng. mấu chốt cứ như vậy, thế nhưng còn có mặt mũi tới tìm nàng cầu an ủi. không thể tưởng được người này trong đầu trang chính là cướp đái sao? phục, thật là phục. lúc ấy liền nên nhất kiếm thứ chết này phế vật tính cấp mặt không biết xấu hổ, thật cảm thấy có thể khi ta nam nhân, quá buồn cười, một đại nam nhân biểu hiện nhu nhược, cầu ta an ủi. Ta phục, Diệp Quân Lâm như thế nào sẽ có như vậy đồ đệ, bại hoại sư môn. Cung Thiên Thu nổi trận lôi đình, đem Tiêu Phong mắng lại mắng. Cốt đại sư cười cười, này trùng hợp thuyết minh giáo chủ ngài đem tiểu tử này ăn gắt gao. Chẳng sợ linh hồn đều cho ngươi. Cung Thiên Thu rốt cuộc trên mặt giãn ra một chút. Nhưng thì tính sao? Hắn hiện tại không có chút nào giá trị a, à, nếu là ta đem Diệp Quân Lâm khống chế thành như vậy nên thật tốt." Cung Thiên Thu cười nói. Cốt đại sư vẻ mặt không thể tin tưởng, kia nhưng quá có tính khiêu chiến, ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngài nếu có thể khống chế Diệp Quân Lâm, dưới bầu trời này liền không có người không thể khống chế người." Cung Thiên Thu lắc đầu, đáng tiếc Diệp Quân Lâm không phải tiêu phong này phế vật. Hơn nữa, Diệp Quân Lâm nếu là dễ dàng như vậy khống chế, ta ngược lại không bất luận cái gì hứng thú. Điều này cũng đúng. Cốt đại sư nghĩ đến cái gì? Đúng rồi, nếu giáo chủ ngài như vậy chán ghét tiêu phong, nếu không phải trực tiếp giết hắn. Độc cô tiêu cũng nói, đúng vậy, phàm là sư phụ ngài xem không vừa mắt, đều phải chết. Cần thiết chu sát chín tộc. Cung thiên thu xua xua tay, lộ ra một mặt có khác thâm ý tươi cười, kia nhưng thật ra không cần. Ta còn muốn lưu trữ hắn, châm ngòi hắn cùng diệp quân lâm chi gian quan hệ. Nếu hắn tranh điểm khí, ngầm thứ diệp quân lâm một đao vậy càng tốt đây cũng là tiêu phong ở cung thiên thu nơi này cuối cùng giá trị. Chính là châm ngòi ly rán, làm ra một hồi trò hay tới. Đến lúc đó đem tiêu phong đắp nặn thành một cái đại tội nhân, bị mọi người phỉ nhổ. Huynh đệ phản bội, sư phụ đoạn tuyệt quan hệ, gia đình rách nát. Trên thế giới này hắn không hề sinh tồn nơi. Bất luận kẻ nào đều vứt bỏ hắn. Làm hắn thời thời khắc khắc sống ở ái náy bên trong. So qua phố lão thử còn muốn thảm đại khái suất cuối cùng kết cục chính là chính mình chịu đựng không được sau đó tự sát muốn nhiều thảm liền có bao nhiêu thảm càng có rất nhiều tinh thần thượng tra tấn như vậy cung thiên thu mục đích liền đạt tới tiêu phong như thế nào đều sẽ không nghĩ đến chính mình kết cục sớm bị cung thiên thu cấp an bài hảo vẫn là như vậy thê thảm kết cục hắn đem bị cung thiên thu áp bước đến ra cuối cùng giá trị tới kế tiếp ta còn muốn nghĩ cách biến cường cắn nuốt ta vẫn luôn tại tiến hành chung chưa bao giờ dừng lại. Nhưng giống nhau linh khí hoặc là năng lượng nguyên, đối ta tác dụng không lớn. Nhất có thể làm ta thoát thai hoán cốt chính là chấn ma tư cùng vĩnh hằng quốc gia lại lấy sinh tồn hai điều siêu cấp linh mạch. Ta muốn cắn nuốt xong này hai điều siêu cấp linh mạch, liền ta chính mình cũng không biết sẽ đạt tới cái dạng gì cảnh giới. Dù sao phỏng trừng phiên tay gian nháy mất hạ gục diệp quân lâm. Cung thiên thu chính mình đều không thể tưởng tượng. Cốt đại sư thúc dục nói, vậy chạy nhanh đi đem này hai điều siêu cấp linh mạch cắn nuốt a à. giáo chủ ngài còn đang đợi cái gì sư phụ mau đi a à. cung thiên thu lắc đầu không được nếu hiện tại đi cắn nuốt này hai điều siêu cấp linh mạch diệp quân lâm đã sớm đang đợi ta xuất hiện cốt đại sư cùng với độc cô tiêu đám người đầy mặt kinh ngạc a à, không thể nào diệp quân lâm sao có thể biết liền chúng ta đều là vừa rồi biết đến cốt đại sư bọn họ rõ ràng không tin Cung Thiên Thu cười cười, các người không hiểu biết Diệp Quân Lâm. Ta đâu, từ chấn mà từ cùng ngoại giới liên hệ sau, ta vẫn luôn ở nghiên cứu Diệp Quân Lâm. Ta so bất luận kẻ nào đều hiểu biết hắn. Từ chấn ma tháp lần đó, hắn liền biết ta là trưởng thành hình. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ tăng lên thực lực. Hơn nữa hắn từ lúc bắt đầu liền tỏa định ta ở Tây Các Nội, nhưng nhìn chung Tây Các tất cả mọi người không phải cường giả A. À. Này liền thuyết minh là trưởng thành hình. Tiếp theo, ta đem nam cực sông băng hạ siêu cấp linh mạch cắn nuốt sự tình, sớm muộn gì đều sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Nói không chừng hắn hiện tại sẽ biết. Cuối cùng là ta phía trước cùng hắn giao thủ, hắn khẳng định có thể phán đoán ra tới ta hiện tại trưởng thành đến đáng sợ nông nỗi, cũng biết ta có thể trong khoảng thời gian ngắn hấp thu khủng bố năng lượng. Hắn liền lập tức minh bạch ta ở đánh hai điều siêu cấp linh mạch chủ ý. Cung thiên thu tổng hợp các loại nhân tố phân tích sau, liên kết luận Diệp Quân Lâm hiện tại đã biết nàng kế tiếp muốn đánh này hai điều siêu cấp linh mạch chủ ý. Diệp Quân Lâm nhất định sẽ chờ. Không sai. Cung Thiên Thu đoán trước tới rồi. Diệp Quân Lâm đích xác đang nhìn này hai điều siêu cấp linh mạch. Chỉ là Cung Thiên Thu cười cười, đáng tiếc a, à, ta tạm thời cũng không tưởng chắc.